này, Mã Cát cũng trở lại, cô đến kiểm tra cái hộp nhỏ để ở đầu giường, rồi nhướng mày lên chất vấn như một bà chủ nhà khó tính, "Uống rồi chứ?" Trương Lập gật gật đầu, cảm giác ấy thực sự rất khó quên. Mã Cát lại nhìn sang phía Nhạc Dương, Nhạc Dương vội vàng cam đoan, "Uống rồi, uống hết cả rồi." Mã Cát giờ mới nhếnh miệng cười tươi tắn, cúi người nhẹ nhàng nói với Trương Lập, "Anh Lập, bệnh của anh sẽ mau chóng khỏi thôi." Nói xong, liền đặt lên trán Trương Lập một nụ hôn thật sâu. Biến chuyển ấy thật quá đối bất ngờ, cả Trương Lập cũng không thể ngờ đến, Nhạc Dương lại càng chỉ biết lẳng lặng rút lui, trong lòng thầm than không ổn, nghe nói bản giáo có một loại tình cổ, sau khi nuốt vào, đàn ông có muốn hối hận cũng không được nữa, giống như bị bà xã nắm hết quyền lực kinh tế vậy. Cái thứ mã cắt cho Trương Lập uống, lẽ nào chính là thứ đó? Ba người bọn chắc một cường ba, ba tang, đội trưởng Hồ Dương mồ hôi vã ra như tắm, từng khối gỗ tròn to tướng bị bổ thành những thanh củi đều đặn rộng bằng chừng ba ngón tay chập lại thấy nhạc dương hộp tốc chạy đến, đội trưởng Hồ Dương liền hỏi, gì thế? Nhạc dương lắc đầu nói, anh ta chúng độc nặng quá rồi, không thuyết phục nổi. Trác Mộc Cường ba thở dài, thực ra, những chuyện này vốn không phải chúng ta nói mà được, cũng không phải việc chúng ta có thể can dự vào. Nhạc dương lại nói, Cường ba thiếu ra, Trương Lập có nhắc đến một chuyện mà chúng ta hơi sơ suất. Hả? Nhạc dương liền nhắc lại điều Trương Lập lo lắng. Trên bản đồ có nhiều thôn làng như vậy, chẳng lẽ bọn chúng lại đổ sát hết toàn bộ cư dân ở Sanrila này hay sao? và lại trang bị của chúng ta cũng có hạn, không thể nào đến nơi nào là liền tăng cường phòng ngự cho nơi ấy được. chúng ta chỉ là những người qua đường, lẽ nào lại gượng ép thay đổi trật tự và kết cấu vốn có của nơi đây? đội trưởng Hồ Dương phân tích. Nhạc Dương nói, nhưng mà đây dù sao cũng là thôn làng đầu tiên có người mà chúng ta gặp phải, nếu bọn Muskin ở trong rừng bị ức chế, muốn phát tiết một phen. Vậy thì ngôi làng này chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng. Hơn nữa, Địch Ô đại nhân ở đây đã chỉ cho Cường Ba thiếu ra con đường hy vọng chữa trị được cổ độc trong người, lại còn là làng của Mã Cát, việc này có đặt bẫy hay không, chủ yếu phải xem Trương Lập thế nào. Về những việc này thì Ba Tang cũng rất có quyền phát ngôn, tuy rằng anh ta không nói nhiều, chỉ điểm đến là dừng. Trác Mộc Cường Ba nói, đúng thế, không biết Trương Lập còn cần bao nhiêu ngày nữa mới có thể hồi phục. Mà bọn Merkin ở phía sau đuổi rất rát, dù vì mình hay vì ai, cũng cần phải tăng cường phòng ngự cho ngôi làng. Ba Tăng nói, ở bên ngoài cần đặt thêm mấy cạm bẫy nữa. Giờ Trương Lập vẫn chưa thể dậy được, bảo lữ cánh nam đi, bẫy dập phải sắp đặt cho kín đáo một chút. Nhạc Dương lại hỏi, vậy, có cần phải báo cho dân làng không nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, có chứ, vì sự an toàn của họ, đương nhiên phải báo cho họ biết rồi. Ba Tăng cũng nói, tốt nhất là bảo với họ đám người ấy là lũ ác ma giết người không chấp mắt. Trên gương mặt anh ta hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Sau hôm đó, bệnh tình Trương Lập cũng dần thuyên giảm, chẳng những vậy, không hiểu có phải bị chúng ta hay không mà anh chàng đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học tiếng tạng cổ, trình độ tăng tiến một cách rõ rệt, giỏi hơn hồi huấn luyện đặc biệt ở căn cứ bí mật nhiều. Cũng trong thời gian này, vẫn có dân làng đến xin khám bệnh, đường mẫn và lữ cánh nam đều dốc hết sức cứu chữa cho những nạn nhân của cổ độc và người bệnh khác, Mã Cát thì chạy đi chạy lại giữa hang động và phòng bệnh của Trương Lập. Có một điều khiến ai nấy đều hân hoan, đó là bà Đan Châu sau khi dùng thuốc, không ngờ đã dần dần có dấu hiệu thuyên giảm. Cả địch ô an cát mẫu cũng không thể ngờ lại có người giải được vạn xà thực tâm cổ, giờ đã nhìn mẫn mẫn và lữ cánh nam với ánh mắt hoàn toàn khác trước. Nhiệt độ của Trương Lập luôn được khống chế ở mức độ sốt nhẹ, có điều vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lúc mệt lúc không, người đông tụ tập thì bệnh tình của anh lại xấu đi, lúc nào chỉ có anh và mã cắt thì bệnh lại thuyên giảm nhiều những lúc chỉ có một mình anh sẽ nắm tay mã cắt kể cho cô nghe những chuyện ở bên ngoài anh kéo cô lại phía mình mỗi lúc một gần đến nỗi về sau thành ra mã cắt hai tay chống cằm đè hẳn lên người trương lập mà nghe anh kể về thế giới ở ngoài kia còn nguyên do tại sao bỗng dưng trở nên táo gan như vậy thì chính bản thân trương lập cũng không nói ra được chỉ biết quy kết đó thành phản xạ có điều kiện của cơ thể hoặc cũng có thể tại mã cắt chưa bao giờ phản kháng nên đã khiến lá gan của Trương Lập to ra cũng nên. Nhìn đôi mắt biết nói ấy của cô, hoặc những lúc được mã cát giờ chán, nghe nhịp tim, Trương Lập hạnh phúc lắm. Chỉ những lúc nào có người ở bên cạnh, hai người mới tách nhau ra. Bên ngoài vốn đầy màu sắc và hấp dẫn, diễn tiến hơn một nghìn năm đã tạo nên một thế giới văn minh hoàn toàn khác với vùng đất bị phong bế kín mít này. Trương Lập không cần phải thêm mắm dặm muối một chút nào, thế giới ấy cũng đủ khiến mã cát đắm đuối mê say rồi. Đặc biệt là khi nghe Trương Lập kể về thành phố Thượng Hải, đôi mắt mã cát chấp chấp, sáng bừng lên, luôn miệng trầm trồ kinh ngạc, thế gian này lại có nơi như thế sao? Có tòa thành đẹp như vậy thật ư? Trời ơi, ước gì em được tận mắt trông thấy nơi đó. Những người ở đó, chắc chắn là phải hạnh phúc lắm đấy nhỉ? Trương Lập không khỏi nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng thầm nhủ, nếu để mã cát biết, Niềm khao khát của những người sống ở thế giới bên ngoài kia đối với Sanrila cũng chẳng kém gì sự ngưỡng mộ của cô dành cho Thượng Hải, thật không biết cô sẽ nghĩ thế nào nữa. Thế nhưng, sau khi Trương Lập kể chuyện anh cùng bọn cường ba thiếu ra cùng vượt bao gian khổ tìm đến nơi đây, ánh mắt của cô thiếu nữ ấy liền từ ngưỡng mộ chuyển sang sùng bái tuyệt đối. Bấy giờ cô mới biết, thì ra những người này đã vượt qua biết bao khó khăn khổ nạn, thì ra người đàn ông trước mắt cô đây lại anh dũng vô địch đến thế. Ánh mắt ấy 100% là ánh mắt của gia nhân nhìn bậc anh hùng của lòng mình. Trương Lập nhất thời kích động, lại không kìm được ôm lấy Mã Cát hôn đắm đuối. Sự thực là trong vụ tai nạn bất ngờ lần đó, Mã Cát cũng không thể nào kháng cự lại cảm giác kích thích hoàn toàn mới mẹ ấy. Nàng sơn nữ trẻ tuổi đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, nhiệt tình đáp trả. Lại thêm hai ngày nữa, cuối cùng Trương Lập cũng có thể ra khỏi giường đi lại, sơi một bát canh thịt to tướng, rồi lại thêm một ít bánh nữa địch ô an cắt mẫu kiến nghị anh nên ra ngoài vận động cho giãn vân cốt hít thở không khí trong lành lữ cánh nam và mẫn mẫn cũng đều có ý này nhưng khi trông thấy mã cắt diều trương lập đi ra cùng ánh mắt quan thiết mà âu yếm của cô gái dành cho anh lữ cánh nam không khỏi trao mày khe khẽ thở dài một tiếng hôm sau nhạc dương chuyển lời đến giáo quan bảo anh đã hoàn toàn bình phục rồi ngày mai chúng ta sẽ xuất phát cô ấy kêu tôi hỏi xem anh tính thế nào ngày ngày mai đã đi rồi à Mấy ngày này, Trương Lập cảm giác như thể mình đang sống trên thiên đường, trận ốm này không ngờ lại kết thúc nhanh thế, thật là khiến người ta thất vọng. Đồng thời, anh cũng hiểu rõ, dù thế nào Mã Cát cũng không thể cùng họ lên đường được, chưa nói đến chuyện dọc đường nguy cơ rình rập khắp 4 bề tám hướng, dẫu là dọc đường mọi sự đều thuận lợi thì cô bé cũng không thể chịu nổi với tốc độ hành quân thần tốc của bọn họ được. Nhạc Dương thấy Trương Lập ngần ngừ, lại bổ sung thêm, Cường Ba thiếu gia cũng nói rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi, nhưng anh có thể lựa chọn trương lập cười khổ đương nhiên anh không quên mục đích mình đến nơi này chỉ là không biết phải từ biệt với mã cắt như thế nào mà thôi mấy ngày này tuy rằng hai người chưa có hành động gì thân mật hơn nhưng anh đã được nếm trải cảm giác ngọt ngào phát xuất từ đáy lòng một ánh mắt một thoáng lướt qua một tiếng gọi cũng đều khiến toàn thân anh thấy ấm áp vô ngần trương lập giờ đã cảm nhận được ý nghĩa thực sự của hai chữ ái tình rồi tôi biết rồi trương lập là người thế nào nhạc dương hiểu rõ nhất anh vỗ vỗ lên vai trương lập nhìn bạn với ánh mắt thông cảm pha lẫn tiếc nuối, ý như muốn bảo, tôi đã nói trước, bảo anh đừng để lún sâu quá rồi mà. Chiều hôm ấy, Trương Lập cẩn thận kiểm tra hết một loạt các cạm bẫy bên ngoài làng, để tránh dân làng không may dẫm phải bẫy, họ chỉ bổ sung thêm một số sản phẩm khoa học kỹ thuật cao vào những chỗ cạm bẫy ban đầu. Trương Lập chỉ lẳng lặng cắm đầu làm, không nói một lời nào, Mã Cát cũng cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra, cô nghi hoặc nhìn Trương Lập chăm chú kiểm tra từng chốt bẫy một. Cuối cùng, sau khi chắc chắn tất cả các bẫy dập đều hoạt động bình thường, anh mới đứng lên, thở dài một tiếng, quay lưng về phía Mã Cát nói, "Ngày mai bọn anh phải đi rồi, Mã Cát." Nói xong câu ấy, Trương Lập cảm thấy sau lưng mình chìm vào tĩnh lặng, dường như đã trầm mặc suốt cả một thế kỷ dài. Sau đó, anh cảm nhận được một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau vòng qua, ôm chặt lấy hông mình. Mã Cát áp mặt vào lưng Trương Lập, thủ thỉ, "Anh Lập, em muốn bay thêm một lần nữa." "Đêm nay?" "Được." Đêm nay, anh sẽ đưa em bay. Trương Lập không biết làm sao mà mình thốt lên mấy chữ ấy được, chỉ có cảm giác sau khi nói ra, trái tim cũng như bị móc khỏi lồng ngực. Cái này, tặng cho anh đấy. Mã Cát lấy ra một đóa hoa nhỏ màu hồng, nhẹ nhàng gài lên ngực Trương Lập. Trương Lập không hiểu gì, lại hồ đồ tháo đóa hoa xuống, "Cái này, cài trên tóc Mã Cát thì mới đẹp chứ." Gài đóa hoa đó xong, Mã Cát tựa như chú thỏ trắng kinh hãi, ngượng ngùng đỏ bừng mặt chạy đi, được một đoạn mới quay đầu lại, thẹn thùng nói: nhớ đấy nhé. Tối nay đến tìm em, nụ cười ấy tựa như nụ hoa xuân chờ hé nở, giọng nói ấy thực chẳng khác nào tiếng chuông bạc ngân lên trong gió. Hẹn hò xong xuôi, Trương Lập nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy buổi tối không có ánh sáng gì hơi nguy hiểm, bèn lấy lý do đó đề nghị với Mã Cát xem có thể chuyển sang buổi chiều hay không. Nhưng Mã Cát không chịu, kiên quyết một mực đòi bay buổi tối, lại còn nói, chỉ cần kiên trì khấn nguyện, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Màn đêm sớm đã buông xuống Sandrila, bốn bề chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu dì giả, duy chỉ còn những thành viên đoàn thám hiểm sớm mai phải rời khỏi ngôi làng này là không sao ngủ được. Đến thời gian ước hẹn, Trương Lập nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng mã cát, cô Sơn nữ ấy liền lao bổ vào lòng anh như chú chim nhỏ về rừng. Trương Lập vươn tay ra, để mã cát ngồi lên cánh tay mình, đầu dựa vào vai. Trương Lập cứ bế mã cát như thế, cẩn thận bước ra bên ngoài. Dân làng đều đã tắt đèn đi ngủ, trên đường vắng tanh không một bóng người, Trương Lập đeo kính hồng ngoại nhìn đêm vào, một tay ôm Mã Cát, đi từ phía bên này sang phía bên kia thôn làng. Lúc này, ngoài tiếng bước chân của chính anh, thì xung quanh chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ mà hơi gấp gáp của Mã Cát mà thôi. Đây là thế giới riêng của bọn họ, không có bất cứ phiền nhiễu nào quấy rối, hai người có thể gần nhau bao nhiêu cũng được. Gió sao mà nhẹ nhàng êm ái, chẳng cần lời nói mà trực tiếp đọc luôn nội tâm của người kia. Trương Lập cảm giác như thể mình đang ôm cả một thế giới trong lòng, tất thảy đều thật đắm say mà cũng thật chân thực. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Lập thật sự hy vọng có một ngày có thể ôm Mã Cát trong lòng mà đi mãi, đi mãi. Nếu thật có một ngày như thế. Mã Cát dựa vào vai Trương Lập, trong bóng tối, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Và sự thực là cô cũng không cần nhìn thấy gì cả, ngay từ đầu cô đã nhắm chặt mắt lại, cô chỉ cần cảm nhận, dùng thân thể mình cảm nhận một sự tồn tại khác, thật chân thực. Gương mặt nhỏ nhắn của cô khẽ cọ vào má tình nhân, nơi lồng ngực cô có một nhịp tim mạnh mẽ, vững chắc truyền đến. Cô có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của người đàn ông ấy. Không cần lời nói, tất cả sự tĩnh lặng ấy đều thật diễm lệ, thật rung động lòng người. "Chuẩn bị xong chưa? Bay lên nhé." Giọng nói ấy đã trở thành vị thần bảo hộ trong giấc mơ ngọt ngào của Mã Cát, tựa như cơn gió xuân phất qua hàng liễu, mỗi âm thanh phát ra đều khiến trái tim cô cơ hồ lạc nhịp. "Ưm." Ừ, Mã Cát đáp một tiếng, rồi ôm càng chặt hơn. Lùi lấy đà, tăng tốc, nhảy lên, đu vút đi. Gió ập tới, hai thân thể rời khỏi mặt đất. Cảm giác bay lượn này sẽ là những hồi ức đáng trân trọng nhất trong đời Mã Cát, cho dù bay đến đâu, cho dù màn đêm có tăm tối nhường nào chăng nữa, cô chỉ muốn ôm chặt lấy hạnh phúc ngắn ngủi ấy, bay mãi, bay mãi. Phía đông làng công nhã lạp, đại ca Tây Mế, khoảng 5 cây số về phía trước, có vật thể đang di chuyển với tốc độ cao. Mác lớn tiếng kêu toáng lên, cái gì mà làm ầm lên thế, sợ cái gì, đợi khi nào chúng cách ta hai cây số rồi hãy nói. Tây Mễ ở cạnh đó hạ lệnh. Vâng, vâng, mắc gật đầu lia lịa. a, à, lại có hai cái. Tây Mễ vừa trừng mắt lên, giọng mắc lập tức nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hừ, Tây Mễ hờ hững liếc mắt qua màn hình hiển thị, vết sẹo trên mặt bóng giật giật lên một cái. Sao, sao vậy, vừa thấy Tây Mễ tỏ ra nghiêm túc, mắc tức thì trở nên vô cùng căng thẳng. Mày nhìn ba điểm sáng này xem, Tây Mễ chỉ màn hình nói. Hai điểm phía sau đang đuổi theo điểm thứ nhất, tốc độ di chuyển không hề chậm, hơn nữa gần như là đi theo đường thẳng, đây hình như không phải hành vi của dã thú. Là, là người sao? Mắc càng căng thẳng hơn. "Dậy đi, tây mế lay lay mấy cái túi ngủ treo lủng lẳng phía dưới, đánh thức cả bọn dậy, rồi tuyên bố, Mắc, mày dẫn theo Mai, Dick, Brian, Steven và cả Ivan nữa, theo tao đi xem thế nào. Những người khác ở lại đây canh giữ, đừng có thằng nào ngủ đấy nhé." "Lôi ba, tỉnh táo lên đi, thay tao để ý các anh em." lôi ba gật đầu tây mễ liền dẫn theo mắt nhảy xuống gốc cây vươn tay ra rồi lại giật dây về trương lập ôm mã cát lao đi vun vút trong rừng không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào anh chỉ sợ chỉ sợ khu rừng này không đủ lớn phía xa bỗng vang lên tiếng gầm của dã thú trương lập đang do dự xem có nên đổi hướng không bỗng nghe mã cát nói cường ba đấy tiếng của cường ba đấy nhất định là nó thấy chúng ta rồi mình qua chỗ nó được không anh lập tiếng nước ì ọp lớn dần sau khi lướt qua cây đại thụ lớn cuối cùng chắn trước mặt, Trương Lập nhận ra họ đã trở lại, trở lại nơi lần đầu hai người gặp gỡ. Mặt nước hồ đang khẽ lăn tăn trong màn đêm, cơn gió dồn nước thành từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bên bờ. Chúng ta đến rồi, Trương Lập đứng trên giải đất cao vây quanh hồ, khẽ rủ gì nói vào tai mã cát, nhưng anh vẫn chưa có vẻ gì là muốn buông tay. Vâng, trái tim mã cát giờ vẫn đang phiêu lãng theo gió, cô chậm chậm mở mắt, cũng chẳng hề có vẻ gì là muốn xuống khỏi tay Trương Lập cả hai người cứ đứng thế, nghe tiếng nước, cảm nhận cơn gió nhẹ phất qua, không ai lên tiếng nói gì. Trương lập lặng lẽ nhìn con vật khổng lồ từ giữa hồ đứng lên, bước về phía bờ, lắc lư hất nước trên người xuống, rồi ục ảo à ục ịch đi về phía họ, má cắt thì bóng phát hiện ra bóng tối xung quanh giường như dần lùi đi, vách đá, rừng cây, bụi cỏ, dần trở nên rõ nét, cô nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy gương mặt mới quen chưa lâu mà đã thân thuộc ấy đang hiện lên rõ mồn một, những đường nét góc cạnh rõ ràng phủ một lớp ánh sáng bàng bạc. Mã Cát chợt ngẩng đầu, đôi mắt lập tức sáng bừng lên, anh lập, nhìn xem, trăng kìa. Trương Lập cởi bỏ kính nhìn đêm, chỉ thấy ánh trăng màu bạc chảy lan khắp mặt đất như thủy ngân, phủ kín cả một vùng núi đổi rừng rậm, đổ tràn vào hồ nước, mặt hồ gợn lên từng vụn bạc li ti, nơi bờ hồ phía trước bọn họ là một khoảng lớn toàn một loài cỏ không rõ tên, cao chừng ngang người, đầu ngọn cỏ mềm như bông, đung đưa phất phơ theo gió, tựa như một vùng đầm lau sậy vậy. Cả khu rừng xung quanh nhuốm lên một lớp màu ngân bạch, mây mù dày đặc u ám không biết đã tan đi từ lúc nào, trên đỉnh đầu là một giải lụa đẹp tuyệt trần điểm suyết muôn sao lấp lánh. Trăng sáng trên cao, ánh sao lưu truyền, kỳ tích, thực sự đã xảy ra rồi. Lúc đó, con thần lần cổ dài tên cường ba kia đã đến bên cạnh họ, đưa cái đầu to tướng lại gần. Mã cắt giơ tay sờ sờ lên đầu mũi nó, con vật tỏ vẻ thích thú, gật gù nhắm mắt lại, chừng như khoái chí lắm. Mã cắt đảo mắt một vòng, rồi nói với Trương Lập, anh Lập, chúng ta lên lưng cường ba đi. Hả, Trương Lập ngẩng đầu nhìn con vật to bự trước mặt, tuy rằng con thằn lằn cổ dài này thể hình vĩ đại, lưng còn rộng hơn lưng voi, ngồi hai người cũng không thành vấn đề gì, thế nhưng... Anh nói, nó không hất văng bọn mình xuống đấy chứ. Mã Cát bật cười khúc khích, nói, không đâu, Cường Ba biết nghe lời lắm, nó sẽ ngoan mà. Phải không, Cường Ba, nói đoạn, tay cô liền vuốt vào chỗ đầu mũi Cường Ba, từ trên xuống dưới. Cường Ba quả nhiên phục hẳn người xuống, chân trước trói ra như cái thang mã cắt vén váy lên, nhún nhảy hai ba bước đã leo lên lưng con thần lằn khổng lồ, ngồi vững vàng trên đó. Xin lỗi nhé, cường ba thiếu ra, trương lập nhủ thầm trong bụng, rồi cũng leo lên ngồi. Sau khi cả hai người đều đã ngồi vững trên lưng nó, cường ba mới chậm chậm ngẩng đầu lên, giống như thể đang ngồi trên vòng đu quay ngắm cảnh. Họ dần dần được đưa lên cao, tầm nhìn cũng dần trở nên thoáng hơn. Rừng cây dưới chân họ trở nên nhỏ dần, mã cắt khẽ vỗ vỗ lên đầu cường ba, con vật liền cõng hai người họ chậm chậm đi về giữa hồ. Ánh sao lấp lánh, mặt hồ lóa ánh trăng, lũ tinh linh đang nhảy múa trong rừng, ai đang chơi đàn thụ cầm, ai đang huyết sáo theo tiếng nhạc. Một thế giới như trong cổ tích xuất hiện trước mắt hai người, như thật mà cũng như mơ. Cường ba vừa rời khỏi giải đất cao quê xung quanh hồ nước, tức thì liền có hai bóng người chiếm luôn vị trí từ trên cao nhìn xuống đó, hóa ra chẳng phải ai khác mà chính là Nhạc Dương và Ba Tang. Hai người cũng đeo kính nhìn đêm, vũ trang chỉnh tề từ đầu đến chân. Cường ba đã ngâm nửa người xuống nước, chỉ để lộ sống lưng và cái đầu đang nghiền cao, hai người ngồi trên tấm lưng rộng rãi của nó, chân có thể đung đưa đá nước, ngửa mặt lên là có thể ngắm nhìn trang sao trên trời. Anh Lập, xem kìa, ngôi sao ấy sáng quá. Ừ, đó là sao bắt đầu. Trương Lập nhìn theo hướng ngón tay mã Cát chỉ, nói, anh nhớ bên cạnh đó hình như là tròm sao tiên nữ, sao nhìn thấy được chính là tạo phụ tinh một. À, phải rồi, Em có biết không, nó cách chúng ta đến 1.300 năm ánh sáng cơ. Có nghĩa là, ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy bây giờ, thực ra đã được nó phát ra từ 1.300 năm trước cơ, đó cũng là lúc bộ tộc của em tiến vào thánh vực này đấy. Ưm, ừ, tuy không hiểu Trương Lập đang nói gì, nhưng Mã Cát vẫn đắm đuối nhìn anh với ánh mắt sùng bái, dịu dàng âu yếm dựa đầu vào vai anh. Hai người cứ ngồi dựa vào nhau như thế trên lưng cường ba, tắm mình trong ánh trăng sao, đón làn gió mát lặng lẽ đếm sao trời phản chiếu dưới mặt hồ thời gian dần trôi nhạc dương và ba tang ngồi lom khom phía trên cũng tê dần cả chân hai mắt nhạc dương vừa khô vừa mỏi đây rõ ràng là một quá trình đau khổ kéo dài rằng rạc vậy mà hai người một thú phía dưới kia vẫn không thèm nhúc nhích cứ như đã hóa thành mấy pho tượng rồi vậy nhạc dương xoa xoa cặp giò đã tê cứng lau bào nói với ba tang anh ba tang này chắc bọn họ không ngủ gật rồi đấy chứ lâu như vậy mà chẳng thấy ai động đậy gì cả Ba tang không nói gì, chỉ khịt khịt mũi thở ra một hơi mạnh. Thêm một lúc nữa, nhạc dương lại nói, anh ba tang, đợi thêm lúc nữa, nếu tên trương lập đó làm chuyện gì quá đáng, liệu chúng ta có cần ngăn lại không nhỉ? Ba tang nói, chúng ta chỉ phụ trách làm sao để họ không bị người hay động vật nào làm phiền thôi, những chuyện khác thì tốt nhất đừng nhúng mũi vào. Nhạc dương tức tối phun nước bọt phì phì, thật đúng là, người ta ở kia nói chuyện tình yêu, còn chúng ta thì ngồi đây làm cu ly canh gác bốn bề tĩnh mịch như tờ ba tang bỗng nhiên lên tiếng hỏi nhạc dương thấy cậu ngày nào cũng vô lo vô yêu dường như vui vẻ lắm thì phải nhạc dương cười hì hì đương nhiên rồi có gì mà phải lo lắng nghĩ ngợi chứ con người ta sống trên đời cớ gì mà không vui vẻ thoải mái cho sướng ba tang lại hỏi vậy theo cậu hạnh phúc là gì nhạc dương chăm chú nhìn ba tang tựa như câu nói ấy thốt lên từ miệng ba tang khiến anh chàng ngạc nhiên ghê lắm có điều anh cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời hạnh phúc à hi hi làm việc mình muốn làm yêu người mình muốn yêu vậy chẳng phải là hạnh phúc rồi đó sao đơn giản vậy thôi à ừ chỉ đơn giản vậy thôi nếu không thì còn gì nữa anh nhìn cái tên dưới kia xem giờ hắn ta hạnh phúc đến hết biết rồi đấy đó là hạnh phúc sao mã cát vì đơn giản nên mới cảm thấy hạnh phúc ư còn trương lập là vì thân tâm được thỏa mãn mà cảm thấy hạnh phúc ư hạnh phúc như vậy có thể kéo dài sao hư liền kề sau niềm vui ngắn chẳng tài gan sẽ là những tháng ngày đau khổ kéo dài đằng đẵng đây chính là cuộc đời đây chính là thứ hạnh phúc mà họ theo đuổi đó hay sao ba tang thầm nhủ tuy trương lập và mã cát không hề nhúc nhích nhưng hai người vẫn tay nắm chặt tay sắc mặt rạng rỡ vốn hai người có rất nhiều điều để nói cùng nhau nhưng đến đêm chia tay cuối cùng này ngược lại chỉ đắm chìm vào tĩnh lặng chỉ dựa vào nhau lắng nghe nhịp tim của nhau thứ âm thanh ấy còn hay hơn hấp dẫn hơn mọi tiếng nhạc trên đời cuối cùng Trương Lập mới lấy hết dũng khí, cất tiếng lý nhí như mũi kêu, mã cát, em đẹp lắm. Giọng anh nhỏ, thật nhỏ, nhỏ đến mức mã cát ngồi gần như vậy cũng chỉ nghe thấy một chữ đẹp. Cô chỉ vào bãi lau cách đó không xa, nói, đấy là cỏ lác, chỉ chừng 10 ngày nữa, tất cả sẽ chuyển sang màu vàng óng ánh, lúc ấy mới đẹp cơ. Ừ, Trương Lập cũng phát ra một âm thanh từ khoang mũi. Lần đầu tiên gặp mã cát, anh đã được thưởng thức vẻ đẹp của thứ cỏ ấy rồi, đêm nay cỏ mịn như bông, gió thổi phất phơ, ngưng tụ thành một giải lụa màu xám bạc, vươn ra, cuộn lại, đẹp đến phi thường. Đột nhiên một âm thanh như tiếng chuông bạc vang lên, tựa như tiếng nhạc nơi tiên giới. Nơi nào có gió phất qua, ở trên giải lụa bạc ấy bỗng có mấy điểm trắng nho nhỏ bay lên, thoạt nhìn thấy rất giống đom đóm. Những điểm sáng ấy lửng lơ dừng lại trên không trung, đung đưa nhảy múa, nhưng ánh sáng trắng hơn đom đóm nhiều, trắng như tuyết, khi sáng khi tắt, tựa như loài tinh linh sống ở chốn rừng sâu chỉ nhảy múa dưới ánh trăng trong truyền thuyết. M thanh vui tai ấy cũng như thể tiếng hát của loài tinh linh, phiêu hốt nhẹ bẫng, làm người ta nghe mà như say như mê, thần hồn điên đảo. Thoạt đầu, chỉ một đơn âm cao vút lên, khuấy động mặt hồ, lưỡng lờ theo gió vang vẳng vào tai, khiến lòng người như rung lên khe khẽ, phảng phất như hồn phách cũng rời khỏi thân thể bay lên, phiêu phiêu hốt hốt như thể ngồi trên mây, như thể dập dềnh trên mặt nước. M thanh vừa dứt, liền tan biến không tăm không tích, tức thời cảnh đêm như cũng trống giống tựa mặt hồ, chợt lại có một âm khác vút lên như gió cuốn mây tàn, co lại rồi đột một tung ảo ra, như thể bàn tay tình nhân cầm một miếng nhung mềm cà nhẹ lên chỗ ngứa ngáy nhất, nửa như cự tuyệt, lại nửa như hân hoan chào đón, như muốn ở, lại như muốn đi. Liền kề sau đó, lại một âm nữa cất lên, như thể trời đất giao hòa, mặt hồ xanh ngọc bích khẽ thở dài một tiếng, ngàn năm vạn năm cũng không hề đổi thay. Hai âm hòa trộn, xoắn suýt lấy nhau, như thể long phượng hòa minh, chợt cao vút lên như đao thương thiết mã chạm nhau trên chiến trường, rồi lại trở thấp trầm rủ rỉ như tiếng thì thầm của tình nhân. Em mờ thứ ba, âm thứ tư cũng từ từ hòa vào đó, trời đất như thể đang tấu lên một khúc giao hưởng, trên không trung những nốt nhạc tung tăng nhảy múa. Khúc hợp tấu dần trở nên hoàn mỹ, khiến những người nghe đều có cảm giác đời này chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Tới lúc mọi người ngỡ rằng âm thanh đã dứt, khúc nhạc trời ấy sắp tan biến vào hư vô, thì đột nhiên lại bừng lên một âm mạnh nhất, phát ra từ tận đáy sinh mệnh, kết thành một tấm lưới lớn trên không trung, khắp bốn phương tám hướng, đều văng vẳng tiếng nhạc đắm say huyền diệu. Cả bốn người có mặt ở đó, không ai là không đắm chìm trong tiếng nhạc, quên đi hết thảy mọi điều. Khi âm cuối cùng kết thúc, dường như họ vẫn không thể thoát ra khỏi thế giới huyền ảo lung linh ấy. Không biết bao lâu sau, người mới giật mình sực tỉnh, tựa như vừa trải một giấc mộng nam kha, lạc vào tiên cảnh, nghe được tiếng nhạc trời trên trốn cửu thiên. Mã cắt chăm chú nhìn về phía trước, kích động thốt lên, tinh linh tuyết, là tinh linh tuyết đang hát đấy mắt cô đã ngân ngấn lệ. Trương Lập và cô ở gần nhất, mắt thấy trên không trung có mấy chục điểm sáng trắng như tuyết, âm thanh tuyệt vời lúc nãy chính là do những đốm sáng lập lòe ấy phát ra. Anh thật không sao hiểu nổi, mấy đốm sáng nhỏ xíu đó không ngờ lại có thể phát ra những âm thanh rung động đến tận tâm linh con người như thế. Khúc ca vừa dứt, phảng phất như thể mọi cảnh vật xung quanh đều đứng im bất động, duy chỉ có những điểm sáng lập lòe bất định ấy bỗng bừng lên sáng hơn bao giờ hết. Dưới ánh trăng bằng bạc, từng điểm từng điểm phất phơ rơi xuống, chúng bay lên từ một giải màu trắng bạc, hoàn ca một trận, rồi lại trở về với giải sáng bằng bạc đó. thật như những đóa hoa tuyết thả mình rơi xuống thảm tuyết trắng mênh mang, thoát cái đã biến mất. ngây ngẩn một hồi lâu, trương lập mới rụi mạnh tay vào mắt, cất tiếng hỏi: a em, em nói gì thế? tinh linh tuyết, vừa nãy anh nằm mơ phải không? trên gương mặt mã cát đã xuất hiện hai hàng lệ nóng trào tuôn, từng giọt lệ rơi xuống làm vỡ toang bóng trăng dưới nước gợn lên những hàng sóng lăn tăn bóng nguyệt như mộng như ảo cô đưa tay lau vệt nước mắt khe khẽ nói tinh linh tuyết đấy đã lâu lắm rồi em không được nghe chúng hát hồi nhỏ em và anh trai còn cùng nhau mai táng cho tinh linh tuyết nữa cơ trong cơn gió đêm nhè nhẹ phất qua mã cắt rủ dỉ thì thầm kể tinh linh tuyết là một loại côn trùng nhỏ biết bay phần đuôi phát ra ánh sáng màu trắng sữa trong truyền thuyết ở thánh vực đó là linh hồn của những đứa trẻ chết trong chiến tranh hoặc chết yểu hóa thành vì không nỡ để người thân đau lòng, mỗi năm khi sắp đến mùa thu hoạch, chúng đều mang theo lòng cảm ơn sâu sắc, tự do tự tại hoan ca giữa không chung, vừa để vỗ về xoa dịu vết thương chôn sâu trong đáy lòng thân nhân, đồng thời cũng mang đến tin về một vụ mùa bội thu. Nhưng đồng thời, đó cũng là bài ca cuối cùng trong đời tinh linh tuyết, khi tiếng ca vừa dứt cũng là lúc chúng lìa bỏ cõi trần này, rơi dụng là tả như những đóa hoa tuyết. Tương truyền rằng, người nào nghe thấy tiếng ca của tinh linh tuyết sẽ được chúc phúc nếu có thể tìm được những tinh linh tuyết vừa rơi xuống dưới ánh trăng ấy, đào một cái hố nhỏ, chôn chúng xuống, đồng thời thành tâm ước nguyện, tinh linh tuyết sẽ nghe thấy tiếng lòng của bạn. Khi trở về cõi âm, chúng sẽ đưa nguyện vọng ấy đến với địa tạng vương Bồ Tát, Bồ Tát sẽ giúp bạn thực hiện điều tâm nguyện. Chỉ có điều, đến giờ tinh linh tuyết dường như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, rất hiếm người được nghe thấy tiếng ca của chúng. Mã cắt nhẹ nhàng cất tiếng hát, hỡi bầy tinh linh tuyết đang bay múa, Xin hãy mang đến cho người phương Sa tin vụ mùa bội thu. Tiếng ca uyển chuyển du dương, nhạc điệu cao mà trong vắt, trong vẻ đẹp vẫn thấp thoáng chút thương cảm, một khúc điệu thoạt nghe đã khiến người ta nhớ nhung cố hương và người thân, hoài niệm lại những khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi ấu thơ. Trương lập lờ mờ nhớ ra, trong phần ghi chép của vị địch Ô thôn công bố có viết, Mã Cát có một người anh trai đã lạc nhau từ nhỏ, chắc rằng anh trai cô đã chết trong chiến tranh rồi, nên Mã Cát mới thương tâm như thế. Mã Cát uất nói: hồi bé cha mẹ em đều chết trong chiến tranh là anh trai đã lôi em ra khỏi đống xác người anh ấy cũng giống như em người thân đều chết cả rồi nhưng anh ấy kiên cường hơn em nhiều lắm hồi đó em chỉ biết đi theo anh trai bám chặt vào vạt áo anh ấy tìm kiếm thức ăn chạy trốn quân lính nha ca việc gì anh trai cũng bảo vệ em trong mắt má cát lại ngân ngấn những giọt lệ lấp lóa trương lập lặng lẽ lắng nghe mười mấy năm trước từng có một cậu bé 78 tuổi và một cô bé 4 năm tuổi gặp nhau trên bãi cỏ ven hồ dưới ánh trăng. Những năm tháng lửa chiến tranh vẫn ngùn một cháy ấy, hai đứa trẻ muốn sống sót, thực là một chuyện gần như không thể. Chiến tranh, giã thú, bệnh dịch, đói khát và cả những người dân chạy loạn, chỉ cần một điều ấy thôi cũng đủ lấy mạng của họ rồi. Mã Cát và anh trai cô rốt cuộc đã sống sót như thế nào? Họ thực sự không có gì cả, chỉ biết nương tựa vào nhau mà vùng vẫy dẫy ruộng giữa con đường đời. Cũng trong một đêm thế này, để cô bé có thể quên đi đau thương mà kiên cường vui vẻ tiếp tục sống, cậu bé trai đã kể cho cô câu chuyện về tinh linh tuyết. Đêm hôm ấy, cô bé và cậu bé đã quăng hết mọi ưu phiền, tung tăng nô đùa vui vẻ trên bãi cỏ, lần đầu tiên cô bé quên đi nỗi sợ, cùng anh trai tìm kiếm những tinh linh tuyết rơi xuống, quan sát những đốm sáng màu trắng sữa dần tối đi rồi tắt hẳn, sau đó đào một cái lỗ nhỏ, mai táng cho tinh linh tuyết dưới ánh sao. Mã cát thầm khấn lên ước nguyện nho nhỏ của mình, mong thế gian này vĩnh viễn chẳng còn chiến tranh bao nhiêu năm trôi qua bóng dáng anh trai đã trở nên mơ hồ nhưng hình ảnh tinh linh tuyết nhảy múa ca lên khúc tuyệt sướng đã in sâu vào linh hồn của cô bé gái cả đời này cũng không sao quên được mã cắt thở dài nói lúc ấy em hỏi anh trai tại sao lại có chiến tranh anh trai bảo là bởi vì có con người nơi nào có người thì nơi ấy ắt có chiến tranh anh ấy còn nói những thứ trong thánh vực này rất hữu hạn nếu người càng lúc càng nhiều mà các thứ ấy lại không nhiều lên thì sẽ không thể chia đều được không thể chia đều thì sẽ có tranh chấp nổ ra, tranh chấp lớn dần, rồi sẽ biến thành chiến tranh. Trương Lập không khỏi thầm kinh ngạc, kiến giải ấy thật sâu sắc, thấu triệt. Đó là những lời một đứa bé trai 8-9 tuổi có thể nói ra hay sao? Phàm là chiến tranh, sợ rằng đều có thể quy về một mối ấy, không chỉ là chiến tranh của nhân loại, mà tất cả vật chủng trên đời này đều phải tranh đoạt một khoảng không gian sinh tồn vì sự tồn tại của chính bản thân mình. Chỉ có điều, sự tranh đoạt của chúng trực tiếp hơn, tanh máu và trần trụi hơn chứ không được phủ lên một lớp áo choàng âm mưu như chiến tranh của loài người mà thôi. Mã cắt lại tiếp lời, em mãi không thể nào hiểu nổi, nếu mọi thứ ít đi, thì càng phải trân trọng, mọi người càng phải giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn chứ. Em hỏi anh trai, anh ấy bảo cũng không hiểu, mọi điều anh ấy ấy biết, đều do cha dạy cả. Bao nhiêu năm nay rồi, em vẫn không sao hiểu được. Mã cắt lắc lắc đầu, tựa hồ muốn rũ đi sự thương cảm vẫn vấn vương trong cõi lòng. Đoạn cô vỗ khẽ lên cổ cường ba, con thần lần cổ dài liền bơi qua hồ nước, lên bờ ở chỗ bãi cỏ. Mã cắt kéo tay Trương Lập, nhuền miệng cười nói, đi nào, anh Lập, mình đi tìm tinh linh tuyết thôi. Hả, có, có tìm được không nhỉ? Nhìn cả vùng cỏ rộng, vừa nãy chắc chỉ có khoảng mười mấy con, không, chắc chỉ tầm mười con tinh linh tuyết là cùng, thân thể chúng nhỏ như vậy, lại chỉ có ánh trăng, liệu có tìm được không? Trương Lập tỏ vẻ nghi ngờ. Mã cắt gật đầu khẳng định, anh trai em nói, chỉ cần tìm kiếm chúng với tấm lòng chân thành thì nhất định sẽ tìm được vào đêm trăng sao như thế mã cát tựa hồ lại trở về với thuở ấu thơ mười mấy năm trước dưới ánh trăng bàng bạc cô dường như quên đi hết thảy phiền não chỉ còn lại tiếng cười trong veo đầy hoan lạc nhìn nụ cười thuần khiết ngọt ngào của mã cát trái tim trương lập bỗng quặn thắt đây là đêm cuối cùng được ở bên mã cát sao mình có thể sống trở về từ bạc ba la thần miếu hay không nhỉ không nhất định phải sống trở về Trời không phụ kẻ có lòng, chỉ một chút sau, Mã Cát đã tìm được tinh linh tuyết giữa đám cỏ rậm rạp như một búi lông tóc bù xù. Cô cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm những lời chúc phúc gì đó. Trương Lập đứng bên cạnh quan sát con tinh linh tuyết, đó là một loại côn trùng nhỏ màu bạch ngọc, gần như trong suốt, có 6 chân, dưới lớp vỏ cứng có 5 đôi cánh mỏng gần như trong suốt, rực rỡ nhiều màu đang yếu ớt xòe ra, phần đuôi trông như một chiếc đèn lồng nhỏ, quầng sáng màu trắng sữa cỡ bằng hạt ngô lúc ẩn lúc hiện khúc nhạc giao hòa mọi âm thanh của trời đất khi nãy dường như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của con vật nhỏ, lúc này nó chỉ còn biết ủ rũ nằm trên tay mã cát, thậm chí chẳng có sức mà bò nhúc nhích nữa. Ánh sáng phía đuôi tinh linh tuyết mỗi lúc một tối đi, tần số nhấp nháy cũng dần chậm lại, cuối cùng thì không còn nhích động gì nữa. Bấy giờ mã cát mới đặt nó vào trong hố đất chôn đi, đoạn nhắm mắt lại, hướng về phía mặt trăng cầu khấn. Trương Lập đứng bên cạnh lẳng lặng ngắm nhìn, dưới ánh trăng, mã cát dường như cũng hóa thành tinh linh tuyết, Khắp người tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu màu trắng sữa, tà áo phấp với tựa dáng mây, mái tóc bồng bềnh như tuyết, đẹp mà trong sáng vô ngần. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Chờ đến lúc Mã Cát mở mắt ra, Trương Lập mới khẽ hỏi, em ước nguyện gì thế? Mã Cát ngoảnh mặt lại, không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt Trương Lập. Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối, chỉ cảm thấy thân thể và trái tim đều đang tiến sát lại nhau, gần hết mức như muốn hòa làm một thể. Không biết bao lâu sau. Mã Cát mới lý nhí cất tiếng hỏi, anh Lập, mọi người đi rồi, có còn trở lại không? Trương Lập cỏ cọ má vào vầng trán Mã Cát, nói, nếu anh còn sống, nhất định sẽ trở lại đây. Anh Lập, nếu có thể trở lại, anh dẫn em ra thế giới ngoài kia, nhé. Anh hứa với em, nếu có thể trở lại, nhất định anh sẽ đưa em ra thế giới bên ngoài kia, bằng lòng đi với anh nhé. ưng um, anh đi đâu, em sẽ theo đó, Mã Cát là của anh rồi, anh muốn đi thì hãy mang theo trái tim của Mã Cát đi nó đã không còn thuộc về em nữa để lại có ích gì nói xong mã cắt ngước nhìn trương lập không chớp mắt ánh mắt đắm đuối mê say trái tim dồn nhanh nhịp đập trương lập giật nảy mình chỉ cảm thấy máu trong người đều dồn lại tụ về một chỗ nhìn vẻ yêu kiều nũng nịu pha lẫn thẹn thùng của người yêu sao anh lại không hiểu được thâm ý ẩn chứa sau lời nói cùng đôi mắt long lanh kia được chứ anh cố gắng vùng vẫy chống đỡ tay run lên khe khẽ, khẽ. tiềm thức anh không ngừng cảnh cáo bản thân dường như, dường như phải nghĩ đến hậu quả. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt mã cát, là anh chẳng thể nghĩ gì được nữa, Trương Lập không sao kiềm chế nổi, thực sự không kiềm chế nổi nữa rồi. Em, em không, hối hận, Trương Lập vẫn đang khổ sở đè nén xúc cảm đang trào dâng. Em không hối hận, ngữ khí kiên định của mã cát đã xé toang lớp rào phòng ngự cuối cùng của Trương Lập, anh không sao tìm nổi lý do nào để ngưng lại nữa, vội ôm eo bế bổng mã cát lên, chạy vào giữa vùng cỏ rậm rạp. Dưới ánh trăng bạc, Mã Cát lặng lẽ nhìn người đàn ông mạnh mẽ như loài dã thú ấy, sự cảm được việc mình mới chỉ được nghe kể trong truyền thuyết sắp sửa xảy ra, cô thấy vừa hân hoan lại vừa thẹn thùng. Tuy không phải lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người đàn ông này với thân thể lõa lồ, nhưng không hiểu tại sao, cô vẫn run lên vì hưng phấn. Mã Cát chưa bao giờ có cảm giác như thế, mà sự thực là, mỗi cảm giác khi ở bên trương lập cô đều chưa từng được trải nghiệm trước đây. Hai người đến giữa bãi cỏ tựa như cỏ lau ấy, trương lập đạp bằng một vạt lớn, đặt mã cắt nằm ngửa xuống, một áng mây lướt qua, lặng lẽ che đi cặp mắt của vầng trăng trên cao. Nhạc Dương đang phụ trách giám sát trên cao, đột nhiên nhảy bật lên thấp giọng gọi, anh Ba Tang, hai người họ, biến mất rồi. Anh nôn nóng định lao xuống, thì Ba Tang vươn tay ra kéo lại. Người đàn ông xưa nay vốn lạnh lùng ấy nở ra một nụ cười hiếm có, chậm chậm nói, yên tâm, tạm thời không có chuyện gì đâu. Cùng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba đang nằm trong phòng bỗng bật người dậy vừa bước ra cửa liền gặp ngay lữ cánh nam trong bóng tối ánh mắt hai người đều sáng rực trác mộc cường ba cầm thiết bị báo động bình tĩnh nói có người đạp bẫy đường mẫn và đội trưởng hồ dương cũng bước ra theo lữ cánh nam gật đầu trác mộc cường ba hỏi pháp sư á là đâu lữ cánh nam đáp pháp sư đi trước rồi mau lên bốn người liền chạy về phía cổng làng trong bụng mắc nãy giờ vẫn thầm nguyền rủa chửi bới tây mễ tên khốn này lại để toàn bộ người của hắn ở lại giữ trại mà dẫn đám người ngoài chúng ta đi dò đường, thằng ngu nào mà chẳng biết, dò đường là nguy hiểm nhất. Nhưng trên mặt y vẫn luôn thường trực một nụ cười đầy sùng bái, miệng còn xoen xoét nào là đại ca Tây Mễ cần gì phải đích thân đi, nào là đại ca lúc nào cũng sung phong đi trước đàn em, thực sự đúng là quá quan tâm thuộc hạ rồi, kỹ thuật diễn xuất cao siêu ấy khiến con mắt tam giác của Tây Mễ cứ chốc chốc lại nheo tít lại thành một đường chỉ mỏng dính. Chưa đi được bao xa, Tây Mễ đột nhiên dừng sững lại, chỉnh ngọn đèn gắn trên đầu, nheo mắt quan sát thân cây phía trước, mắc cẩn thận dương súng lên cảnh giới phía bên phải. Y hiểu rất rõ lúc nào cần nói, lúc nào cần im miệng lại. Tây mễ ngoảnh đầu sang bên trái theo thói quen, vừa khéo lại không trông thấy mắc đang đứng bên phải. Đích, y thuận miệng gọi một cái tên khác, nói, mày đến xem sao, cái cây kia không ổn lắm, có thấy đống cỏ bên dưới gốc cây kia không? Cẩn thận đấy, đích từng là lính đánh thuê, đã theo mất kinh 4 năm có lẻ chỉ cao chừng mét sáu, đầu phẳng mặt vuông, da màu nâu bánh mật, mắt to, lông mày rậm rạp. Hắn nắm chặt khẩu tiểu liên giảm thanh, cẩn thận nhích lại gần đống cỏ ấy, gạt bỏ đám lá và cỏ phủ bên trên đi, rồi mảnh đầu cười cười bảo, có trăng dây, quả nhiên là cảm bẫy. Tây mễ ngẩng đầu nhìn lên, trên chạc ba chỉ thấy một khoảng tối om đen kịt, y bèn đeo kính nhìn đêm lên, trong quầng sáng màu xanh lục liền hiện lên một đám dây leo quấn chẳng chịt trông như cái kén tằm. Y gỡ kính xuống, lẩm bẩm nói, chắc là xúc gỗ lớn có gắn mũi nhọn, đây không phải loại bẫy một người có thể sắp đặt được, xung quanh còn nữa, là cả một tổ hợp bẫy. Xem ra, không xa phía trước là có thôn làng rồi. Mắc nói, a ha, nếu phía trước có làng, chúng ta có thể ngủ ngon một giấc rồi. Brian vân về mái tóc xoăn tít màu vàng kim óng ánh, bật cười gian hiểm, phải đấy, có thể ngủ ngon một giấc, kiếm vài ả đàn bà châu Á cũng không tệ. Ivan xòe bàn tay to tướng như cái quạt ra, năm đứa tao quất phải năm đứa mới đã ha ha nói rồi liền làm động tác vươn eo cả bọn xung quanh cười ồ lên dâm đáng tựa hồ chúng đã nhìn thấy những chiếc giường ấm áp thoải mái những cô gái phương đông nhỏ nhắn xinh đẹp thức ăn thơm phương phước ở ngay trước mắt mình rồi vậy đích cũng cười hô hô đứng thẳng người lên Xoạt, Tây Mễ bất chợt phát hiện cỏ dưới chân đích hơi đung đưa tựa như có thứ gì đó đang rút thật nhanh bên dưới liền chẳng nói chẳng rằng Dương súng bắn vào bên cạnh đích đồng thời quát lăn ra thằng ngu nếu bảo đích tránh ra chưa chắc y đã kịp phản ứng nhưng tiếng súng vừa vang lên thì đó lại là một phản ứng gần như thuộc về bản năng tên lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường ấy liền tức thì nghiêng mình lăn sang một bên vừa mới nhích ra khỏi vị trí ấy xúc gỗ khổ khổng lồ ghim đầy mũi nhọn trên đầu liền sập ngay xuống chỗ y vừa mới đứng đích từ dưới đất lồm cồm bò dậy giờ mới hiểu ra mình vừa thoát chết trong gang tấc mặt mũi tái nhật trở lại bên cạnh đồng bọn Tây Mễ tìm được một sợi thừng mảnh khác ở hướng ngược lại với chỗ đích vừa đứng, ở đầu dây còn nối thêm một đoạn dây mảnh hơn, ẩn mật hơn nữa, nếu chỉ chú ý đến đống cỏ ngụy trang nhìn lồ lộ, lộ đập ngay vào mắt thì rất dễ dẫm phải cảm bẫy thực sự này. Tây Mễ cầm sợi dây chỉ to hơn sợi tóc một chút ấy, lẩm bẩm nói, đây không phải bẫy để đối phó với dã thú, mà giống như dùng để ngăn ngừa những thợ săn dạn dày kinh nghiệm vậy. Mắc lập tức có phản ứng, ngần ngừ lên tiếng, đại ca, ý anh là, có người đề phòng chúng ta, hay là ở đây thường có chiến tranh các thôn làng cũng phải đề phòng lẫn nhau tây mễ nói không sai chỉ có hai khả năng này thôi y liếc mắt nhìn sang mắt thầm nhủ thằng nhãi này xem ra không chỉ biết xun xoe nịnh bợ tây mễ đứng lên vỗ vỗ vào đích vẫn đang thất kinh hồn vía phải cẩn thận hơn nữa tìm đúng đường nếu không cả bọn chẳng khác nào nhắm mắt lao vào bãi mìn đâu đi thôi lần này cả bọn đều ngoan ngoãn lầm lũi đi theo sau tây mễ trong rừng lại có người hỏi Lôi Ba, phía trước 7 cây số lại có vật thể di chuyển với tốc độ cao, đang tiến về phía chỗ đại ca, chúng ta có cần chi viện không? Lôi Ba đáp, nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ở đây. Nếu muốn sống sót, mày biết là nên làm gì rồi đấy. Từ hồi ở Khả Khả Tây Lý bọn chúng đã biết được một điều rằng, muốn sống thì cứ theo lời đại ca mà làm. Đây là gì thế? Trương Lập hỏi, anh kinh ngạc chố mắt ra nhìn, từ những khối đá vụn bị tàn phá này có thể tưởng tượng được những bức tượng đá ấy năm xưa lớn đến nhường nào. Trương Lập đang đứng trước một cái đầu chim vẫn còn tương đối hoàn hảo, chiều cao của anh cũng chỉ đến mép bên dưới của cái mỏ chim mà thôi. Pháp Sư Á La giải thích, đây, có lẽ là những vị thần nguyên thủy nhất của bản giáo cổ đại. Đừng nói là các cậu, ngay cả tôi cũng chưa từng trông thấy những hình tượng này bao giờ. Có điều, bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh tam giới, thần giới trên bầu trời, tán giới ở giữa, long giới ở dưới. Audio điện tử võ tấn bền. Tây mễ dẫn theo 6 người vòng qua các cọc trông ngầm, tránh khỏi các chốt lấy cung nỏ, chặt đứt tấm lưới có gắn các lưỡi dao, dọc đường, phát hiện được cảm bẫy nào đều nhất loạt phá hoại rốt ráo, đồng thời cũng là để lại cho mình một con đường triệt thoái an toàn. Bây giờ, những bức tường gắn đầy móc nhọn của thôn công nhã lạp đã lờ mở hiện ra phía trước bọn chúng rồi. Nhưng bọn Tây Mế cũng không dễ dàng vượt qua các cạm bẫy ấy, Ivan bị một xúc gỗ thúc cho chảy máu trong, còn Steven thì bị một mũi lao phóng thẳng vào bụng, nếu không phải mặc áo chống đạn thì y đã chết mấy chục lần rồi cũng nên. Càng đến gần thôn làng, các cạm bẫy càng dày đặc, càng hung hiểm, Tây Mễ tin rằng, kẻ bố trí những cạm bẫy này tuyệt đối phải là một cao thủ. Mắc hạ chiếc ống nhòm nhìn ban đêm xuống, nói, đại ca Tây Mễ, khoảng 800 mét nữa là đến tường quay bên ngoài của ngôi làng rồi, cũng giống như các làng chúng ta gặp trước đây thôi, đều cắm đầy giáo nhọn cả, nhưng bên ngoài hình như còn có một tầng gì đấy nữa. Với, với cả, cây cối phía trước có rất nhiều, rất nhiều dây leo, mặt đất cũng phủ đầy cỏ để che đậy, nếu tôi không nhìn lầm. Ở với nhau một dạo, đại đề mắc cũng đã hiểu được phần nào tính cách của Tây Mễ, y ghét nhất những kẻ nói lấp lửng nửa chừng. Con mẹ nó, Tây Mễ rằng lấy ống nhòm, quan sát một hồi, vẻ mặt bực tức. Con đường bọn y chọn rõ ràng là không ổn, phía trước toàn là cạm bẫy trùng trùng, nhưng cũng chính y là người đã chọn con đường này, kẻ bố trí cạm bẫy này thực sự đã khiến Tây Mễ mất mặt. Đại, đại ca, hay là, hay là chúng ta đi vòng qua? Gã tên Mai liều lính cất tiếng hỏi, rõ ràng hắn vẫn chưa biết tính cách của vị lão đại này. Trong những thời điểm thế này, mắc tuyệt đối không bao giờ đưa ra những đề nghị ngu xuẩn như thế. Mày nói cái gì, mày bảo tao chọn lầm đường rồi đúng không? Tây mễ điên tiết chụp lấy mai, rồi đẩy một cái vào phía khu rừng, quát lên, mẹ cha nó, giỏi thì mày dẫn đường đi cú đẩy khá mạnh mai loạn choạng mấy bước mới trụ vững được vội quay đầu lại xin tha đại ca em biết lỗi rồi lời còn chưa dứt liền cảm thấy cổ chân thất lại cái đó liền bị kéo lê trên mặt đất trượt sàn sạt vào sâu trong rừng mai một tay bám chặt vào mặt đất tay kia dùng súng chống xuống miệng hét lớn cứu tôi với đại ca cứu em với tây mễ không hề có phản ứng gì cứu làm sao được phía trước toàn là cảm bẫy chết người mai lại bị kéo đi nhanh thế thà rằng cứ cẩn thận quan sát xem Mai đã chạm phải chốt bẫy nào còn hơn. Chỉ thấy trên tuyến đường bị kéo lê đi của Mai có một đống cỏ nhỏ, chẳng cần phải nói cũng biết bên trong chắc chắn có dấu lưỡi dao nhọn hoắt, xem ra đây chỉ là loại cạm bẫy để đối phó với dã thú bình thường. Mai thấy những người phía sau đều không có phản ứng, cũng biết lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Hắn lật người ngồi dậy, chuẩn bị chặt đứt sợi dây, nhưng vừa nhìn thấy đống cỏ kia, bèn vội vàng kinh hoàng ném khẩu súng sang một bên, lật sấp người, hai tay chống xuống đất, cả thân hình rời khỏi mặt đất chừng 30cm, lướt sát giàn giạt phía trên đống cỏ. Mặc dù vậy, ngược hắn vẫn cọ vào làm bung đống cỏ che chắn bên trên, lộ ra lưỡi đao trắng lấp loá. mai thậm chí còn cảm giác được hơi lạnh rợn người nơi lưỡi đao ấy phả vào bụng rồi chạy dọc lên đến tận cổ họng mình. Sau khi thoát hiểm, mai lại lật người trở lại, cũng may, chưa bị rách áo, hắn thở phào một tiếng, biết mình đã sống rồi. Thế nhưng, tại sao dây thừng vẫn tiếp tục lôi mình đi thế này nhỉ? Mai vẫn chưa hiểu gì, bỗng vù một tiếng, cả người đã bị treo ngược lên không, liền ngay sau đó, trong rừng bỗng có hai tiếng soạt soạt, rồi vù vù vù. Toàn bộ mũi tên trọn vẹn găm cả vào người Mai đang lơ lửng, trông như một con nhím. Có điều vẫn còn may, bộ y phục trên người lại cứu hắn thêm một mạng nữa, đầu mũi tên chỉ ghim vào một nửa rồi không tiến thêm được nữa. Tây mễ đứng đằng xa lắc lắc đầu, lại là một cả bẫy liên hoàn, nếu chỉ để bắt giã thú, đâu cần thiết phải dùng đến loại bẫy liên hoàn này làm gì cơ chứ mai đang bị treo ngược trên không mừng rỡ kêu lên tôi vẫn sống tôi vẫn sống cứu với mau đến cứu tôi hắn hiểu rõ đằng nào thì hắn cũng đã phá hoại các cạm bẫy không còn gì nguy hiểm nữa dẫu lũ đồng bọn kia có không còn nhân tính thì cũng không đến nỗi bỏ mặc mình ở đây nói gì thì nói thêm một người là thêm một phần sức mạnh chẳng ngờ hắn còn chưa kịp mừng rỡ trong khu rừng phía trước lại có hai tiếng bạc bạc vang lên cơ hồ có thứ gì vừa đứt tiếp đến lại một tiếng véo trong bóng tối mai vẫn thấy rõ mồn một một khối gỗ ít nhất phải bốn người ôm mới hết, bên trên gắn đầy mũi giáo nhọn đang lao thẳng về phía mình. Hắn chỉ còn biết lớn tiếng gào lên trong kinh hãi. Dầm, xúc gỗ đập thẳng vào người Mai, tùy bộ y phục trên người hắn có thể ngăn được mũi tên hòn đạn, nhưng đối với loại va chạm mạnh và trực tiếp thế này thì nó không có nhiều tác dụng lắm. Vô số mũi tên nhọn chìm hẳn vào cơ thể Mai, một đám máu đỏ tươi phun tung tóe ra trên khối gỗ lớn. Cặp mắt tam giác của Tây Mễ giật giật, cái cảm bẫy liên hoàn chó chết này rõ ràng là muốn nạn nhân của nó chết đến không thể nào chết hơn, xưa nay y chưa từng nghe nói lại có kiểu bẫy liên tiếp như thế này. Đi, kéo nó xuống, xem còn cứu được không, tây mễ ra lệnh, dù sao lúc nãy hắn cũng chỉ tiện tay đẩy một cái trong lúc cáu giận, chứ không hề muốn đưa mai vào chỗ chết. Ở nơi này, bớt đi một người, tức là bớt đi một phần sức mạnh. Mới đi được 5-6 bước, sợi dây thường dưới chân chợt đứt phượt, đống cỏ bên trái bỗng sổ lên, một tấm lưới kết bằng cành cây gắn đầy những mũi đinh gỗ nhọn hoắt bật tung ập tới. Tây mễ không lùi mà ngược lại còn lao thẳng lên, trước khi tấm lưới đạt đến tốc độ nhanh nhất, hắn thọc tay thẳng vào giữa hàng đinh gỗ, lấy súng chặn tấm lưới lại, kế đó lại bảo Dick và Brian bên cạnh cùng dồn sức, đè tấm lưới bật ngược trở về. Chốt lấy bị kẹt cứng ở đó, các bẫy liên hoàn phía sau đều không thể phát động được tiếp. Mai được hạ xuống cùng với khúc gỗ khổng lồ, chỉ thấy miệng hắn huệ ra đầy máu, hít vào thì nhiều thở ra thì ít, Steven nói, tên này hỏng rồi. Hỏng rồi, có nghĩa là không còn giá trị lợi dụng, người như vậy thì không cần phải quan tâm làm gì nữa. Nhìn Mai đang thoi thóp sắp chết đến nơi, Tây Mế cuối cùng cũng từ bỏ ý đồ thám thính thôn công Nhật Lạp vào giữa đêm khuya, y hạ lệnh, lấy vũ khí trang bị của nó, chúng ta trở về. Đi được, hai ba bước, y lại quay đầu lại, gọi Steven đang lục lọi đồ đạc vũ khí của Mai, bắt lấy. Rồi ném ra một quả lựu đạn. Steven đón lấy quả lựu đạn, hoàn toàn không hiểu thế là ý gì. Tây Mễ chỉ vào Mai đang nằm nói, dạy cho bọn dân làng này một bài học, cho chúng nó biết, chọc giận chúng ta thì kết cục sẽ như thế nào. Steven vẫn bần thần nhìn quả lựu đạn đang cầm trên tay, không hiểu Tây Mễ muốn bảo mình làm gì. Tây Mễ tức tối nắm chặt tay lại, nói trắng ra, gắn vào người thằng này, chỉ cần đụng vào nó là sẽ nổ tung. Hiểu chưa hả, nếu là bọn lôi ba, thì chỉ cần mình đánh mắt một cái là đã biết phải làm thế nào rồi, đúng là một bọn ngu xuẩn khốn kiếp. Tây Mễ chửi thầm trong bụng. Steven vẫn còn chưa hiểu lắm, mặc đứng bên cạnh liền giải thích, ngày mai dân làng nhất định sẽ đến kiểm tra cái xác, mày nghĩ cách nào để chúng vừa đụng đến cái xác liền lập tức nổ tung, cho chúng một bài học. Bấy giờ Steven mới hiểu ra. Lúc bọn Trác Mộc Cường Ba chạy ra đến cổng làng, nơi này đã trở lại thanh bình tĩnh lặng, từ xa đã trông thấy các cạm bẫy bị phá hoại, Trác Mộc Cường Ba nói, xem ra bọn chúng đã rút lui rồi. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, Đột phá được tầng phòng ngự bên ngoài và ở giữa, xông vào đến tận tầng trong cùng, bọn người này cũng lợi hại thật đấy. Chúng ta tốn bao nhiêu công sức bố trí cạm bẫy, không ngờ lại chẳng thể khiến chúng bị thương ư. Ở đây có người, Lữ Cánh Nam đã trông thấy Mai, lúc này hắn vẫn còn đang thoi thóp thở. Thấy bọn Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương đi tới, cô liền nói nhanh, người này vẫn còn sống, có vẻ như bọn chúng đã bỏ mặc đồng bọn rút lui, đúng là bọn nhảy dù rồi, bọn chúng đến nhanh thật đấy. Vũ khí bị đồng bọn lấy mất rồi, hả? Đây. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng cao, nguy hiểm, chắc Mộc Cường ba bổ nhào tới đè lên lữ cánh nam, hai người ôm chặt nhau lăn mấy vòng liền dưới đất. Ầm, um, một tiếng, bóng đêm chợt sáng bừng lên, vụn thịt bắn tung tóe khắp tứ phía, kế đó, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Bọn Tây Mễ đang trên đường trở lại chỗ hạ trại, ngoảnh đầu lại nói, nhanh như vậy đã có người bồi táng với mày rồi còn gì, an nghỉ đi được rồi đấy. Ở bên hồ Nhạc Dương bỗng ngồi bật dậy, nghiêng tai lắng nghe gì đấy, có nghe thấy tiếng gì không anh Ba Tang? Ba Tang thò đầu ra nhìn, bụi cỏ phía đằng xa vẫn không thấy có động tĩnh gì, chỉ có con thằn lằn cổ dài kia đang mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn sự việc kỳ dị đang diễn ra trong đám cỏ bên dưới nó. Ba Tang bất giác liếc nhìn Nhạc Dương với ánh mắt kỳ dị, nói, sao vậy mà cũng nghe được tiếng, thật không hổ là lính trinh sát. Trác Mộc Cường ba nằm trên, lư cánh nam nằm dưới, áng mây đen che khuất phần trăng vừa khéo tan đi, mặt trăng lại lồ lộ, lộ hiện ra, gã chỉ thấy làn da lữ cánh nam nằm bên dưới mình như một khối bạch ngọc mềm mại, dưới ánh trăng lại càng trắng muốt một cách lạ kỳ, lồng ngực cô không ngừng phập phồng lên xuống, nhưng rõ ràng không phải vì quá căng thẳng hay thất thoát thể lực gây ra. Hứ, nghe thấy một tiếng hứ nhẹ, chắc một cường ba vội vàng bò dậy, ngượng ngùng hỏi, không sao chứ. Lữ cánh nam cũng bối rối ngồi dậy đáp, không sao, lần này, cảm ơn anh. Đường mẫn chạy tới, Nắm cánh tay Trác Mộc Cường Ba hỏi, anh không sao chứ? Trác Mộc Cường Ba xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói, không sao, anh thì có chuyện gì được chứ? Đội trưởng Hồ Dương nhận xét, không ngờ chúng còn gài cả lựu đạn trên người tên đồng bọn vẫn đang thoi thóp thở, bọn này cũng dã man thật. Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi, phải rồi, pháp sư Á là đâu? Pháp sư Á là đến trước bọn họ, những cạm bẫy này cộng với thân thủ của ông, muốn đối phó những kẻ xâm nhập này chắc cũng dư sức thế nhưng, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng ông đâu. Lữ cánh nam nói, Pháp sư nhất định có suy tính riêng, nói không chừng đã theo dấu chúng rồi cũng nên. Lữ cánh nam nói hoàn toàn chính xác, khi Pháp sư Á là thấy bọn Tây Mế, phát hiện chúng chỉ có 7 người, hơn nữa cũng chỉ mang theo vũ khí tấn công, rõ ràng là đã hạ trại gần đây, và lại, chắc chắn cũng không đưa toàn bộ lực lượng tới đây, bèn bám theo bọn chúng từ một quãng xa. Bọn Tây Mế hoàn toàn không phát giác được. Lúc bọn Tây Mễ về đến chỗ đóng trại, Lôi Ba hỏi: "Thế nào rồi?" Tây Mễ lắc đầu, mai ngỏng rồi, cạm bẫy rất lợi hại, ngày mai trời sáng chúng ta quay lại. Xem ra đành phải ngủ trong rừng thêm một đêm nữa rồi. Y vỗ vỗ lên vai mấy tên đàn em thân tín, nói: "Ngủ đi, ngủ đi." Lôi Ba vừa quay người, đột nhiên buột miệng thốt lên: "Hừm." "Sao vậy?" Tây Mễ cảnh giác hỏi. Lôi Ba nói: "Vừa nãy xuất hiện một tia nhiễu loạn trên trường điện tử hay là ảo giác nhỉ? Mắc hỏi, nếu không phải thì sao? Lôi ba đáp, thì tức là có người đang phát tín hiệu. Tây mễ nói, có người bám theo chúng ta à? Không thể nào, bị người khác theo dõi mà cả bọn, bao gồm cả y, hoàn toàn không hề hay biết sao. Lấy đâu ra nhân vật lợi hại nhường ấy? Tây mễ cảm thấy, dẫu là Mơ cũng không thể làm được điều này, mà Mơ đã là kẻ đáng sợ nhất y biết rồi. Nhưng để đề phòng vạn nhất, y vẫn sai đinh minh hiếu, đạt kiệt, hồ tử dẫn theo ba tên lính đánh thuê đi vòng vòng xung quanh cảnh giới. Lữ cánh nam xoay xoay cái nút bên cạnh thiết bị liên lạc gắn trên mắt, nói, tần số 33,8. Pháp sư Á La tìm được chỗ chúng cắm trại rồi, bảo chúng ta mau đến đó. Bốn người bắt đầu tiến về phía Pháp Sư Á La, đường mẫn hỏi, giờ mình tập kích bọn chúng hả? Trác Mộc Cường ba nói, ừ, bọn người này đến cả đồng bọn cũng không tha, nhất định chẳng phải thứ tốt lành gì, nếu chúng ta đi khỏi đây nhất định chúng sẽ trút giận lên dân làng nhân lúc chúng còn chưa phát hiện ra mình còn chưa cảnh giác hãy cho chúng một đòn đau cho nhớ đời đội trưởng hồ dương hỏi có báo với bọn nhạc dương không nhỉ trác mộc cường ba thoáng nghĩ ngợi rồi đáp không lữ cánh nam nói có bảy tên đến sáu tên trở lại giờ lại thấy thêm ba gương mặt mới chứng tỏ ít nhất có chín người vũ khí tương đồng với chúng ta đợi chút dừng lại cô thu dây về hạ xuống đất, ba người khác cũng đều dừng lại theo. Trong rừng, lôi ba trầm mặt nghiêm giọng nói, bọn chúng dừng lại rồi, lạ thật, cách chúng ta tới 5 cây số, nếu muốn tập kích, khoảng cách này hình như hơi xa thì phải. Tây mễ ngẩng đầu lên, bốn người mà muốn tấn công chúng ta, có phải chúng đánh giá bản thân quá cao rồi không? Không, năm người, đừng quên còn một cao thủ đang ẩn núp đâu đó quanh đây. Mắc nhắc nhở, mặc dù Tây Mễ không cho rằng có người giỏi hơn cả Mắc nhưng mắc thì biết chắc là có, hơn nữa còn nhiều là đằng khác. Y gần như lập tức nhớ đến trong nhóm đối thủ có một lão lạt ma già, ít nhất ông chủ của Y cũng phải thừa nhận có dốc toàn lực ra cũng chưa chắc là đối thủ của lão già ấy. Sau đó, hệ thống radar liền xuất hiện thêm 4 điểm sáng, rõ ràng đối phương không hề bị thương. Di động có quy luật như vậy, hiển nhiên phải là hành vi của con người, hơn nữa, tốc độ di chuyển này không thể nào là chạy bộ được, mắc lại nghĩ đến những tạm bẫy bên ngoài làng kia, rõ ràng là thiết kế để nhầm vào những kẻ đã quen thuộc với các loại bẫy dập như bọn y. Cuối cùng Mark đưa ra kết luận, rất có khả năng, đối thủ lớn nhất của bọn y trong hành trình lần này, chính đang ở trong ngôi làng kia, không biết tại sao đối phương lại dừng ở đấy. Y không trực tiếp nói ra, mà chỉ không đầu không đuôi buột miệng thốt lên một câu, liệu có phải là đám người kia không? Y hiểu rất rõ, với sự tinh minh của Tây Mễ, chắc là cũng phải có chút phản ứng gì đấy rồi. Sao vậy? Đường Mẫn hỏi. Lữ Cánh Nam nói, tôi suýt nữa quên mất, trang bị của chúng cũng giống chúng ta, tiếp cận với tốc độ cao thế này, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chắc Mộc Cường Ba lập tức bổ sung thêm, nếu sự di động nhanh và có quy luật này của chúng ta bị radar của chúng bắt được, rất có thể sẽ lộ cả thân phận nữa. Hơn nữa, còn lao thẳng đến mục tiêu thế này, không cần nói cũng biết chúng ta đã phát hiện ra chỗ chúng hạ trại, nhất định chúng sẽ liên tưởng đến có người tiềm phục ở gần xung quanh chúng. Chúng sẽ đi tìm ngày đấy, Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam nói pháp sư á la đáp không sao chỗ này rất kín chỉ sợ chúng sẽ tản ra thôi mọi người mau tới đây trác mộc cường ba nói vậy chúng ta tiếp tục thôi ánh mắt gã vừa khéo gặp phải ánh mắt của lữ cánh nam lập tức nhận ra sự hiểu ý ngầm trong mắt đối phương tay vung lên dây móc lại bắn vù ra đường mẫn thắc mắc không sợ bị phát hiện sao tại sao lữ cánh nam mỉm cười nói nếu bị phát hiện thì vừa nãy chúng đã phát hiện ra ta rồi chỉ bằng dứt khoát để lộ luôn. Nhưng phải biết là, loại radar này có một nhược điểm, một nhược điểm chí mạng, chính là chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động. Lạ thật, lại di chuyển rồi, bọn chúng cũng táo gan thật, chẳng hề coi chúng ta ra gì à." Lôi Ba nói. Tây Mễ hừ khẽ một tiếng, vừa nãy dừng lại, có lẽ là để liên lạc với đồng bọn, đồng thời cũng có khả năng chúng đã biết mình bị lộ rồi. Nếu là vậy, thì cũng là một lời tuyên bố với chúng ta rằng chúng đã biết bọn ta là ai, biết chúng ta có trang bị gì. Nếu thế, những kẻ đang tới đây, ngoài kẻ địch của chúng ta ra, thì chẳng có thể là ai khác nữa. Hữu Tài, vẫn chưa bắt được tần số liên lạc của chúng à? Tây Mế quay người lại hỏi Lục Hữu Tài. Lục Hữu Tài đeo ống nghe, cẩn thận điều chỉnh nút vặt, lắc đầu đáp, thời gian ngắn quá, không đủ. Hơn nữa, cũng chưa chắc chúng có dùng bộ thiết bị liên lạc này hay không. Tây Mế nói, chắc chắn là có, nếu chúng tìm được mấy thùng hàng bị thất lạc của chúng ta, thì nhất định sẽ sử dụng. Y lại quay sang phía mắt, xác nhận lại lần nữa, lúc chúng xuất phát, đúng là có 18 người chứ. Mắc gật đầu khẳng định, Tây Mễ liền nở một nụ cười lạnh lẽo, 18 người, còn lại năm U Minh Hà quả nhiên không dễ gì vượt qua, hừ hừ. Chỉ cần bắt được tần số liên lạc này, tao sẽ cho chúng một niềm vui bất ngờ. Nhanh lên, chúng đã đến gần lắm rồi đấy. Chúng ta đã đến khá gần rồi. Lữ cánh nam dừng lại, nhưng tay vẫn không dừng, mà thuận đà ném một khúc cây ra tiết đằng xa. Những người khác cũng ném cành cây về các hướng khác nhau, ba lần liền. Hy vọng chúng nhìn thấy, nếu radar đủ nhạy, lữ cánh nam nói. Chúng dừng lại rồi, cách chúng ta khoảng 800 mét. Chúng đang tung hỏa mù, lôi ba khẽ trao mày. Tây mễ hỏi, chuyện gì vậy? Lôi ba chỉ vào màn hình radar nói, đại ca xem. Chỉ thấy trên màn hình chớp chớp lên mấy đốm sáng, có lúc một điểm trượt phân ra thành hai, bay về những hướng khác nhau, sau đó lại phân ra tiếp, lúc nhiều nhất, trên màn hình hiện ra tới 17-18 đốm sáng. Những đốm sáng ấy tách ra, khoảng cách lên tới vài trăm mét thì đột nhiên đều dừng lại. Chúng nó ném đá đấy, tây mễ xa sầm nét mặt. Lôi ba cũng chật lưỡi nói, đá, cành cây, bất cứ thứ gì có thể ném ra, tạo thành di động với tốc độ cao. Lúc này, lục hữu tài hơi nhướng mày lên, nói, bắt được rồi tần số 33,3, hắn rút tay nghe ra, trong loa liền phát ra một giọng trong trẻo, là tiếng phụ nữ, pháp sư nói, bọn chúng treo túi ngủ trên một cái cây phía trước, hình như còn lắp ghép một gian nhà cây đơn giản nữa. Một giọng đàn ông trầm hùng vang lên, không thấy, chắc chúng đã ngụy trang rồi. Pháp sư, ngài đang ở đâu? Mắc khẽ nói, chắc một cường ba, tây mễ gật gật đầu. Pháp sư Á La nói, tôi đang ở trên cây bên phải các cậu. Cẩn thận, trong rừng có sáu tên đang tuần tra, nhân lúc chúng đang phân tán, chế phục bọn này trước. Giờ ở hướng 9 giờ của tôi có một tên, không, hướng 12 giờ còn một tên nữa. Tôi sẽ đối phó với tên ở hướng 12 giờ, các cậu nghĩ cách xử lý tên hướng 9 giờ nhé. Tây mễ nhì chầm chằm vào màn hình radar không phản ứng, nhớ lại quỹ đạo di chuyển của những đốm sáng vừa nãy, ít nhất có hai người đang ở gần nhau, mà phía mình cũng có hai người đang ở bên dưới gốc cây đối phương mai phục, một người hướng 12 giờ, một người ở hướng 9 giờ. Tây Mễ điều chỉnh thiết bị liên lạc, trên mặt kính liền xuất hiện vị trí và khoảng cách của 6 tên đang đi tuần tra xung quanh, y nhanh chóng đưa ra phán đoán, rồi hạ lệnh, Đinh Minh Hữu Brian, ở hướng 3 giờ và 6 giờ của chúng mày, trên cây có mai phục, cố gắng đứng gây tiếng động, trực tiếp thì chúng luôn đi. Ok, đã nhận. Một thoáng im ắng, rồi đột nhiên có hai tiếng súng nổ vang lên, kế đó trong loa vang lên một giọng già nua, chúng phát hiện tôi rồi, rút lui thôi cẩn thận đấy, đám người này lợi hại lắm. Đinh Minh Hữu nói, chạy mất rồi, không bị thương. Thân thủ người này đáng sợ lắm, khoảng cách gần như vậy mà vẫn tránh được. Tây Mễ nói, đừng đuổi, ở hướng bây giờ của chúng mày còn ít nhất hai tên nữa, cẩn thận khép kín vòng vây vào. Đích, mày tiến lên theo hướng 11 giờ, đừng nhanh quá, chắc chúng cách mày khoảng 90 bước, đạt kiệt, hướng 5 giờ của mày, khoảng cách 130 bước, hồ tử, mày lên cây, hướng 1 giờ, Steven, chi viện cho đạt kiệt, Bốn người bọn Trác Mộc Cường ba vẫn ẩn mình trong bụi cây, không hề hay biết đám quân tuần tra của kẻ địch đang bao vây cả bọn lại, vẫn đang thì thầm thảo luận, cẩn thận, đừng loạn động, không khéo làm kinh động bọn chúng đấy. Trác Mộc Cường ba trấn an đường mẫn, để cô đừng quá căng thẳng, dù sao bọn họ cũng chỉ có 5 người, còn kẻ địch thì ít nhất cũng phải đông gấp đôi. Anh mới phải cẩn thận, đầu anh to nhất, dễ trở thành mục tiêu nhất đó. Đường mẫn không hề nhân nhượng phản bác lại ngay. Đội trưởng Hồ Dương nói, bọn chúng vẫn ở ngoài tầm nhìn của chúng ta, không ở trong phạm vi xả kích. Bọn Tây Mễ đang ở trên tròi cây lắng nghe bọn Trác Mộc Cường ba nói chuyện. Tây Mễ cười khẩy, tốt quá rồi, bốn đứa tụm lại một chỗ, vậy thì khỏi phải lo. Hồ Tử, mày có thể tiến lên thêm 50 mét nữa, tầm nhìn ở đó tốt hơn. Hồ Tử nhảy xuống khỏi tán cây, lẳng lặng áp sát. Trác Mộc Cường ba nghe thấy trong rừng có âm thanh vẳng ra, liền thấp giọng nói, tình hình không ổn lắm thì phải. Pháp Sư, ngài ở đâu rồi? Pháp Sư Á La nói, tôi vòng qua hướng 3 giờ của bọn chúng, đang định thám thính xem trên tròi cây còn bao nhiêu tên nữa. Tây Mễ đánh mắt ra hiệu, Lâm Nhiệm và Lôi Ba liền cầm súng đi ra. Hai người vừa ra khỏi chỗ che chắn, cái loa trong tròi cây liền vang lên tiếng, lại có hai gương mặt lạ nữa. Tây Mễ và Mắc Kinh Hoàng nhìn nhau, đối phương đã đến gần vậy rồi ư, sao có thể như vậy được? Tây Mễ nói, Lâm Nhiệm, hắn ở ngay bên ngoài đó thôi, đã nhìn thấy chúng mày rồi cẩn thận đấy bỗng nhiên một quả pháo sáng bắn lên màn đêm tăm tối bỗng rực lên như ban ngày đám người trong bóng tối nhất thời đều không chịu nổi liền sau đó là tiếng súng chỉ nghe pháp sư á la a à một tiếng cơ hồ lại lẩn ra xa rồi lữ cánh nam nói đó là hướng của pháp sư á la ông ấy bị phát hiện rồi kỳ lạ thật cô đưa mắt sang nhìn trác mộc cường ba hai người gần như cùng lúc thốt lên tản ra quả pháo sáng cơ hồ như hiệu lệnh tổng công kích Bốn người vừa mới chia ra hai hướng, một viên đạn đã rơi đúng vào giữa, kế đó là tiếng súng tiểu liên tự động tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch, vang lên liên hồi, trong rừng dường như chỗ nào cũng có kẻ địch, cả bốn hướng đều bị tấn công. Bọn họ cũng bắn trả, nhưng rõ ràng thấy kẻ địch trúng đạn rồi mà vẫn không sao. Áo chống đạn, chắc Mộc Cường Ba thầm thấy gai cả người, bọn họ đã đánh giá thực lực của kẻ địch quá thấp rồi. Chắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn cùng nấp bên dưới một cái cây. Em không sao chứ? Ừm. Không sao, anh bên trái, em bên phải, kẻ địch ở hướng 5 giờ và 7 giờ phía sau lưng chúng ta. Vừa ló đầu ra đã bị hai viên đạn bắn cho phải rụt đầu lại. Trác Mộc Cường ba bực bội nói, hình như chúng nhìn thấu được chiến thuật của ta rồi. Hay là lên cây đi, anh yểm hộ em, Đường Mẫn nói. Lữ Cánh Nam nói, phục thấp xuống, đừng ló đầu ra, trên cây có kẻ địch đấy. Đội trưởng Hồ Dương lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ chúng ta bị bao vây rồi? Từ lúc nào cẩn thận, lựu đạn mù đấy. Tiếng Pháp sư Á la cất lên, tôi bị đuổi rát lắm, mọi người cẩn thận đấy. Sau đó lại là một khoảng lặng ngắn, gió đêm yên ắng đến độ khiến người ta giận người, kẻ địch đang lặng lẽ áp sát, hồ tử nằm trên cây nheo mắt ngắm chuẩn mục tiêu, khẽ nói, đạt kiệt, phía trước mày chừng 10 bước, sau cái cây kia kìa, ít nhất có hai đứa. Đạt kiệt ló đầu ra khỏi bụi cỏ, nhẹ răng cười dữ tợn, dùng miệng giật chốt quả lựu đạn, dồn sức ném mạnh ra trác mộc cường ba và đường mẫn lăn ra khỏi thân cây một loạt đạn dài đón lấy họ bụi cỏ quá dày người bắn chỉ có thể dựa theo hướng cỏ lay động cũng không biết có chúng mục tiêu hay không có điều hồ tử trên cây thì nhìn được rất rõ ràng hắn chuyển khẩu súng sang chế độ bắn từng phát một hết viên đạn này đến viên đạn khác lướt sát sạt qua bóng người thấp thoáng trong bụi cây trác mộc cường ba và lữ cánh nam hoảng hồn tránh né thậm chí còn chẳng kịp để ý xem kẻ địch ở hướng nào bắn tới lữ cánh nam tranh thủ một khoảng trống vội lách người ra khỏi thân cây, bắn về phía Đạt Kiệt, đồng thời ném ra một quả lựu đạn, có điều Đạt Kiệt đã tránh đi từ lâu. Đinh Minh Hữu và Brian từ nãy giờ vẫn rình dập gốc cây ấy, chỉ đợi bọn lữ cánh nam lộ thân. Đồng thời hồ tử trên cây cũng xoay họng súng, ngắm về phía cô, bỗng phát hiện đội trưởng Hồ Dương đang định lén vòng ra khỏi khu vực chiến đấu, liền nã đạn ép anh phải lui về. Lữ cánh nam và đội trưởng Hồ Dương bị đẩy lùi về phía sau gốc cây, còn Trác Mộc Cường ba cùng Đường Mẫn thì bị kẹp giữa một tảng đá lớn và một thân cây, nhất thời không thể đột phá thoát ra được. Trác Mộc Cường ba đưa tay ra phía sau, chạm phải một vật tròn tròn trơn nhẵn như quả bóng tennis, là đạn hấp dẫn, gã liền đưa tay ra hiệu với Mẫn Mẫn, chỉ rõ phương hướng, đoạn ném mạnh ra. Quả đạn hấp dẫn bắn tung lên không trung, rồi bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt, rồi sáng dần lên, tiếp đó là những âm thanh đập cánh vù vù vù, cả thiết bị bắt sóng của bọn Tây Mễ cũng bị nhiễu loạn. Phát ra những tiếng điện lưu rẹt 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 Bọn Đạt Kiệt thì lại càng chẳng hiểu gì Chố mắt ra nhìn thứ đồ chơi phát sáng trên không trung ấy Bẹt, trong bóng tối, không rõ ai đã bắn rơi quả đạn hấp dẫn Nhưng chỉ cần một thoáng ngắn ngủi ấy Cũng đủ cho chắc một cường ba có được thời cơ quý báu để ẩn nấp Gã và đường mẫn đã rời khỏi vị trí ban đầu Mai phục vào một nơi khác Nhất thời, cục diện rơi vào thế rằng co Nhưng cũng không duy trì được bao lâu Đạt Kiệt đã đeo lên thứ thiết bị trông giống như kính nhìn ban đêm có điều ngoài nhìn được cảnh đêm qua bộ lọc màu xanh lá cây, y còn trông thấy những đám khí thể màu đỏ nữa. Đây là kính nhìn đêm có công năng phát hiện khí CO2. Nhìn qua mắt kính, hắn nhanh chóng phát hiện bốn luồng khí thấp thoáng trong bụi cỏ, một loạt đạt liền quét thẳng qua, không chút lưu tình. Chắc một cường ba lăn tròn dưới đất, ít nhất cũng có ba viên đạt xuất qua bên má gã, những viên đạn khác cũng đều bắn sát sàn sạp bên cạnh. Nhất thời gã cũng không hiểu nổi sao kẻ địch có thể phát hiện ra mình nhanh thế, chỉ biết cứ tiếp tục thế này thì quá bị động, nhất thiết phải ngăn thế công điên cuồng này lại. Gã bèn ném ra một quả lựu đạn sáng. Đạt kiệt tháo kính nhìn đêm xuống, nếu không có lựu đạn khói, lựu đạn sáng thực sự là vũ khí tối ưu để làm rối loạn chiến trường, dù có tránh được bị trói mắt và tiếng nổ, thì lượng CO2 lớn sinh ra sau khi các chất bên trong quả lựu đạn bị cháy cũng sẽ làm nhiễu thiết bị của y. Lúc này, đinh minh hữu đột nhiên chú ý đến phía sau lưng gần như cùng lúc giơ súng lên với người trong bụi cỏ nhưng đối phương động tác rõ ràng nhanh hơn hắn chớp mắt một cái đã ấn nòng súng vào ngực đinh minh hữu rồi bóng người lóa lên lôi ba đinh minh hữu ngạc nhiên nhìn người mới xuất hiện lôi ba thu súng về cũng lấy làm kinh ngạc nhìn đinh minh hữu hỏi không thấy có người chạy qua đây à làm gì có xém chút nữa bị người của mình ngộ sát mồ hôi đinh minh hữu túa ra sau lưng lôi ba là lâm nghiệp hai tên này đuổi theo Pháp Sư Á La tới đây. Thân hình đầu chọc ấy nhanh như một bóng ma, đối phương dẫn bọn chúng chạy một vòng quanh khu hạ trại tới đây thì đột nhiên lắc mình một cái, đã chẳng thấy đâu nữa. Lôi ba nói vào thiết bị liên lạc, lão Pháp Sư kia biến mất rồi, có thể đã tụ họp với những tên khác. Tây Mễ nói, tốt lắm, bao vây cho tao, không để đứa nào thoát. Thực ra Pháp Sư Á La cũng phải tốn bao tâm sức mới thoát được, không ngờ đối phương lại mắc lừa, tự mình bắn người của mình, ông lắc lắc đầu, thoát hiện, rồi lại đu người đi, hút theo một loạt đạn rồi biến mất sau một thân cây, tụ họp với bọn lữ cánh nam. Pháp sư Á La, ngài không sao chứ? Lữ cánh nam lo lắng hỏi. Lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều, có vẻ như chúng ta đã quá khinh địch rồi. Pháp sư Á La đáp với giọng bất lực. Đội trưởng Hồ Dương nói, giờ không phải lúc nghĩ cách tiêu diệt kẻ địch, tốt nhất nên tính sao để đột phá vòng vây trước đã. Tây mế cắn móng tay, cười gần lạnh lẽo. Chắc một cường ba không tài nào hiểu nổi, tại sao kẻ địch lại nhanh chóng tìm được vị trí của bọn gã như thế, chúng đã lẳng lặng hoàn thành vòng vây từ lúc nào. Tại sao Pháp Sư Á La lại bị phát hiện, tất cả thật quá bất ngờ. Lúc này, thiết bị liên lạc gắn trên tai gã chợt vang lên tiếng lữ cánh nam, chúng ta phải đột phá vòng vây, lát nữa tôi sẽ ném ra một quả đạn hấp dẫn, đồng thời phối hợp hỏa lực chi viện. Cái cây bên phải chỗ anh và đường mẫn tương đối thấp, hãy nghĩ cách dùng dây móc đu qua đó, tay súng trên cây ở hướng 12 giờ của hai người, vừa khéo đó cũng là góc chết của hắn. Nhân lúc những tên khác bị thu hút, hai người lên cây, trước tiên tìm cách triệt hạ tay súng kia đã, đến lúc đó chúng ta sẽ lật ngược tình thế, thừa cơ phản công. Bên này chúng tôi sẽ tấn công theo chiến thuật tam giác, hai người ở trên cao yểm hộ, các hướng 5 giờ và 3 giờ đều là chỗ yếu của chúng, lại có che chắn, có cơ hội thì xông ra luôn. Chúng đều có áo chống đạn, tay súng kia lại nấp trong chạc ba, khó bắn chúng lắm gắng hết sức đi chúng ta phải tin vào chính mình sau khi phát ra một kế hoạch tác chiến đơn giản cả bọn liền chuẩn bị hành động đạn hấp dẫn được ném vù ra trác mộc cường ba và đường mẫn bắt đầu bắn dây móc chẳng ngờ vừa đu đến giữa chừng đột nhiên có một quả pháo sáng bắn lên không những nhấn chìm tia sáng của quả đạn hấp dẫn mà còn khiến hai người hoàn toàn hiển lộ giữa bầu trời đêm gần như thành hai cái bia di động đạn như có mắt bay tới vèo vèo trác mộc cường ba chửi thầm trong bụng lập tức cùng đường mẫn hạ xuống đất lăn nhanh vào bụi cỏ tìm nơi ẩn nấp giờ thì cả năm người đều bị vây vào một chỗ đường mẫn lo lắng hỏi anh không sao chứ không sao vừa nãy chắc một cường ba ở ngoài đường mẫn ở trong đạn hầu như đều nhầm cả vào người gã á à, máu kia bị suốt qua thôi không bị thương chứ lữ cánh nam cũng hỏi đồng thời cô cũng thầm lấy làm khó hiểu tại sao kẻ địch lại giống như dự đoán trước được kế hoạch của họ chẳng có lý do nào hết trong năm người này lẽ nào có người ngấm ngầm báo tin sao có thể làm được điều đó trong hoàn cảnh này và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế còn khả năng nào khác hay không không sao kế hoạch của cô xem chừng không ổn rồi chắc mộc cường ba cũng đang nghĩ đến cùng một vấn đề với lữ cánh nam pháp sư á là bị phát hiện cả bọn bị bao vây kế hoạch tác chiến bị đối phương nhìn thấu kẻ địch dường như có năng lực tiên tri giống như là nghe được kế hoạch tác chiến của họ từ trước rồi vậy gượm đã nghe được kế hoạch tác chiến của chúng ta từ trước trong đầu chắc mộc cường ba chợt lóe lên một ý nghĩ vừa khéo cũng nhìn thấy ánh mắt sáng bừng của lữ cánh nam trong một góc kẻ địch không thể quan sát thấy hai người gần như cùng lúc giơ tay phải lên chỉ vào thiết bị liên lạc đeo trên mắt rồi lại cùng gật đầu khẳng định lại xem ra cách này không xong rồi chúng ta phải sắp xếp lại dường như không một giây do dự lữ cánh nam lại đưa ra một kế hoạch tác chiến khác lần này là Trác Mộc Cường ba cùng Pháp Sư Á La phụ trách thu hút sự chú ý của kẻ địch, làm bộ chuẩn bị đột phá chạy trở về, nhưng sự thực lại tấn công ngược vào cái tròi trên cây của kẻ địch, lợi dụng tròi cây yểm hộ, tiếp tục quần thảo với bọn chúng. Có điều lần này, ngữ khí của Lữ Cánh Nam có vẻ khá thoải mái, nhưng nếu không cực kỳ chú tâm lắng nghe thì không thể nào nhận ra được. Tây mế vỗ vỗ lên vai Ivan, con gấu Nga này mặc dù vừa nãy mới bị một xúc gỗ to tướng tương cho một cú nặng, nhưng vẫn còn khỏe như một con thú hoang một tay hắn xách khẩu trung liên gắn thêm cả băng đạn to tướng nhắm về hướng bọn trác mộc cường ba có khả năng xuất hiện tay mễ thì ra vẻ lười nhác ngồi xuống hai tay cầm súng đầu ngửa ra sau dựa vào hộp thiết bị nghe lén lúc này y thấy mình giống như một vị hoàng đế cảm giác này thật quá sức dễ chịu lại một quả lựu đạn sáng nữa trác mộc cường ba và pháp sư á la lăn sang bụi cỏ ở hai bên những bóng người khác lẳng lặng trườn về phía tròi cây như bầy rắn tất cả đều giống như trong kế hoạch tay súng trên cây báo cáo số người và phương hướng tập kích với Tây Mễ, ba đứa, hướng 7 giờ, tên ở giữa đã mai phục, hai tên còn lại tản ra theo hướng 9 giờ và 3 giờ. Ngón tay Tây Mễ gõ nhẹ nhẹ lên huyệt Thái Dương, vừa muốn tiếp ứng với hai tên dụ địch, lại vừa muốn bao vây tròi cây của chúng ta, bọn này cũng tham quá đấy nhỉ. Tiếng súng bắn về phía Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á là rất thừa thớt, vì bọn lôi ba sớm đã vòng sang hai bên trở lại phía trước tròi cây. Chính diện phía trước bọn lữ cánh nam chỉ có hai người, Đinh Minh Hiễu và Brian. Họng súng của hồ tử đã chuyển hướng, nhằm vào đống cỏ có người mai phục phía trước căn tròi trên cây, nhà đạn quét qua, không chút khách khí. Kỳ lạ thật, sao không có phản ứng, lẽ nào người đó đã di chuyển rồi? Rõ ràng còn thấy đám cỏ ấy sao động mà, hồ tử thầm nghĩ. Đinh Minh Hiễu và Brian cũng cảm thấy kỳ lạ, đám cỏ mà chắc Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á la nhảy vào cũng không có động tính gì nữa, chẳng lẽ đối phương đã trúng đạn? Dường như hơi dễ dàng quá thì phải. Ầm, um, ầm. Um. Chuyện gì vậy, lại thêm hai quả đạn sáng nữa, chẳng lẽ năm tên này đã thành chó cùng rứt dậu rồi sao? Đột nhiên, từ vị trí bọn chúng không thể nào ngờ được, chính là chỗ năm người vốn ẩn náu, lại lóe lên ánh lửa. Nhưng năm người đều đã tản ra khỏi đó rồi, lẽ ra phải không còn ai nữa chứ. Đinh Minh Hữu và Brian tuy đã kịp thời phản ứng, nhưng đối phương không chỉ có hai người, bọn đi lập tức bị áp đảo. Hồ Tử đang chuẩn bị xoay họng súng qua bỗng thấy một trái đạn phát ra ánh sáng và những âm thanh vo vo bay vụt qua trước mặt. Đúng vào khoảnh khắc hắn thần người ra ấy, một viên đạn đã bay vèo tới. Ôi, hồ tử chỉ kêu lên một tiếng, rồi ngã lăn từ trên cây xuống. Lựu đạn sáng vừa nổ, Tây Mễ đã biết có chuyện không ổn, lập tức hạ lệnh cho tất cả nhằm hướng mục tiêu khai hỏa. Đạn bắn tung tóe ra khỏi khẩu trung liên trong tay Ivan, vỏ đạn phun ra như vỏ chấu, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, tốc độ di chuyển của tay mình lại không đuổi kịp những thân hình đang di động trong lùm cỏ kia. Sao lại nhanh thế được? Hai mắt Ivan như bốc lửa, ghim chặt cò súng, nhất định phải bắn chúng kẻ đó mới thôi. Tây mễ cũng thấy hơi nôn nao, này, này, dừng lại, mày là đồ con lừa, con mẹ mày tưởng chúng ta mở xưởng công binh chắc, bắn hết đạn rồi, chẳng may gặp phải bọn quái thú trong rừng thì sao? Thằng đần, Ivan gầm lên giận dữ, vứt khẩu súng sang một bên, rút con dao đi rừng bên cạnh lao ra ngoài phía bên kia năm sáu người đang vây lấy cái bóng đang di động trong lùm cỏ vậy mà vẫn không bắn chúng chỉ có lôi ba và lâm nhiệm nhận ra phương thức di động ấy kiểu đổi hướng kỳ dị đó dường như chính là lão pháp sư mà vừa nãy hai tên bọn chúng truy kích nhưng chẳng phải lão pháp sư ấy đang ở phía trước thu hút một nhóm khác sau vậy thì kẻ này là ai hay là đối thủ của bọn chúng người nào cũng có thực lực đáng sợ như vậy đúng vậy người thu hút hầu hết hỏa lực đang lách qua lách lại né tránh trong lùm cỏ chính là Pháp Sư Á La. Vậy còn người nhao ra lúc ban đầu, đó chỉ là hai bộ quần áo bọc bên ngoài tảng đá, còn kèm theo cả hai trái lựu đạn sáng nữa. Giữa một bãi cỏ cao ngang đầu người trong đêm khuya khoát tối tăm, muốn phân biệt rõ đâu là người thật, đâu là người giả nào phải chuyện dễ dàng. Người vòng ra phía sau bò tới chỗ tròi cây cũng chỉ có lữ cánh nam và Pháp Sư Á La, ở giữa chỉ là một đám quần áo nhồi cỏ. Sự thực là, bọn Trác Mộc Cường ba hoàn toàn làm ngược lại với kế hoạch, mục tiêu của bọn họ không phải cái tròi cây, mà là đột phá vòng vây chạy ra xa khỏi đó. Đây là một trận ám chiến thực sự, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, nhóm của Tây Mễ đã bắt được tần số sóng liên lạc của mấy người bọn Trác Mộc Cường ba, đồng thời lợi dụng thông tin qua sự trao đổi của bọn gã mà định ra đối sách tương ứng, sau đó Trác Mộc Cường ba và Lữ Cánh Nam lại phát giác được điều này, bèn lẳng lặng lợi dụng tin tức giả mê hoặc đối phương. Giờ bọn gã đã nắm được hoàn cảnh hiện tại của mình, xét về nhân số hay vũ khí trang bị, bọn gã cũng đều ở thế yếu hơn. Xem ra, các thùng thiết bị của Merkin ném xuống cũng hơi có sự khác biệt, ít nhất họ không có thiết bị bắt sóng, cũng không có áo chống đạn, đương nhiên, cũng có thể bọn chúng đã mặc áo chống đạn ngay từ đầu rồi. Nói gì thì nói, bọn họ cũng cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, sắp xếp lại kế hoạch đối phó với kẻ địch mới. Pháp Sư Á la lượn một vòng trong lùm cỏ, rồi lại biến mất ngay trước mắt những kẻ đang khép chặt vòng vây, trở lại tụ họp với nhóm Trác Mộc Cường Ba, rồi dồn hỏa lực mở ra một lối giữa Đinh Minh Hữu và Brian, thoát ra khỏi thế trận của kẻ địch. Không lâu sau, Lữ Cánh Nam cũng trở lại, nhưng sau lưng cô vẫn còn một đám đuổi theo. Ivan đứng lên giữa lùm cỏ lòa xòa, liếm liếm vết máu nơi khóe miệng. à đàn bà đó cũng lợi hại thật, dù là lực bộc phát của cơ bắp hay thân hình cũng đều là loại mà hắn thích nhất, ý nghĩ đè Lữ Cánh Nam xuống khiến cô phải rên lên đau đớn khiến con gấu ngà ấy không sao kìm nén nổi ngửa mặt lên trời hú vang. Nhất định phải đuổi bằng được bọn nó cho tao. Khốn kiếp thật, Tây Mế vô cùng phẫn nộ, vốn đã tưởng có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng giờ lại để kẻ địch thoát ngay trước mũi, 12 người đối phó với 5 người, vậy mà còn để đối phương chạy mất, đây có khác nào một thất bại lớn chứ? Có điều, trong thời gian ngắn vậy mà đám người này đã phát hiện được sơ hở, đồng thời lợi dụng luôn sơ suất này khiến mình mắc bẫy, chỉ riêng tư duy sắc bén và cẩn mật ấy thôi đã không thể coi thường được rồi. Mắc nói, yên tâm, đằng nào bọn chúng cũng bị trói chân ở cái làng phía trước rồi, chẳng thể chạy đi đâu được. Bọn chúng đều là hạng nhân từ như đàn bà, chắc chắn sẽ ở lại để phòng chúng ta đến tiêu diệt cả thôn làng ấy, đến lúc đó muốn giết chúng còn dễ hơn nhiều. Cứ tưởng lợi hại lắm, hóa ra vừa đụng mặt đã bị đại ca dọa cho sợ té đái vãi phân ra rồi. Tiếng chung của mắc vốn chẳng ra gì, lại thích tỉa tót câu chữ, thành ra mấy từ cuối phát âm thành, mông biết châu voi. Tây mễ không nhịn nổi cười, hoàn toàn quên mất vừa nãy lúc chiến đấu tên giỏi nịnh bợ này đã lần đi đâu mất. Kẻ địch chia làm hai hướng trái phải, hợp kích vào giữa như gọng kìm. Bọn chắc mộc cường ba chạy phía trước, tốc độ chưa chắc đã nhanh hơn bọn truy binh, lại không dám dùng dây móc, vì như thế sẽ trở thành bia tập bắn cho đối phương. Họ phải lách qua lách lại tránh đạn, chốc chốc lại bắn trả, nhưng xét về tổng thể thì đích thực vẫn đang ở thế yếu hơn. Đội trưởng Hồ Dương, anh không sao chứ? Đường Mẫn hỏi. Không sao, nhưng mà có máu kia không phải máu của tôi làm sao đây trác mộc cường ba nhất thời cũng bó tay chưa nghĩ ra cách gì vẫn còn ba quả lựu đạn hai quả lựu đạn sáng ba trái đạn hấp dẫn súng cũng còn đủ đạn nhưng muốn đối phó với kẻ địch đông gấp đôi thì rõ ràng vẫn chưa đủ đột nhiên gã giờ thấy bình thủy tinh nhỏ son đưa cho mình lời nhắn của son lại vang lên bên tai thứ này gặp lúc nguy cấp có thể dùng gã lấy bình thủy tinh ấy ra xé một mảnh áo quấn chặt vào quả lựu đạn rồi rút chốt, nhắm về phía kẻ địch ném vèo ra. Mấy người bọn Steven vội vàng phục người xuống, ầm một tiếng, cát bụi bắn tung tóe, nhưng trong bóng tối, chẳng ai chú ý đến những giọt nước bắn tung tóe lên người mình. Bọn địch phía bên phải lại ào lên, tiếng súng phía sau vẫn rất rát, bình chất lỏng dùng để giữ mạng của son dường như không phát huy tác dụng gì lớn lắm. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu thấy lo lắng. Lúc này, chỉ nghe Pháp Sư Á la nói, cứ vậy thì không thoát được, để tôi dẫn dụ bọn chúng nói xong liền lách người lao về phía trái lữ cánh nam nói vậy thì đành nhờ pháp sư vậy vù một cái bóng lướt vèo qua trước mắt bọn truy binh lôi ba buộc phải dừng lại hỏi lục hữu tài này có thấy gì không lục hữu tài đáp hình như có người chạy sang phía bên phải nhanh quá những tên khác cũng đều dừng lại theo chỉ có ivan là muốn lập tức bắt được người đẹp xông lên nhanh nhất mặc mẹ là cái gì cứ đuổi theo làm thịt hết từng đứa một tao muốn đứa con gái kia tao muốn đứa con gái kia lôi ba vươn tay giữ chặt lấy con gấu nga cao hơn hắn cả một cái đầu mày biết cái đếch gì nếu chúng vòng ngược ra phía sau cắn trộm thì bọn ta lại rơi vào thế bị động đấy trong đám ấy có một thằng thân thủ thế nào có phải mày chưa thấy đâu lôi ba quát lên như thế ivan cũng không dám xông lên nữa tuy hắn to đầu hơn lôi ba nhưng nếu động tay động chân thật hắn cũng không dám chọc đến tên họ lôi này vậy vậy giờ tính sao những cái bóng phía trước mỗi lúc một xa, Brian xòe tay ra hỏi. Quay lại, chúng nó không thoát được đâu, nhìn vết máu nhỏ xuống đám cỏ, lôi ba nhe răng cười, liên lạc lại với Tây Mễ. Lúc bọn chúng về đến tròi cây, hồ tử đang băng bó vết thương, hắn bị đạn xuyên qua bắp tay, loại áo chống đạn này không bảo vệ được tứ chi. Vừa bước vào, mặc đã chùn mũi hít mạnh bước đến bên cạnh bọn lâm nghiệp, hít hít người người một lượt, trên người bọn mày có mùi gì đấy. Làm quái gì có mùi mẽ gì, mấy tên vừa quay lại đều đưa cổ áo lên mũi hít mạch, chẳng hiểu mô tê gì. Ivan nói, tao chỉ ngửi thấy mùi đàn ông thôi, trên người tao từ nhỏ đã rất đậm mùi đàn ông rồi. Ivan, ngày mai trên người mày sẽ có thêm nhiều mùi đàn bà nữa, ha ha. Cả bọn liền cười phá lên dâm đãng. Trở về làng công nhật lập, việc đầu tiên cần làm là xử lý vết thương. Chắc một cường ba đúng là chỉ bị xước sát sơ sơ, cùng một bên má bị ba viên đạn sượt qua, không biết có phải may mắn hay không, giờ đây trên mặt gã đã có thêm ba vết thương trông như dâu mèo đội trưởng hồ dương cũng không bị thương nặng máu trên người anh là của lữ cánh nam chảy xuống cô thoát được khỏi vòng vây của kẻ địch nhưng dù sao thân thủ cũng chưa bằng được pháp sư á la bị một viên đạn xuyên qua giữa xương vai và xương quay xanh một viên khác ghim vào bắp đùi về sau lại phải quần thảo tay đôi với con gấu nga khủng khiếp kia một hồi vết thương càng sâu thêm nhưng trên đường quay về cô vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra vừa chạy vừa bắn trả lại còn nhiều lần yểm hộ cho đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn. Nhìn vệt máu nhuốm đỏ cả vùng ngực dưới ánh đèn, chắc Mộc Cường Ba không khỏi thầm kinh hãi, người đàn bà này là thể loại gì vậy? Lẽ nào mật tu giả đều không biết đau là gì hay sao? Đêm nay vậy là không thể nghỉ ngơi được nữa, cần phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng, biết đâu sáng sớm ngày mai, kẻ địch lại vác đủ loại vũ khí hạng nặng mà họ chưa gặp bao giờ xông tới càn quét cũng không chừng. Cảm bấy phía cổng làng cần phải ra cố tăng cường, dù cho dùng đến các loại vũ khí có sức phá hoại lớn như mìn cỡ nhỏ, thuốc nổ kẹo cao su, cũng chưa đủ, chắc Mộc Cường ba kiểm tra lại đạn được còn lại, nếu kẻ địch vây khốn ngôi làng này, liệu bọn gã cầm cự được bao nhiêu lâu chứ? Dù sao thì nơi này cũng chẳng còn cách Bạc Ba La thần miếu bao xa nữa, bọn đối phương chỉ cần tiêu diệt nhóm của gã là đã có thể hoành hành bá đạo ở nơi này, chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Lúc này, đội trưởng Hồ Dương chợt quay sang hỏi gã, có cần báo cho dân làng không? để mọi người còn biết mà đề phòng. Trác Mộc Cường Ba nói, à, dĩ nhiên, tôi quên mất đấy. Đội trưởng Hồ Dương lại nói, nhưng cậu đã tính toán kỹ chưa, những dân làng ấy sẽ nghĩ thế nào? Chính chúng ta đã mang lũ ma quỷ và sự hủy diệt đến đây, tất cả đều là lỗi của chúng ta đấy. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói, giờ chẳng kịp lo những chuyện ấy nữa đâu, cần phải báo cho họ mới được, bằng không dân làng sẽ chết oan chết ức mà chẳng hiểu vì sao. Ngoài ra còn phải cho họ hiểu được uy lực đáng sợ của súng ống và thuốc nổ nữa. Lúc này, Trương Lập mới hoảng hốt lật đật lao vào, vừa bước qua cửa đã oang oang cất tiếng, Cường Ba thiếu ra, không xong rồi, có nhiều người lỗ mặt lắm. Hả, mọi người sao vậy? Bây giờ, anh mới để ý thấy vết máu lấm tấm trên người Trác Mộc Cường Ba, đội trưởng Hồ Dương và Pháp Sư Á La. Trác Mộc Cường Ba hỏi, mã cắt đâu? Trương Lập gãi gãi đầu, thẽ thọt nói, mã, mã cắt gì cơ? cô ấy đang ngủ trong phòng mà. Anh chàng đã lén lút đưa mã cát về phòng trước, vẫn còn tưởng không ai hay biết chuyện gì. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, hai cái đứa này thật là chẳng ra sao, lại bị bọn người lỗ mặc đuổi giết. Nhạc Dương vừa vào cửa đã cáo kỉnh lao bào, nhìn thấy Trương Lập, tức thì kêu lên một tiếng kinh ngạc, ồ, nhanh thật đấy, tôi còn tưởng anh vẫn đang ở trong phòng mã cát cơ. Sau đó lại nhanh nhỏ quay sang hỏi, cường ba thiếu ra, vết thương của mọi người. Mặt trương lập tức thì đỏ bừng lên như trái cà chua chín, chỉ tay vào nhạc dương và ba tang, lắp bắp nói, hai. Hai người, thì ra là hai người, thảo nào anh luôn thấy kỳ lạ, bọn người lỗ mặc ấy vốn đang bám giết lấy bọn họ, sau rồi chẳng hiểu sao lại ngừng truy kích, hình như còn nghe thấy tiếng súng. Nhạc dương dầu mỏ lên, không phải chúng tôi, hai người làm sao thoát dễ dàng thế được. Chắc một cường ba xua tay nói, tạm gác chuyện của mã cắt lại, chuyện người lỗ mặc kia là thế nào. Trương Lập và Mã Cát đang nằm trên thảm cỏ nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh giống như tiếng thổi tù và, Mã Cát bảo với Trương Lập, hình như người lỗ mặc bị khiêu khích gì đó. Trương Lập vội hoảng hốt bế cô lên chạy thẳng một mạch, lần này anh chỉ mang có một món vũ khí, mà cũng không phải loại đối phó được với bọn người lỗ mặc ấy. Trong lúc bỏ chạy, Trương Lập phát hiện có rất nhiều người lỗ mặc, dường như chúng đang tụ tập về nơi nào đó, nhưng vẫn có một nhóm nhỏ tách ra truy đuổi anh và Mã Cát, nhưng về sau hình như đã bị cản lại. Trương Lập kể xong, Nhạc Dương lại bổ sung thêm, anh và Ba tang đứng ở chỗ cao, độ cảnh giới cũng cao hơn, theo quan sát của họ, bọn người lỗ mặc từ bốn phương tám hướng dường như đều bị thu hút cả về một chỗ, đang tụ tập về phía mép bình đài gần thôn làng. Họ không dám khẳng định lũ người lỗ mặc ấy có ý đồ tập kích làng công nhã lập hay không, vì vậy chỉ giết chết đám đuổi theo Trương Lập và Mã Cát, rồi trở về báo cáo luôn. Vừa dứt lời, Nhạc Dương lại hỏi, "Cường Ba thiếu ra, sao mà mọi người bị thương vậy?" giáo quan và mẫn mẫn đâu trác mộc cường ba đứng lên nói cánh nam bị thương mẫn mẫn đang giúp cô ấy tôi đi báo với họ một tiếng đội trưởng hồ dương sẽ kể cho các cậu nghe mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy hôm nay là ngày hạn của họ chăng bọn người lỗ mặc cũng muốn tấn công ngôi làng này ư trác mộc cường ba lắc mạnh đầu cố gắng hất văng những ý nghĩ hoang đường ấy ra ngoài viên đạn đã được gắp ra đường mẫn đang băng vai cho lữ cánh nam trác mộc cường ba định gõ cửa không ngờ vừa đụng khẽ vào cánh cửa đã bật mở ra gã tưởng vết thương của lữ cánh nam đã xử lý xong rồi liền bước vào nói bọn nhạc dương mang về một tin xấu người lỗ mặc ánh mắt gã dừng lại trên bộ ngực trắng như tuyết lập tức biết mình đã sai lầm đường mẫn cuống quyết kêu lên anh anh vào làm gì thế mau ra đi trác mộc cường ba vội khép cửa lại đứng bên ngoài nói có rất nhiều người lỗ mặc hình như đang tiến về phía ngôi làng này không hiểu nguyên nhân vì sao lữ cánh nam nói anh thấy nên làm thế nào thì cứ làm vậy đi, anh là đội trưởng kia mà. Trác Mộc Cường ba quay trở lại, bảo Trương Lập khởi động hệ thống radar, tất cả sẵn sàng vũ khí, chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Lúc này, âm thanh nghe giống tiếng tù và kia lại vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, tựa như có vô số người lỗ mặc đang sầm sập tràn về phía ngôi làng như cơn nước thủy triều dâng. Dân làng đều giật mình thức giấc, ai nấy hoảng hốt bất an, vội chạy sang các nhà thông báo lẫn nhau, có người quỳ sụp xuống cầu khấn hơi thở của thần chết đã mù mịt bao phủ khắp xung quanh thôn công nhật lạp này rồi mã cát cũng bị kinh động cô chạy đi tìm trương lập hy vọng biết được tin tức gì đó bọn chúng bọn người lỗ mặc có tấn công làng ta không em chưa từng nghe thấy nhiều người lỗ mặc cùng kêu gào như thế bao giờ cả trương lập nhẹ nhàng đỡ lấy mã cát để cô dựa vào người mình thì thầm nói em ra đây làm gì trở về nghỉ ngơi đi không có chuyện gì đâu chúng làm sao mà xông vào làng được Pháp Sư Á La nhắm mắt lắng nghe phương hướng phát ra âm thanh, cặp mắt bỗng mở bừng ra, dường như mục tiêu của chúng không phải ngôi làng này, mà là hướng của kẻ địch. Nhạc Dương và Trương Lập đã biết chuyện gì xảy ra, đương nhiên hiểu được ý của Pháp Sư Á La. Trác Mộc Cường ba sực nhớ ra lời nhắc nhở của Son, sau khi ném cái này về phía kẻ địch, phải chạy thật nhanh, càng xa càng tốt, đừng để tự chuốc vạ vào thân. Lẽ nào là, bọn Tây Mỹ cũng không tên nào ngủ được, có điều, chúng không ngủ là vì hưng phấn, trong làng sẽ có gì chứ có những xúc thịt lớn có rượu ngon lại còn có cả vô số mỹ nữ đương nhiên nếu có vàng bạc châu báu gì gì đó thì càng tốt bọn chúng thu xếp lại hành trang ba lô túi sách đã biết vị trí ngôi làng ở đâu giờ còn gì phải do dự nữa tuy có mấy tên người hiện đại giống như bọn chúng bảo vệ cho ngôi làng ấy nhưng trang bị của đối phương không hoàn thiện như chúng nhân số cũng không bằng chỉ cần đợi đến khi trời sáng là có thể tấn công vào làng tiêu diệt hết kẻ địch hư mọi người sống trên vùng đất này đều phải cúi đầu. đám người nguyên thủy cầm cung nỏ với giáo giải ấy lấy gì ra để đối kháng với súng máy và lựu đạn cơ chứ? đúng lúc ấy chợt có âm thanh ù ù như tiếng còi hơi từ đằng xa vẳng lại kỳ quái còi hơi á là bọn thằn lằn hai chân loài sinh vật đáng ghét nhất trong khu rừng này. bọn chúng như là một lũ quân du kích chốc chốc lại ập ra đột kích mọi loài động vật trong rừng cả bọn tây mễ cũng không ít lần nếm mùi đau khổ rồi tây mễ lập tức trở nên căng thẳng. Gội khoát tay bảo Lâm Nghiệp, lên cây, lên cây, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hình như chúng ta chưa bao giờ gặp phải nhiều thần lần thế này, đúng không? Lâm Nghiệp lên cây, lắp đặt thêm anten cho radar. Không xong rồi, đại ca, lớn chuyện rồi, tao thấy chúng ta phải. Đích vừa dứt lời, mắc liền buột miệng nói theo, mới được nửa câu đã sực nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt. Chuyện gì vậy, Tây Mễ lại bắt đầu sờ sờ lên vết sẹo trên mặt, đó là tín hiệu nguy hiểm. Có, có rất nhiều thằn lằn từ bốn phía dồn cả lại khu vực quanh đây, không biết mục tiêu của bọn chúng có phải là ngôi làng đằng trước kia không? Đại ca xem, đâu đâu cũng thấy chúng. Chỉ thấy trên màn hình hiện ra hơn trăm điểm sáng nhấp nháy, đều đang di chuyển về cùng một hướng. Tây mễ nói, khoảng cách, phương hướng, tốc độ. Lôi ba lập tức đáp, con gần nhất chỉ cách chưa đầy 20 km, chúng đang đi qua ngôi làng phía trước, hình như không hề có ý định tụ tập ở đó. Tốc độ khoảng 40 km một giờ, không phải vận tốc lúc săn mồi, chúng tiến lên theo từng nhóm năm ba con một. Có vẻ như tất cả bọn thần lằn ở khu vực quanh đây đều tụ tập cả lại rồi, thật hết sức bất bình thường. Nếu không phải ngôi làng ấy, thì mục tiêu của chúng có thể ở đâu? Mark lẩm bẩm nói một mình. Tây mễ ra lệnh, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí đã, mặc xác chúng nó, bọn ta cứ lo thân mình trước đã. Lâm nhiệm, xuống đây. A, à, son, sao lại quên mất hắn chứ? Khốn kiếp thật, Mark bỗng dưng kêu toáng lên, Khiến cả Tây Mễ cũng giật bắn mình, mắc đỗn mặt ra, cuốn cuồng nói bằng tiếng Anh, nếu không phải là cái làng ấy, thì còn là ai được nữa? Chính là chúng ta đấy, đã bảo lúc trở về bọn này có mùi gì là lạ mà lại, lúc chúng mày đuổi theo đám người ấy, có bị chúng tấn công ngược lại không? Ý tao là có thứ vũ khí nào bất bình thường không, như là lọ chai, hay hộp, hoặc túi ni lông gì gì đó? Có không hả, có không hả, cả đám người đều ngẩn cả ra, Tây Mễ quát lên, nhớ lại đi có nghe nó nói gì không hả? Có bị ném chai lọ hay túi ni lông gì không? Y hiểu rất rõ, cái tên mắc nhát gan này đột nhiên dám lớn tiếng như vậy, chắc chắn phải có nguyên do gì đặc biệt. Đinh Minh Hữu nghĩ ngợi dây lát, rồi nói, à, thủy tinh có tính không? Thủy tinh, mày nói là thủy tinh hả? Mắc sợ đến nỗi giọng nói cũng phát run lên. Đích hỏi, thủy tinh, thủy tinh gì hả? Đinh Minh Hữu liền nhắc, chúng mày quên rồi à? Lúc đuổi theo bọn chúng, không hiểu đứa nào ném ngược lại một quả lựu đạn, không ai bị thương, nhưng thằng Steven bị mảnh thủy tinh bắn suốt qua rách cả mặt, mày còn hỏi tao, sao ở đây lại có mảnh thủy tinh còn gì? À, phải đấy, Steven giờ giờ vết thương nhỏ trên má, cuối cùng cũng nhớ ra. Mặt mắc tái mét, lầm bẩm nói, vậy là đúng rồi, chắc chắn bọn thần lằn ấy đang nhầm vào chúng ta. Mẹ ơi là mẹ, nghe đây, tất cả những người có mặt trong phạm vi nổ của quả lựu đạn ấy, mau cởi hết quần áo ra, rồi cả bọn mau rời khỏi chỗ này, càng xa càng tốt. Tao cũng không biết phải chạy đi đâu mới thoát được, nhưng có lẽ tìm nơi nào có nước thì tốt hơn. Cởi quần áo, Tây Mễ vươn tay chụp lấy mắt, định nhìn cho rõ xem thằng Tây cao lớn này có phải đã sợ đến phát rồ rồi hay không, mày nói cái gì hả? Mắc bình tĩnh nói, là một loại kích thích tố dụ bọn dã thú đến. Giờ không kịp giải thích nữa, tóm lại là phải làm như vậy, tin tôi đi đại ca. Tôi vẫn chưa muốn chết sớm vậy đâu. Lôi ba nói, nó nói cũng có lý. Đại ca, những đốm sáng kia đang đang tiến về phía này. Con mắt tam giác của Tây Mễ nheo nheo lại, bắn ra những tia lạnh lẽo giận người, y gầm lên một tiếng, còn không làm theo lời nó đi. Lột sạch quần áo của chúng mày ra cho tao. Đinh Minh Hữu nói, nhưng đại ca, cởi hết thì bọn em mặc gì? Mày cần mạng hay cần mặc quần áo? Giọng Tây Mễ thấp hẳn xuống, nhưng ngữ khí lại băng lạnh khiến người ta nghe mà phát run lên một cái lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng pháp sư á la nghe trác mộc cường ba kể xong không khỏi thầm kinh ngạc ông đã biết đó là thứ gì rồi đồng thời cũng càng khẳng định chắc chắn thân phận của son hơn một người yêu thích động vật tuyệt đối không thể có trình độ ấy được nhìn những đốm sáng đang tràn về phía doanh trại của kẻ địch trên màn hình pháp sư á la khẽ mỉm cười đấy chính là chất thông tin gì đó mà anh son để lại đấy à trương lập đứng bên cạnh hỏi trác mộc cường ba gật gật đầu lúc này lữ cánh nam đã mặc lại quần áo cùng với đường mẫn bước ra ngoài thấy cả hội vẫn còn ở trong phòng mà không ra ngoài đầu làng phòng ngự liền hỏi sao vậy không cần ra cổng làng phòng thủ à pháp sư á la lắc đầu tạm thời quan sát một chút đã có thể kẻ địch đã chúng phải dẫn cổ cường ba thiếu gia đã ném ra lữ cánh nam lập tức hỏi son pháp sư á la gật đầu chắc mộc cường ba thoáng động tâm nếu đúng là chất thông tin ấy gây ra vậy thì thủ đoạn này thực sự quá sức hữu hiệu lẽ nào son đúng thật là trong tiếng tù và từ đằng xa vẳng lại còn kèm theo tiếng súng và tiếng nổ pháp sư á la khẽ nói bắt đầu rồi lữ cánh nam cũng nói xem ra phải đến mai mới biết kết quả rồi cô khẽ vuốt vuốt lại mái tóc dù son là người thế nào thì lần này anh ta cũng đã cứu họ một mạng trước đây đối đãi với son như vậy rốt cuộc là đúng hay sai khóe mắt của ba tang khẽ giật giật cổ độc càng lúc anh ta càng không thể hiểu nổi thứ ấy cả bọn Trác Mộc Cường Ba và dân làng công Nhật Lạp cùng trải qua một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi người lỗ mặc đã tản đi, Pháp Sư Á La, Trác Mộc Cường Ba và Ba tang liền trở lại chỗ kẻ địch cắm trại. Sau trận chiến kịch liệt hồi đêm, khắp trốn đâu đâu cũng đầy những chân tay đứt lìa của bọn người lỗ mặc, còn có mấy con thú hoang không biết tên đang tranh nhau cắn xé những cái xác đó, thể hình không lớn lắm, vừa thấy người sống, liền nhanh chóng chạy mất tiêu. Cái tròi cây đã sụp hẳn, trong đống hoang tàn họ phát hiện ra những mảnh vải vụn rách bươm bét, súng máy, những miếng kim loại. Sau khi khảo sát, pháp sư Á la kết luận, chết tại chỗ hai tên, có điều, ở đây ít nhất có đến 30 cái xác người lỗ mặt. Bọn chúng rút lui theo hướng này. Pháp sư Á la chỉ ra chỗ phía bên ngoài của tầng bình đài thứ hai. Ba tăng nói, bọn chúng không còn bao nhiêu đạn dược nữa rồi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Theo kết quả tối qua họ quan trắc được bọn người của Tây Mế và Lũ Thần Lằn được dân ở đây gọi là người lũ mặc ấy đã quần nhau một lúc ở quanh cái tròi cây này. Về sau vì số lượng người lỗ mặc đông quá, bọn chúng mới buộc phải mở ra một con đường máu, bắt đầu rút lui, nhưng lũ người lỗ mặc cũng vẫn đuổi giết không tha. Kẻ địch chạy vào sâu trong rừng, chắc hẳn cũng vì sợ lũ chim khổng lồ ở mép bình đài kia, lần theo dấu vết những cái xác người lũ mặc đến tận gần chỗ vách đá, rồi lại đi tiếp thêm tầm chục cây số nữa, họ phát hiện ra ba cái xác người bị cắn xé tả tơi. Tới đó thì họ dừng lại, trở về làng công nhật lạp báo tin với mọi người. Tốt quá, Trương Lập Hưng phấn thốt lên, giờ thì không sợ chúng trở lại tấn công thôn làng rồi, bọn chúng cũng chẳng còn sức mấy nữa. Anh nghĩ ngợi dây lát, rồi lại cười hì hì nói với Lữ Cánh Nam, giáo quan, cô bị thương nặng vậy, có lẽ chúng ta nên ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa nhỉ. Lữ Cánh Nam nói, tôi bị thương nặng mà sao cậu vui vẻ thế. Vết thương của tôi chẳng là gì cả, đừng quên mục đích của chúng ta giờ kẻ địch đã vượt lên trước rồi, lại không có bằng chứng gì chứng tỏ chúng đã chết hết. Phải biết rằng, phạm vi nổ của quả lựu đạn cường ba thiếu ra ném ra chỉ ảnh hưởng được đến 4 năm tên mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải mau chóng bắt kịp bọn chúng. Nếu bọn chúng tiêu diệt những làng phía trước, thậm chí đánh thẳng đến tước mẫu, vậy thì cổ độc của cường ba thiếu ra coi như hết cách rồi. Vì vậy, chúng ta phải xuất phát ngay hôm nay. Thần sắc trương lập tức thì trở nên sầm sì ảm đạm nhạc dương cười hích hích châm chọc anh được đấy hí hí bên hồ nước dưới ánh trăng bãi cỏ lau thật đẹp biết mấy mặt trương lập đỏ bừng lên hồi lâu sau mới lấy hết dũng khí nói bây giờ mã cắt là vợ tôi rồi ồ nhạc dương nói chuyện đã rồi chuyện đã rồi cái đồ ăn cơm trước kẻng trương lập vội nói không không phải thế đến tối qua anh mới biết thì ra anh nhận đoá hoa đỏ của mã cắt tặng rồi lại cài nó lên đầu cô vậy là đã thừa nhận mã cắt là vợ mình chẳng trách mã cắt lại chủ động như thế. Trong suy nghĩ của cô, đó là việc người vợ cần phải làm. Trương Lập gãi gãi đầu, nói qua nói lại một hồi lâu mới giải thích rõ được chuyện này. Nhạc Dương nói, nhưng làm vậy là phi pháp đó. Trương Lập giận dữ quát, cái thằng này, nói nữa thử xem, tôi đánh đấy. Nhạc Dương vẫn tuyết miệng cười hì hì, bạn đang đọc chuyện được tại. Vậy, cậu tính sao? Trác Mộc Cường ba bình tĩnh hỏi Trương Lập. Trương Lập lấy làm khó xử anh nhất định phải đi cùng mọi người về điểm này thì không gì có thể thay đổi được nhưng nếu cứ đi thế này anh lại có cảm giác mình giống như những gã bạc tình lang trong truyền thuyết quá đặc biệt là khi vừa mới chiếm đoạt thân thể của người thiếu nữ ấy lại chiếm đoạt cả trái tim cô như vậy thì có khác nào những kẻ lãng tử đa tình trong chuyện đâu cơ chứ nếu mã cắt có con với mình thì sao chật chật nghĩ xa quá rồi trương lập khổ sở vò đầu bứt tóc thực chẳng còn mặt mũi nào đối diện với mã cắt nữa nên nói thế nào với cô bây giờ Mã Cát ở bên cạnh nhìn Trương Lập đang ủ ê dầu dĩ, trong lòng cũng thầm nhủ, tại sao anh Lập lại buồn như vậy? Tại sao mọi người đều nhìn anh ấy với ánh mắt đó? Lẽ nào anh ấy đã làm gì sai? Lẽ nào, Mã Cát trở thành vợ anh Lập, nên mọi người đều nhìn anh ấy với ánh mắt thù địch? À, phải rồi, họ có 6 người đàn ông đi cùng nhau, tình thân như anh em, vậy mà Mã Cát chỉ thành vợ của anh Lập thôi, những người khác đương nhiên là không vui rồi. Ừm, thế này, Mã Cát ngượng ngùng đứng dậy nói, em có thể, có thể trở thành vợ của tất cả mọi người. Tất cả đều đần thối mặt ra, nhất thời đều không kịp phản ứng. Em có thể trở thành vợ của tất cả mọi người. Mã Cát tự hào lặp lại một lần, vậy là mọi người đều vui vẻ rồi đúng không? Cô thầm nghĩ. Phụt, nhạc dương đang cầm cốc nước, vừa nhấp được một chút đã phì cả ra ngoài. Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười, nhưng nhìn cũng có vẻ rất thích thú, sắc mặt ba tang hơi được ra, đến cả Trác mộc cường ba cũng trợn tròn mắt, làm đường mẫn tức tối véo gã một cái thật mạnh, chỉ có pháp sư á la là lặng lẽ chắp tay kết thủ ấn lẩm nhẩm niệm kinh phản ứng của trương lập là dữ dội nhất anh chàng nhảy dựng lên như con mèo bị ai dẫm phải đuôi các các người ngón tay chỉ vào mặt trác một cường ba ba tang vẻ mặt kích động khôn cùng cuối cùng ngón tay và ánh mắt của anh khóa chặt lên gương mặt đang cười tâu toét của nhạc dương cậu cười cái gì có cái gì đáng cười đâu chứ không được cười cấm không ai được cười nhạc dương thực sự không sao nín nổi cười hai vai giật giật Nói không ra hơi, tôi, hí hí, tôi nghĩ. Nghĩ cũng không được, Trương Lập nhảy lên trồm trồm, "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, từ lâu cậu đã nghĩ thế rồi, nói cho cậu biết, cậu mà còn suy nghĩ này trong đầu, tôi." "Tôi, hừ, chẳng anh em gì nữa." "Hừ, thật đúng là." Trương lập tức đến lỗ mũi xịt khói, nhưng lúc quay người lại đối diện với Mã Cát, lại không biết phải mở miệng thế nào. Anh đặt tay lên vai Mã Cát, nhăn nhó nói, "Mã Cát à, anh phải nói với em chuyện này em 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 sao có thể nghĩ như vậy được chứ mã cát nghiêng nghiêng mặt nhìn trương lập không phải ai cũng đều rất vui vẻ đấy sao cô đang định cất tiếng trương lập đã ghé tai sát vào căng thẳng thì thầm nói nói nhỏ cho mình anh nghe là được rồi mã cát liền nói ra ý nghĩ cổ quái của mình xong rồi còn ấm ức cao giọng có gì không ổn đâu chứ trương lập nghe được cái lý do khiến anh giờ khóc giờ cười ấy bối rối vỏ đầu bứt tóc chẳng biết phải làm sao nữa sao lại như vậy được chứ lẽ nào cô không biết một người vợ chỉ nên trung thủy với người chồng duy nhất của mình hay sao cuối cùng trương lập đành thử giải thích cho mã cắt biết thế nào là chế độ một vợ một chồng chẳng ngờ vẻ mặt mã cắt lại như thể không sao tin nổi đó là sự thực ý chừng cảm thấy thực sự không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có chế độ như thế chỉ nghe cô nói với giọng hết sức ngạc nhiên làm sao thế được một người vợ thì phải có rất nhiều chồng mới đúng chứ em còn có năm bố đây này Mã cắt giờ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trước mắt, năm ngón tay, không thừa, không thiếu. Trương lập trợn mắt đến nỗi con người cũng sắp rơi ra ngoài. Pháp sư Á La liền lên tiếng, ở đây họ theo chế độ một vợ nhiều chồng. Tại sao lại như vậy? Trương lập hỏi ngay tắp lự. Pháp sư Á La lắc đầu, không biết, theo tôi hiểu, thường là những gia đình tương đối nghèo mới có trường hợp anh em cùng lấy chung một người vợ. Trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, ở một số vùng nghèo đói lạc hậu của Tây Tạng vẫn còn giữ tập tục này, về sau dần dần đã bị chế độ một vợ một chồng thay thế. Có điều, ở đây hình như không phải thế, và lại, Nam Đinh trong làng ít như vậy, theo lẽ phải là chế độ hôn phối một chồng nhiều vợ mới đúng chứ nhỉ, sao lại thành một vợ nhiều chồng được? Có lẽ, chúng ta phải hỏi địch ô đại nhân mới biết được. Đầu trương lập như muốn nổ tung, vội vàng giải thích với Mã Cát về những điểm ưu việt của chế độ một vợ một chồng. Không phải như em nghĩ đâu, nhìn họ có điểm gì giống người chưa có vợ đâu chứ. Em hiểu lầm hết cả rồi. Em nhìn họ kia, người kia, cả người kia nữa. Trương Lập vừa thì thầm rủ rỉ với Mã Cát, vừa không ngừng đảo ánh mắt liếc qua chỗ chắc Mộc Cường Ba, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam. Mã Cát chốc chốc lại khẽ thốt lên kinh ngạc, hả, một người lại có hai người. Trương Lập vội vội vàng vàng bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Hai người cứ gì già gì dầm, toàn nói chuyện về bọn chắc Mộc Cường Ba, ánh mắt như kẻ trộm ấy của Trương Lập khiến Lữ Cánh Nam nhìn mà phát bực, cô gắt lên, Trương Lập, cậu lầm bà lầm bầm cái gì thế? Nói lớn tiếng lên xem nào. Đâu, đâu có gì, tôi chỉ cải chính lại một số hiểu lầm thôi mà. À, ha ha, Trương Lập cười khan mấy tiếng, có cho ăn gan rời, anh chàng cũng chẳng dám lớn tiếng nói chuyện vừa nãy. Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này nhỉ, ba tang hờ hững lên tiếng. Lữ Cánh Nam gật đầu nói, ừm, um, cũng đến lúc lên đường rồi phải đến báo với địch ô đại nhân một tiếng, tiện thể cũng hỏi xem hành trình tiếp theo thế nào. Đi thôi. Mọi người đều đeo ba lô, loạt xoạt đứng dậy, liếc nhìn Trương Lập với những ánh mắt khác nhau, sau đó lần lượt ra khỏi gian phòng. Nhìn các đồng đội từng người từng người một đi ra, Trương Lập càng thấy căng thẳng bội phần. Anh ngập ngừng, ấp a à ấp úng, vấn đề lúc này không chỉ là làm sao nói lời từ biệt với Mã Cát, mà nghiêm trọng hơn, là phải uốn nắn lại quan niệm đáng sợ kia của cô, cái gì mà một người vợ phải có nhiều chồng mới đúng chứ? tuyệt đối không thể nào chấp nhận được trong phòng chỉ còn lại hai người trương lập cảm thấy không gian nơi đây sao mà chật hẹp thế anh và mã cát gần kề bên nhau đến thế nhưng tại sao lại luôn có cảm giác mình không giữ nổi mã cát cảm giác trống rỗng bất lực ấy khiến lòng anh như bị nhấn chìm trong cơn sóng tự trách chính mình anh lập phải đi rồi à mã cát khẽ nhắc lại mặc dù đã biết hết từ đêm trước mặc dù trong lòng cũng đầy lưu luyến không nỡ rời xa thế nhưng Người đàn ông này đã mang đến cho cô những hồi ức đẹp đẽ, quý giá nhất, cô còn mong cầu điều gì nữa đây? Cô chỉ nhoẻn miệng khẽ cười, nụ cười rất ngọt ngào, cũng rất mãn nguyện. Trương Lập gắng hết sức để lòng mình tĩnh lặng trở lại, ôm chặt mã cát vào lòng, "Mã cát, tin anh đi, anh thực lòng muốn ở bên em mãi mãi. Nhưng anh là một người đàn ông, những người bạn cùng đi với anh kia, bọn anh là một thể thống nhất, mỗi người đều bị sợi dây vận mệnh trói chặt lại với nhau, mang trên vai một sứ mệnh không thể không hoàn thành." Vì vậy, anh buộc lòng phải tạm thời lìa xa em. Nhưng em phải tin rằng, anh nhất định sẽ trở về, anh nhất định sẽ đưa em ra xem thế giới bên ngoài kia, đưa em đi ngắm nhìn bầu không hàng đêm đều có trang sao kia. Thực ra, đối với chuyến đi lần này, anh cũng không nắm chắc lắm, cũng từng nghĩ đến chuyện mình sẽ phải chôn thây ở mảnh đất xa lạ này. Thế nhưng, kể từ hôm nay, anh sẽ vì em mà sống cho thật tốt. Tin anh đi, hãy đợi anh trở về. Mã cát chấp chấp đôi mắt to tròn, áp mặt vào lồng ngực trương lập, dịu dàng nói em sẽ đợi anh mãi mãi kế đó trương lập liền đi vào trọng điểm ừm nhưng mà em không được ngàn vạn lần không được tìm thêm chồng nữa anh anh sợ sợ họ không biết yêu em anh mã cắt lại càng ôm chặt hơn em biết rồi anh lập em không đi tìm chồng nào khác nữa em sẽ đợi anh trở về đợi mãi cảnh vật trước mắt như mờ đi đó là gì vậy phải chăng chính là cảm giác hạnh phúc ồ chuyện đó hả thực ra đúng như Pháp Sư Á La đã nói, đều là vì nhu cầu sinh sôi nảy nở của chủng tộc, chúng tôi mới buộc phải theo chế độ một vợ nhiều chồng này. Khi gặp địch ô đại nhân, Nhạc Dương vẫn không nhịn được giúp Trương Lập hỏi thăm chuyện ấy. Địch ô an cắt mẫu giải thích, mọi người cũng biết rồi đấy, ở vùng đất này đã từng một độ có rất nhiều thôn làng và thành bang, mỗi thôn làng đều có hơn vạn nhân khẩu. Nhìn năm trước, chúng tôi có nhiều chế độ hôn phối cùng tồn tại, quý tộc và những người giàu có thì một chồng nhiều vợ, Người bình thường đa phần đều là một vợ một chồng, còn những gia đình cực kỳ nghèo khó thì buộc phải mấy anh em lấy chung một người vợ, vì không đủ sinh lễ cũng không gánh vác được cuộc sống có quá nhiều nhân khẩu. Truyền thuyết kể rằng, thời ấy cũng là một thời kỳ vô cùng hỗn loạn, năm nào cũng có đánh trận, trận nhỏ thì cứ liên tu bất tận chẳng bao giờ ngừng, trận lớn thì mười mấy năm lại nổ ra một bận, kẻ chiến bại bị thôn tính, tiêu diệt, hoặc phải rời khỏi nơi đây, sau đó lại có những dân tộc khác di cư đến, lại có những cuộc chiến mới nhưng sau khi bộ tộc qua ba xuất hiện, trước tiên họ dùng vũ lực chinh phục tất cả các bộ tộc khác, sau rồi lại chiêu mộ rất nhiều nhân công đi xây dựng bạc ba la thần miếu và các tòa thành đá. Tương truyền, công việc lao lực ấy đã khiến rất nhiều người mất mạng, cuối cùng gây ra phản biến, nhưng cuộc tạo phản đã nhanh chóng bị chân áp, người đứng đầu Ni Mã Khang bị cực hình xử tử. Bộ tộc qua ba tuy rất lớn mạnh, nhưng sau sự kiện phản biến đó, họ cũng ý thức được các bộ tộc vốn sinh sống ở Sanrila này rất đông đúc, cứ như vậy, họ sẽ khó mà thống trị được nơi này. Vì thế, họ đã sử dụng một loại cổ độc có phạm vi rất lớn. Toàn bộ những người đi xây dựng thành đá chỉ trong một đêm đờ đẫn như bị say rượu, nhưng đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Về sau, những người đó trở về, lại gieo rắc thứ cổ độc ấy đến từng thôn làng. Đó là loại cổ độc gì vậy? Đội trưởng Hồ Dương hỏi. Địch ô ăn cắt mẫu lắc đầu nói, rất nhiều năm sau, người ở Thánh Vực mới phát hiện đàn bà trở nên rất khó thụ thai, dù chồng họ cố gắng đến mấy, họ cũng không thể có con được. Thỉnh thoảng có thành công, thì đứa trẻ ra đời cũng dị hình dị dạng, chẳng được mấy là chết. a à, tuyệt hộ chi cổ, Pháp Sư Á La kêu lên khe khẽ. Tôi từng đọc được trong các điển tịch cổ xưa, thật không ngờ, trên đời này lại thực sự có loại cổ độc như thế. Đó rốt cuộc là gì vậy? Nói theo khái niệm y học hiện đại, thì là một loại phương pháp dùng chất độc khiến cho số lượng TNG trùng của đàn ông giảm mạnh, cuối cùng dẫn đến không thể thụ thai, nếu nhất định phải cho nó một cái tên, vậy thì có thể gọi là trứng tuyệt tinh di truyền. Mọi người đều biết, trong một ml tinh dịch của một người đàn ông bình thường có khoảng hơn 100 triệu TNJ trùng, mà cuối cùng chỉ có một con duy nhất có thể kết hợp được với trứng trong tử cung của người phụ nữ. Cũng có nghĩa là, mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời đều phải trải qua một cuộc cạnh tranh vô cùng tàn khốc, phải vượt lên trên hàng trăm triệu đồng bào của nó, ngoài thể lực, kỹ thuật ra, còn phải nhờ đến may mắn và sự mẫn tiệp nhất định. Như vậy, mới có thể đảm bảo rằng mỗi người sinh ra trên đời này đều là những cá thể ưu tú và độc nhất vô nhị. Nhưng những người đàn ông chúng phải thứ cổ độc này, mỗi lần xuất tinh, chỉ có thể phóng ra vài nghìn hoặc vài trăm TNG trùng, so với đàn ông bình thường, con số ấy gần như là bằng không, vậy nên tỷ lệ thụ thai thành công cũng giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, thiếu đi sự cạnh tranh, cho dù có thụ thai được, thì đứa trẻ ra đời cũng rất dễ bị chết hiểu. Giải thích đến đây, Pháp Sư Á là quay sang phía địch Oan cắt mẫu, nói, về sau thì thế nào? Địch ô ăn cát mẫu nói, về sau, một người phụ nữ trong đời có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh đã là may mắn lắm rồi, càng nghiêm trọng hơn nữa là, tình trạng này cũng xuất hiện ở những đứa trẻ đời sau, và tiếp diễn mãi cho đến ngày nay. Vậy nên, nhân khẩu ở đây giảm đi nhanh chóng. Thế nhưng, mọi người lại phát hiện, trong các gia đình nghèo khó, những người phụ nữ nhiều chồng lại có thể thụ thai bình thường, tuy không sinh đẻ được nhiều con lắm, nhưng khỏe mạnh, hiếm khi bị dị dạng. Vì vậy, dần dần, mọi nơi trong thánh vực này đều chuyển sang chế độ hôn phối một vợ nhiều chồng. Sao, sao lại thế được? Pháp Sư Á La liền giải thích, đây đúng là một cách trong lúc không có cách nào khác, một người đàn ông một lần chỉ có mấy trăm đến mấy ngàn TNJ trùng, 10 người thì có thể tăng lên đến cả vạn con, thế nào chẳng có tiên trùng mạnh khỏe bình thường có được cơ hội thụ thai. Số lượng và chất lượng cá thể đều không ổn, thì chỉ có thể tăng số cá thể lên thôi. Địch ô ăn cát mẫu lại nói, không chỉ có vậy, Cổ nhân còn phát hiện, nếu một người vợ lấy 5 người chồng, thì nhiều nhất cũng chỉ sinh được 6 đứa con, tuyệt đối không vượt qua con số này. Trong một khoảng thời gian rất dài, nhân khẩu các thôn làng ở Thánh Vực đều chỉ khoảng trên dưới 1.000 người, 6-700 năm nay cũng chưa hề tăng trưởng. Pháp Sư Á La nói, có điều, theo tôi được biết, dù cổ độc lợi hại mấy, thời gian cũng không thể kéo dài quá nghìn năm được, duy trì liên tiếp 300 đời, đã được coi là rất lợi hại rồi. Địch ô an cắt mẫu gật đầu, đúng vậy. Thực ra như tôi biết, tỷ lệ thụ thai của phụ nữ ở thánh vực đã tăng lên rất nhiều rồi, hơn trăm năm trước nhân khẩu đã bắt đầu tăng thêm. Chỉ có điều, muốn hình thành nên một tập tục không phải chuyện vài chục năm có thể làm được, tương tự vậy, cũng không phải chỉ vài chục năm là thay đổi được nó. Nhạc Dương chợt kêu lên, "A, à, tôi hiểu ra rồi." Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều chú ý về phía mình, anh hơi ngại ngần, đành ngượng cười nói, "Tôi nghĩ, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi nhé, trong bản ký lục của thôn công bố kia sau khi bạc ba la thần miếu xây dựng xong, có đến bảy trăm năm không hề nổ ra cuộc chiến nào, nguyên nhân có lẽ chính là do thứ cổ độc này. Mọi người nghĩ thử xem, cả không gian thánh vực chỉ có ngần này, tài nguyên cũng có hạn, nếu nhân số cứ tăng ra vô hạn, vậy thì phạm vi sinh sống của họ chắc chắn sẽ càng xích lại gần nhau hơn, tư liệu sản xuất cũng sẽ không đủ để phân phối, cộng với sự khác biệt về văn hóa và tín ngưỡng nữa, không đánh nhau mới là lạ đấy. Người qua ba đã sử dụng cổ độc, khống chế nhân số luôn ở trong một phạm vi nhất định nào đó, mỗi thôn làng đều có đủ tài nguyên để duy trì sự sống, lại phải chống chọi lại với môi trường khắc nghiệt, tự nhiên là chiến tranh không thể bùng nổ được rồi. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, cũng có thể coi là, cuộc chiến giữa người với người trở thành cuộc chiến giữa con người với thiên nhiên. Cho dù là mô thức chiến tranh nào chăng nữa, kỳ thực cũng chỉ vì sự sinh sôi nảy nở và sinh tồn của chủng tộc mà thôi. Nghe nhạc Dương nói vậy, địch ô an cát mẫu cũng bảo, đúng thế, khoảng thời gian đó gần như không có chiến tranh bùng phát, thôn làng nào cũng có thể tự cấp tự túc, chúng tôi gọi đó là thời kỳ yên bình. Được rồi, vấn đề này đã làm rõ, phiền địch ô đại nhân cho biết, tiếp sau đây chúng tôi sẽ phải đi như thế nào. Lữ cánh nam cho rằng không cần phải truy cứu thêm vấn đề này làm gì nữa. Ừm, con đường các vị phải đi ấy, thời trẻ tôi mới chỉ đi qua hai lần, nhưng giờ nhớ lại, ký ức vẫn còn mới nguyên. Địch ô ăn cắt mẫu cầm bản đồ, lấy ngón tay vạch ra tuyến đường, đoạn nói trước đây các vị vẫn luôn đi dọc theo bên mép bình đài đúng không sau khi nhận được đáp án khẳng định ông gật gật đầu phải tránh xa rừng sâu mới có thể thoát khỏi sự tập kích của bọn dã thú phương pháp này rất thông minh nhưng ở đây thì không ổn tôi tin rằng các vị cũng đã cảm nhận được rồi đúng không đúng vậy có bọn chim khổng lồ kha kha chim khổng lồ à đó là cộng mệnh điều lũ thực thần tả ác cả đại kim điêu cũng không thể đối đầu với chúng được có điều cũng chính vì có chúng nên vùng quanh đây mới tương đối an toàn, lũ dã thú lớn đều bị chúng bắt làm thức ăn, còn rừng già rậm rạp lại ngăn cản bước tiến của chúng. Tôi luôn cho rằng, sao huyệt của chúng ở trên tầng bình đài thứ ba. Không, 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 tầng bình đài thứ ba là thiên hạ của người qua ba, lũ cộng mệnh điều tuy đáng sợ, nhưng so với người qua ba thì cũng chẳng có phần thắng nào đâu. Cũng giống như chúng tôi, chỉ khi nào không có thức ăn, thực sự đói đến không thể chịu nổi, bọn chúng mới lên tầng bình đài thứ ba trộm thức ăn. Có điều, cũng phải dùng tính mạng để đánh đổi đó, nếu may mắn thì được hưởng thụ một bữa đầy đủ no say, không may thì lại trở thành bữa ăn của kẻ khác. Thôi, tôi lại nói trạch đi đâu mất rồi, cho các vị biết, từ đây đến tước mẫu có hai con đường. Vốn là từ cường nhật đến phá nhật, rồi qua thác nhật là có thể đến nơi, nhưng giờ những nơi này đều đã được khuyên đỏ, tức là không có người ở nữa. Ừm, tấm bản đồ này chắc mới vẽ gần đây thôi đúng không? Nhưng người hạ qua ba đã nói những thôn làng này không có người ở nữa, thì chắc là không có ai đâu. Vậy là không ổn rồi, con đường này vốn là tương đối an toàn, nhưng giờ không còn người ở, giã thú trong rừng nhất định sẽ rất nhiều, hừm. Địch ô an cát mẫu vừa lắc đầu, vừa phát ra một tiếng thở dài. Còn một con đường nữa thì sao? Còn một con đường nữa, chính là men theo mép sát phía bên trong bình đài tiến lên, có điều rất tối tăm, hơn nữa còn có nhiều người lũ mặc. Nếu không có đông người, thường không ai đi con đường ấy cả vậy sao vẫn có người chọn đường đó? Vì con đường ấy là gần nhất, ưm, ừ, tấm bản đồ này đánh dấu không được chuẩn lắm, thoạt nhìn có vẻ đi trong rừng thì đường gần hơn một chút, nhưng những người từng đến tước mẫu đều biết, đi bên dưới vách đá, nếu chạy nhanh thì chỉ cần một ngày là đến được đó rồi, còn băng rừng thì ít nhất cũng tốn ba ngày. À, phải rồi, đi được nửa đường sẽ gặp một di tích, nghe nói là thần điện của người mục xây dựng trước đây, giờ đã hoang phế từ lâu lắm rồi, nhưng có thể tạm thời ẩn tránh bọn người lỗ mặc ở đó được chỗ đó có thể ẩn tránh người lỗ mặc tấn công đó là nơi như thế nào một nơi kỳ quái tóm lại các vị cứ tới đó thì sẽ biết nhưng bảo tôi nói ra thì tôi cũng chịu chỉ biết là nó khác với tất cả các thần điện mà các vị từng thấy thôi nhạc dương lại chăm chú nhìn bản đồ nói tước mẫu sao lại ở sâu tiết trong rừng thế này chỗ đó tối tăm lắm mà địch ô đại nhân lắc đầu đáp không 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 chỗ người tước mẫu sống không có rừng sáng sủa lắm Thế họ không sợ cộng mệnh điều tấn công à? Các vị phải đến tận nơi mới biết được, cộng mệnh điều không thể tấn công chỗ đó được. Tính sao bây giờ, bọn Trác Mộc Cường ba thương lượng nhanh một lúc, kẻ địch đã men theo vách đá bỏ chạy, vậy thì họ cũng chỉ còn cách đi con đường này mà truy đuổi chúng, dù sao thì đây cũng là đường gần nhất. Hơn nữa, rất có khả năng, kẻ địch đang ở trong thần điện của người mục để chỉnh đốn đội ngũ. Sau khi thương nghị xong xuôi, Pháp Sư Á là nói với địch ô đại nhân, chúng tôi đã quyết định rồi, đi men theo vách đá. Phiền ngài nói tường tận hơn về di tích kia được không? Ừm, để tôi nhớ lại đá, chỗ ấy được khoét vào trong vách đá, đầu tiên là có một cầu thang dài thẳng tắp. Thang dài khoảng hơn nghìn bậc, vươn thẳng lên trên vách đá thành một góc 75 độ, leo lên hết bậc thang có một hang động thiên nhiên, nhưng rất hẹp, sâu 3-4 mét, dài chừng 15 mét. Đứng trong hang này đã có thể cúi nhìn trọn vẹn toàn bộ rừng rậm ở tầng bình đài thứ hai, cũng giống như tầng thứ nhất, bên dưới là một biển xanh lục, chỉ khác biệt là, ở đây xanh hơn mà thôi. Tận cùng hang đá, có hai cánh cửa khổng lồ, nhưng đã bị phá hoại nghiêm trọng, giờ chỉ còn lại cái rãnh để cắm trục cửa vào. Phía trên vách đá, không biết do con người hay thiên nhiên tạo thành, có vô số các ô cửa sổ trời nhỏ, ánh sáng chiếu xeo xéo từ trên đó xuống cánh cửa, có thể thấy bên trong còn vô số tượng đá, hầu hết đều kỳ dị cổ quái, lại bị tàn phá tan hoang, nên trông càng có vẻ dữ tợn ghê hồn. Trong hang không có thú vật, không có gió, chỉ có những bức tượng đá quái dị vỡ vụn nằm giải rác, tựa như một vùng đất chết bị nguyền rủa, cả bầu không khí cũng khô hanh lạ thường. Những người vào đây đều loáng thoáng người thấy mùi máu tanh, cũng không biết là máu của mình hay của người khác. Ở đây có 5 người, Tây Mễ, Mắc, Lôi Ba, Hồ Tử và Ivan, tên nào tên nấy đều đã tắm trong vũng máu, đầu tóc bết lại, quần áo rách bươm, toàn thân đầy các vết sứt sẹo, thần tình uể oải, bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả. Bọn chúng bị người lỗ mặc đuổi cả đêm, bản thân cũng không biết mình đã bắn chết bao nhiêu con thằn lằn mới sống sót sông ra được tới đây. Sự thực là, tới khi bốn tên đen đuổi bị chất dịch quái dị kia bắn lên người hoàn toàn biến mất, bọn thằn lằn đó mới ngừng truy kích. Trên mặt hồ tử bị cào một vết rộng, máu thịt bầy nhầy lòi cả ra ngoài, trông như có thêm một cái miệng nữa, nhưng đó vẫn chỉ là vết thương nhẹ, con gấu Nga Ivan kia cậy khỏe, nhét cả cánh tay vào miệng con thằn lằn, kết quả là giờ tay trái của hắn bị bó chặt, chỉ còn lại phần gốc cả tây mế bây giờ cũng đi tấp ta tấp tỉnh, Lôi bà bị thương nhẹ nhất, hắn chỉ bị một con thần lằn vỗ trúng lưng, nếu không có áo chống đạn, e rằng đã bị giật cả xương sống ra mất rồi. Còn Mark, Mark trông có vẻ thảm nhất, toàn thân đầy vết máu, nhưng thực ra y không hề bị thương. Đừng nhìn vẻ ngoài tưởng y không có bản lĩnh gì, lúc chạy trốn, y còn nhanh hơn cả thỏ nữa. Nhìn đám thương binh nằm la liệt dưới đất, Tây Mễ nhìn chằm chằm vào Mark, nói, hình như mày nên nói gì đấy với chúng tao chứ nhỉ. Nói đi, Mark nghe mà gai cả người, y biết, lần thảm bại này chính vì mình đã quên mất không nói chuyện về son ra. Sự thực là, nếu không phải vì muốn bảo mệnh, lúc đó y cũng không định nói chuyện về son cho đám người này biết. Nhưng giờ thì đã muộn quá rồi, chỉ cần y nói sai một câu, sợ rằng đám khát máu này sẽ ập lại cắn xé ăn tươi nuốt sống y ngay lập tức, bằng không thì đá văng ra ngoài tặng cho lũ chim khổng lồ kia làm bữa tối. Y đành gắng sức điều chỉnh lại nhịp hô hấp, hỏi ngược lại, đại ca Tây Mễ, anh cho rằng thực lực của ông chủ thế nào? Tây Mễ ngẩn người ra, hỏi vậy là có ý gì? Lẽ nào định lấy Mắc ra dọa ta? Nhưng Tây Mễ biết, tên Mắc này không ngu xuẩn như mình nghĩ. ở cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này mà vác Mắc Kim ra thì chẳng có lợi gì cho hắn cả. Hắn đã hỏi như vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Vì vậy, Y -ben trả lời một cách khách quan. Ông ta rất mạnh. Tao cũng xuất thân từ lính đặc trùng, nhưng so với ông ta vẫn còn kém một bậc. Mắc gật đầu, lại nói, đúng vậy tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm giác được ông chủ mạnh như thế nào. Nhưng, nếu tôi nói, ông chủ từng gia nhập một tổ chức. Mắc ngừng lại dây lát, thấy vẻ mặt cả bọn hoàn toàn như mình đã liệu trước, lại tiếp tục, nhưng trong tổ chức ấy, ông chủ của chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ bằng hạt vừng. Ánh mắt những kẻ còn lại bắt đầu biến đổi. sauce cũng thế, hơn nữa, cả ông chủ và Sos chỉ cần nghe nói đến nhân vật có đẳng cấp cao, đều sợ đến run cả người ánh mắt những tên còn lại đã chuyển từ kinh ngạc sang không thể nào tin nổi. Mày nói cái quái gì vậy? Không thể nào có chuyện đó. Lôi ba không sao nhịn nổi nữa. Merkin đã mạnh hơn hắn một bậc rồi, lẽ nào còn có người mạnh hơn hắn vô số lần nữa sao? Tây mễ ngăn lôi ba lại, ra hiệu hắn yên lặng nghe mắc kể tiếp. Mắc lại cất lời, đó là tổ chức như thế nào, có bao nhiêu người, cơ cấu ra sao, tên là gì, tất cả tôi đều không biết, nhưng tôi biết rằng, cái tổ chức ấy thực sự tồn tại, hơn nữa Sos và ông chủ từng là cộng sự trong tổ chức ấy. Đừng tưởng hắn ta là giáo sư thỉnh giảng của đại học đại hiếp gì, thực lực của hắn cũng đáng sợ lắm đấy. Theo tôi được biết, tổ chức của họ bồi dưỡng những người khác nhau thành các chuyên gia về các lĩnh vực, đồng thời dựa trên chuyên môn của mỗi người mà đặt ra các danh hiệu khác nhau. Như ông chủ chẳng hạn, võ nghệ cao cường như thế là vì ông ấy học chuyên về bộ đội đặc trùng, nắm rõ phương thức huấn luyện và đặc điểm tác chiến của đội lính đặc trùng của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Xét về khả năng cận chiến hay sử dụng vũ khí quân sự, ông chủ cũng giỏi hơn bộ đội đặc chủng thông thường vô số lần. Nhưng trong tổ chức ấy, ông chủ của chúng ta gần như chỉ là một tên lính đặc chủng ở tầng thấp nhất, cao hơn một bậc hình như gọi là đặc chủng sĩ. Tôi từng nhiều lần nghe ông ấy cảm khái, hy vọng có thể trở thành một đặc chủng sĩ nữa. Những người khác đều im bặt, cả Tây Mế cũng trao mày không nói gì, cũng phải cần một thời gian nhất định thì y mới chấp nhận được sự thực này. Trên đời này có tổ chức như vậy sao? tại sao ta chưa từng nghe nói đến. Nhìn vẻ mặt của những người còn lại, mắc thầm thở phào. Chỉ cần phân tán sự chú ý của bọn chúng, đám người này sẽ không dồn thù hận vào y nữa. Muốn bọn chúng quên đi tại sao lại mất bốn chiến hữu, tại sao lại bị lũ thần lằn truy đuổi suýt chết cả bọn, bí mật của ông chủ Mắc Kin rõ ràng là một quân bài lợi hại, y cần phải tiếp tục khiến đám người này cảm thấy kinh ngạc. Còn nữa, các anh có biết, tại sao ông chủ lại nhiều tiền như vậy không? Mắc tiếp tục lẳng lặng chuyển chủ đề câu chuyện không phải ông ấy đi trộm mộ à ivan hỏi ngược lại Mark nói đúng thế ông chủ là một kẻ trộm mộ hơn nữa tổ chức của bọn họ hình như cũng là một tổ chức trộm mộ nhưng tôi hỏi các anh đã bao giờ thấy trộm mộ mà giàu to được như thế chưa cả bọn nghĩ lại thấy cũng phải trộm mộ thì trên thế giới đâu đâu cũng có nhưng loại trộm mộ tài sản lên đến cả trăm triệu đô như mất in thì hình như chưa thấy bao giờ dù sao đó cũng là chuyện chẳng vinh dự gì đám người ấy cũng chẳng khác nào lũ trộm vặt tự biết đồ mình kiếm được không sạch sẽ, dù có đào được nhiều thứ quý giá cũng không dám cho đi ngay, ôm bảo vật mà ngày ngày nơm nớp, nghe đâu tuổi thọ của bọn họ cũng rất ngắn. Dù có liên hệ được người mua, thì giá cũng bị ép cho thấp đến độ không thể thấp hơn. Nhiều người chỉ cần kiếm được một khoản nho nhỏ là thôi không làm nữa. Đây gần như đã trở thành quan lệ trong giới trộm mộ, trong nước hay ở nước ngoài cũng đều như vậy cả. Mắc lại một lần nữa nắm lấy thế chủ động, tiếp tục nói, về chuyện này thì không thể không nhắc đến nghề thứ hai của ông chủ, ngoài thân phận lính đặc trùng, ông chủ còn là một nhà thưởng giám. Ông ấy có thể liếc nhìn một cái là nhận ra được viên nào là bảo thạch thực sự giữa một đống vụn thủy tinh, cũng như màu sắc, thuộc tính và giá trị của nó ở các sàn đầu giá lớn, đồng thời cũng có thể phân biệt được đồ cổ thật, giả và cả lịch sử của những bảo vật ấy nữa. Đây chính là nguyên nhân ông chủ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông ấy không cần nôn nóng bán đi các cổ vật kiếm được, mà chỉ cần trực tiếp đưa đến các sàn đấu giá, với danh vọng đó, thông thường mỗi món đều có thể bán được tới cả triệu đô ấy chứ. Cả đám nghe mắc nói mà không khỏi thở dồn dập, nuốt nước miếng, biến những thứ không thể thấy ánh mặt trời thành món được bao người tranh đoạt ở sàn đấu giá, chẳng trách ngất lại sở hữu được khối tài sản lớn đến vậy. Nếu có thể mang hết các thứ trong bạc ba la thần miếu ra ngoài, bọn chúng dường như tạm thời quên hết những đau đớn khắp người, hai mắt sáng bừng lên. Mắc biết ý dừng lại, cho đồng bọn thời gian để mường tượng. Tây Mễ là người đầu tiên thoát ra khỏi ảo tưởng về vàng bạc châu báu ấy, y cảnh giác chừng mắt nhìn mắt. Mắc vội cúi đầu, hơi khom lưng xuống, bộ dạng hết sức ti tiện nhún nhường. Hừ, cùng với tiếng hừ lạnh lùng của Tây Mễ, cả đám mới sực nhớ đến hoàn cảnh trước mắt của mình. Chuyện mày nên nói, không phải chuyện đó chứ. Ánh mắt Tây Mễ dần trở nên lạnh lẽo. Mắc lập tức đáp ngay, đúng, tôi biết mà. Kỳ thực, tôi chỉ muốn nói đến thân phận của ông chủ thôi vì tổ chức đó toàn phải tiếp xúc với những thứ lịch sử để lại trong tình trạng nhân thủ không đủ cần phải nhanh chóng nhận ra bảo vật nào giá trị nhất vì vậy mới cần một người có trình độ giám thưởng đồng thời khi hoạt động ở các nước trên thế giới cũng cần phải biết về lực lượng quân sự cách bố phòng vũ trang của nước đó bởi vậy nên cũng cần những người như lính đặc trùng cùng một lẽ đó tổ chức của bọn họ thường hay đi sâu vào những vùng hoang dã không bóng người cũng giống như hoàn cảnh chúng ta đang phải đối mặt đây vậy luôn gặp phải các loài mãnh thú không rõ tên tấn công. Bởi thế, họ còn cần một loại người nữa, chuyên để loại trừ nguy cơ do giã thú mang đến, loại người này được gọi là Thao thú sư, Sos cũng chính là một thao thú sư. Con mắt tam giác của Tây Mễ dần co lại thành hình củ ấu, dường như đã hiểu ra gì đó. Có điều, cho đến giờ, những gì y nghe được đều là những thứ y chưa bao giờ tiếp xúc. Đây cũng là lần đầu tiên y biết, hóa ra Mắc lại ẩn giấu thân phận của mình kín kẽ đến thế. Thao thú sư đa phần đều có tri thức của một giáo sư ngành động vật học, họ nắm rõ các tập tính và thói quen hoạt động của những loài động vật hoang dã như lòng bàn tay, ngoài ra cũng có thể nắm bắt và lợi dụng các tập tính của một loài động vật hoàn toàn xa lạ trong khoảng thời gian tiếp xúc cực ngắn. Họ có thể triệu tập, chỉ huy, thao túng nhiều loài dã thú khác nhau, vì vậy, họ cũng có thể khiến kẻ khác hoàn toàn không hay biết gì đã gặp một bầy dã thú tấn công mãnh liệt. Mark cố gắng hết sức để nói một cách êm dịu nhất, lúc này mà ngữ điệu chỉ hơi không ổn thôi là lập tức chọc giận đám người thương tích đầy mình này ngay quả nhiên lôi ba đã gầm lên thế có nghĩa là chúng ta bị một tên thao thú sư khốn kiếp gì đấy tấn công hả trong bọn trác mộc cường ba con mẹ nó có một tên thao thú sư à không giọng mắc run lên như đứa giúp việc vừa đánh vỡ cái đĩa quý nhưng trong đám người ấy có một kẻ tên là son hình như hắn là mày đã biết trong đám ấy có một tên thao thú sư tổ bà nó, sao không báo với chúng tao? Hả, lôi ba, Ivan, hồ tử kẹp mắc vào giữa, ánh mắt ấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống y. Mắc cố khắc chế thôi thúc muốn bỏ chạy đang sôi trào lên, vẫn cẩn thận dè dặt trả lời, không, sự thực son có phải là thao thú sư hay không thì cả ông chủ và sos cũng không dám khẳng định, chỉ là trong lúc nói chuyện phiếm họ có nhắc đến người này, bảo y là một kẻ hiểu biết về sinh vật học, có khả năng là thao thú sư. Thử nghĩ mà xem, ông chủ là người như thế nào chứ? Một kẻ như tôi làm sao biết được chuyện bí mật chừng ấy, những thông tin này toàn là tôi nghe trộm cả đấy. Việc đến cả ông chủ chưa dám khẳng định, tôi lại càng chẳng thể nào xác nhận được. Hơn nữa, từ lúc đến đây, mỗi ngày chúng ta đều phải chạy tháo mạng, ngày nào cũng không được ngủ yên, thực sự là không thể nhớ ra ngần ấy chuyện được. Nếu hôm qua không phải trên người bọn kia có mùi rất nặng, sao rồi bọn thần lằn đổ dồn đến đông như thế, tôi cũng không thể nào liên tưởng được những chuyện ấy với nhau. Hoặc cũng có lẽ tôi sợ quá nên hoảng bản thân tôi cũng không thể giải thích được, đột nhiên nhớ ra Sos từng nói, thao thú sư thường hay trích xuất một thứ gọi là chất thông tin trong cơ thể các loài sinh vật, dùng chai lọ hoặc thứ gì đó tương tự cất giữ, sau đó khi sử dụng, đơn giản chỉ cần ném về phía kẻ địch là được rồi. Giờ tôi cũng hối hận lắm, tại sao lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn một chút cơ chứ? Tôi thề, tôi không có ý che giấu gì hết, thật đấy mà. Chúng ta cùng đến chỗ này, từ đó đến giờ chưa hề tách nhau ra, tôi cũng có bản lĩnh gì đâu chứ. Lúc bị bọn thằn lằn truy đuổi, tôi thực sự sợ lắm, sợ mình sẽ là người đầu tiên bị chúng nó ăn thịt lắm. Tôi gạt đại ca Tây Mễ và các anh thì có lợi gì chứ? Dẫu có mù đến mấy thì cũng không đến nỗi giúp kẻ địch đối phó với người của mình chứ, các anh nói phải không? Mắc càng nói càng cuống, gã đàn ông cao lớn vạm vợ ấy dường như oan khuất đến độ sắp rơi lệ tới nơi. Đám người thương tích đầy mình kia nhìn thấy cảnh tượng ấy, đầu tiên lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó lại nghĩ, nếu không có tên này nhắc nhở, có lẽ cả bọn chẳng còn ai sống sót thật. Lôi ba đưa mắt liếc về phía Tây Mễ, hỏi y muốn xử lý mắc thế nào. Tây Mễ vẫy tay ra hiệu cho ba tên ngồi xuống, lại bảo mắc cũng ngồi xuống, đổi giọng nói, không thể hoàn toàn hiểu về kẻ địch, thì không có cách chống lại chúng đâu. Lẽ nào, ông chủ mày cũng không biết điều này ư? Mắc lắc đầu, tôi cũng không biết ông chủ nghĩ thế nào nữa. Có lẽ ông ấy nghĩ cả bọn đều xuống được đến nơi, tiêu diệt mười mấy người đó cũng dễ như trở bàn tay thôi. Tây Mễ lại nói, nếu tên son đó là thao thú sư, vậy chắc cũng là người cùng tổ chức với ông chủ của mày chứ. Sao lại không thể xác nhận? Không phải vậy đâu, Mark nói, thao thú sư là một loại chức nghiệp đặc thù, nghe đâu là học từ Trung Quốc, không chỉ trong tổ chức ấy có, mà bên ngoài cũng có nữa, gần như có thể coi đó là một lĩnh vực trong ngành động vật học cũng không sai, chỉ khác là các chuyên gia ngành động vật học chú trọng vào nghiên cứu phương thức sinh sản. Sinh sống của sinh vật còn thao thú sư thì dựa trên cơ sở ấy chú trọng nghiên cứu về khả năng và phương thức tấn công của động vật, đồng thời lợi dụng chúng. Có thể nói, mỗi thao thú sư đều là chuyên gia về động vật, nhưng chuyên gia về động vật thì chưa chắc đã có thể trở thành thao thú sư. Những điều này toàn do Sos nói cho tôi biết, dù sao quan hệ của tôi với ông ta cũng khá tốt. Những lời này của y đều đúng sự thực, không ai nghi ngờ cả. Vậy thì lạ thật, ý mày muốn nói là, người trong tổ chức ấy kẻ nào cũng đều có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó. Nếu bọn họ có địa vị xã hội cao như thế, tại sao còn phải đi trộm mồ trộm mà làm gì? Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình để vươn lên, cũng có thể sống rất thoải mái mà. Tôi cũng chỉ biết suy đoán thôi, nguyên nhân có lẽ nằm ở tổ chức ấy. Khi tổ chức đó bảo họ đi trộm mộ, những người ấy tuyệt đối không dám trái lệnh. Nói cho tao thêm về Merkin và Sosdi, đi, còn cả tổ chức của bọn họ nữa. Nhớ ra được gì thì nói hết, đừng có mà giấu giếm gì tao đấy. Vâng. Theo tôi quan sát, tổ chức thần bí ấy thường ngày không hề ước thúc thành viên của mình, mỗi người hoàn toàn có thể làm việc mà mình muốn. Và lại, rất nhiều thành viên của tổ chức ấy đều có thân phận địa vị rất hiển hách làm vỏ bọc. Nhưng một khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ sẽ phải trở lại tổ chức chờ sắp xếp, hơn nữa, nếu bất cần làm lộ thông tin về tổ chức, rất có thể sẽ tức thì biến mất khỏi thế gian này. Tất nhiên, đấy chỉ là tôi nghĩ thế thôi. Trong rừng sâu, ánh sáng mờ mờ mịt mịt, dẫu sao đây cũng là chỗ sâu nhất của khu rừng áp sát với vách đá, rừng cây lá kim dày đặc che khuất cả ánh sáng, cơ hồ cứ cách 2 mét lại có một cây to, không thể dùng dây móc để đu qua được, vì chỉ hơi bất cần một chút là bị va vào cây khác ngay. Kế hoạch ban đầu của họ là sáng sớm rời thôn công Nhật lập, áng chừng đến trưa là có thể tới được tước mẫu, nhưng vì không thể dùng được dây móc, nên sợ rằng phải đến chiều tối mới đến nơi được. Trương Lập và Mã Cát diễn một màn kinh điển tiễn chàng ngàn dặm, mỗi bước lại ngoảnh đầu, nói theo kiểu của nhạc dương, thì là cảm động vãi cả ra, chỉ thiếu mối cảnh khóc lóc ỉ ê nữa thôi. Sau khi biết được thông tin về di tích của người mục từ chỗ địch ô an cắt mẫu, trong nhóm xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên là phái ôn hòa do đường mẫn đại diện, cho rằng nếu kẻ địch đang nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ ở chỗ di tích ấy, vậy thì bọn họ chỉ cần đi vòng qua chỗ đó, đến tước mẫu trước đối phương là được rồi, vì bọn chúng không có bản đồ, chắc chắn là không dám mạo hiểm đi thẳng một mạch như họ. Còn việc bọn chúng quấy nhiễu các thôn làng khác, đích thực là họ lực bất tòng tâm, không thể ngăn trở phe còn lại do Ba Tang làm đại biểu, muốn lấy cứng trọi cứng, cho rằng kẻ địch ở đâu cũng phải truy đuổi tận cùng. Nhân lúc chúng đang yếu thế mà một đòn tiêu diệt tận gốc, giết sạch đám quân tiên phong ấy ở chỗ di tích, tránh để lại hậu họa. Mặc dù chưa hình thành thế đối lập rõ rệt, nhưng nhân số của phái ôn hòa cao hơn hẳn phái cứng rắn. Tuy rằng, nơi này gần như đã thoát ly khỏi giới hạn của pháp luật, nhưng cho dù thế nào, những người còn lại cũng không thể coi việc giết người bình thường như ăn cơm uống nước giống ba tang được. Nếu đối mặt với kẻ địch tay không tất sắt, liệu mình có thể không nghĩ ngợi gì mà tặng cho hắn một loạt đạn, khiến đối phương máu thịt bầy nhầy mà chết hay không? Đa số đều tự thấy mình không có dũng khí ấy. Có điều lần này, đội trưởng Hồ Dương lại bất ngờ ủng hộ cho phe cứng rắn. Theo anh, bọn Hồ Lang này cần phải bị tiếu trừ từ lâu rồi, đừng nói là ở trốn hoang vu không bóng người này, mà kể cả trong thành phố, anh cũng thấy tên nào là giết tên đó ngay tại chỗ. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đều chưa tỏ thái độ gì, có điều trong lòng Trác Mộc Cường Ba vẫn hơi nghiêng về phía đường mẫn hơn một chút, còn Lữ Cánh Nam nghĩ thế nào thì gã cũng không biết. Được rồi, bọn chúng có ở chỗ di tích của người Mục hay không vẫn còn chưa biết mà, nhưng dọc đường đều có xác của bọn người lỗ mặc làm dấu rồi, chúng ta cứ xem tình hình rồi tính sau. Nếu bọn chúng nấp trong di tích đó thật, nơi ấy ở trên cao, dễ thủ khó công chưa chắc chúng ta đã lấy cứng trọi cứng với chúng được, thà rằng thiết đặt mấy cạm bẫy bên dưới, nhốt luôn chúng ở đó cho xong, nếu chúng không trốn vào trong di tích, mà chặn ở trên đường, thì hãy nghĩ cách tiêu diệt cả bọn, vậy được không? Chắc Mộc Cường Ba đưa ra một phương án mà mọi người đều có thể chấp nhận được. Có điều phái cứng rắn vẫn chưa hài lòng, ba tang không tranh biện gì, chỉ lộ ra vẻ mặt hờ hững, như thể muốn nói sao cũng được, nhưng đội trưởng Hồ Dương thì bảo như vậy là thả hổ về rừng, không thể nào để sổng một tên hồ lang nào cả, còn mắng cho chắc một cường ba một trận. Lữ cánh nam bị thương ở chân, nhưng vẫn kiên trì đi trước cả nhóm, tựa hồ không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, cô còn gắng sức đi nhanh hơn nữa. Tới lúc đến gần chỗ di tích, chắc một cường ba mới khuyên cô dừng lại. Đường mẫn nằng nặc đòi kiểm tra vết thương cho cô, mới thấy băng vải trên đùi đã bị máu dỉ ra nhuốm đỏ ối. Tới đây, thi thể của người lỗ mặc đã rất thưa thớt. Có hai khả năng, một là người lỗ mặc đã bị kẻ địch tiêu diệt gần hết, hai là đạn được của bọn chúng đã tiêu hao gần hết rồi. Có điều, xét từ diện tích rừng rậm ở tầng bình đài thứ hai này và số lượng người lỗ mặc mà đối phương đụng độ, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút. Trác Mộc Cường ba bảo Nhạc Dương và Trương Lập leo lên cây, một mặt tìm kiếm di tích, mặt khác cũng tiện thể quan sát hoàn cảnh xung quanh luôn. Khoảng cách giữa các thân cây rất nhỏ, nên phải quăng dây móc mấy lần mới thành công, Nhạc Dương và Trương Lập leo lên một cái cây cao khoảng 40 mét, rồi lại bám vào cành cây chìa ra đu sang một cây khác cao hơn, chỉ thấy bóng người nhấp nhô mấy cái đã biến mất trong tán cây rậm rạp. Ba Tam nói, tại sao không đến di tích, nhìn tình trạng trước mắt, quá nửa là chúng đã hết sạch đạn dược, chắc chắn đang trốn ở trong đó rồi. Trác Mộc Cường ba nói, thám thính tình hình trước đã. Ba Tam nói, nơi này quá tối tăm ẩm thấp, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Cứ đến chỗ di tích trước đã. Ba tang tại sao phải nhất định giết chết hết bọn chúng? nếu chúng đã hết sạch đạn dược vậy thì cũng đâu phải là mối uy hiếp với chúng ta nữa bởi vì bọn chúng muốn giết chết toàn bộ chúng ta ngày nào còn chưa bị tiêu diệt chúng mãi mãi vẫn uy hiếp đến chúng ta có đúng vậy không trác mộc cường ba thở dài con người tàn sát lẫn nhau lý do chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao bởi vì hắn muốn giết ta mà ta không có lòng tin có thể tự bảo vệ mình vì vậy phải giết chết đối phương trước cho yên tâm lúc này Nhạc Dương và Trương Lập ở trên cây báo cáo, cường ba thiếu ra, đằng trước và đằng sau đều có rất nhiều người lỗ mặc, hình như đang tiến về phía chúng ta. Lên cây, Trác Mộc Cường ba phát lệnh. Cả bọn liền lần lượt quăng dây móc ra, leo được cao bao nhiêu thì leo bấy nhiêu. Có điều, lưu cánh nam vừa hất cổ tay ra, liền cảm thấy vết thương đau nhói lên như bị vỡ. Cô bèn thu tay lại, hạ xuống mặt đất, nói với những người khác, mọi người đi trước đi, tôi dẫn dụ bọn chúng. Dứt lời, liền lập tức huồng chân chạy về phía trước. Nhưng cô chưa nói hết lời, đã thấy Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á là từ trên cây trượt xuống, chạy chung với mình. Xem ra phải nghĩ cách tiêu diệt hết bọn chúng, không biết vũ khí có đủ không nữa. Trác Mộc Cường Ba tựa như không nghe thấy Lữ Cánh Nam vừa nói gì, tự lẩm bẩm một mình. Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương cũng xuống, sau đó là Ba Tang. Đến chỗ di tích, vẫn còn kịp, trong mắt Ba Tang ánh lên vẻ mừng rỡ, cuối cùng nhạc dương và trương lập cũng xuống theo trương lập hỏi đánh thế nào đây trong rừng một cái đầu xấu xí ló ra nhìn chằm chằm vào họ một cái rồi lại rụt về những nơi khác cũng thấy cỏ cây lay động nhất thời không biết có bao nhiêu người lỗ mặc đang ẩn nấp trác mộc cường ba hỏi chỗ di tích ấy ở đâu trương lập đớ người nói không rõ vừa leo lên là đã thấy chỗ nào cũng có người lỗ mặc ẩn hiện vậy là chúng tôi xuống luôn nhạc dương liền đáp Bên dưới vách đá phía trước mặt có bậc thang dẫn lên trên, có một chỗ hình như là hang động thiên nhiên, cách chúng ta khoảng 500 mét. Lúc này, lại có ba con thằn lằn được gọi là người lỗ mặc nấp phía sau mấy thân cây, những con khác cũng thong thả bám theo, giữ một khoảng cách nhất định. Bọn chúng dường như đang quan sát đám người này, không hề nôn nóng tấn công, 500 mét, không biết có sông qua đó được không nữa. Phía trước cũng có nhiều cái bóng thấp thoáng, số lượng tuyệt đối không phải ít. Đường Mẫn lo lắng hỏi, tại sao vẫn còn nhiều người lỗ mặc thế nhạc dương nói chúng từ xa đến tưởng chúng đã tản đi rồi không hiểu vì sao đều quay trở lại hết lẽ nào trên người chúng ta cũng có mùi gì khiến chúng nổi điên lên ư ánh mắt cả bọn đều hướng về phía trác mộc cường ba trác mộc cường ba lắc đầu nói tôi không bị dính chút nào mà pháp sư á la cũng nói nếu bị dính phải thì chúng đã tấn công từ lúc ở trong làng rồi không cần đợi tới lúc đến di tích này mới áp sát lại như thế kỳ quái thật có vẻ như chúng muốn xua chúng ta đến chỗ di tích ấy vậy. Quả nhiên, bọn người lỗ mặc phía sau họ chỉ bám theo từ xa, bọn phía trước cũng không ảo lên tấn công, đúng như Pháp Sư Á La nói, tựa hồ chúng định xua họ đến chỗ di tích kia vậy. Nhạc Dương nói đùa, chẳng lẽ vì bọn chúng không thể tiến vào di tích kia, lại biết chúng ta là kẻ địch của đám người đó, nên muốn dồn chúng ta vào trong di tích giúp chúng tiêu diệt bọn người kia. Nếu đúng vậy, thì chúng cũng có đầu óc phết đấy chứ. Trương Lập nói, Nhìn cái bộ dạng ấy của chúng mà đầu óc thông minh được vậy sao? Mà tôi bảo này, tại sao chúng không thể tiến vào chỗ di tích đó nhỉ? Hú, không biết con người lỗ mặc nào dẫn đầu, chỉ trong thoáng chốc, cả khu rừng đã vang lên những tiếng rú như tiếng còi hơi, cùng với âm thanh trầm bổng ấy, vô số thần lằn trong rừng nhau ra, nhe nanh múa vuốt bổ tới chỗ bọn họ. Họng súng tóe lửa, nhưng tốc độ của bọn người lỗ mặc ấy rất nhanh, cho dù chúng đạn, cũng thuận theo quán tính lao thêm được mấy mét nữa càng tệ hơn nữa là bọn người lỗ mặc này dường như đã nếm mùi đau khổ của súng đạn không ngờ lại còn biết lợi dụng cây cối che chắn để tránh né tám người quây thành một vòng tròn nhỏ vừa đánh vừa lui lũ người lỗ mặc từ khắp bốn phương tám hướng tràn về thoăn thoát lao vù ra thể hiện trọn vẹn tốc độ kinh hồn của chúng chỉ trong thoáng chốc đã có mười mấy cái xác người lỗ mặc chất thành một đống lớn nhưng vẫn còn nhiều con khác đạp lên thi thể đồng loại lao tới hiệu quả của súng đạn đối với hệ thống thần kinh chỉ độn của chúng không được tốt lắm dẫu chúng phải vết thương chí mạng, chúng vẫn có thể chạy thêm một đoạn nữa rồi mới tắt thở. ầm, um, một tiếng, khẩu súng phóng lựu trong tay ba tang phát ra tiếng cách 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 cách, anh ta đã bắn sạch cả lựu đạn rồi. đội trưởng hồ dương lớn tiếng nói, thế này không ổn đâu, bọn chúng đông quá, không khéo vũ khí của chúng ta cũng tiêu hao hết ở đây mất thôi. nhạc dương chợt kêu toáng lên, nhìn kia, nhìn xem, lối vào di tích kia, chỉ thấy phía trước là vách đá trần trụi màu đỏ, tới chỗ này khu rừng tựa như bị phát quang đi một khoảng lớn, hình thành một bãi trống diện tích chừng trăm mét vuông, phía bên kia bãi đất liền kề với vách đá, nơi ấy có một cầu thang thẳng tắp tựa hồ như thông lên đến tận trời xanh. Trương Lập nói, cẩn thận có mai phục. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không lo được nhiều thế đâu. Những bậc thang này ít nhất cũng dốc đến 75 độ, nếu bọn chúng ở trên ló đầu ra xả kích chúng ta, chúng ta cũng có thể bắn trả được chúng như thường. Đường Mẫn nói, chỉ sợ chúng ném đá xuống thôi. Pháp sư Á La nói, bậc thang rất rộng, ném đá vẫn có thể tránh được. đã đến sát bên dưới bậc thang, Pháp sư Á La tung mình nhảy lên trước, rồi quay lại bắn xuống dưới, yểm hộ cho những người ở phía sau. chuyện tiên hiệp, bậc thang quả thực hơi dốc, cả bọn dùng cả tay lẫn chân leo một mạch hai ba chục mét liền. nghe tiếng gầm rú bên dưới, có vẻ như bọn người lỗ mặc không đuổi theo nữa. nhạc dương ngoảnh đầu lại nhìn, không khỏi bột miệng phía cười. thì ra bọn người lỗ mặc ấy hai chân rất khỏe có thể dễ dàng leo cây nhưng lại không sao đứng vững được trên bậc thang đá chật hẹp đồng thời lớp đá rắn cũng khiến móng vuốt của chúng trượt đi chỉ leo lên được vài bậc thân hình đã lắc lư ngã bổ ngửa ra sau lăn lông lốc mấy vòng liền dưới đất thấy vậy nhạc dương liền nhắc nhở không phải lo bên dưới bọn chúng không lên được đâu chỉ cần để ý bên trên là được rồi những người còn lại cũng lần lượt ngoảnh đầu xuống nhìn vừa khéo trông thấy bọn người lỗ mặc đang gắng sức bò lên trên trông như thể đang leo bám trên mặt băng kết quả con nào con nấy đều lăn lông lốc xuống, bộ dạng trông tức cười vô cùng. Vậy, chúng ta có cần nghĩ chiến thuật gì rồi mới tiếp tục leo lên không? Ít nhất chỗ này còn cách cửa hang trên kia một quãng, bọn người bên trên muốn nổ súng bắn xuống cũng không phải chuyện dễ. Trương Lập nhìn hơn nhìn bậc thang phía trước, hồn hển thở gấp, nói. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn ba tang đang cúi đầu, nói, nhưng tôi vẫn thấy hết sức nguy hiểm, không phải ở lối vào di tích trên kia, cũng không phải ở bên dưới hình như lại là cảm giác ấy, thật kỳ lạ. Nhạc Dương cũng thở dốc, vỗ vỗ vai Trương Lập hỏi, một phút anh leo được bao nhiêu tầng nhà? Trương Lập đáp, 20 tầng, sao vậy hả? Nhạc Dương nói, thông thường một tầng nhà là 9 bậc thang, cứ tính là 9 bậc đi, thì một phút đại khái có thể leo được 200 bậc thang. Và lại, càng leo cao càng mệt, chỗ này ít nhất cũng phải hơn nghìn bậc, tính sơ sơ cũng mất chừng 10 phút mới lên được đến nơi đó. Trương Lập nói, phải đấy, leo được lên tới đó thì chúng ta đã sức cùng lực kiệt nếu kẻ địch đang canh ở trên thì coi như tiêu đời luôn nhạc dương lắc đầu không phải vấn đề đó mà bây giờ phải leo lên cho nhanh bằng không sẽ chết thảm hơn cả bị bọn người lỗ mặc dưới kia sơi tái đấy nhìn thử lên trời mà xem trương lập ngoảnh đầu lại thấy thấp thoáng trên bầu không có mấy chấm đen mờ mờ đang đảo lượt thoạt nhìn không to hơn con mũi là mấy nhưng chỉ trong giây lát anh đã lập tức hiểu ra lũ chim khổng lồ Lũ cộng mệnh điều mà địch Oan Cát Mẫu nói tới. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng đã nhìn thấy nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm, vội vàng thúc giục mọi người, nhanh lên, nhân lúc lũ chìm ấy vẫn chưa phát giác ra chúng ta. Nhưng mới leo được vài ba bước đã thấy không ổn, đeo trên lưng cái ba lô nặng gần 40 kg, làm sao có thể nhanh chóng leo lên hơn nghìn bậc thang dốc đứng như vậy được. Đã mấy lần Nhạc Dương và Đường Mẫn suýt chút nữa thì mất trọng tâm, ngã lăn xuống dưới như bọn người lỗ mặc, may mà có người ở sau đỡ giúp trác mộc cường ba thấy không ổn vội ra lệch đặt tạm ba lô lên bậc thang chỉ mang vũ khí nhẹ theo thôi nhanh lên nhạc dương căng thẳng nhìn lên bầu trời bọn chim khổng lồ vẫn đang quần đảo trên không dường như chưa phát hiện ra họ đường mẫn nói nhưng mà trong ba lô còn có trác mộc cường ba nói không kịp đâu lên trên đó rồi tính sau nói đoạn gã liền giúp đường mẫn cởi ba lô xuống đẩy cô leo lên trên tất cả thành viên trong đội đều dùng cả tay lẫn chân, bò theo đúng nghĩa đen của từ đó. Cứ chốc chốc nhạc dương lại ngoảnh đầu quan sát, lúc bò lên được nửa đường, anh đã phát hiện ra, ít nhất có hai chấm đen bằng con muỗi đã to hẳn ra, giờ áng chừng phải to bằng con nhạc rồi. Chúng phát hiện ra rồi, đang bay đến, nhanh lên, nhạc dương cuốn quyết nhắc nhở những người còn lại. Cả bọn đều dốc hết sức leo bám lên chỗ hang đá, ai nấy đều biết rằng, chỉ có lên trên đó mới còn hy vọng, chứ đang lơ lửng ở giữa dốc thế này, vốn không thể nào chống chọi với lũ chim khổng lồ đó được. Lữ cánh nam bị thương ở chân, leo bậc thang thế này cực kỳ tốn sức, chắc một cường ba đành ở phía sau cô, dọc đường bò lên, ít nhất cũng phải đỡ hộ cô tới 5-6 lần. Trong chớp mắt, những cái bóng đảo lượn trên không trung kia đã to bằng con chim sẻ, mà nhạc dương ngẩng đầu nhìn lên, những bậc thang thẳng tắp ấy vẫn chưa thấy kết thúc ở đâu, bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển gấp gáp. Đây là lần đầu tiên họ biết được, thì ra leo cầu thang cũng mệt đến thế. Nhạc Dương hít sâu một hơi, dồn thêm sức lực bám bậc thang leo tiếp, bàn tay trượt một cái, khẩu tiểu liên tự động trên tay liền rơi xuống dưới, chỉ nghe tiếng cường ba thiếu gia ở phía sau vang lên, mặc kệ nó, mau leo lên đi. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại quan sát, thấy cái bóng kia đã to bằng con chim ưng. Đội trưởng Hồ Dương ở bên cạnh quát lên, đừng nhìn nữa. Leo lên đi. Sau lưng đã cảm thấy tiếng gió vù vù rồi, lũ chim khổng lồ đáng sợ ở ngay phía trên đầu, bóng đen kia trùm lên phía trên cả bọn. Nhạc Dương thậm chí còn bắt đầu thấy nản lòng, bởi khả năng phán đoán chuẩn xác của anh đã đưa ra kết luận, trước khi lên được cửa hang dẫn vào di tích, chắc chắn họ sẽ bị lũ chim ấy đuổi tới nơi. Nhưng lại leo thêm được một đoạn nữa, sao vẫn không thấy bị tấn công gì cả. Hơn nữa tiếng gió mãnh liệt kia cũng chỉ lướt qua phía trên đầu. Lẽ nào mục tiêu của bọn chim khổng lồ kia không phải bọn họ, mà là lũ người lỗ mặc phía dưới kia? Nhạc Dương không kìm được, lại quay đầu nhìn, kỳ lạ thật, hai con chim khổng lồ không tấn công người, cũng không ra tay với bọn người lỗ mặc bên dưới, mà như đang tranh cướp gì đó giữa không chung. Vũ khí trang bị của họ ư, không phải, ba lô còn để ở dưới nữa cơ mà. Lúc này, ba tang leo bên cạnh anh chợt lạnh lùng cất tiếng, không cần nhìn nữa, là đạn hấp dẫn. Bò nhanh lên, thì ra, ba tang đã ném ra một trái đạn hấp dẫn, vào những thời khắc thế này, sự bình tĩnh mới là quan trọng nhất. Viên đạn hấp dẫn này tương tương lăn xuống các bậc thang, có lẽ đối với lũ chim kia, vật thể vừa phát sáng vừa kêu lên u. U, u, ấy là báu vật cũng nên, hai con chim thậm chí còn lao vào đánh nhau để tranh đoạt quả cầu phát ra ánh sáng. Nhân lúc bọn chim còn đang tranh chấp ở lưng chừng cầu thăng đá, nhạc dương lại bò lên được hơn trăm bậc nữa. Ủa, Pháp Sư Á là đâu rồi? Chỉ thấy vị Pháp Sư già đã ở trên cửa hang động thiên nhiên ấy ló đầu ra, nói với những người bên dưới, bên trên không có mai phục, mọi người lên cả đi. Nhạc Dương thầm giật mình kinh hãi, Ông ấy lên từ lúc nào vậy? Khi cả bọn đều lên được hang động thiên nhiên kia mà không gặp gì nguy hiểm, hai con chim đã đánh nhau sứt đầu chảy máu vì quả cầu phát sáng kia, một con thảm bại bỏ chạy, con kia miệng ngậm quả cầu không còn phát sáng nữa, ngẩng đầu nhìn quanh, bộ dạng xem chừng kiêu căng đắc y lắm. Cửa hang sập sệ bị một cái xác chim lớn chắn, rõ ràng là một nhóm người khác đã bắn chết nó. Pháp sư Á la nói, bên trong không có người, có vẻ chúng đã rút sâu vào bên trong rồi. Nhạc Dương đứng chỗ cửa hang, nhưng người nhìn ra phía ngoài, dọc theo vách đá, khắp nơi đều là những lỗ nhỏ chi chít chằng chịt, trông như một cái tổ ong khổng lồ. Tới khi Trương Lập gọi, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau vào đây đi, Nhạc Dương mới là người cuối cùng vào hang, trong lòng lấy làm nghi hoặc, đây không phải hang động thiên nhiên, mà hình thành do con người phá hoại. Trước đây, phía trên hang động này chắc được xây thành một dạng cung điện lầu các gì đó chăng? Bước qua xác con chim khổng lồ, vào bên trong hang, nhạc dương nhìn về bên trái hang động này cứ vươn mãi theo chiều rộng của vách đá những trụ ánh sáng rọi xuống từ các lỗ hổng bên trên chiếu lên những bệ đá và các bức tượng vỡ vụn hình thành nên một hành lang dài đầy trụ sáng dõi mắt nhìn hồi lâu mà cũng chẳng thấy đâu là tận cùng chỉ có thể trông thấy những trụ ánh sáng đan chéo vào nhau và đám bụi lơ lửng bên trong cột sáng mà thôi bức tường phía sau tượng đá dường như có rất nhiều bích họa nhưng giờ đều đã chóc hết cả rồi duy chỉ có chỗ chân tường là còn mấy mảng màu sắc loang lổ đây là gì thế? Trương Lập hỏi, anh kinh ngạc chố mắt ra nhìn, từ những khối đá vụn bị tàn phá này, có thể tưởng tượng được những bức tượng đá năm xưa lớn đến nhường nào. Trương Lập đang đứng trước một cái đầu chim vẫn còn tương đối hoàn hảo, vậy mà chiều cao của anh cũng chỉ đến mép bên dưới của cái mỏ chim mà thôi. Pháp Sư Á La giải thích, đây, có lẽ là những vị thần nguyên thủy nhất của bản giáo cổ đại. Đừng nói là các cậu, ngay cả tôi cũng chưa từng trông thấy những hình tượng này bao giờ. Có điều, bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh tam giới, thần giới trên bầu trời, tán giới ở giữa, long giới ở dưới. Những bức tượng này chắc là tán, tiếc là máy tính để bên dưới kia rồi, không tra được tư liệu. Đường mẫn vừa vào trong hang đã vội kéo lữ cánh nam ra kiểm tra vết thương. Lữ cánh nam dựa lưng vào một bức tượng vỡ để đường mẫn băng bó, hai người gì dầm nói chuyện gì đó, nét mặt tươi cười. trác Mộc Cường ba trông thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi mừng thầm. Dưới đất phủ một lớp bụi dày, để lại vô số vết chân. Nhạc Dương quan sát rồi nói, chắc là có 5 người, ba người cao trên 1 m tám, nhìn vết chân có thể thấy, chúng đã đi sâu vào bên trong khu di tích trước khi chúng ta tới đây, chỉ để lại một tên canh giữ. Tên kia thấy chúng ta, hoặc nghe được tiếng súng, liền chạy đi tụ họp với đồng bọn, vì vậy vết chân của hắn có vẻ rối loạn hơn một chút. Người này cao khoảng 1m65 đến 1m7, chiều cao tương đương với người còn lại. Vết máu dưới đất cho thấy, trong bọn chúng đã có người bị thương, chỉ có điều, bao nhiêu người bị thương và thương thế ra sao thì không rõ. Ba Tang cũng chú ý đến vết máu trên mặt đất, có mấy chỗ máu đọng lại, vẫn chưa khô hẳn. Anh ta bước tới, đưa ngón trỏ ra chấm một chút, đưa lên lưỡi liếm một cái, rồi nhâm nhấm tỉ mỉ như người thử ma túy, cuối cùng mới nhổ cả máu lẫn nước bọt ra. Sau khi thử mấy lần, Ba Tang đưa ra kết luận, có máu của bốn người, trong đó có hai người bị thương rất nặng. Nhạc Dương chưa bao giờ thấy Ba Tang lộ ra chiêu này, lấy làm ngưỡng mộ vội tò mò hỏi, sao mà biết được thế? Anh Ba Tang, dạy em được không? Ba Tang cười gần một tiếng, nếm nhiều máu người chết, tự nhiên sẽ phân biệt được thôi. Nhạc Dương dùng cả mình, không dám hỏi tiếp nữa. Lữ Cánh Nam cũng nói, chắc Ba Tang nếm ra được sự khác biệt của máu trong động mạch và tĩnh mạch thôi. Vết chân dưới đất cho chúng ta thấy, trong đó có một người bị tập tính, một người khác tay bị thương nặng, có thể đã đứt lìa ra rồi, dọc đường hắn đi vẫn có máu nhỏ xuống, và lại còn là loại trộn lẫn giữa máu trong động mạch và tĩnh mạch. Pháp sư Á là bổ sung thêm, trọng tâm của hắn hơi nghiêng về bên phải, có lẽ tay bị thương là tay trái. Trương Lập hỏi, vậy giờ chúng ta tính sao đây? Tiến vào trong hay ở lại đây? Ba Tang gần giọng nói, đương nhiên là tiến vào rồi. Bọn chúng có hai tên bị thương nặng, vũ khí đạn dược cũng tiêu hao gần hết, không nhân lúc này giết luôn chúng đi, chẳng lẽ đợi chúng dưỡng thương xong quay lại cắn chúng ta một miếng sao? Nói rồi, anh ta trợn tròn mắt nhìn chầm chầm vào Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba hơi nhíu mày. Đội trưởng Hồ Dương cũng bày tỏ thái độ, đúng, phải nhân lúc này ném đá xuống giếng. Đường Mẫn nói, nhưng mà, họ đã bị thương nặng rồi, nếu đổi lại là chúng ta, chắc họ cũng buông tha thôi, phải không? Trên gương mặt ba tang liền lộ ra một nụ cười tàn khốc, anh ta bước đến sát trước mặt đường Mẫn, gần giọng nhả ra từng chữ một, cô chớ quên rằng, đến cả đồng bọn chúng còn không tha, huống hồ là chúng ta. Cô thử nghĩ xem, nếu bắt được cô, chúng sẽ làm gì? Nhìn nụ cười tựa bà ngoại sói trong chuyện cô bé quàng khăn đỏ của ba tang, đường mẫn tái mét mặt, cúi gầm đầu xuống. Chắc một cường ba lên tiếng ngân lại, đủ rồi, ba tang. Gã đưa mắt liếc nhìn lữ cánh nam theo thói quen, nhưng lữ cánh nam cũng cúi đầu trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Nhạc dương chăm chú nhìn vào sâu bên trong hang, nói, không rõ sâu bao nhiêu, rất dễ mai phục đấy anh đang đứng bên cạnh một trụ đá cao gấp đôi người, đường kính phải ba người ôm mới trọn vòng, thoạt trông có vẻ như một đoạn cánh tay của pho tượng nào đó. Ba tang cất giọng khan khan nói, tôi cũng đang lo lắng chuyện này, chúng biết chúng ta đến rồi. Hừ, để xem xem, chúng còn mai phục được kiểu gì nữa. Nhìn bộ dạng hăm hở muốn xông vào của ba tang và đội trưởng Hồ Dương, lại nghe bên dưới bậc thang không ngừng vang lên những âm thanh như tiếng thủ và, chắc một cường ba trầm ngâm dây lát, đoạn nói, nếu nghỉ ngơi đủ rồi, thì chúng ta tiến vào trong. Chia làm hai nhóm, giữ khoảng cách 200 mét, mọi người phải cẩn thận. Nhóm đầu tiên gồm có Pháp Sư Á La, Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương. Pháp Sư Á La đi đầu tiên, ông không di động men theo hành lang, mà nhảy nhót giữa những bức tượng bị tàn phá sập sệ. Trác Mộc Cường ba lấy làm lo lắng, như vậy rất dễ trở thành bia bắn cho kẻ địch, nhưng Lữ Cánh Nam thì hầu như không để ý, Nhạc Dương cũng nhanh chóng chú ý đến phương pháp và quỹ đạo di chuyển kỳ lạ của Pháp Sư Á La, thoạt nhìn có vẻ như ông nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, hơi ngưng lại một chút, rồi tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng kỳ thực thân thể Pháp Sư không hề dừng vận động dù chỉ một giây. Phải khi Dương súng lên ngắm về phía Pháp Sư mới phát hiện, căn bản không thể ngắm đúng vào người ông được. Chưa đi được bao xa, men theo hành lang trụ ánh sáng ấy qua một đoạn vòng cung, Pháp Sư Á La bỗng ủ lên một tiếng khe khẽ, rồi tăng tốc. Bọn nhạc dương, trương lập vội chạy theo sau vừa quanh qua chỗ rẽ liền thấy phía trước lại có một cửa đá giờ chỉ còn lại hai khung cửa vuông vắn ánh sáng tràn vào từ phía ngoài cửa nhạc dương đưa mắt quan sát dấu chân đi ra bên ngoài sau đó lại trở lại kế đó lại chuyển sang hướng khác lẽ nào cánh cửa này không đi được anh đi theo pháp sư á la ra ngoài cửa đá trước mắt bỗng sáng bừng lên nơi này lại là một hang động hình bán cầu giống như chỗ lúc nãy họ vừa leo lên nhưng lớn hơn gấp mấy lần nhạc dương bước ra chỗ mép dưới chân cũng có các bậc thang dốc đứng nhưng chỉ còn vài bậc bên dưới tựa như đã bị rìu sắc đéo đi nhẵn nhụi tạo thành một vách đá phẳng cao mấy trăm mét nhạc dương lè lưỡi thầm nhủ chẳng trách bọn kia lại vòng trở lại trương lập cũng đi theo ra hỏi chạy mất rồi hả đội trưởng hồ dương nói chỗ này chắc không xuống được chứ nhạc dương gật đầu pháp sư á la đã vòng trở lại nhạc dương vẫn đứng ở mép cửa hang quan sát những lỗ hổng lớn nhỏ không đều chạy dài về phía bên trái vách đá bên ngoài sao thế chưa đi hả trương lập hỏi nhạc dương trầm chậm, chậm đi theo sau nói tôi đang nghĩ chỗ này có lẽ không phải là hang động thiên nhiên nhưng đã bị con người phá hoại toàn bộ rồi bên trên này chắc là có mái chia ra có góc cạnh rất có thể chúng chính là những cung điện lầu các chúng ta thấy trong mật quang bảo giám hả trương lập dừng lại phát hiện pháp sư á là đã đi trước một quãng xa rồi bèn vội vàng chạy theo nhạc dương nói bọn họ xây dựng giữa lưng chừng vách núi ở độ cao này, nếu quy mô đủ lớn, chắc là có thể nhìn thấy từ trên mặt biển. Phá hoại cũng sạch sẽ thật đấy. Anh nhớ lại hang động bên ngoài khung cửa không hề để lại chút dấu vết nào của con người, không khỏi lắc đầu cảm thán. Lúc này, Pháp Sư Á La đã dừng lại. Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương vội vàng nấp vào một chỗ. Hồi lâu sau vẫn không thấy động tính gì, chỉ thấy Pháp Sư Á La đang đứng bên trên một cái mũi chó có mọc cánh rơi, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chắc là không phải đụng độ với kẻ địch. Nhạc Dương bèn từ chỗ nấp bước ra, Pháp Sư Á La chậm rãi nói, dấu chân, rối loạn mất rồi. Nghe những lời lẽ đầy kích động của chát lỗ, bọn Trác Mộc Cường ba đều thầm kinh hãi. Đúng thế, đạo quân ánh sáng bách chiến bách thắng, sao có thể bị một đội quân bình thường đánh bại? Thế nhưng, tại sao họ lại nghiêm khắc khu biệt mình với những cư dân vốn sống ở đây từ trước như thế? Tại sao lại chẳng nể nang gì mà tiêu diệt cả bộ tộc người ta? Lẽ nào đội quân ấy đã không còn chút nhân tính nào, trở thành những kẻ điên cuồng chém giết rồi hay sao? Audio điện tử võ tấn bền Kẻ đi cuối cùng báo tin kia dường như cũng phát hiện ra những dấu chân rõ rệt trên nền đất, cố ý dẫm thêm mấy vết nữa trên những vết chân vốn có, hoặc di chân xóa đi, nhìn như thể có rất nhiều người đi qua đi lại chỗ này vậy. Chẳng những vậy, ở phía trước đám dấu chân nhốn nháo nhộn nhạo này, dấu chân vốn của năm người đột nhiên chỉ còn lại một, chính là dấu chân của tên bị tập tính. Trương Lập nói, bọn chúng làm loạn các vết chân chắc muốn khiến chúng ta nghi hoặc đây kỳ lạ thật dấu chân của những tên còn lại sao đều biến mất cả rồi pháp sư á la chỉ vào cái chân gãy của một bức tượng đá cách chỗ họ đứng không xa trên kia có hai vết chân khoảng cách rất lớn nhạc dương nói vậy là đã rõ chúng chưa đi được bao xa kẻ ở lại canh phòng đã hội họp với bốn tên còn lại ở đây có bốn tên nhảy nhót trên các mảnh tượng vỡ giống pháp sư á la chỉ có tên bị thọt chân kia là không thể nhảy được vì vậy mới đi dưới đất. Hãy cẩn thận, kẻ địch có thể ở ngay phía trước đây thôi. Như vậy là muốn lần theo vết chân truy đuổi kẻ địch sẽ khó khăn hơn nhiều, không biết liệu đối phương sẽ nấp vào đâu. Đi được chừng 4 năm chục mét nữa, Pháp Sư Á la lại dừng lại, chăm chú nhìn vào vách tường phía trước. Một đường màu đen, vạch từ trên vách tường kéo xuống mặt đất, rồi lại kéo dài sang phía tường bên kia, hai bên vạch đen ấy có vẽ hai ký hiệu, trông như ký hiệu tiền tệ vậy. Chuyện tiên hiệp. Đây là nhạc dương thì thào hỏi đây là pháp sư á la ngập ngừng nói nếu tôi đoán không lầm đây có lẽ là kim cương tuyến màu đen là định các ký hiệu xung quanh chỉ thân pháp ý à mà thôi nói một cách đơn giản trong bản giáo cổ đại đường màu đen có các ký hiệu này giống như một lời cảnh báo vậy nó đại biểu cho sự nguy hiểm không thể vượt qua nhưng mà trương lập nhìn dấu chân chạy sang phía bên kia vạch màu đen nói đã được bao xa đâu chứ có khi nhóm của cường ba thiếu gia vẫn còn chưa xuất phát cũng nên. Nhạc Dương nói, vạch đen này hẳn đã có từ rất lâu rồi. Nét vẽ bằng than chỉ có thời gian bảo tồn lâu nhất, nhưng mọi người nhìn đi, ở chỗ diềm đã mờ mờ loang lổ rồi. Phía trước cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết gì cả, chúng ta cẩn thận hơn một chút chắc là không có vấn đề gì đâu. Pháp Sư Á la trước tiên khẽ cho mày, rồi đưa mắt nhìn những bệ đá và tượng đá đã bị phá hoại nghiêm trọng, gật đầu nói, đi sau lưng tôi. Bốn người, một đi trước, ba theo sau lần lượt bước qua vạch đen cảnh báo nguy hiểm, bốn người nhóm chắc một cường ba phía sau thấy họ vòng qua chỗ ngoặt, cũng bắt đầu đi theo. Sau khi bước qua vạch cảnh báo, trong không khí lan tỏa một thứ mùi kỳ dị, chẳng hề dễ ngửi chút nào. Cuối cùng, nhạc dương không chịu nổi kêu lên, mùi gì vậy? Thối quá, trương lập đáp, như là mùi chuồng gà ở quê ấy, ừm, chắc là mùi cứt gà. Mùi thối càng lúc càng nồng nặc, nhưng dấu chân dưới đất vẫn tiến về phía trước nếu kẻ địch muốn dở cho gì, thì trong thông đạo duy nhất này chắc cũng không thể thoát thân nổi. Phía trước sáng bừng lên, thì ra vách tường bên ngoài đã sụp hẳn xuống, hình thành nên một cánh cửa sổ kiểu pháp khổng lồ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào. Trương Lập bảo Nhạc Dương, cậu nói xem, liệu chúng có nhảy thẳng từ trên này xuống dưới kia không? Nhạc Dương hỏi ngược lại, anh dám không? Thấy Trương Lập lắc lắc đầu, Nhạc Dương lại nói tiếp, tôi nghĩ, bọn chúng cũng không dám đâu. Đi được chừng 10 phút nữa, dọc đường đã qua hơn chục chỗ cả bức tường sụp xuống như thế pháp sư á la nói chú ý có lối rẽ nhánh phía trước vẫn là hành lang dài có vô số cửa sổ trời lớn nhỏ bên phải có một hang động sâu không thấy đáy cao khoảng ngang đầu người dấu chân dưới đất vẫn tiến thẳng về phía trước họ đứng bên ngoài cửa hang sâu nhỏ kia nhòm thử vào chỉ thấy một vùng tối tăm mù mịt từ các dấu vết để lại dường như không có người đi vào trong đó nhưng cũng không ai dám khẳng định chắc chắn trương lập nói giá mà có lựu đạn khói ở đây thì tốt đội trưởng hồ dương nói chúng ta đi tiếp thôi pháp sư á la vòng qua chỗ rẽ đi về phía có ánh sáng đột nhiên chăm chú nhìn một hồi đoạn nói không ổn phía trước có gì đó vách tường đá khẽ rung lên tựa hồ có thứ gì to lớn lắm đang ập tới nhạc dương đang đứng bên cạnh chỗ tường sụt ở vách phía bên ngoài ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bầu không lại có bóng đen đảo lượn mùi phân chim đường vạch màu đen trong chớp mắt lập tức được liên kết với nhau. Lúc này, chấn động trên vách đá càng lúc càng rõ ràng hơn. Không xong rồi, đây là tổ chim. Nhạc Dương kêu lên, đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập đều ngẩn ra, Pháp Sư Á la xoay mình lại, đứng giữa ba người họ. Vách đá vẫn tiếp tục rung lên, một vật gì đó rơi ra, có hai miếng dây màu đen, trông như cái đồng hồ đeo tay vậy. Vật đó vốn chẳng xa lạ gì với họ, cơn lốc đen. Hồi ở đảo huyền không tự, chính thứ này đã khiến họ nếm đủ khổ sở rồi đừng chạy không kịp nữa rồi hai tiếng quát lần lượt là của đội trưởng hồ dương và pháp sư á la thời gian hẹn giờ hiển thị trên đồng hồ vẫn còn hai giây chỉ thấy hai tay ông vung lên bàn tay ấn lên người nhạc dương và trương lập đồng thời tung ra một cước cùng lúc hất văng ba người trước mặt mình ra xa còn bản thân ông cũng mượn lực phản chấn bắn mình về phía con chim khổng lồ đang lao tới ầm um, một tiếng quả bom nổ tung mà không chỉ có một liền kề sau đó lại liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn như trời long đất lở, vụn đá bắn tung tóe khắp nơi, khói mù mờ mịt khiến người ta tức thở. Khi mở được mắt ra, nhạc dương cũng không khỏi kinh hãi đến bần thần cả người. Hành lang họ vừa đi qua đã bị nổ thành mấy đoạn, chỗ anh đang nằm chỉ rộng chưa đến 2 mét, thành một trụ đá nhô ra trên vách núi, chẳng may lăn một cái là rơi xuống ngay. Trương Lập đang đeo mình ở bên mép vực, khó nhọc bò lên, nhạc dương vội vươn ra giúp Trương Lập một tay. Đội trưởng Hồ Dương bị pháp sư Á La đá sang một đoạn gãy khác, cách Nhạc Dương và Trương Lập chừng 15 mét, hình như là bị xung lực của vụ nổ tác động nên mới bay xa như vậy. Có vẻ như chân anh còn bị đè bên dưới một bức tượng đá. Còn pháp sư Á La ở phía bên kia đâu? Nhạc Dương không thấy, hình như ông đã biến mất ở chỗ rẽ ngoặt đằng trước rồi. "Đội trưởng Hồ Dương, anh không sao chứ?" Nhạc Dương lớn tiếng hỏi. Đội trưởng Hồ Dương nghiến răng, rút chân ra khỏi bức tượng đá, trả lời Nhạc Dương: tôi không sao, các cậu mới phải cẩn thận đấy, bên dưới sắp sụt xuống rồi. Nhạc Dương vội cúi xuống nhìn, chỗ anh và Trương Lập đứng đã thấy có đá vụn chóc xuống, xem chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng phía trước cách những 6-7 mét, phía sau còn sụt đến một hai chục mét, làm sao mà nhảy qua được. Vách đá cũng bị nổ cho vụn bét ra, căn bản không thể nào leo bám lên được. Chẳng lẽ bị vây khốn ở đây? Anh nhìn sang Trương Lập hỏi, tính sao giờ? Trương Lập vung mạnh cổ tay, dây móc bị kẹt trong ổ quay không bắn ra được, anh liền bực tức gắt lên, dây móc bị chấn động, hỏng rồi, không dùng được. Nhạc Dương quay người lại nói, sẽ sập đấy, chúng ta phải nghĩ cách. Nhìn kia kìa, kia kìa, kìa, cái hang nhỏ ấy, chúng ta có thể nhảy qua đó được. Trương Lập đứng ở mép vách đá do dự mãi vẫn chưa nhảy, lại kéo tay Nhạc Dương nói, cậu biết tôi mắc bệnh sợ độ cao mà. Làm sao nhảy được đây? Nhạc Dương nói, đã đến lúc này rồi anh đừng có mà nói đùa nữa, Lúc ở Đảo Huyền không tự nhảy thế nào thì giờ nhảy thế ấy. Nói xong, anh liền hít sâu một hơi, nhảy bật lên, rồi vững vàng hạ xuống chỗ cửa hang tối om om kia. Nhưng lúc quay người lại thì chẳng thấy Trương Lập đâu, anh bèn ngó đầu ra cửa hang, lớn tiếng gọi, "Mau nhảy qua đây đi." Anh còn đợi cái gì nữa? Trương Lập vẫn ráo rác ngó xuống bên dưới. Hồi ở Đảo Huyền không tự, bên dưới tối om đen kịt, không nhìn thấy gì, lấy hết dũng khí nhảy một cái là qua luôn, nhưng ở chỗ này lại nhìn thấy rõ mồn một. một vách đá dựng đứng phẳng lì như vừa bị một lưỡi rìu đẽo gọt, bên dưới là những ngọn cây xanh ngắt như từng mũi cọc nhọn chĩa lên tua tủa, cao quá đi mất. Phần gốc chỗ đoạn nhô ra nơi anh đứng đã có khe nứt, cả khối nham thạch nhô ra ấy có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhạc Dương cuống cuồng kêu lên, đồ ngốc, nhảy đi. Trương Lập ngần ngừ, lùi lại một bước, rồi cũng chạy lấy đà như ai, nhưng đến sát mép dậm chân nhảy lại không dồn lực xuống, mà lao bổ vào giữa khoảng không. Đồ ngốc, Nhạc Dương mắng một tiếng, rồi giờ báng súng ra, Trương Lập vội bắt lấy, cả người đập thẳng vào vách đá, Nhạc Dương phải vất vả lắm mới kéo được anh vào trong hang động. Phía bên kia, đội trưởng Hồ Dương cũng loạng choạng đứng lên, nói với hai người, cứ ở yên đó, tôi đi gọi bọn cường ba thiếu ra. Nhạc Dương nói với lại, anh cũng cẩn thận đấy, đội trưởng Hồ. Trở vào trong hang, nhìn Trương Lập đang ngồi rũ ra dưới đất, anh bèn hỏi, tôi bảo này, sao mà anh lại sợ độ cao được chứ? Trương Lập lắc đầu, không biết hồi đi lính đã bao giờ bị thế đâu. Nhưng mà hồi đấy hình như cũng chưa phải tác chiến trên cao lần nào cả. Có lẽ tại nhà cửa ở quê tôi đều thấp tè tè cũng nên. À, phải rồi, giờ chúng ta tính sau đây, cứ đợi ở đây à. Nhạc Dương đưa mắt nhìn vào sâu trong hang, rồi lại liếc Trương Lập, mỉm cười hỏi, vào trong. Xem thử nhé. Cái hang nhỏ này không sâu lắm, nhưng dễ qua một khúc quanh, thì ánh sáng liền bị chặn lại, tối om như mực. Nhạc Dương đi phía trước, được một bước lại dừng lại, cẩn thận đưa chân dò dẫm mặt đất, chỉ sợ bước hụt vào khoảng không, hoặc dẫm phải cảm bẫy gì. Trương Lập đặt một tay sau lưng Nhạc Dương, để đảm bảo khoảng cách giữa hai người. Nhanh hơn một chút được không vậy? Tối thui lui thế này, chẳng nhìn thấy gì cả, nhanh làm sao được? Sao không bật đèn lên? Trên súng tiểu liên tự động của họ đều có gắn đèn pin. Đồ ngốc, nếu bên trong có kẻ địch, thế chẳng phải chúng ta đã bị lộ rồi à? Xuyệt, có ánh sáng. Ồ, oh, hình như họ đã đi ra khỏi cái ngách nhỏ ấy. Phía trước là một gian sảnh lớn, hoặc có lẽ giống một cái kho hơn. Bên trong chất đầy một đống những thứ vàng óng. Những cột ánh sáng nhỏ hơn phía bên ngoài từ bốn phương tám hướng chiếu vào, giao nhau chẳng chịt, hệt như ánh nắng chiếu qua cái rổ vậy. Wow, dầu to rồi, hai người bị sắc vàng lóa mắt phía trước thu hút. Cả một đống to tướng, chất lên như một ngọn núi nhỏ vậy, ít nhất phải cao tầm 10 mét. Những cột sáng nhỏ ấy chiếu lên trên, lập tức phản xạ ra một loại ánh sáng khiến người ta không sao kháng cự lại nổi. Ánh vàng, ngoài một đống lớn ở giữa, xung quanh còn có vô số tượng vàng, tuy đều bị tàn phá, nhưng vẫn rực rỡ chói người, ánh sáng lóa mắt, dù có xấu xí khó coi đến mấy thì cũng chẳng ai là không thích cả. Tiếng nổ vừa vang lên, liền có bốn người bò lên từ một chỗ vách đá đổ sập, chính là Tây Mễ, Mắc, Ivan và Hồ Tử. Bám đuôi chúng ta à, được lắm, nếu không nổ chết thì cho chúng chơi với bọn chim kia. Tây mế cười gần. Khổ thân thằng lôi ba, khổ tử nói. Tây mế cười khẩy, mày biết nhược điểm của thằng ấy mà, không kìm được lòng với những thứ lấp lánh phát quang, để cho nó ở trong ấy với những thứ đó cũng tốt. Y đột nhiên vung tay, hạ thấp giọng khẽ quát, nấp mau, vẫn còn người. Bọn chắc một cường ba chạy rất gấp gáp, vừa nghe thấy tiếng nổ liền tức thì huồng chân chạy, tuy họ đã dự phòng trước kẻ địch sẽ chạy thoát thân bằng lối rẽ, nhưng cũng không thể ngờ chúng lại cho nổ sập cả vách đá, thế này thì thực sự là quá tàn độc trác mộc cường ba sông lên trước tiên đang chạy gã chợt thấy cảnh giác liền lăn ngay xuống đất đồng thời nghe thấy ba tang kêu lên có mai phục hai viên đạn suốt qua vai chỉ thấy nhói lên cảm giác bỏng rát sau đó mới nghe tiếng súng chỉ chậm một bước thôi viên đạn ấy rất có thể đã xuyên qua lồng ngực gã rồi gã vừa ngã người ra tiếng súng đã vang lên tới tấp ba tang lư cánh nam và đường mẫn đều nấp phía sau các bức tượng đá kẻ địch dường như cũng đang ẩn mình đằng sau mấy bức tượng phía đối diện Bốn người đi trước không rõ sinh tử thế nào, lòng chắc một cường ba như có lửa đốt, nhưng mấy tên chặn phía trước kia cũng cực khó đối phó. Kỹ thuật bắn súng của chúng đều rất chuẩn xác, chỉ hơi nhúc nhích một chút thôi là lập tức lìa tới một loạt đạn ngay. Tính sao bây giờ, chắc một cường ba ngoảnh đầu lại tìm sự trợ giúp, chỉ thấy đường mẫn và lữ cánh nam đều nấp sau bức tượng bên trái, còn ba tăng thì không thấy đâu. Lữ cánh nam khe khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo gã chớ nên vọng động. Cần phải nghĩ ngay một phương án tác chiến, nhanh chóng giải quyết tên địch cản đường, các tính toán chạy qua với tốc độ chóng mặt trong đầu chắc một cường ba. Cạch cạch cạch, một quả cầu hấp dẫn ném ra, bắt đầu kêu lên ong ong ong, tạch tạch. Mấy tiếng súng vang lên, bắn nó vỡ tung, tây mễ rút ổ đạn ra, lắp một băng mới, nói với hồ tử ở đằng trước, còn chơi trò này nữa, tưởng bọn ta là khỉ chắc. Chắc một cường ba liếc thấy ánh mắt nghi hoặc của lữ cánh nam, tựa như đang hỏi gã định làm gì. Gã cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa, đạn bắn từ ba hướng khác nhau tới, bên trái phía trước khoảng 50 mét có một người, chính diện tầm 40 mét có một người khác, xa hơn chỗ vách đá bên ngoài bị sụt có hai người nữa lộ cái bóng hắt ra. Kẻ địch nấp rất khéo, vừa có thể nhìn thấy lối đi duy nhất qua khe hẹp giữa những mảnh vỡ của các pho tượng, cả người lại khuất hoàn toàn sau lưng tượng đá. Trong khi gã chỉ cần đặt một chân ra khỏi chỗ nấp là lập tức ăn đạn ngay. Súng bắn không tới được chỗ đó, trừ phi ném lựu đạn đúng vào chỗ chúng ẩn nấp, bằng không cũng không làm gì được đối phương nhưng ở góc của gã, khe hở lớn nhất để quăng lựu đạn vào cũng chưa đến 10cm. Cách xa đến 50m mà muốn ném lựu đạn vào cái lỗ chỉ nhỏ bằng nắm tay, sợ rằng trên đời này chẳng ai có thể làm được. Lẽ nào không có sơ hở nào hay sao? Bình tĩnh, bình tĩnh nào? Trác Mộc Cường ba tự nhủ, rồi tập trung phân tích lại tình thế. Nếu sông thẳng qua thì sao nhỉ? Phía trước bên trái có ba người, trước sau hô ứng, dù sông ra được phía trước cũng không thể nào an toàn rút lui được, chính diện chỉ có một người, hơn nữa còn ở gần nhất, nhưng hắn cũng ẩn nấp khéo léo nhất, giữa ba cái đồn đá liền sát nhau cao khoảng 2 mét, trên đầu có một trụ đá bắc ngang, hình thành nên một cái khám thở hình chữ môn men nấp trong đó, cũng bằng như nấp trong lô cốt vậy. Cái khám thở ấy mở ra phía sau, nếu phối hợp với mấy tên đồng bọn nấp phía bên trái, sơ hở duy nhất của hắn có lẽ là khung cửa. Vì trụ đá bên trên và đôn đá phía dưới không hoàn toàn khớp nhau, nên phía trên của lô cốt ấy có lỗ hở, chắc một cường ba có thể nhìn thấy bóng sáng lấp lóa biến đổi bên trong. Gã thầm tính toán, thấy có thể ném lựu đạn vào đó. Nếu từ phía trên ném lựu đạn vào trong, khi phát nổ thì sóng xung kích cũng không ảnh hưởng đến gã, ngược lại mấy tên đồng bọn kia sẽ bị gây nhiễu. Vấn đề lúc này là làm sao xông được tới phía trước đó. Làm sao có thể leo lên đỉnh lô cốt, trong cả quá trình ấy, làm sao để mình không bị trúng đạn. Lúc này, chắc một cường ba chợt nhớ đến Pháp Sư Á La. Phải rồi, phương thức di động của Pháp Sư. Không được, mình không làm được, vậy thì phải dùng cách nào đối phương không thể ngờ tới. Đúng rồi, dùng cách đó. Đôn đá cao khoảng 1m8, tương đương với chiều cao của mình, có thể nhảy được cao chừng ấy không nhỉ. Xem ra đành phải đánh liều một phen, tính toán xong xuôi, chắc một cường ba liền đặt khẩu tiểu liên tự động xuống đất, chỉnh lại vị trí đôi tiểu liên mini stayer 2 bên nách sao cho dễ rút ra nhất, kế đó lấy ra hai quả đạn hấp dẫn, tay phải cầm một quả lựu đạn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, gã nở một nụ cười đầy tự tin, vung tay ném ra quả đạn hấp dẫn đầu tiên, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Cùng lúc đó, Trác Mộc Cường ba từ chỗ nấp chạy ra, nhưng gã không chạy giữa đường, mà men theo vách hang bên trong, thân người nghiêng đi, bám theo vách tường chạy lên cao, sử dụng kỹ thuật chạy trên tường đã tập luyện không biết bao nhiêu lần. Mượn đà lao của cơ thể, có thể men theo tường lên cao 3-4 mét, rồi chạy thêm được 7-8 bước dọc theo chiều ngang bức tường nữa. Tây Mễ quả nhiên không ngờ Trác Mộc Cường Ba sẽ xông qua bằng cách này, đến khi y phát hiện ra, Trác Mộc Cường Ba đã vòng qua được chướng ngại vật, chạy thêm chừng hai chục mét nữa rồi. Cùng lúc ấy, quả đạn hấp dẫn thứ hai cũng được gã ném ra. Tây Mễ chưa kịp đoán ra ý đồ của Trác Mộc Cường Ba, lại vẫn phải liếc mắt xem đối phương ném ra đạn hấp dẫn hay thứ gì khác. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Trác Mộc Cường Ba đã xông thêm được 10 mét nữa, chỉ còn cách chỗ Ivan ẩn nấp vài mét. Bấy giờ Tây Mễ mới sực hiểu ra chắc Mộc Cường ba định làm gì, còn sự chú ý của Ivan đều đã đặt cả lên chỗ quả đạn hấp dẫn, gã lại còn đang dương súng lên định bắn vào quả cầu phát sáng ấy nữa. Ivan, hắn ở trên đầu mày, Tây Mễ vội quay họng súng, đồng thời quát lên nhắc nhở Ivan. Xong, chắc Mộc Cường ba đã dồn hết sức lực bật mạnh, cả người bốc lên tại chỗ, nhảy một cái lên đỉnh cái đôn đá cao gần 2 mét, cánh tay vươn ra, tương luôn quả lựu đạn vào trong lô cốt. Đây là khoảnh khắc duy nhất gã dừng lại, tiếc rằng họng súng của Tây Mễ vẫn chưa kịp dịch chuyển tới. Trong khoảnh khắc đó, Ivan vừa bắn vỡ quả đạn hấp dẫn, bên tai nghe thấy tiếng quát của Tây Mễ, não bộ vẫn đang phân tích hàm nghĩa của câu nói ấy, họng súng của Tây Mễ dịch chuyển, đang cố gắng đuổi theo bóng chắc một cường ba, chắc một cường ba đã bỏ lựu đạn vào chỗ Ivan ẩn nấp, liền ngả người về phía sau, hai chân dồn sức đạp mạnh, thân thể bắn ngược lại như mũi tên rời dây cung. Ầm, ánh lửa lóe lên, khói bụi bắn tung tóe, đạn sướt qua bên tóc Mai Trác Mộc Cường ba. Gã lộn một vòng rồi hạ xuống, lúc lơ lửng trên không hai tay đã rút ra đôi tiểu liên mini stayer, bắn tới tấp vào kẻ địch trong đám bụi mùi, đồng thời lợi dụng làn khói ấy che chắn, lao bổ về phía bên trái. Lữ cánh nam và ba tang cũng lần lượt phối hợp yểm hộ cho gã. Không còn cản trở nào, Trác Mộc Cường ba lại phi lên vách đá bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, hai tay cầm súng chạy như bay trên tường. Khi thân thể song song với mặt đất, Gã đột nhiên xoay một vòng 360 độ, động tác tuyệt mỹ như vận động viên trượt băng đảo mình trên không. Thân thể đang xoay, hai họng súng đã liên tiếp nhả đạn, bắn trúng hồ tử vẫn đang ngẩn ra trước vụ nổ. Vừa hạ xuống góc tường, hai tay đã một trước một sau, cùng lúc khai hỏa, vừa khiến kẻ địch phía trước không thể phản kích, đồng thời cũng đảm bảo tên ở sau lưng hoàn toàn không còn cơ hội sống sót. Liền ngay sau đó, hai khẩu súng chĩa ra phía trước, người bổ nhào sang bên phải, thân thể xoay chuyển trên không trung họng súng nhả đạn không ngừng, hoàn toàn phong tỏa không cho kẻ địch nhô đầu ra. Lúc Tây Mễ phát hiện Trác Mộc Cường ba sông ra từ làn khói bụi, vừa khéo trông thấy gã làm động tác xoay mình 360 độ trên tường, đồng thời nổ súng xạ kích, trong chớp mắt, hồ tử đã trúng đạn ngã xuống, y đang định dương súng ngắm bắn, một loạt đạn đã quét về phía mình. Đối phương đang biểu diễn nghệ thuật chắc, bắn súng cũng có thể nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, phiêu hốt bất định như đang khiêu vũ thế hay sao. Tây Mễ chợt có cảm giác, mấy chục năm cầm súng của mình đều thật uổng phí. Hóa ra, bắn súng cũng có thể trở thành một thứ nghệ thuật, cũng có thể khiến người ta nảy sinh ra thứ ảo giác gần như hoàn mỹ ấy. Quỹ đạo xoay chuyển hỏng súng ấy, kiểu vừa xà kích vừa đảo người xoay chuyển ấy, liệu y có tránh được không? Thấy đối phương đã áp sát tới, y không do dự thêm dây nào nữa, nhảy thẳng xuống lỗ hổng trên vách tường. Không chỉ kẻ địch chấn động vì kinh ngạc, cả bọn ba tang cũng đều chấn kinh như thế. Tính toán chuẩn xác, thời gian không sai một giây, đến cả màn khói bụi mù mịt sau vụ nổ cũng đều được tính kỹ càng. Sau cùng, điều khiến họ thấy không thể tin nổi chính là những động tác ấy, một loạt động tác liền mạch liên tiếp, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ không một khuyết điểm nào. Mái tóc đen phất phơ, mắt vé lên ánh lửa, đạn bay vù vù, mang đi hơi ấm trong không khí, những động tác liền lạc như áo trời ấy khiến lữ cánh nam cũng không khỏi biến sắc. Nếu không phải lúc này, nếu không phải ở nơi này, cô gần như đã tưởng rằng mình đang xem một màn biểu diễn thể dục nhịp điệu, Mỗi bước đều được biên đạo từ trước, tựa như đã tập luyện cả trăm cả vạn lần, mỗi động tác đều biểu hiện được sức mạnh và vẻ đẹp của cơ thể, điểm khác biệt duy nhất là, vận động viên biểu diễn ấy hai tay hai súng, khi xoay chuyển trên không còn nhả đạn bắn vào kẻ địch. Cô lầm bẩm, mình có dạy cho anh ta thứ này đâu chứ? Ba Tang vừa nhìn động tác của Trác Mộc Cường ba liền tức thì hiểu ra, Cường ba thiếu gia đã kết hợp động tác của đám thanh niên chạy Parkour người Nga và đôi súng trên tay một cách hoàn mỹ chỉ có điều thật khó mà tin nổi là gã lại có thể thực hiện một cách thuần thục nhuần nhuyễn đến thế có đây có phải là năng lực bộc phát không xem ra có những lúc cường ba thiếu gia sẽ đột nhiên trở nên cực kỳ cao thâm khó dò trác mộc cường ba nhìn chỗ tây mễ nhảy xuống thầm kinh hãi cao như vậy mà cũng dám nhảy sao gã dừng lại cẩn thận quan sát chỗ tây mễ nấp vẫn còn một tên nữa lữ cánh nam đường mẫn và ba tang đều sông lên vây tên cuối cùng lại đường mẫn không nói tiếng nào chỉ bần thần nhìn trác mộc cường ba trăm trăm trong khoảnh khắc lúc gã xông ra đó cô gần như đã không nén được muốn hét lên nhưng những chuyện diễn ra tiếp sau đó khiến cô có cảm giác như mình đang nằm mơ bóng dáng thân quen ấy làm cô kích động đến độ chỉ muốn bật khóc lên ba tang thì lại để ý đến cái bóng vừa nhảy xuống tại sao cảm giác quen thuộc đó là thế nào vậy cạch cạch em mờ thanh làm kinh động mấy người bọn trác mộc cường ba gã vội xoay người ôm lấy đường mẫn lăn sang một bên kế đó mới phát hiện có người ở phía sau tượng đá ném khẩu súng ra, rồi đến hai cánh tay run lẩy bẩy dơ lên cao, một giọng tiếng trung ngọng nghịu lơ lớ cất lên, đừng, đừng bắn, đầu, đầu hàng, đầu hàng rồi, ngữ điệu ấy, cũng run lên bần bật như muốn khóc. Trác Mộc Cường ba hạ nòng súng xuống, xuống, quát lên, cút ra đây. Chỉ thấy mắc loạn trọn bước ra từ chỗ nấp, hai chân mềm ra như bún, có vẻ như một chân đã trúng đạn, máu tuôn ra như suối, mới được vài bước đã ngã ập xuống đất y lại dướn bỏ lên mấy bước nữa, đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, hai tay ôm chặt sau gáy, mông trổng lên cao, toàn thân đều run bần bật như cầy sấy. Đừng giết tôi, giọng nói ấy đủ khiến người ta nghe mà nổi hết cả da gà. Mắc khóc lóc cầu xin, đừng giết tôi mà, tôi trên còn có mẹ già khóc đòi ăn, dưới có còn con trẻ 80 tuổi. Dường như Mắc cũng ý thức được nói vậy rất không thuận miệng. Giọng y vốn đã nghe mai mái eo éo, giờ lại thêm cả tiếng khóc lóc ỉ ôi, Càng toát lên một vẻ quái dị khó tả khiến đường mẫn không sao nén được bật cười thành tiếng hích hích trác mộc cường ba thấy đối phương là một tên tóc vàng mắt xanh bèn hỏi lữ cánh nam người này không phải trong đảng hồ lang hà lữ cánh nam nhận ra y gật đầu đáp hắn tên là mắc có thể coi là quản gia của Mức kin cũng không sai mắc miến cưỡng hiểu được lữ cánh nam nhận ra mình lại nhìn thấy hy vọng cầu sinh vội vàng xun xoe cười với cô vâng vâng tôi tôi bị ép mà y vốn đang nước mắt đầm đìa, giờ lại gượng nhích hai khóe miệng lên, bộ dạng thành ra phía trên nước mắt lưng tròng, phía dưới lại miệng cười tô tuét, một gương mặt chia ra làm hai nửa. Vừa nói, mắc lại vừa đập đầu lại chắc một cường ba như thế sao? Trông dáng vẻ ấy, nếu chắc một cường ba lên tiếng, có khi y còn sẵn sàng liếm gót giày cho gã cũng nên. Chắc một cường ba lộ vẻ chán ghét, nói với những người phía sau, mọi người để ý hắn, xem có hỏi được gì không, tôi đi xem bọn nhạc dương thế nào rồi dứt lời, liền không cho mắc cơ hội lấy lòng, xải chân bước đi luôn. Mắc khóc ròng, ngược đôi mắt đầm đìa nhìn ba người còn lại, lập tức khóa chặt mục tiêu, vừa xun xoe lấy lòng, vừa tỏ ra hết sức đáng thương với lữ cánh nam. Dọc đường, chắc một cường ba gặp đội trưởng Hồ Dương. Hồ Dương bèn thuật lại mọi chuyện xảy ra với họ. Chắc một cường ba thấy vết thương trên đùi đội trưởng Hồ Dương, bèn nói, anh quay lại để mẫn mẫn xử lý vết thương trước đi, có cần tôi đỡ không? đội trưởng hồ dương lắc đầu bảo không đòi đưa trác mộc cường ba đi tìm bọn trương lập trác mộc cường ba nói mãi mới khuyên được đội trưởng hồ dương quay lại chữa trị rồi tiếp tục chạy về phía trước nhạc dương và trương lập hưng phấn bò lên bò xuống trên núi vàng trong hang động lúc ngừng lại để nghỉ lấy hơi nhạc dương bỗng kinh ngạc phát hiện ra có một người bị vùi trong đống vàng chỉ có đôi chân là lộ ra ngoài thỉnh thoảng lại giật giật một cái máu chảy lênh láng đầy ra đất xem ra chắc không sống nổi rồi hai người đoán rằng đây là một tên định mai phục trong hang này, nhưng chấn động của vụ nổ ngược lại đã chôn luôn hắn ở đây. Hai người bèn hợp sức lại nhấc các khối vàng ra, nhạc dương nhận diện được, người này chính là gã tên lôi ba luôn ở bên cạnh Tây Mế, trước đây anh từng đọc qua tài liệu về nhóm người này. Nhạc dương đang nghĩ ngợi, bỗng lôi ba vươn tay bám chặt vào ống quần, chỉ kêu lên được một tiếng, vàng. Rồi ngẹo đầu, tắt thở. Nhạc dương vẫn chưa hết sợ, đưa tay vuốt vuốt lên ngực, đột nhiên lại nghe thấy có người ở phía ngoài cửa hang hỏi, ai ở trong đó vậy? Hai người lại được một phen bở vía, nhưng rồi lập tức nhận ra, đó là giọng của Pháp Sư Á La. Pháp Sư, Pháp Sư Á La, Nhạc Dương và Trương Lập kêu lên, Pháp Sư Á La nhún nhảy mấy cái, đã đến trước mặt hai người. Pháp Sư, ông qua đây bằng cách nào vậy? Nhạc Dương không sao hiểu nổi, lúc nãy, họ cách cửa hang này chỉ chưa đầy 2 mét. Còn Pháp Sư Á La ở phía bên kia của đoạn đứt gãy, cách cửa hàng ít nhất cũng phải hơn chục mét, dù ông có chạy trên tường cũng không thể nào đi xa thế được. Thông thường, cự ly giới hạn của chiêu chạy bộ trên tường này chỉ khoảng 7 mét. Quần áo pháp sư trông nhào nhĩ rách bươm, ông gật đầu bảo với nhạc dương, cậu suy đoán không sai, bên đó quả nhiên là tổ chim, bọn chim khổng lồ ấy nuôi chim non ở đây. Tôi đã giết chết ba con, khó khăn lắm mới thoát ra được. Á, à, nhạc dương và trương lập đều ngây ra, phản ứng hệt như lúc Trác Mộc Cường ba lần đầu tiên nghe Lữ Cánh Nam nói đã giết con chăn khổng lồ ở rừng Nam Mỹ vậy. Lũ chim ấy đâu phải loại chỉ dùng từ to lớn là hình dung được, vậy mà Pháp Sư lại bảo đã giết chết ba con rồi. Giờ nghĩ lại, chuyện Pháp Sư Á la đến được hang động này cũng chẳng to tát gì cho lắm. Bọn chim khổng lồ kia mà ông còn bảo giết là giết luôn, thử hỏi còn chuyện gì không làm được nữa đây. Trương Lập cười khổ gật đầu, đằng nào cũng chỉ cần biết Pháp Sư Á la rất mạnh, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ông là được rồi. Anh chỉ vào núi vàng, cười cười với pháp sư Á La, "Pháp sư, bọn cháu phát hiện một kho vàng này." "Nhiều lắm, toàn bộ ở đây đều là vàng cả đó." Pháp sư Á La nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói ra một câu khiến cả Trương Lập và Nhạc Dương suýt chút nữa thì ngất xỉu. "Chỉ nghe ông chậm rãi nói, đây là đồng." "Cái, cái gì? Sao lại là đồng được? Đồng, đồng, đồng làm gì có màu sắc đẹp thế này?" ông có thấy chúng phát sáng không pháp sư ông nhìn kỹ hơn được không ạ à? trương lập vẫn còn mang theo một tia hy vọng pháp sư chỗ này ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi chứ nếu là đồng thì làm sao giữ được hoàn hảo vậy được đây vẫn còn sáng bóng như mới mà nhạc dương cũng cuống quyết nói pháp sư á la nở một nụ cười điềm đạm nói thứ này có thể nói là một loại bí pháp cổ xưa các cậu gọi là hợp kim đồng cũng được giải thích thế nào nhỉ giống như là kỹ thuật mạ kiếm đồng thời chiến quốc vậy, đây là một phương pháp dùng để bảo đảm đồng không bị oxy hóa. trong các sách vở của mật giáo cũng có ghi chép, chỉ là phương pháp luyện chế đã bị thất truyền rồi mà thôi. trương lập và nhạc dương bị sốc khá nặng, những tưởng phát hiện được kho báu rồi, kết quả lại chưa hưởng một phen. pháp sư á là cầm một cây gậy trông giống như bằng vàng lên, hỏi nhạc dương, nếu bằng vàng thật, cậu cho rằng tôi có thể nhấc lên thế này không? nhạc dương sau khi lấy lại bình tĩnh đã nghĩ kỹ lại đúng vậy, nếu là vàng thật, cây gậy đó ít nhất cũng tầm mấy trăm cân, sức một người không thể nào nhấc lên nổi. Anh chàng siêu hẳn xuống. Ủa, Pháp Sư Á la cầm cây gậy đồng, đưa mắt nhìn lôi ba đã nằm đờ dưới đất, hỏi nhạc dương, người này lợi hại lắm à? Không biết nữa, lúc chúng cháu vào hắn đã bị đè chết ở đây rồi. Trương lập đáp. Pháp Sư Á la gật đầu như thể vừa giải đáp được khúc mắc trong lòng, vậy thì không phải hắn. Nếu hắn lợi hại thế thật, hai người các cậu chắc không thể đứng ở đây rồi. Hả, Pháp Sư, ý của ông là, Nhạc Dương nhạy bén hỏi ngay. Pháp Sư Á La đảo mắt một vòng quanh hang động hình bán cầu, nói với hai người, chỗ này, trước khi các cậu đến, đã xảy ra một trận ác đấu. Ông đưa mắt nhìn khắp bốn phía, rồi lại tiếp lời, các bức tượng đồng này có lẽ đã bị phá hoại từ rất lâu rồi, có điều, trận đấu đó đã phá hoại chúng triệt để hơn nữa. Các cậu nên cảm thấy mình may mắn, vì trước mặt họ, sợ rằng hai cậu thậm chí còn chẳng có cơ hội đánh trả đâu. Pháp sư Á La chăm chú nhìn cây gậy bằng đồng trong tay, thầm nhủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng là để tranh đoạt vàng? Không, không thể nào, với thân thủ của những người ấy, chắc sẽ không động lòng vì vàng bạc nữa. Và lại, họ cũng không thể nào không phân biệt được những thứ này rốt cuộc là đồng hay là vàng. Nhạc Dương và Trương Lập ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Pháp Sư Á La đang nói gì. Cái gì mà ác đấu, sao đến cả cơ hội đánh trả cũng không có nữa. Pháp sư thấy hai người lộ vẻ nghi hoặc, liền đưa cây gậy đồng ngắn trong tay cho Nhạc Dương, cậu xem đi, có thấy gì không? Pháp sư Á La chỉ cho Nhạc Dương xem năm chỗ hõm nhỏ trên thân cây gậy, to nhỏ khác nhau, khoảng cách vừa khéo như một bàn tay. A, à, Nhạc Dương sửng sốt áp bàn tay mình vào đó, bàn tay người kia lớn hơn bàn tay anh rất nhiều. Có thể tưởng tượng được, bàn tay ấy mà nắm thành nắm đấm sẽ lớn chừng nào. Và lại, Cây gậy này bằng đồng chứ đâu phải đồ chơi, cần sức lực lớn thế nào mới để lại dấu vết rõ như vậy trên đó được. Đây, không thể nào chứ, đây là đồng cơ mà, lẽ nào Pháp Sư cũng làm được, nhạc dương kinh hãi kêu lên. Pháp Sư Á La lắc đầu nói, tuy tôi không thể, nhưng tôi biết có người làm được, sức người đích thực là có thể làm được việc đó. Pháp Sư Á La tự đánh giá, đại lực ưng trảo công của mình chỉ có thể bóp vỡ những vật cứng như gạch đá, nhưng muốn để lại vết tích rõ rệt như vậy trên hợp kim đồng thì vẫn còn kém một bậc. Pháp Sư Á là đặt cây gậy đồng xuống, quay qua lần tìm trong hang động, thử tìm kiếm các dấu vết trên những pho tượng đồng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, chốc chốc lại dừng lại nghĩ ngợi, tựa hồ đang mường tượng ra trận đấu từng diễn ra ở nơi đây. Pháp Sư Á là quan sát càng lâu, hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại, dường như gặp phải một vấn đề cực kỳ khó khăn. Nhạc Dương và Trương Lập thấy thế liền nhổm dậy, đi theo sau Pháp Sư quan sát những dấu vết lúc nãy mình không để ý đến. Họ thấy những vệt lõm hình nắm đấm trên tượng đồng, và cả những vết chém rất mảnh, hoặc nhìn trông như vết nước tự nhiên, nhưng quan sát kỹ sẽ nhận ra, đó là do một loại vũ khí cực kỳ sắc bén để lại. Nhạc Dương giật một sợi tóc luồn vào khe nứt, thấy rất sâu, mà bề mặt lại hết sức nhẫn nhụi, không hiểu là do loại vũ khí nào gây ra nữa. Pháp Sư Á là nói không sai, càng lúc Nhạc Dương và Trương Lập càng phát hiện thêm nhiều dấu vết đánh đấm, Tuy không biết cuộc chiến xảy ra từ bao giờ, nhưng nhìn những dấu tích rể lại có thể thấy, đó là một trận ác đấu vô cùng kịch liệt, khó mà hình dung cho nổi. Pháp Sư Á là ban đầu chỉ là lấy làm kỳ lạ, càng về sau càng thấy kinh hãi, ông thầm nhủ, thực lực của những người này, e rằng đã chẳng kém gì các vị trưởng lão trong trường lão viện rồi. Những kẻ đáng sợ ấy là người qua ba ư, hay là người nào khác? Trận đấu này, chắc là xảy ra vài năm trước, hơn nữa, những người này, từ bên ngoài tới đây. Phía bên kia, Nhạc Dương đã rút ra kết luận, chứng cứ ủng hộ kết luận này của anh là một đồng xu. Đồng xu ấy bị kẹt trong một bức tượng đồng, vì va chạm với bức tượng nên đã biến từ hình tròn thành hình bầu dục. Họ đều không đọc được chữ khắc trên đó, nhưng số 1985 thì được khắc rất rõ ràng. Nếu phát hiện ra đồng xu này trước khi pháp sư Á la tới đây, chắc chắn Nhạc Dương sẽ cho rằng đó là do một loại vũ khí chuyên bắn đồng xu thay cho đạn gây ra. Nhưng xem tình hình hiện tại, rất có khả năng đồng xu này là do người nào đó dùng lực cổ tay trực tiếp ném ra. Trương Lập hiểu rất rõ vậy nghĩa là như thế nào. Tuy lính đặc trùng bọn họ cũng có thể ném phi tiêu xuyên qua tấm kính, nhưng dù sau đó cũng là vật sắc nhọn, còn muốn ném đồng xu tròn va chạm mạnh đến độ méo cả đi, vậy thì lực tay phải lớn đến chừng nào mới đủ. Nếu không phải trước đó Pháp Sư Á La đã có lời, anh hẳn đã cho rằng đây tuyệt đối không phải hành vi của con người. Pháp Sư Á La xoay xoay đồng xu giữa các ngón tay, đột nhiên thốt lên, đi. Cổ tay ông lắc nhẹ, chỉ nghe đinh một tiếng, đồng xu đã va chạm với tượng đồng, phát ra một âm thanh giòn tan. Nhạc dương vội lại chỗ phát ra âm thanh quan sát, chỉ thấy đồng xu đã làm hõm một vệt mỏng trên bức tượng đồng, nhưng bản thân nó thì không bị biến hình, mà rơi xuống đất. Pháp sư Á là kiểm nghiệm lại suy đoán của mình, thầm nhủ, quả nhiên, với công lực hiện tại, ta chỉ làm được đến vậy mà thôi. Người bên ngoài, không ngờ lại là người bên ngoài ở thế giới ngoài kia đã xuất hiện kẻ mạnh như vậy từ bao giờ. Thật đáng sợ, sau này trở về nhất định phải báo với các trưởng lão trong trưởng lão viện mới được. Nhạc Dương, Trương Lập, Pháp Sư Á La, lúc này, bên ngoài cửa động chợt vang lên tiếng hô hoán của Trác Mộc Cường Ba. Nhạc Dương và Trương Lập vội chạy ra ngoài, miệng đáp vang, Cường Ba thiếu ra, chúng tôi ở đây, chúng tôi không sao. Pháp Sư Á La cũng ở đây này, chúng tôi ở bên này này. Có tiếng lưỡi cánh nam cất lên, không có dây thừng, họ không qua được đâu. Thì ra, sau khi đội trưởng Hồ Dương trở lại, Lữ Cánh Nam thấy đã có ba người canh phòng mắc, mà tên này dường như cũng bị thương khá nặng rồi, vì vậy cũng đi theo Trác Mộc Cường Ba qua đây. Trác Mộc Cường Ba vỗ vỗ đầu, đúng là cuốn quá thì dối, dây thừng lại để trong ba lô bên dưới bậc thang, gã liền bảo bọn nhạc dương chịu khó đợi mình và Lữ Cánh Nam quay trở lại lấy dây thừng. Đường Mẫn nói với đội trưởng Hồ Dương, hình như gãy xương ống chân rồi, đợi lát nữa phải nẹp vào cho anh mới được. Ba tang nhìn chằm chằm vào mắt, họng súng cũng luôn chĩa về phía y. Tên mắt này thoạt trông có vẻ như đang cúi đầu bất động, nhưng thực ra cặp mắt vẫn đảo không ngừng. Lúc này thấy đường mẫn đã kiểm tra sơ qua vết thương của đội trưởng Hồ Dương, liền vội dè dặt nhích lên, gương mặt già đanh dặn ra một nụ cười hết sức khó coi, nói bằng thư tiếng trung ngọng líu ngọng lô, chị ơi, có thể giúp tôi với không, tôi, tôi, tôi sắp không xong rồi, máu, máu cứ chảy mãi, chị ơi, chị xinh đẹp ơi nước mắt nước mũi mắc chảy đầm đìa. Nếu không phải tự biết mình không được dễ thương cho lắm, có khi y đã lao đến ôm chân mẫn mẫn, lớn tiếng kêu gào gọi cô bằng mẹ rồi cũng nên. Đường mẫn thoáng đỏ mặt, bị một gã đàn ông đã ba bốn chục tuổi gọi bằng chị, ít nhiều cũng có cảm giác kỳ kỳ. Cô lướt nhìn mắt, quả nhiên, máu vẫn dỉ ra không ngừng, cả một bên ống quần đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ ối, trông bộ dạng hắn lại cũng hết sức đáng thương. Đường mẫn thầm thấy bất nhẫn, liền quay sang nhìn ba tang hội ý. Ba tang đanh mặt lại lắc lắc đầu, ý muốn nói, cứ mặc xác hắn. Mắc ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chằm chằm vào mặt đường mẫn, thi thoảng lại cúi xuống nhìn cái đùi bị thương của mình, tuy không nói gì nữa, nhưng bộ dạng ấy rõ ràng đang tỏ ý, không ngờ các người cũng thế, đành chấp nhận số phận vậy thôi. Cuối cùng, đường mẫn nói, qua đây xem nào, mắc ngoảnh đầu sang một bên, trông chẳng khác nào một đứa con trai vừa bị oan ức, vừa khéo cũng để đường mẫn trông thấy hàng nước mắt đeo trên má mình. Đường mẫn nói, chỉ cần anh không làm loạn thì không có chuyện gì đâu nào qua đây tôi xem cho ba tang hơi cho mày tuy nòng súng của anh ta vẫn hướng về phía mắt nhưng khoảng cách giữa đường mẫn và tên đó quá gần anh ta thầm tính toán như vậy đạn xuyên qua nội tạng đối phương hẳn sẽ làm đường mẫn bị thương còn nếu bắn vào đầu ở khoảng cách gần như vậy liệu đạn có xuyên qua được xương sọ không nhỉ đường mẫn đang chuẩn bị vén ống quần mắt lên để kiểm tra vết thương đột nhiên nhi hoặc hỏi máu của anh sao lạnh vậy nếu là máu tràn ra từ vết thương hở, sao lại lạnh buốt thế này được? Đúng lúc đó, cô liền trông thấy trong đôi mắt đáng thương đó bỗng lộ ra một tia hung hãn. Đường mẫn còn chưa kịp kêu lên, mắc đã chụp lấy cổ tay cô. Đường mẫn vội dở ngay thủ pháp cầm nã thủ lật cổ tay chụp ngược lại đối phương, không ngờ cổ tay mắc cũng lại lật thêm lần nữa, bóp chặt tay đường mẫn. Đồng thời, thân hình cao lớn đó cũng vòng qua phía sau cô một cách linh hoạt dị thường. Cái chân bị thương kia, giờ như chẳng hề bị thương chút nào cả vậy. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một cái trước mắt, Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương đều ở ngay bên cạnh, song cũng không kịp ra tay ngăn lại, chỉ thấy Đường Mẫn đặt tay lên vết thương của Mắc nói một câu, kế đó y đã áp người vào phía sau cô, một tay tóm chặt hai cổ tay Đường Mẫn, tay kia lăm lăm một miếng đá nhọn hình mũi giáo, đầu nhọn chỉ còn cách mắt Đường Mẫn chưa đầy một cm. Đừng, đừng kích động, Mắc cảnh cáo đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang, tao cũng không muốn cô gái xinh đẹp này bị thương chút nào cả, lùi lại, lùi lại hết mày, ném súng qua đây. Bàn tay cầm súng của ba tang không hề nhúc nhích, ngược lại còn gần giọng nói, mày thử nhúc nhích xem nào. Đồng thời, ngón tay anh ta đã chậm chậm dồn lực, có súng phát ra âm thanh khe khẽ. Đội trưởng Hồ Dương vội kêu lên, đừng làm bừa, ba tang. Mắc cũng không ngờ trong nhóm đối phương lại có người như thế, vội nấp đầu ra phía sau đường mẫn. Đúng lúc này, đường mẫn đột nhiên vung chân hất về phía sau, đá vào chỗ yếu hại của kẻ địch. Nhưng Mắc đã có đề phòng từ trước, hai đùi kẹp lại, giữ cứng chân cô. Thấy cô gái này cũng không phải hạng vừa, y lập tức buông tay kia ra, hơi ngửa người về sau một chút, chặt thẳng vào động mạch trên cổ cô. Đường mẫn tức thì ngất xỉu tại chỗ, mắc lại áp người lên, lần này một tay xốc dưới nách đường mẫn để giữ cô ở tư thế đứng, tay kia vẫn cầm miếng đá nhọn hoắt chĩa vào mắt cô. Ba tang thầm kinh hãi, thủ pháp ấy sao mà quen thuộc vậy? Họ đều đã được huấn luyện như thế, từ động tác của kẻ địch có thể phán đoán, Tên mắc này chắc chắn là lính đặc chủng chuyên nghiệp. Vừa nãy họ đã hoàn toàn bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa gạt, vẻ ngoài yếu ớt như sắp hết hơi chỉ là giả bộ. Vết thương đầm điểm máu kia chẳng lẽ cũng là dùng máu dự trữ để ngụy trang? Xem ra cả viên đá nhọn kia cũng nằm trong tính toán của đối phương rồi. Thật không ngờ lại phạm phải sai lầm như thế. Mắc kéo Đường Mẫn giật lùi từng bước một, Ba Tăng cũng không ngừng ép tới, gây áp lực về tâm lý cho kẻ địch. Anh ta không lo lắng nhiều cho an nguy của Đường Mẫn giống đội trưởng Hồ Dương chỉ cần mắc lộ ra một chút sơ hở, họng súng trên tay ba tang sẽ nhả đạn không chút nề nang gì. Trước khi xuất phát, mỗi chiến sĩ đều phải chuẩn bị để chết, tuyệt đối không thể chịu sự uy hiếp của kẻ địch, cần phải dùng máu và sắt, bất chấp mọi giá để hoàn thành sứ mệnh, đây chính là những gì anh ta được huấn luyện. Cho dù cha mẹ vợ con của mình bị trói ở ngay trước mặt, anh ta cũng quyết không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp với kẻ thù. Mark cũng đang thầm toát mồ hôi lạnh, không nhận người thân, tàn bạo vô tình, những kẻ như vậy mới thực sự là kẻ địch đáng sợ nhất. Y bắt đầu thấy hối hận vì không tìm hiểu kỹ hơn về đám người này từ chỗ ông chủ của mình, có điều cũng còn may, gã dâu xồm xoàm bị thương kia dường như căng thẳng hơn tên cầm súng này nhiều. May, ngăn hắn lại, mắc nấp sau lưng đường mẫn ra lệnh cho đội trưởng Hồ Dương. Lúc này, mắc đã giật lùi đến chỗ lối vào ban đầu, y đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấy nếu lùi xuống các bậc thang thì hơi quá mạo hiểm, nhưng nếu không đi ngay, gã lùn kia chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Đúng khoảnh khắc đó, ánh mắt mắc quét phải một vật trông như bằng đá hình bán nguyệt, vừa đủ để mình che chắn phía trên, trong đầu liền lóe lên một khả năng đào tẩu. Bấy giờ, đường mẫn đã có dấu hiệu tỉnh dần, mắc tính toán lại mọi việc một lần cuối, rồi lấy đầu nhọn của miếng đá chọc khẽ làm đường mẫn tỉnh hẳn, đẩy mạnh cô về phía ba tang, rồi ném luôn cục đá nhọn ra chỗ đội trưởng Hồ Dương. Đường mẫn lao ập tới, ba tang thầm kinh hãi, ít nhất trong lúc này đối phương vẫn còn sáng suốt từ bỏ con tin, đường mẫn tỉnh lại lúc ngã dựa vào người ba tang khiến anh ta lại bị phân tán kế đó đội trưởng hồ dương bị viên đá ném vào sự chú ý của ba tang lại bị phân tán thêm lần nữa tuy chỉ có hai ba giây nhưng vậy cũng là quá đủ cho mắc y chỉ mất một khoảnh khắc để đẩy đường mẫn và ném viên đá đi cái đó liền tung chân đá vật trông như cái khiên hình bán nguyệt kia xuống bậc thang cả người bổ nhào lên đó khi ba tang đưa mắt qua mắc đã nằm sấp trên cái khiên đá ấy lướt xuống bậc thang như một vận động viên lướt sóng rồi Ba tang không thể hất văng luôn đường mẫn ra, sau khi đặt được cô xuống đất, chạy ra chỗ bậc thang thì mắc đã trượt đi được hơn trăm mét. Ba tang nổ súng, nhưng tiếc là không thể ngắm bắn chuẩn xác được nữa. Mắc mặc áo chống đạn, ngoài ra còn dơ một tảng đá chắn phía trên đầu, nghe thấy một chàng tiếng súng, liền vẫy vẫy một cánh tay, ra hiệu tạm biệt với ba tang. Ba tang đã bắn hết đạn, cũng không làm gì được tên địch đã thoát đi một quãng xa, chỉ phẫn nộ vung vẩy khẩu súng trên tay, đồng thời cũng sực hiểu ra rằng từ đầu chí cuối, anh ta đều đánh giá quá thấp khả năng thực sự của gã tóc vàng mắt xanh ấy. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam vừa chạy tới, nghe thấy tiếng súng, đã biết có chuyện không ổn, kế đó lại thấy Ba Tang đứng ở chỗ bậc thang nổ súng và Đường Mẫn, đội trưởng Hồ Dương đang nằm dưới đất. "Anh Cường Ba, em..." Đường Mẫn từ từ tỉnh hẳn, trông thấy Trác Mộc Cường Ba, khóe mắt đỏ lựng lên. Trác Mộc Cường Ba liền ôm cô vào lòng, vuốt tóc an ủi, "Được rồi, không sao là tốt rồi." Lữ cánh nam bước ra chỗ bậc thang, chỉ thấy bóng mắt đã trở nên hết sức mơ hồ, bèn hỏi ba tang, đó chính là tên bị thương lúc nãy à? Ba tang gật đầu, lữ cánh nam lấy làm ngạc nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cô cũng không hiểu nổi, ba người vậy mà lại để một tên địch đã bị thương, tay không vũ khí chạy thoát. Trác Mộc Cường ba cũng đã đến chỗ bậc thang, ngước mắt nhìn lên, thấy trời sắp tối tới nơi, cũng không còn bóng dáng lũ chim khổng lồ đảo lượn trên không nữa, bèn nói mang ba lô lên trước cứu bọn trương lập ra rồi tính sau trác mộc cường ba ba tang lư cánh nam và đường mẫn đi xuống mới phát hiện đã mất hai cái ba lô không biết là bị tên mắc kia lấy hay bị lũ chim quắp đi mất bên dưới đã không còn tiếng kêu của bọn người lỗ mặc tên mắc hẳn đã chạy xa rồi bốn người bèn mang luôn cả sáu cái ba lô lên đường mẫn lập tức xử lý vết thương cho đội trưởng hồ dương còn trác mộc cường ba thì mang dây thừng cho nhạc dương trương lập ra khỏi hang động chuẩn bị nghỉ đêm lại luôn phía trên này nghe ba tang kể lại chuyện mắc chạy thoát lữ cánh nam thở dài nói chúng ta khinh địch quá trác mộc cường ba cũng thầm lắc đầu nếu không phải chính miệng ba tang và đội trưởng hồ dương chứng thực gã không thể nào tin được một kẻ như thế vừa lắc mình một cái đột nhiên biến thành con người hoàn toàn khác còn cuộc chiến thần bí mà bọn nhạc dương kể thì hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người đồng tiền xu đó sau khi tìm trong máy tính phát hiện là của nước y giờ vẫn còn lưu hành trên thị trường lẽ nào nước y lại có cao thủ như vậy pháp sư á la và lữ cánh nam đều rất lo lắng không hiểu những kẻ đáng sợ ấy đã tìm được bạc ba la thần miếu hay chưa nếu những cao thủ ấy vẫn còn đang ở nơi này vậy bọn họ làm sao ứng phó nổi những người ấy tuyệt đối không phải hạng đối thủ đơn giản như mất đồng thời trác mộc cường ba cũng rất lo lắng có phải sau khi đường thọ phát hiện ra tử kỳ lân đám người đó mới đến đây liệu tử kỳ lân đã bị họ dẫn đi hay chưa? Đêm hôm đó, mọi người đều ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, khi chắc chắn người lỗ mặc đã bỏ đi, họ liền rời khỏi khu di tích, tiếp tục tiến về tước mẫu. Lần này, không còn gặp bọn chúng kết thành từng đàn lớn nữa, có một vài con lẻ tẻ thì cũng nhanh chóng lẩn bay lẩn biến mất. Chắc Mộc Cường Ba không khỏi nhớ lại cảm giác kỳ dị hôm qua, lẽ nào bọn chúng bị thứ gì đó sai khiến nên mới tấn công họ hay sao? Theo lời địch ô an cắt mẫu, chỗ di tích của người mục ấy nằm giữa thôn công Nhật Lạp và Tước Mẫu, vậy nghĩa là chỉ cần nửa ngày đã có thể đến Tước Mẫu rồi. Nhưng bôn ba cả nửa ngày trời vẫn chẳng thấy bóng dáng Tước Mẫu đâu, phía trước càng lúc càng nhiều khe suối, nước chảy tràn lan, đường đi nhảy nhụa bùn lầy, khiến họ buộc lòng phải rời xa vách đá, vòng vào trong rừng. Đi vòng vèo trong rừng một lúc, bỗng phát hiện ra đã mất phương hướng, họ bèn dùng dây đỏ đánh dấu lại, thử đi thử lại một hồi lâu, cuối cùng cũng ra khỏi được khoảng rừng như mê cung ấy. Vừa ra khỏi rừng, cả bọn đã ngẩn người ngạc nhiên, phía trước có đến vài chục người xếp thành đội ngũ chỉnh tề, cung kính chờ đợi họ. Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba ngây ra mất một lúc, nhất thời không biết là địch hay là bạn. Mấy chục người này ai nấy đều vai lớn eo rộng, phần thân trên để trần vạm vỡ như vận động viên thể hình. Đặc biệt là người trông có vẻ như là đội trưởng kia, cơ hồ cao ngang với Trác Mộc Cường ba, nhưng vai còn rộng hơn vai gã, cánh tay cũng lớn hơn tay gã. Những người này thoạt nhìn đã biết đều là các chiến sĩ dũng mãnh nhưng họ lại đang cung kính đứng thành một hàng không cầm vũ khí có vẻ như không có định ý các vị là ai trác mộc cường ba bước lên hỏi a à, a à, các vị khách tôn quý cuối cùng cũng đợi được các vị rồi giọng nói cất lên trả lời gã nghe eo éo chói tai nhưng lại cố ý làm ra vẻ khàn khàn nếu là giọng nữ thì còn lý giải được nhưng đây lại là giọng nam bất thình linh nghe thấy giọng nói ấy đến cả người giỏi chịu đựng áp lực tâm lý như Trác Mộc Cường Ba cũng không khỏi dùng mình. Người vừa lên tiếng không phải võ sĩ, mà giữa đám võ sĩ ấy bỗng có một bóng người lách ra, cao chưa đến mét dưới đại khái chỉ cao hơn đa cắt một chút, đầu cạo chọc bóng lộn như cái bóng đèn, chứng tỏ thân phận của y cũng là một vị địch ô. Có lẽ y vẫn luôn đứng trước đám võ sĩ kia, chỉ có điều thân hình quá thấp lùn nhỏ bé, nên chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của y cả. Gã lùn đầu chọc này làm bộ làm tịch kho người một cái, rồi lại cất cái giọng khiến người ta nghe mà dởn cả gai ốc, tóc gáy dựng ngược ấy lên, cuối cùng cũng đợi được các vị rồi. Các vị là người giáp mễ, đúng không? Ánh mắt của gã lùn chọc đầu lướt qua trên trang phục và ba lô của bọn Trác Mộc Cường Ba, hiển nhiên cũng không chắc chắn lắm. Có điều, dường như y cũng đã nhanh chóng xác nhận được, miệng cười tâu tuét ngẩng đầu lên, bộ dạng thân thiết ấy khiến Nhạc Dương và Trương Lập lấy làm thích thú, cảm giác như mình là khách quý được tiếp đón ở khách sạn năm sao vậy nhưng bọn Trác Mộc Cường ba thì lại hết sức đề phòng với kiểu cười ấy, bởi vừa mới chiều hôm qua thôi, họ đã gặp nụ cười ấy ở một kẻ tên là Mắc. Phải rồi, chúng tôi là người giáp mế. Sao ông biết, Trác Mộc Cường ba hỏi. Gã lùn chọc đầu ấy tiếp tục cười cười nói, aha, ha, ta nói rồi mà, nghe tin các vị sắp đến, ta đặc biệt phụng lệnh quốc vương đến đây chờ đón. Giọng nói cố làm bộ làm tịch ấy đầy vẻ nịnh bợ, cộng với ngữ điệu eo éo quái đản, nửa âm nửa dương, khiến người ta không khỏi nhớ đến những nhân vật nam luôn tin rằng mình là đàn bà trong phim đường mẫn bất giác thầm nghĩ lẽ nào đây chính là địch ô đại nhân của tước mẫu thế này thì đáng sợ quá còn bọn trác mộc cường ba thì đoán rằng chắc là có dân làng nào đến tước mẫu trước mang theo tin tức về họ đến đây duy chỉ có nhạc dương cảm thấy gã lùn này nói năng dường như rất hàm hồ không nói là ai báo tin mà cũng chẳng nói là biết tin lúc nào đồng thời anh cũng chú ý đến mắt trái của đối phương tròng đen đã bị một màu xám đục thay thế, con mắt trái đó là đồ giả. Có điều, nụ cười xun xoe kia đã che giấu đi khuyết điểm nhỏ này, nếu giọng nói của y không cố tình làm điệu làm bộ như thế, có khi nhạc dương cũng chỉ lướt qua mà không để ý cho lắm. Gã lùn vỗ vỗ lên cái đầu chọc lốc của mình, lại nói tiếp, à, quên mất chưa tự giới thiệu, ta tên là Quách Nhật Niệm Thanh, vị này là Thâm Tô, đội trưởng đội hộ về cung đình. Xin mời theo chúng ta, các vị khách tôn quý, đại vương của chúng ta sẽ tiếp đón các vị bằng nghi lễ long trọng nhất. Bọn Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, họ đang định đến tước mẫu, giờ có người dẫn đường tất nhiên là chẳng còn gì hơn. Lữ cánh nam lẳng lặng ra hiệu ngầm với Ba Tang và Trương Lập, bảo họ cảnh giác, hai người cũng làm ám hiệu hồi đáp. Hai bên giới thiệu qua loa, đôi mắt sắc bén của Quách Nhật Niệm Thanh đã nhanh chóng phán đoán được ai là người đứng đầu đội ngũ này, vậy là Trác Mộc Cường ba liền trở thành cường ba đại nhân của y. Quách nhật niệm thanh không người làm tư thế mở giống như một nhân viên tiếp tân chuyên nghiệp, thân thể lùn tịt vọng với tư thế vụng về ấy khiến y trông như một con gấu câu ala vậy, đến đường mẫn cũng không khỏi nảy sinh một chút hào cảm. À à à, quách nhật niệm thanh làm bộ như vừa trông thấy ba lô trên lưng bọn trác một cường ba, vội vỗ mạnh vào chán mình nói, hãy để đám thuộc hạ này mang giúp các vị những thứ nặng nề ấy. Tuy bọn chúng rất ngu, chẳng làm được việc gì ra hồn, nhưng được chút sức khỏe vẫn còn dùng được có thể ra sức cho các vị khách tôn quý, sẽ là niềm vinh hạnh cả đời của chúng. Việc này, không cần đâu. Trong một thoáng, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đã trao đổi ánh mắt. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Không, không, sao có thể được, đây là việc của bọn người dưới mà. Và lại, vị này chân bị thương rồi, vậy mà cũng không cần chúng tôi giúp sao. Nếu để quốc vương thấy chúng tôi tiếp đón sơ sót như thế, chúng tôi, chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa. Quách Nhật Niệm thanh dối giết thanh minh, bộ dạng cuốn cuồng, như thể sẽ bị quốc vương trừng phạt cho sống không bằng chết vậy. Phải đấy, cường ba thiếu ra, cứ giao cho họ cầm đi, không thì họ chẳng biết ăn nói thế nào mất. Chắc một cường ba ngoảnh đầu lại, thấy Trương Lập và Nhạc Dương đã không chờ được mau chóng cởi những chiếc ba lô nặng nề xuống giao cho đám võ sĩ kia giữ hộ rồi, giờ lại còn quay qua nói giúp cho Quách Nhật Niệm thanh. Nhạc Dương vừa thấy chắc một cường ba liếc về phía mình, liền đắc ý cúi xuống nhìn khẩu súng trên tay, ý chừng muốn nói, vũ khí vẫn ở trong tay chúng ta, kiếm mấy người vác ba lô cho cũng chẳng có gì là không được. Nhìn bộ dạng hi hi ha ha của anh, chắc chắn là đã muốn bỏ bớt gánh nặng này đi từ lâu rồi. Cuối cùng, ba lô đều giao cả cho đám võ sĩ khiêng vác, họ chỉ mang theo một vài món vũ khí phòng thân, đi theo phía sau. Trong lúc trò chuyện, mới biết Quách Nhật Nhiễm Thanh vẫn chưa phải là địch ô, mà chỉ là đồ đệ của địch ô đại nhân, nhưng bọn võ sĩ như thâm tô vẫn gọi y là đại nhân bọn Trác Mộc Cường ba đều không ngờ một đồ đệ của địch ô mà địa vị cũng cao như vậy. Lúc họ hỏi về tình hình ở tước mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh nhất nhất đều trả lời rất tận tình. Tuy nhiên, có lẽ vì nụ cười và giọng nói của y, Trác Mộc Cường ba cứ có cảm giác y trả lời không được đầy đủ sự thực cho lắm, bèn quay qua nói chuyện với thâm tô. Đối với vị đội trưởng đội hộ vệ cung đình còn cao to hơn cả mình này, Trác Mộc Cường ba ngược lại còn thấy có nhiều thiện cảm hơn. Nhưng tay thâm tô này chỉ hỏi một câu đáp một câu, gương mặt từ đầu chí cuối đều không lộ ra chút cảm xúc gì. Còn quách nhật niệm thanh, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười tiêu chuẩn đó, tựa hồ đã được rèn luyện đặc biệt rồi vậy. Y lượn lờ giữa cả bọn, cung kính trả lời mọi câu hỏi, lúc cặp chân vừa to vừa ngắn của Y chuyển động, trông toát lên một vẻ hài hước khôn tả, thường thường khiến mọi người phải bật cười. Khi bọn Trác Mộc Cường Ba đề nghị được gặp địch ô đại nhân, Quách Nhật Niệm Thanh chẳng cần nghĩ ngợi gì đã đáp ứng ngay, điều này lại khiến Trác Mộc Cường Ba thầm sinh nghi, nhưng không nói ra được rốt cuộc là khả nghi ở điểm nào. Gã chợt thấy rất nhớ giáo sư Phương Tân, giá mà có thầy giáo gã ở đây. Đi qua trận địa cạm bẫy trong rừng, vượt qua ngọn đồi nhỏ chắn ngang phía trước, sự chuyển biến to lớn của không gian khiến người ta kinh ngạc đến không thốt nổi thành lời. Bầu trời u ám của rừng rậm bỗng sáng rỡ lên, phía trước là một cái hồ lớn trải ra minh mông bát ngát, đây là cái hồ lớn nhất họ từng thấy ở Sanrila này so với nó, cái hồ nơi trương lập và mã cắt gặp nhau chỉ có thể tính là cái bồn rửa mặt cỡ đại là cùng. Ngay phía trên hồ là một giải thác nước, đúng thế, một giải, chứ không phải một thác nước đơn lẻ. Bọn Trác Mộc Cường Ba từng thấy rất nhiều thác nước, ở châu Mỹ đã từng vượt thác dạng bậc thang hình vành khuyên, ở Mạc Thoát có thấy thác nước giữa khe núi, còn cả thác nước dạng trùm trên dòng U Minh Hà, nhưng nếu nói về hùng vĩ tráng lệ, thì không đâu so được với thác nước ở trước mắt này. Nhìn từ gần ra xa, thác nước trắng xóa liền thành một giải với hồ nước, bọt nước cuộn lên thành sóng như muôn ngàn đụn tuyết, hơi mù bắn tóe bốc ra cả mấy trăm mét, che mờ mặt hồ, phảng phất như thể cả nửa hồ nước đang sôi lên sùng sục. Đó đã không còn là một giải lụa trắng giữa trời xanh, cũng không phải Ngọc Long đang lượn giữa từng không, mà là muôn ngàn muôn vạn ngôi sao băng trắng xóa sầm sập đổ xuống chỗ hổng giữa trời và đất. Nhìn bằng mắt thường, cả đường chân trời, không đâu là không bị quân đoàn sắc trắng sầm sập như tuyết lở ấy thay thế. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, đứng bên bờ hồ rõ ràng cảm thấy mặt đất khẽ rung lên, hơi ẩm vấn vít quanh mình, nhưng lại không nghe thấy tiếng ẩm ẩm vang động, âm thanh ấy men theo mặt hồ phiêu đáng ra tận xa tít tắp, cảm giác như một khúc nhạc giao hưởng thời viễn cổ, du dương dịu dặt Theo quách nhật niệm thanh giới thiệu, tầng bình đài thứ hai của thánh vực bị hồ nước thiên nhiên này chia làm hai phần, phía bên này là vương quốc Lang Bu, phía bên kia là vương quốc Yaka, thác nước hùng vĩ như một kỳ tích của tạo hóa này được gọi là màn trời màu bạc, Kỳ quan duy nhất trong thánh vực tứ đại kỳ quan ở tầng bình đài thứ hai này. Còn hồ nước lớn bên dưới gọi là Nặc Nhật Lang Thố, tức biển sinh mệnh. Khi mọi người đều kinh ngạc trầm trồ trước kỳ quan của thiên nhiên, Lữ Cánh Nam vẫn cảnh giác cao độ. Cô hiểu rất rõ, những cảnh đẹp dễ khiến người ta có cảm giác quên mất mình đang ở nơi đâu, thông thường cũng là hoàn cảnh thích hợp nhất để phát động tấn công. Có điều, đám võ sĩ si kia đều đứng yên như cọc gỗ đóng xuống đất, trên mặt Quách Nhật Niệm Thanh vẫn đeo một nụ cười hòa nhã không có dấu hiệu gì bất ổn cả. Lữ cánh nam bất giác thầm nhủ, lẽ nào mình đã quá đa nghi rồi. Tước mẫu được xây dựng phía sau thác nước, nhìn kiểu tạo hình của các hang đá, thì chắc là kiến trúc cùng thời kỳ với di tích của dân tộc mục mà bọn Trác Mộc Cường Ba đã nghỉ lại đêm qua, chỉ có điều bên ngoài không có vách tường, mà thay bằng những mũi giáo dài nhọn hoắt đâm tua tủa, nhìn như thể vách núi há ngoác miệng ra, với hàm răng sắc nhọn. Cái miệng đó vươn mãi về phía sau, không biết có nối liền với những tổ chim kia không. Phía trước thì chui vào đằng sau thác nước, không biết đâu mới là tận cùng. Có mấy cầu thang hơn nhìn bậc phân bố giải rác trên vách đá, nhưng họ không đi lối cầu thang, mà dùng dòng dọc thả giỏ che xuống kéo lên. Nhìn những cầu thang đá ngoằn ngoèo không có lan can ấy, nhạc dương không kìm được bột miệng nói, nơi này đúng là thành lũy dễ thủ khó công, chỉ có điều lên xuống ra vào cũng thực quá phiền phức. Quách nhật niệm thanh cười cười đáp, tại sao phải lên xuống ra vào chứ? Chẳng qua để nghênh đón các vị khách tôn quý, chúng tôi mới cố tình xuống đó thôi. Bằng không thường ngày, trừ các binh sĩ đi huấn luyện, hoặc các thương nhân lai vãng, những người khác đâu cần phải lên xuống làm gì chứ. Nhạc Dương lấy làm ngạc nhiên hỏi, không lên xuống thì ăn gì. Quách Nhật Niệm Thanh mỉm cười, bên trên rất rộng, chúng tôi có thể tự cấp tự túc. Giỏ treo được từ từ kéo lên, Nhạc Dương nhanh chóng chú ý thấy, chỗ buộc dây thường ở chính giữa giỏ treo không trực tiếp treo vào, mà thông qua một bộ dòng dọc, đầu bên kia sợi thừng, cũng được nối với một bộ dòng dọc khác. Khoảng cách giữa hai bộ dòng dọc này khoảng 15 mét, như vậy tính ra, từ mặt đất lên đến tước mẫu, áng chừng có khoảng hai ba chục bộ dòng dọc như vậy. Đây rõ ràng lại là một kỳ tích do người qua ba sáng tạo ra, vừa giải quyết được vấn đề độ dài của dây thừng, lại giải quyết được cả vấn đề tải trọng cho giỏ treo. Về vấn đề này, họ đã nhận được đáp án khẳng định từ thâm tô. Tương truyền rằng, loại giỏ treo này đúng là kỳ tích của người qua ba, nhưng đến ngày nay, người tước mẫu đã học được cách chế tạo loại giỏ này và tiến hành cải tạo, cái giỏ lớn nhất có thể tải được tới 50 con bò. Quách nhật niệm thanh ngấm ngầm lường thâm tô một cái, tựa như đang trách anh ta không nên nói chuyện bí mật ấy cho người ngoài. Nhạc dương nhạy bén phát giác ra nét mặt đó, đồng thời cũng để ý thấy, tuy quách nhật niệm thanh lúc nào cũng tô tuyết miệng cười, nhưng nói câu nào cũng đều quan sát rất tỉ mỉ phản ứng của họ. Thấy vậy, anh không khỏi thầm nhủ, hừng, thái độ dè dặt này, có phải là sợ đắc tội với chúng ta, hay là còn ý đồ nào khác nhỉ? Nhưng, chúng ta vừa mới đến đây, lẽ nào đêm hôm qua kẻ địch đã đến rồi? Không, chúng ta đã đi con đường gần nhất rồi, hơn nữa còn đuổi kịp mấy tên đi cùng tuyến đường với mình. Nếu còn những tên khác, thì chẳng có bản đồ, lại còn bị người lỗ mặc truy kích, thể lực cũng không bằng được chúng ta, tỷ lệ chúng có thể đến đây trước chúng ta gần như bằng không, mà dẫu cho chúng có đến đây trước chúng ta, thì cũng chỉ khiến người tước mẫu thêm cảnh giác, chúng có biết nói tiếng bản địa hay không cũng còn chưa xác định được nữa là nếu vậy thì đám người tước mẫu này sẽ không hoan nghênh chúng ta như vậy. Nếu như, nhạc dương loại trừ hết mọi khả năng, cuối cùng đưa ra kết luận, tên quách nhật niệm thanh này là một nhà ngoại giao rất giỏi, có lẽ còn là thân tín bên cạnh quốc vương, rất giỏi quan sát lời ăn tiếng nói của kẻ khác, song cũng không có ác ý gì. Nơi này cũng sơn thanh thủy tú, không biết có cô mã cát nào đang đợi mình nhỉ. Hi hi. Trong lúc trò chuyện, giỏ treo đã dần lên đến đỉnh, bọn chắc mộc cường ba kinh ngạc nhận ra, khe nứt nơi xây thành tước mẫu nhìn bên dưới thì không lớn lắm, lên tới đây mới phát hiện, chiều cao khe nứt này áng chừng khoảng 70 m độ sâu e rằng phải tính bằng km, ít nhất cũng phải trên 10.000 10 m chiều rộng trải về hai phía lại càng không thể đo đếm. Chắc Mộc Cường Ba đột nhiên hiểu ra, thì ra những khe nứt này không phải do bàn tay con người tạo ra, mà do vách đá trên tầng bình đài thứ ba chịu lực không đều, gây ra sự đứt gãy, từ đó hình thành một bình đài nhỏ nằm giữa hai tầng, cả thành tước mẫu tọa lạc trên tầng bình đài nhỏ này có thể gọi nơi này là tòa thành của những kỳ tích, khắp nơi đều là di tích văn minh cổ của người qua ba lưu lại. Hàng giáo nhọn chĩa lên trời ở chỗ rìa mép bình đài, nhìn từ dưới lên thì chẳng khác nào những mũi giáo bình thường, nhưng lên phía trên này mới thấy, mỗi cây đường kính đều lên đến cả mét, tua tủa vươn lên những độ cao khác nhau, cây dài nhất chắc khoảng hơn 60 mét, ngắn nhất cũng 4 chục mét, có lẽ là dùng để phòng ngự lũ chim khổng lồ kia tấn công. Để đảm bảo những cây giáo khổng lồ này được cố định ở đó, phần chôn trong vách đá ít nhất cũng phải dài ngang với phần lộ ra bên ngoài. Nhìn những khối kim loại khổng lồ ấy, họ bỗng nhớ lại những trụ đồng trong đảo huyền không tự, có trời mới biết người ta đã đúc nên những cây cột khổng lồ đó như thế nào. Bên ngoài mũi giáo vẫn sáng bóng như mới, phát ra những tia sáng vàng nhạt, thật khó mà tin nổi, chúng đã đứng ở đây suốt cả nghìn năm rồi. Hợp kim đồng, đúng là một thứ kỹ thuật thần kỳ. Ở trên đỉnh khe nứt, còn có thể trông thấy rất nhiều vật hình tròn, giống như những cái gương lớn những vật hình tròn này hắt ánh sáng từ bên ngoài vào những ngóc ngách bên trong khe nứt, làm cả bình đài gần như luôn giữ được độ sáng như nhau. Theo lời thâm tô, hồi trước những tấm tròn đó còn nhiều hơn, nhưng vì một số bị rơi xuống, không đặt trở lại được, mà cũng chẳng ai biết những người qua ba kia đã đặt chúng lên như thế nào cả. Ngoài các tấm gương tròn, phía trên đỉnh còn phủ chi chít những vật hình ống, dùng ống nhòm quan sát kỹ, thì ra không phải đường ống gì, mà là loại thực vật quấn chặt vào tất cả mọi thứ họ từng gặp trong đảo huyền không tự có điều ở đây chúng được dùng vào mục đích khác. Thứ thực vật này, một đầu vươn ra ngoài khe nứt, bám theo vách đá bỏ lên, chắc là vươn thẳng vào trong thác nước, nhờ đặc tính sinh học kỳ lạ của chúng mà hút nước ở thác vào thành thước mẫu, rồi thông qua hệ thống ống dẫn đục đẽo vào vách đá, đưa nước đến từng nhà một. Đến gần mép bình đài nhỏ, họ đã thấy các binh sĩ đang chuyển động bánh xe đưa giỏ treo lên. Thật không ngờ, cả một đoàn năm chục người mà chỉ cần hai binh sĩ. Giỏ treo dần dần lên cao hơn mép bình đài, tước mẫu, đô thành của vương quốc Lang Bu cũng dần dần hiện ra trước mắt họ. Nhìn đồng cỏ rộng mênh mông xuất hiện, cả bọn Trác Mộc Cường ba cơ hồ không dám tin vào mắt mình, thì ra đây chính là tước mẫu, chẳng trách địch ô đại nhân ở thôn công nhật lặp lại bảo với họ, đó là nơi không có rừng, hết sức thoáng đáng sáng sủa, hơn nữa lại không sợ cộng mệnh điều tấn công. Nơi này hoàn toàn khác với chỗ di tích của người mục, đồng cỏ bát ngát tựa như phủ lên một tấm thảm màu xanh lục, vô số bò dê ung dung gặm cỏ, xa xa là những thửa ruộng trồng trọt, chủ yếu là trồng ngô và lúa mì thanh khoa, ngoài ra còn có rau xanh, củ quả, được phân thành từng khu vực trồng trọt, quy hoạch rất ngay ngắn thẳng hàng. Nhìn sang bên trái không thấy tận cùng, sang bên phải cũng không thấy tận cùng, nơi này hoàn toàn là một không gian độc lập hẳn với rừng già bên dưới. Đội trưởng Hồ Dương lập tức nhớ đến Machu Picchu của người Inca và khu công viên quốc gia Mesa Verde ở Mỹ, thành tước mẫu này gần như là sự tổng hợp của hai kỳ quan ấy. Nhìn ra ngoài, nhìn xuống dưới, thành thước mẫu này trăm phần trăm có thể coi là nơi cao nhất mà họ thấy ở tầng bình đài thứ hai này. Những gò đồi chập trùng nhấp nhô, một dải màu xanh vươn ra xa tít tắp, chỉ cần đứng trên tòa vương thành này đã đủ trải nghiệm cảm giác cúi nhìn cả thiên hạ rồi. Nhìn vào trong, nhìn lên trên, cả tòa thành xây dựa vào núi, đục đá làm nhà, tầng tầng lớp lớp, cao dần lên như ruộng bậc thang. Ruộng vườn và nhà cửa được xây thành từng vòng sen kẽ, vươn đến tận bên dưới vách đá của tầng bình đài thứ ba ngoảnh nhìn sang phía trái, liền trông thấy biển sinh mệnh cuồn cuộn bọt sóng trắng xóa vỗ bờ, lũ chim đảo lộn giữa tầng không, một tấm màn bạc từ trời cao chảy xuống, vài cầu vông ẩn ẩn hiện hiện phía sau thác nước, bắc ngang qua bầu không của Vương Thành, phóng mắt nhìn sang bên phải là cả một khoảng rừng xanh mút ngàn, dạng núi xa xa chập trùng, trong rừng thẳng hoặc vang lên tiếng gió vi vu, làm cây lá dập dềnh như sóng, hòa với tiếng nước vỗ bờ biển, tạo nên một bản giao hưởng mỹ diệu tuyệt trần. Nếu mới rồi ở bên bờ biển sinh mệnh, khung cảnh tráng lệ hùng vĩ mang cho họ cảm giác chấn động đến tận sâu thẳm tâm linh, vậy thì lúc này khi đứng trên vương thành thước mẫu, họ lại được hưởng thụ một vẻ đẹp bình lặng, hiền hòa, trời đất êm ả, à, gió thổi du dương, một vẻ đẹp có thể khiến tâm hồn người ta trở nên thanh khiết. Vách đá từ thuở hằng cổ hồng hoang, mặt nước mênh mông cuộn sóng, ngàn vạn năm đã ngưng tụ thành một thứ thiền ý. Con người ở giữa khung cảnh ấy, tâm theo gió, ý theo sóng, đứng trên tuyệt đỉnh, cảm giác mình là bậc cường giả đang cúi nhìn chúng sinh bất giác trào dâng lên trong tâm khảm, mỗi người tựa hồ đều hóa thành một ngọn núi, đắm chìm trong sự thanh bình tĩnh lặng, để mặc cho y phục tung bay trong gió. Đúng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang chợt giật mình cảnh giác. Trác Mộc Cường Ba khẽ kêu lên, cẩn thận, Ba Tang thì đã nghiêng mình sang một bên, né tránh đòn tấn công từ phía sau, đồng thời quát hỏi, làm gì vậy? Cũng trong khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba cất tiếng ấy, Lữ Cánh Nam đã kịp thời né sang một bên, nhưng bọn Trương Lập, Nhạc Dương thì không phản ứng nhanh được như vậy. Đội trưởng Hồ Dương bị thương ở chân, lại càng không cần nói, Trương Lập vẫn đang đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt mỹ của tước mẫu, đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng gió, ý nghĩ né tránh vừa lóe lên trong đầu thì đã bị võ sĩ phía sau ghim chặt. Nhạc Dương lăn người xuống đất, bị bốn năm tên võ sĩ vạm vỡ nhảy bổ lên, cũng nhanh chóng bị khống chế. Đường mẫn nghiêng người lách sang một phía, vừa khéo lại đụng chúng vào lòng một tên khác, chưa kịp vận sức, đã bị đối phương giữ chặt hai tay, không nhúc nhích nổi. Ba tang lập tức rút súng ra, nhưng lại bị chắc một cường ba chặn nòng súng lại. Chỉ thấy đám võ sĩ si kia đã đẩy trương lập, nhạc dương, đội trưởng Hồ Dương ra phía trước mình, đường mẫn cũng bị thâm tô khóa ngoặt tay ra phía sau, nhấc lên như nhấc một con gà con, hàm răng nghiến chặt lại, gượng không phát ra tiếng kêu. Lữ cánh nam cũng đã rút súng ra, đang đối mặt với ba tên vạm vỡ, cả ba đều không dám áp sát quá, nhưng cũng không tản ra, hai bên cứ gầm ghè nhau như thế, Pháp Sư Á La thì đã biến mất trong lúc hỗn loạn, dưới đất có bốn tên võ sĩ nằm hôn mê bất tỉnh, trong thành thước mẫu có tiếng quát tháo ẩm ý, đằng xa vẳng lại tiếng hò hét đuổi bắt. Đứng yên, nụ cười trên mặt quách nhật niệm thanh bỗng biến đổi, trở nên lạnh lùng dữ tợn, chỉ vào khẩu súng ba tang đang cầm trên tay, đặt vũ khí trong tay các người xuống. Bọn ta biết, vũ khí đó rất lợi hại, nhưng, các người muốn đẩy bạn bè mình vào chỗ chết trước sao? Y ngầm ra ám hiệu, trường lập, Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương liền bị đẩy ra phía trước, đường mẫn cũng bị thâm tô nhắc lên cho lơ lửng bên ngoài giỏ treo, chỉ cần y buông tay, cô sẽ lập tức rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét. Lữ cánh nam không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, xem ra, chỉ từ cách đối thoại và cử chỉ của họ, đối phương đã nhận rõ quan hệ của từng người thế nào. Đồng thời, chúng không hề nôn nóng động thủ, mà để họ lơ là cảnh giác, đây là một âm mưu đã được tính toán hết sức công phu cẩn mật, lẽ nào tất cả đều do gã lùn này đạo diễn kẻ này thật quá giảo hoạt. Trác Mộc Cường ba lớn tiếng quát hỏi, tại sao, tại sao lại làm như vậy? Hả, tại sao, quách nhật niệm thanh cười gần, bọn người giáp mễ các ngươi đã làm địch ô đại nhân của chúng ta trọng thương, còn ra vẻ vô tội nữa. Chúng ta đợi các ngươi lâu lắm rồi, đừng hòng tên nào thoát được. Y đưa mắt nhìn về phía hướng Pháp Sư Á là bỏ chạy, lầm bẩm nói, không ngờ lão già đó mới là kẻ lợi hại nhất, ta nhìn lầm mất rồi. Làm, địch ô đại nhân trọng thương, Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, đã có người tới trước khi họ đến tước mẫu, hơn nữa còn khiến địch ô đại nhân ở đây bị thương. Thế nhưng, đối thủ cũng vừa hôm qua mới đuổi kịp họ, vậy thì những người đó là ai? Ai đã đến đây trước họ, còn khiến địch ô đại nhân trọng thương nữa? Nhạc Dương tuy đã bị bắt, nhưng lại là người đầu tiên có phản ứng, lập tức than thầm trong bụng, tính xót rồi. Lúc nhảy dù, trong đám người kia nhất định đã có kẻ bị gió thổi tạt về phía trước. Bọn chúng từ trên cao trực tiếp nhảy xuống, khả năng có người rơi xuống phía trước chúng ta cũng không phải là không có thật không ngờ mình lại bỏ sót mất đừng lãng phí thời gian nữa ném hết những thứ trong tay các ngươi xuống đừng hòng dở trò nhanh lên quách nhật niệm thanh bất ngờ nghiến răng rít lên âm thanh đột nhiên cao vút đâm vào màng nhĩ khiến người ta không khỏi giật thoát mình lữ cánh nam thầm nhủ đột nhiên đổi giọng uy hiếp kẻ địch tâm lý chiến y đúc rút ra từ trong thực chiến sao kẻ tự xưng là đồ đệ của địch ô đại nhân này rốt cuộc có vai trò gì trong thành tước mẫu. Quách nhật niệm thanh không cho họ thời gian suy nghĩ, chỉ thấy hắn giơ ngón tay ra, chậm chậm chỉ về phía trương lập, mấy tên võ sĩ đang giữ chặt anh liền bất ngờ nhấc bổng trương lập lên, chuẩn bị ném xuống bên dưới. Gượm đã, chắc một cường ba vội ra hiệu cho ba tang ném súng đi. Lữ cánh nam cũng đặt súng xuống, cô lẳng lặng rút băng đạn ra, đặt súng ở vị trí có thể kịp thời cầm lên khi có cơ hội. Lúc này mới nghe Trác một cường ba nói, đừng làm vậy các vị lầm rồi, chúng tôi và những kẻ các vị đã gặp tuyệt đối không phải đồng bọn. làm ơn tin chúng tôi, làm rõ mọi việc trước đã. ba tan nhìn tên lùn đó với ánh mắt khinh miệt, anh ta hiểu rõ, tên quách nhật niệm thanh này chỉ muốn đánh cược một phen, để xem quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là thế nào. dù họ có không buông súng, quách nhật niệm thanh hẳn cũng không dám dễ dàng ném trương lập xuống. thật đáng tiếc, lại để đối phương giành phần thắng trong canh bạc này, bởi bất luận thế nào cường ba thiếu gia cũng không thể dở bộ mặt lạnh lùng tàn khốc ra được. Trương Lập bị nâng lơ lửng giữa không chung, cúi nhìn xuống dưới, quả tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải đồng bọn, ha ha, cái túi trên lưng các người giống hệt của chúng, vũ khí cũng chẳng khác gì, chúng ta làm sao tin được. Quách nhật niệm thanh chỉ mấy khẩu súng dưới đất, phái ra một người nhặt hết lên. Câu nói này của quách nhật niệm thanh càng khiến Trác mộc cường ba thêm nghi hoặc. Chỉ có nhạc dương là chứng thực được suy đoán của mình, quay sang cười khổ với Trác Mộc Cường Ba, thầm nhủ, thật ngại quá, Cường Ba thiếu ra, tôi tính sót mất rồi. Ông phải tin chúng tôi, chúng tôi không có ác ý gì cả, người dân làng công Nhật Lạp có thể làm chứng, chúng tôi chỉ đi qua đây, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm hại bất cứ ai. Còn một đám người nữa, chúng cũng có trang bị hệt như chúng tôi, đó mới là những tên ác đồ giết người như ngoé, đi khắp nơi cướp bóc. Tuy không hiểu nội tình thế nào, nhưng chắc Mộc Cường Ba vẫn nói sự thực. Thâm Tô kéo đường mẫn vào trong giỏ treo, hỏi, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân, giờ tính sao? Quách Nhật Niệm Thanh đảo trong mắt một vòng, nói, dẫn chúng đi, tách ra giam giữ. Bắt được lão già kia rồi tính sau. Không ngờ còn chưa gặp được quốc vương và địch ô đại nhân đã bị đưa thẳng vào nhà lao. Chỗ này ẩm ướt tối tăm, nằm giữa khe đá, không thấy mặt trời, mùi ẩm mốc và máu thanh nồng nặc trong không khí, khiến người không khỏi đầu váng mắt hoa, chỉ muốn nôn ẹ. Cây đuốc trên tay đám võ sĩ si áp giải họ chỉ có thể chiếu sáng được khoảng 5-6 mét phía trước, trong bóng tối xung quanh giường như có động vật phát ra những tiếng sột sột soạt soạt, nước nhỏ xuống nền đá vang lên tí tách tí tách, lại bị tiếng vọng trong hang khuếch đại lên, nghe váng cả óc. Hang đá được đục đẽo thành những gian nhà lao khác nhau, ngăn cách bằng chấn song gỗ. Lữ cánh nam và đường mẫn ở gian ngoài cùng, hai gian giữa là đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, gian cuối cùng là Ba tang và một người khác nữa. Cứ ngoan ngoãn mà đợi ở đây đi, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân sẽ làm rõ mọi chuyện. Đừng mơ chạy thoát, nếu bị phát hiện sẽ ném các ngươi vào hố bỏ cạp đó. Trước khi bỏ đi, tên lính còn ném lại một câu như thế. Ngọn đuốc vừa bị mang đi, nhà lao liền trở lại tối đen như mực, xung quanh cũng còn không nhìn thấy được, đừng nói đến chuyện chạy trốn. Mọi người đều không sao chứ? Chỉ nghe giọng Trác Mộc Cường ba cất lên trong bóng tối. Trương Lập xoa xoa ngực nói, cũng còn may, Nhạc Dương cậu không bị thương chứ bị bốn năm tên to vâm như thế đè lên cơ mà tôi còn khỏe hơn anh ấy nhạc dương đáp mẫn mẫn cô không sao chứ cô ấy ở đây khỏe lắm lữ cánh nam đáp thay ưm um, em không sao mẫn mẫn nói vết thương ở chân đội trưởng hồ dương vẫn ổn chứ ưm um, đội trưởng hồ dương đáp một tiếng không ngờ lại gặp phải chuyện thế này xem ra đãi ngộ đặc biệt ở thôn công nhật lạp đã khiến cả bọn đều lơ là cảnh giác nói cho cùng vẫn là do thiếu kinh nghiệm rốt cuộc là chuyện gì vậy những kẻ có ba lô và trang bị giống chúng ta không thể nào đến đây trước được chứ nhỉ là lúc chúng nhảy dù xuống nhạc dương nói ra suy luận và kết quả quan sát của mình lữ cánh nam tức giận trách sao cậu không nói sớm ra nhạc dương chỉ biết cười khan hì hì việc này tôi quên mất cái gã lùn tên quách nhật niệm thanh cũng không đơn giản rốt cuộc hắn là người như thế nào vậy? Đội trưởng Hồ Dương chợt lên tiếng hỏi, những người khác cũng chìm vào trầm tư, phải rồi, từ cách xưng hô tôn kính của đám binh sĩ với quách nhật niệm thanh, xem ra uy vọng của y trong mắt các binh sĩ không hề thấp, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một học trò tầm thường của địch ô đại nhân. Nhạc Dương bám vào hàng trấn xong đi một vòng, rồi ước đoán, mỗi gian nhà lao rộng đến 8 mét vuông, cần gì phải chia chúng ta ra nhỉ? Lữ cánh nam nói, để đề phòng chạy trốn chứ còn gì, dựa trên sự chênh lệch về năng lực của tù binh mà đưa ra điều chỉnh. Dù mở được cửa gian nào, Cường Ba thiếu gia và Mẫn Mẫn cũng không thể bỏ nhau lại mà chạy trốn, Nhạc Dương và Trương Lập cũng vậy, đội trưởng Hồ Dương bị thương ở chân càng không cần phải nói. Còn nếu ba ta muốn bỏ lại chúng ta chạy trốn thì anh ấy lại chỉ có một mình, khả năng thoát khỏi chỗ giam cầm rất thấp. Mà người hiểu biết về các chốt bẫy cơ quan như Trương Lập lại bị nhốt chung với đội trưởng Hồ Dương bị thương, nên cũng coi như chỉ có một người vậy là trừ phi toàn bộ các cánh cửa đều được mở ra bằng không chúng ta chẳng ai có thể thoát được như vậy họ sẽ có đủ thời gian vây chặt chúng ta lại tôi thật hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp nhưng rất rõ ràng đối phương chỉ quan sát trong thời gian rất ngắn đã phán đoán ra được quan hệ giữa chúng ta cùng đặc điểm tính cách cũng như năng lực hành vi của mỗi người con người tên quách nhật niệm thanh là một đối thủ rất đáng sợ nếu không thể chứng minh được sự thanh bạch sợ rằng trong thời gian ngắn chúng ta cũng khó mà rời khỏi nơi đây lắm. Nhạc Dương thốt lên, lợi hại thật. Trương Lập đã lần mò được khóa sắt trên cửa, khẽ nói, hình như cũng không khó mở lắm. Đội trưởng Hồ Dương nghe thấy tiếng khóa sắt sủng xoẻng, liền nhắc nhở Trương Lập, cẩn thận chút, sợ là có cạm bẫy. Anh vừa dứt lời, Trương Lập liền cảm thấy như có con sâu nhỏ từ xích sắt bò lên cánh tay mình, liền đờ người ra đó, không dám nhúc nhích, mãi đến khi con sâu kia bỏ qua mở u bàn tay, mới dám rụt về bổ sung thêm nhưng cũng không phải dễ đội trưởng hồ dương nói chạm phải cái gì vậy trương lập gãi gãi đầu hình như là sâu bọ gì đấy đường mẫn thỏ thẻ nói không biết pháp sư á là thế nào rồi trương lập đáp pháp sư rất lợi hại chắc không có vấn đề gì đâu nếu pháp sư bắt sống được quốc vương tước mẫu đến đổi lấy tự do cho chúng ta thì tốt quá ha ha nhạc dương phì một tiếng nói đồ ngốc anh không thấy pháp sư đánh ngã bốn tên võ sĩ liền bỏ chạy sao dựa vào vũ lực không thể giải quyết vấn đề được đâu huống hồ pháp sư á la lại càng không bao giờ dùng cách đó tại sao chứ trương lập không hiểu đối với anh dùng quốc vương tước mẫu đổi lấy tự do cho họ là điều hết sức hợp lý đúng là đồ ngốc đầu óc chẳng dùng để suy nghĩ gì cả nhưng mà tứ chi anh cũng phát triển gì lắm đâu nhỉ sao đầu óc lại đơn giản thế nhạc dương châm chọc trương lập nổi giận gắt gỏng cậu cái thằng này, nếu không phải đầu cậu chỉ nghĩ đến đàn bà, chúng ta cũng chẳng rơi vào thế bị động như thế này." Lữ Cánh Nam nói, "Cậu quên mục đích của chuyến đi này rồi hả, Trương Lập? Nếu địch ô đại nhân ở đây là người duy nhất có thể giải trừ cổ độc cho Cường Ba thiếu gia, sao chúng ta có thể tùy tiện trở mặt với người tước mẫu được? Bằng không thì chúng ta cũng chẳng cần thỏa hiệp, nổ súng luôn lúc ở trên giỏ treo cũng có thể tiêu diệt cả đám người đó rồi." Ba Tang lạnh lùng buông ra một câu. Nhạc Dương nói, đây, "Đấy đấy, anh ba tăng còn bình tĩnh hơn cả anh nữa trương lập giờ mới hiểu thì ra quan hệ còn sâu xa đến thế trác mộc cường ba nói không sao đâu có lẽ pháp sư đã đi tìm địch ô đại nhân ở thôn công nhật lạp đến làm chứng cho chúng ta ôi chà trong bóng tối nhạc dương đụng phải thứ gì đó bất giác kêu lên một tiếng đụng phải cái gì đấy cái thằng tứ chi phát triển đó lại va phải cái gì rồi nhạc dương lần mò dưới đất đoạn nói đây là là một khúc gỗ đặt ở đây làm gì nhỉ? Ghế ngồi chắc. Chắc Mộc Cường Ba cũng đưa tay giờ thử, là một loại hình cụ. Cậu có sở thấy một cái lỗ to bằng nắm tay không? Người ta kẹp chân phạm nhân vào đó, giống như cái cùm vậy. Mỗi cái này có thể kẹp được chừng mười mấy phạm nhân, người bị khóa vào đây đứng không được, ngồi không xong, càng chẳng thể nằm, cực kỳ khổ sở. Nhạc Dương le le lưỡi, nói, vậy tính ra, đãi ngộ của chúng ta cũng vẫn còn khá nhỉ. Đội trưởng Hồ Dương nói, Tại sao cả một nhà lao lớn thế này mà chẳng thấy có phạm nhân nào nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương vừa lên tiếng, họ mới phát giác hình như đúng là thế. Dọc đường tới đây, đi mất gần chục phút, theo lý mà nói thì nhà lao này không hề nhỏ, nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng ai kêu gào, các phòng giam đều trống không, dường như chỉ có mấy người bọn họ thôi vậy. Trác Mộc Cường ba hướng sang phòng bên cạnh gọi, "Ba Tang, người ở chung phòng với anh còn sống hay đã chết?" Thử hỏi bằng tiếng của họ xem sao. Nhạc Dương lẩm bẩm, không phải là tay trong được cài cắm từ trước đấy chứ? Ba Tan gọi mấy tiếng, mới có người cất giọng khan khan trả lời, ai đánh thức ta dậy thế? Tối tăm thế này cũng không để yên một chút được à? Giọng nói lên bổng xuống trầm, như người đang ngâm thơ vậy. Giọng Ba Tan không được dễ nghe như vậy, phát âm rất gượng gạo lắp bắp, tại sao anh bị giam ở đây? Chỗ này không còn người nào khác à? Hả, người kia dường như vừa phát hiện trong nhà lao có thêm mấy người nữa, kích động thốt lên. Trong bóng tối mịt mùng kia, lẽ nào là đồng bào nơi cố thổ? Các người đã vượt qua biển sinh mệnh đến nơi đây sao? Anh ta vừa nhúc nhích một chút, xích sắt liền kêu lên loèn xoèn. Băng qua biển sinh mệnh, ba ta nghe không hiểu lắm. Chắc một cường ba ở gian bên cạnh đã lập tức hỏi, anh là người Yaka à? Yaka, cái tên thật quen thuộc biết bao, đã bao lâu rồi ta chưa nghe thấy? Một năm, hai năm, hay là ba năm? Nói chuyện một lúc, họ tìm hiểu được người này tên là Giang Dũng Chát Lỗ, 3 năm trước đã đại diện cho vương quốc Yaka đến tước mẫu đàm phán, chỉ vì phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, nên mới bị giam lại nơi đây, từ đó mất liên lạc với tổ quốc. Còn việc đó là tội lỗi gì, thì hỏi thế nào anh ta cũng không chịu nói, chỉ một mực tự trách, bảo mình đã làm tổn hại đến một người cực kỳ tôn quý. Sai lầm ấy, dẫu có mất đi 10 cái mạng, anh ta cũng không thể đền bù được. Từ chát lỗ, họ còn biết được gã lùn trông hết sức tầm thường quách nhật nhiệm thanh kia không ngờ lại là đại tướng quân nổi tiếng nhất vương quốc lang bu trong cuộc đại chiến với yaka y đã nhiều lần lập được chiến công hiển hách con mắt giả đó của y là bị tên bắn phải trên chiến trường sau khi trúng tên y vẫn còn cưỡi trên lưng ngựa mũi tên vẫn găm trong mắt vùng đao chém bay đầu một vị danh tướng của yaka đồng thời đột phá vòng vây đào tẩu lúc đó yaka đã đánh qua biển sinh mệnh đồng thời phong tỏa tất cả đường về tước mẫu ai nấy đều tưởng rằng không có đại địch ô trị liệu, quách nhật nhiễm thanh chắc chắn sẽ không thể sống nổi, chẳng ngờ, không biết y được ai chữa trị cho, lại sống khỏe mạnh trở về, còn dẫn quân giải nguy cho tước mẫu. Ba năm trước, hai vương quốc ký hiệp nghị đình chiến, cũng là do vị danh tướng này xúc tiến, các binh sĩ đều tôn xưng y là chiến thần, xưa nay chỉ biết tôn trọng và sùng kính, chưa từng có ai dám châm chọc chiều cao và tướng mạo của y cả. Nghe câu chuyện của chát lỗ, Lữ Cánh Nam cuối cùng đã hiểu ra, chẳng trách tên quách nhật niệm thanh có thể vừa nhìn đã suy đoán được quan hệ và đặc điểm của mọi người trong bọn họ, lại am hiểu chiến thuật tâm lý, có thể âm thầm chỉ huy và điều động hơn ba chục binh sĩ phối hợp tác chiến. tất cả những điều đó đều phải đem cả sinh mạng ra đánh đổi trên chiến trường mới có được. thật nực cười là từ đầu chí cuối họ vẫn luôn nghĩ người ta chỉ là một tên hề vớ vẩn. đội trưởng hồ dương nhắc lại câu hỏi, sao trong nhà ngục này lại không có tù phạm nào khác? giang dũng chắt lỗ nghe xong phá lên cười ha ha. Đáp bằng giọng nói đặc biệt của mình, "Các người tưởng đây là nơi nào? Nhất định phải trật ních người sao? Đây vốn là nơi để giam giữ nô lệ và tù binh chiến tranh, đàn ông hầu hết đều đã tử trận, sau hiệp nghị 3 năm trước, hai bên cũng đều trả hết tù binh, chỗ này mà có người mới là lạ đấy." Đường mẫn hỏi, "Tại sao hai nước lại đánh nhau vậy?" Từ lúc ở thôn công Nhật Lạp, họ đã muốn làm rõ nguyên nhân của cuộc chiến tranh 6 năm về trước, rốt cuộc nó có quan hệ gì với việc thôn công bố bị tiêu diệt. Chỉ có điều trận chiến đó không lan đến thôn công Nhật Lạp, về sau lại đánh sang tận Yaka, địch Oan Cát Mẫu và Mã Cát đều không biết rõ cho lắm. Người tên chát lỗ này đã là sứ giả được phái đến ký kết hiệp định đình chiến, chắc chắn phải biết được điều gì đó. Ha ha ha, tiếng cười của Giang Dũng chát lỗ nghe sao mà thê thảm, đúng vậy, tại sao phải đánh nhau chứ? Giữa người với người, tại sao cứ phải có chiến tranh bạo loạn? Thời viễn cổ, là để tranh đoạt thức ăn, tranh đoạt không gian sinh tồn, thời bộ lạc, là để tranh cướp nô lệ, tranh cướp đàn bà, đất đai, đến khi lập quốc, chiến tranh nổ ra chỉ do sở thích của người có quyền lực tối cao mà thôi, có thể vì một người đàn bà, một tấm thang ca, một món bảo vật hay một thứ gì đó chẳng hề đáng giá. Lịch sử của loài người chẳng phải nhờ có chiến tranh nên mới tiến lên phía trước hay sao? Dù có trải thêm mấy nghìn năm nữa, con người rồi vẫn sẽ tương tàn để tranh đoạt cơ hội sinh tồn. Ở nơi ta sống kia, cùng giọng kể trầm bổng như đọc thơ của Giang Dũng chát lỗ, bọn Trác Mộc Cường Ba dần dần có nhận thức mới về hai vương quốc Lang và Yaka. Vương quốc Yaka chủ yếu là các dân tộc có truyền thống du mục, sống trên thảo nguyên, chia thành các bộ lạc, mỗi năm lại thiên di một lần. Còn vương quốc Lang chủ yếu làm nghề nông, phân thành các thôn làng định cư. Sự khác biệt giữa hai vương quốc là do vị trí địa lý và điều kiện khí hậu quyết định. Trước khi nổ ra chiến tranh, mỗi mùa đều có thương nhân chuyên qua lại giữa biển sinh mệnh, lấy thịt của Yaka đổi lấy lương thực của Lang các chế phẩm từ da và lông của Yaka đổi lấy hàng dệt của Langbu, thảm lông đổi lấy tơ lụa, còn các tài nguyên khác thì mỗi bên đều có ưu thế riêng, như Yaka nhiều muối, Langbu nhiều gỗ, Yaka có đất sét. Còn về trận chiến ấy, đúng như Mã Cát đã nói, có thể coi như một sự kéo dài của trận chiến 18 năm trước. 18 năm trước, bộ lạc Cách Hùng ở Yaka đột nhiên bị người thượng qua ba tiêu diệt, nguyên nhân không rõ tại sao. Nhưng thời đó, bộ lạc Cách Hùng là bộ lạc lớn thứ ba Yaka. Vì từ trước đó, hai vương quốc đã luôn có tranh chấp, chiến tranh liên miên, thủ án vốn sâu đậm, phía Lang Bu vừa thấy có cơ hội, bèn phát động chiến tranh tấn công Yaka để cướp đoạt của cải. Chẳng ngờ, dân Yaka ai ai cũng hùng hán dũng mãnh, chiến đấu cực kỳ ngoan cường, tuy đã tổn thất một bộ lạc lớn, nhưng vương quốc Lang Bu cũng không thể chiến thắng. Vì vậy, cuộc chiến 18 năm trước tuy do vương quốc Lang Bu khởi đầu, nhưng rốt cuộc lại bị đại quân Yaka kéo dốc qua biển sinh mệnh, cướp sạch tài nguyên mang về. 6 năm trước, có một trận thiên tai, nhiệt độ trên tầng bình đài thứ ba đột một sụt giảm, tuyết động không tan, cái lạnh xâm chiếm thảo nguyên, khiến gia súc của các bộ lạc Yaka đều bị chết cóng chết đói, còn tình hình phía Langbu thì dễ chịu hơn nhiều. Thêm nữa, sau trận chiến 18 năm trước, quân lực của vương quốc Langbu đã suy yếu, khiến các trưởng lão của Yaka lại hướng ánh mắt về đây, không biết phía quân đội đã tìm được cớ gì mà Yaka tuyên chiến với Langbu. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, lần này... Lang Bô lại xuất hiện một tên quách nhật niệm thanh, gã lùn tướng mạo tầm thường ấy được người Lang Bô ca ngợi là chiến thần. Quân lực của Lang Bô không hề được tăng cường, hoàn toàn đều dựa vào những kế sách khéo léo của quách nhật niệm thanh mới đánh ngang tay được với đại quân Yaka. Hai bên rằng có bên hai bờ biển sinh mệnh, chiến tranh kéo dài suốt ba năm trời. Sau ba năm, những người tử trận, chết đói, chết bệnh gần như đã chiếm nửa số dân hai nước, đa phần lại đều là thanh niên trai tráng, hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, vậy nên mới buộc phải tuyên bố đình chiến lại là người thượng qua ba sao lại vậy nhỉ người thượng qua ba lẽ nào thường tiêu diệt cả bộ tộc của người ta mà chẳng có lý do gì hay sao chẳng lẽ các người không biết phản kháng lại họ à nhạc dương nghe mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ phản kháng giang dũng chát lỗ cười khổ nói thì dễ lắm trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện chuyện phản kháng nhưng chưa có lần nào thành công cả vào thời ông nội của ta đã từng bùng nổ một cuộc phản kháng quy mô lớn nhất hai vương quốc Yaka và Lang liên hợp lại được gần 5 vạn tinh binh, định lật đổ sự thống trị của người thượng qua ba, các binh sĩ xuất phát từ côn ba thác, rầm rộ tiến lên tầng bình đài thứ ba, kết quả, họ không trở về nữa, một người cũng không. Nghe nói, ba ngày sau, dân cư ở hai bờ biển sinh mệnh phát hiện, thác nước màu bạc kia đã biến thành sắc đỏ, ba tháng sau, biển sinh mệnh biến thành biển máu. Liên tục có những mảnh xác của binh lính hai nước nổi lên dập dình giữa biển máu ấy. Ngay trong đêm đó, mười mấy bộ tộc xuất binh nhiều nhất đều bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một đêm ngắn ngủi họ đã vĩnh viễn biến mất trên bản đồ không ai phát hiện ra dấu vết của người qua ba nhưng nhìn những xác chết ấy có thể nhận ra khi đó họ thậm chí còn chưa kịp phản kháng lại đã tắt hơi rồi không ai biết người thượng qua ba đã làm như thế nào dường như họ đã biết trước tất cả đồng thời có thể tùy ý qua lại giữa ba tầng bình đài như không phản kháng chẳng bộ tộc nào muốn bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một đêm cả người thượng qua ba là những kẻ không thể phản kháng được nghe những lời lẽ đầy kích động của chát lỗ bọn trác mộc cường ba đều thầm kinh hãi đúng thế đạo quân ánh sáng bách chiến bách thắng sao có thể bị một đội quân bình thường đánh bại thế nhưng tại sao họ lại nghiêm khắc khu biệt mình với những cư dân vốn sống ở đây từ trước như thế tại sao lại chẳng nề nang gì mà tiêu diệt cả bộ tộc người ta lẽ nào đội quân ấy đã không còn chút nhân tính nào trở thành những kẻ điên cuồng chém giết rồi hay sao Đáng sợ hơn nữa là, trong một đêm họ có thể tiêu diệt mười mấy bộ tộc cách nhau mấy chục thậm chí là cả trăm km, đồng thời triệt thoái về tầng bình đài thứ ba mà không để lại dấu vết gì. Cách giải thích duy nhất là, những người qua ba đó có thể trực tiếp lên xuống giữa ba tầng bình đài, nhưng sao mà làm như vậy được? Bọn chắc một cường ba dùng những thiết bị hiện đại nhất, cũng còn không thể thực hiện được cơ mà. Ba ngày sau đó đều bình an vô sự, tay quách nhật niệm thanh kia thậm chí còn chẳng buồn thẩm vấn, chẳng rõ y đã đi đâu. Ngày thứ ba, Quách Nhật Niệm Thanh mới dẫn theo một đội hộ vệ đến nhà Lao. Đám hộ vệ đứng xếp thành một hàng ngang trước bốn phòng giam, ánh đúc chiếu sáng bừng cả khu nhà Lao tăm tối. Dưới ánh lửa, lần đầu tiên ba tang nhìn rõ tướng Mạo Giang Dũng chát lỗ. Người này rất gầy, dâu rìa bờm sờm che kín cả nửa gương mặt, đôi mắt hõm sâu, vì cả mấy năm liền không thấy ánh mặt trời, sắc da anh ta trắng ẩn ra như bị ngâm nước. Trên người chát lỗ còn phải đeo thêm cùng tay cùng chân, anh ta xòe hai tay về phía ba tang với vẻ cam chịu, ý rằng mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Quách nhật niệm thanh quét ánh mắt nhìn đám người trong phòng giam, đột nhiên quát lớn, Trương Lập. Trương Lập đang ngủ ngon lành, đội trưởng Hồ Dương ngước mắt lên nhìn quách nhật niệm thanh, chỉ thấy ánh mắt y sao mà hung hãn dữ tợn, toát lên một nỗi hận sâu cay, tựa hồ muốn lao đến cắn người vậy. Anh cũng không biết Trương Lập đã đắc tội gì với vị quách nhật niệm thanh đại nhân này, chỉ thầm nhủ, lẽ nào hôm đó Trương Lập chạm vào xích sắt đã bị phát hiện rồi. Thế này hình như quá lợi hại thì phải. Quách Nhật Niệm Thanh hằn học trừng mắt lên nhìn đội trưởng Hồ Dương thêm một lượt nữa, gật đầu nói, tốt lắm. Tốt lắm, đoạn, y lại đến trước cửa phòng giam chắc một cường ba, lần này không hỏi han gì hết, mà trực tiếp nói với gã, nói đi, các người đến tước mẫu của chúng ta, rốt cuộc là có mục đích gì. Chắc Mộc Cường ba nghĩ thầm, bắt đầu thẩm vấn rồi đấy à. Gã bèn đáp, vì tôi chúng phải đại thanh liên cổ đến thước mẫu là muốn tìm thứ kiệt đại địch ô nhờ ngài hóa giải cổ độc trên người hừ quách nhật niệm thanh đón lấy cây đuốc trong tay một tên hộ vệ đưa vào trong hàng chấn song gỗ để nhìn rõ hơn quả nhiên ở hốc mũi và miệng trác mộc cường ba có những vệt màu xanh nhàn nhạt, nhạt chỉ là bị dâu ria che mất không nhìn kỹ thì không thể nhận ra được quách nhật niệm thanh bỏ đuốc ra nghĩ ngợi dây lát rồi đánh mắt ra hiệu với tên hộ vệ tên hộ vệ liền bước đến mở khóa Trương Lập trong lúc mơ mơ màng màng vẫn để ý thấy, lúc mở khóa, tên hộ vệ dùng một thủ pháp kỳ quái gõ lên cái khóa mấy chục cái trước, trong lỗ khóa liền có một con rết màu đỏ, dài chừng ngón tay bỏ ra. Anh bất giác nhớ lại, đây rất có thể chính là thứ đã bỏ qua tay mình trong bóng tối, lòng thầm kinh hãi, lập tức trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Tên hộ vệ mở hết các cửa nhà giam, quách nhật niệm thanh lại nói, ra ngoài hết đi, đại vương của ta muốn gặp các vị. Bọn trác mộc cường ba đưa mắt nhìn nhau, xem ra không giống thẩm vấn cho lắm, quá nửa là Pháp Sư Á La là đã làm gì đó, khiến tước mẫu vương thay đổi thái độ với bọn họ. Thâm Tô dẫn đội hộ vệ đi phía trước, còn Quách Nhật Niệm Thanh thì đi chung với đám người bọn Trác Mộc Cường Ba. Mới đi được một đoạn, liền nghe Quách Nhật Niệm Thanh hắng giọng lên tiếng trước, về chuyện hôm trước, là do chúng ta chưa điều tra rõ ràng, hy vọng các vị đừng để trong lòng. Giọng y rất thấp, tựa như nói với Trác Mộc Cường Ba, lại giống như tự lẩm bẩm nói với chính mình. Trác Mộc Cường ba nhìn người đàn ông chỉ cao đến ngang ngực mình ấy, thầm nhủ, đây là xin lỗi ư. Lẽ nào Pháp Sư Á La đã chứng minh được chúng ta vô tội? Không, chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, nhất định là còn chuyện gì đó khác, bằng không quốc vương ở đây cũng không để vị đại tướng quân này đích thân đến xin lỗi như vậy. Có điều gã cũng là người rộng lượng, và lại mấy ngày nay quách nhật niệm thanh cũng không làm khó gì bọn họ, nên cũng bỏ qua cho xong. Trác Mộc Cường ba nửa đùa nửa thật nói, thật không ngờ, người đón tiếp chúng tôi ngày hôm đó lại là đại tướng quân của tước mẫu, vậy mà bọn tôi chẳng nhìn ra được. Đúng là thâm tàng bất lộ, quách nhật niệm thanh đại nhân. Quách nhật niệm thanh nghe ra được ngữ khí của Trác mộc cường ba, thở phào một tiếng nói, tên giang dũng chát lỗ đó, lẽ ra phải khiến hắn không nói được nữa mới đúng. Trác mộc cường ba hỏi, người tên chát lỗ đó rốt cuộc đã phạm phải tội gì? Bị giam cầm ba năm rồi. Quách nhật niệm thanh đáp, các vị sẽ nhanh chóng biết thôi, hắn phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được. Nói đoạn, y liền chuyển qua chủ đề khác, đồ đạc của các vị, lát nữa ta sẽ trả lại. Những vũ khí đó khá lắm, để hỏa dược cháy bùng lên trong không gian chật hẹp, đẩy viên đạn sắt bắn về một hướng cố định nào đó, hòng va chạm mạnh vào mục tiêu. Kỹ thuật đúc đồng và sắt đạt tới trình độ rất cao, trước đây chúng ta chưa từng thấy vật nào như vậy cả. Chắc mộc cường ba thầm nhủ, chẳng trách tên quách nhật niệm thanh ba ngày qua không để ý tới chúng ta, thì ra là nghiên cứu các loại vũ khí đó. Gã này cũng thông minh thật. Gã liền tỏ vẻ kinh ngạc nói: sao ông biết? Không phải các ông. Trên gương mặt quách nhật niệm thanh lại nở ra nụ cười quen thuộc ấy. Người giáp mế, các vị cũng coi thường chúng ta quá rồi đó. Theo các ghi chép lịch sử của tước mẫu chúng ta, hơn một nghìn năm trước khi người qua ba tới đây, họ đã mang theo các kiến thức về hỏa dược rồi. Mấy chục năm gần đây, tước mẫu chúng ta cũng thu thập được rất nhiều vũ khí tương tự như vậy mới đầu chúng ta cũng không biết dùng để làm gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm hiểu được. Vũ khí của các vị rất tốt, cả về sức mạnh và tốc độ đều ưu việt hơn những loại chúng ta tìm được trước đây rất nhiều. Tiến bộ hơn cả là, vũ khí của các vị sau khi phát xạ, không cần dùng tay kéo chốt lại, mà có thể bắn liên tiếp được. Còn một loại vũ khí nữa, nhồi một lượng lớn thuốc nổ vào một vật chứa, sau khi đốt cháy có thể phá hoại một phạm vi nhất định xung quanh nó, ừm, cũng gần bằng vũ khí của người thượng qua ba rồi đấy ông ông nói gì trác mộc cường ba giật bắn mình kinh ngạc nghe cách nói của quách nhật niệm thanh vũ khí của bọn họ vẫn chưa bằng được vũ khí người qua ba sử dụng từ hơn nghìn năm trước làm sao có thể như thế được quách nhật niệm thanh nói đúng vậy trong truyền thuyết của bọn ta người qua ba còn có những vũ khí lợi hại hơn nhiều chẳng hạn như có một loại gọi là tiến cơ cũng có thể phát xạ liên tục nhưng uy lực hơn xa vũ khí của các vị nó có thể bắn chiến tượng khoác giáp thành từng mảnh vụn vũ khí của các vị làm được không ồ trác mộc cường ba thấy yên tâm phần nào có vẻ như quách nhật niệm thanh đang nói đến những truyền thuyết kiểu như bảy loại vũ khí truyền kỳ của shanrila gì gì đó thông thường đều có những phần được thần thoại hóa và khoa trương thâm tô dẫn bọn họ tới vương cung của vương quốc lang bu cũng khoét vách đá làm hang xây phòng chỉ khác là mở rộng hơn một chút mà thôi nhưng so với những kỳ tích của người qua ba để lại kia thì chẳng toát lên chút khí phái huy hoàng gì cả thâm tô chỉ đưa họ đến cửa một tên binh sĩ khác liền chạy vào thông báo còn quách nhật niệm thanh cười cười đứng trước cửa vương cung. Cánh cửa đó là một hình thang khoét vào vách đá, không có khung, không có rằng, cũng không có hình điêu khắc trang trí, mà chỉ có dấu vết đã được mài rũa. Có vẻ như các hình trang trí trước đây đã bị bóc đi theo yêu cầu của người qua ba rồi. Lúc này, binh sĩ vào thông báo đã trở ra, nói rằng bọn họ có thể vào trong. Xin mời, các vị khách tôn quý, nụ cười trên gương mặt quách nhật niệm thanh không hề thay đổi, tựa như đã được đúc ra vậy. Vương cung của vương quốc Lam Bu so với chữ cung thì còn kém rất xa, con đường đá dẫn vào bên trong vừa nhỏ vừa chật hẹp, hai người sánh vai là đã phải chen chúc, cũng chẳng có cái khí thế hai bước một chạm canh, ba bước một chạm gác. Trước tiên là đi men theo vách núi, sau đó dễ ngoặt vào bên trong, không gian bắt đầu hơi tối đi, hai bên đường có những gian thạch thất nhỏ, thoạt trông đều không lớn hơn 10 mét vuông. Họ đi tới trước một gian buồng đá lớn hơn một chút, nhìn có vẻ như là phòng làm việc của quốc vương, bước vào trong thì gần như thất vọng toàn tập, đây chẳng qua chỉ là một gian phòng khách rộng hơn hai chục mét vuông tí xíu. Một cột sáng đường kính khoảng một mét từ trên chiếu xuống, làm gian phòng này sáng hơn bên ngoài một chút, nhạc dương ngẩng đầu lên quan sát, thấy trụ ánh sáng này là do vật thể hình tròn phía trên đỉnh vách đá phản xạ hắt xuống. Phía sau trụ sáng có một người đàn ông ngồi xếp bằng, quả nhiên Pháp Sư Á là đang ngồi bên phải ông ta, còn địch ô an cát mẫu thì ngồi bên trái. Thấy bọn chắc một cường ba đi vào, Pháp Sư Á La và địch ô an cát mẫu đều mỉm cười gật đầu chào hỏi. Quách Nhật Niệm Thanh kho mình hành lễ với người đàn ông kia, đoạn nói, Đại Vương, đã đưa các vị khách đến. Rồi lại quay sang nói với bọn Trác Mộc Cường Ba, gặp Đại Vương của ta, cớ sao không quỳ xuống. Ừm, um, người đàn ông phía sau trụ sáng cất tiếng, khách quý từ xa đến, không quen phong tục của chúng ta ở đây, không cần phải quỳ. Tại sao lại tiếp đón chậm trễ thế? Mau mời khách quý ngồi đi. Quách nhật niệm thanh lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười nói, xin mời. Trác Mộc Cường Ba ngồi xuống phía dưới Pháp Sư Á La, cách vị đại vương của tước mẫu ngồi sau trụ ánh sáng tương đối gần, có thể thấy tước mẫu vương thân hình hơi mập, lưng hơi còng, dâu tóc đều đã bạc trắng, xem ra tuổi tác cũng khá cao rồi. Tước mẫu vương lại cất tiếng, nghe nói các vị khách từ bên ngoài đến, hai vị nữ bồ tát lại là hóa thân của chiếc kim mã và nhân nãi công tái mã một, hôm nay được gặp, thực sự là vô cùng hân hạnh. Sau đó vị quốc vương ấy lại nói một chàng những lời khách sáo, đa phần là xưng tụng bọn họ, đồng thời khéo léo bày tỏ ý xin lỗi. Bọn Trác một Cường ba thấy được nề nang chiều chuộng quá, lại ngấm ngầm kinh hãi, thật không hiểu Pháp Sư Á La và địch ô An Cát Mẫu đã nói gì với tước mẫu vương, tại sao thái độ của ông ta lại thay đổi hoàn toàn như thế. Sau khi nói xong những lời mang tính lễ tiết, tước mẫu vương liền đi vào chủ đề chính, nghe nói các vị khách tôn quý đây có tài của lục độ mẫu, mang theo vô số linh đơn rượu dược, có thể khởi tử hồi sinh, đã mang đến tin phúc lành cho dân chúng vương quốc lang bô chúng ta, thậm chí còn chữa khỏi được cho người chúng cổ độc. Lữ cánh nam ngập ngừng lên tiếng, thực ra chúng tôi chỉ. Tước mẫu vương lại ngắt lời cô, thực không dám giấu gì, bản vương có một chuyện muốn nhờ vả, con gái ta. Tước mẫu vương trầm chậm, chậm kể lại đầu đuôi sự tình, thì ra vị quốc vương này không có nhiều con cái, từng có một đứa con trai, nhưng đã chết hiểu từ rất lâu rồi, đến năm 50 tuổi mới được một công chúa, coi như hòn ngọc trên tay, nhưng thật đáng tiếc, ba năm trước không hiểu vì sao vì công chúa ấy lại chúng phải hắc cổ. Theo lời Thứ Kiệt Đại Địch Ô, người chúng phải loại cổ độc này toàn thân sẽ thấy vô cùng ngứa ngáy, sau đó da rẻ sẽ mẩn lên những cục u, rồi dần dần mất đi thị lực, giờ đây công chúa đã gần như không nhìn thấy gì nữa rồi. Bấy giờ cả bọn mới hiểu ra, chẳng trách vị quốc phương già này lại khách sáo với họ như thế, thì ra công chúa cũng chúng phải cổ độc. Nhưng rồi họ cũng lấy làm khó xử, cổ độc ở nơi này có hàng trăm loại khác nhau, họ cũng không chắc có thể chữa được cho công chúa hay không vì vậy chuyện này cũng không tiện nhận lời ngay được có điều dường như tước mẫu vương rất có lòng tin ở họ lại nói thêm rất nhiều lời đẹp đẽ tán dương trác mộc cường ba thầm nghi hoặc vừa nãy quách nhật niệm thanh có nói với gã người tên trát lỗ ấy đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ lại còn bảo một chốc nữa gã sẽ biết ngay lẽ nào hắc cổ mà vì công chúa kia chúng phải lại có liên quan đến trát lỗ hay sao vậy còn thứ kiệt đại nhân cả thứ kiệt đại nhân cũng không có cách trị liệu cho công chúa sao nhạc dương hỏi à tước mẫu vương phát ra một tiếng thở dài quách nhật niệm thanh đứng cạnh bèn giải thích không phải thứ cổ độc nào thứ kiệt đại nhân cũng giải được vì thuật dùng cổ độc của các địch ô chỉ được truyền miệng từ đời này sang đời khác nên có rất nhiều loại cổ độc đã thất truyền như loại vạn xà thực tâm cổ mà các vị khách tôn quý đã chữa trị được đó thứ kiệt đại nhân cũng không có cách nào giải trừ được đường mẫn nói chúng tôi cũng không chắc chắn lắm như vậy đi để chúng tôi xem bệnh tình của công chúa trước đã. Ngoài ra chúng ta cũng muốn gặp thứ kiệt đại nhân nữa. Việc này quách nhật niệm thanh trao mày nói thực không dám giấu các vị. gặp công chúa thì không vấn đề gì, nhưng thứ kiệt đại nhân vừa bị trọng thương, giờ đang trong thời gian tĩnh dưỡng, không biết ngài có chịu gặp các vị không nữa. đến cả địch ô an cát mấu cũng không được thứ kiệt đại nhân cho vời nữa đó. đường mẫn liền nói không sao cả, vết thương của thứ kiệt đại nhân biết đâu chúng tôi có thể chữa trị cũng không chừng. A, à, vậy sao? Vậy thì tốt quá. Không hiểu tại sao. Lúc nói vậy, vẻ mặt Quách Nhật Niệm Thanh bỗng lộ ra vẻ vô cùng hân hoan. Sau khi gặp mặt Quốc Vương, Quách Nhật Niệm Thanh trả lại cho họ ba lô và một phần vũ khí, nhưng các loại vũ khí có lực phá hoại lớn thì không được giao lại. chẳng hạn như lựu đạn, mìn tay, lựu đạn sáng, ống phóng hỏa tiễn sách tay. Quách Nhật Niệm Thanh nói, hy vọng bọn họ có thể hiểu cho y. Bọn Trác Mộc Cường ba cũng hiểu được dụng ý của đối phương, nên cũng không nói gì nữa sau đó họ được dẫn đến nơi thứ kiệt đại địch ô chú ngụ nơi này được đéo ra một cái cửa hình tam giác trên to dưới nhỏ đường vào vừa dài hẹp vừa âm u trương lập ngước mắt lên nhìn thấy trên đỉnh đầu cũng có kính tròn hắt ánh sáng vào chỉ là bên trong thông đạo lại chẳng thấy có chút ánh sáng nào cả lấy thân phận là đồ đệ duy nhất của thứ kiệt đại nhân quách nhật niệm thanh bảo bọn họ đợi bên ngoài một chút để mình vào trước thông báo không lâu sau y trở ra nói Địch ô đại nhân chỉ đồng ý gặp mặt Trác Mộc Cường ba và hai vị nữ khách, để không làm phiền đại nhân nghỉ ngơi, hy vọng ba vị có thể lần lượt đi vào. Những vị khác, thật xin lỗi, mời các vị theo thâm tô đi nghỉ ngơi, đại vương của chúng ta đã chuẩn bị cho các vị một bữa tối thịnh soạn rồi. Trác Mộc Cường ba là người đầu tiên theo quách nhật niệm thanh bước vào thông đạo, vừa qua chỗ rẽ, nơi này liền trở nên tối om như mực, ánh sáng bị chặn hết ở bên ngoài. Quách nhật niệm thanh đưa bàn tay nhỏ mập mạp ngắn ngủn của mình ra, nắm lấy tay Trác Mộc Cường Ba nói, theo sát ta, không được chạm vào hai bên và trên đỉnh đầu, chỗ đó có sâu tường, nguy hiểm lắm. Sâu tường, Trác Mộc Cường Ba lần đầu tiên nghe thấy danh từ này. Quách Nhật Niệm Thanh đáp, ừm, um, phải biết rằng, nơi cư trú của địch ô đại nhân, dù không có hộ vệ thì người thường cũng không thể dễ dàng tiến vào trong được. Không biết đã rẽ ngoặt mấy lần, phía trước mới xuất hiện một tia sáng mờ mờ nhờ chút ánh sáng yếu ớt đó chắc mộc cường ba mới nhìn rõ sâu tường mà quách nhật niệm thanh nói là thứ gì trên đầu có lưới vô số rơi treo ngược mình thi thoảng có con giật mình tỉnh giấc liền tung cánh bay là là trên không chung như một mảnh giấy đen nhưng hai bức tường hai bên mới thực sự khiến người ta phải nổi ra gà vô số loài sâu bọ mà chắc mộc cường ba không biết tên bị ghim chặt bụng ướn ra ngoài chi chít chẳng chịt không để hở một chút không gian nhỏ bé nào lũ sâu bọ ấy có con bốn chân có con sáu chân có con tám chân Toàn bộ đều vẫn còn sống, gió khẽ thổi qua liền quấy động những cái chân ấy thật nhanh, giấy rụa quằn quại, khiến cả bức tường như sống dậy. Nhìn màu sắc lốm đốm loang lổ trên cơ thể bọn sâu bọ ấy, không cần nghĩ cũng biết, nếu bị chúng cào cho một nhát, hoặc cắn cho một cái, hậu quả sẽ như thế nào. Vào trong phòng, lập tức có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc, trên tường đóng đầy giá gỗ, trên giá đặt đủ các loại chai lọ lớn nhỏ khác nhau. Trên tường, trên mặt bàn, thậm chí cả dưới sàn đều vẽ đầy những ký hiệu thần bí cổ quái, nhìn qua cột ánh sáng, có thể thấy không khí trong phòng bốc lên thành từng cụm từng cụm, bay lững lờ, có cụm màu xanh, có cụm màu tím, màu lam. Trác Mộc Cường ba không khỏi thầm ngờ vực, không biết liệu có phải ở nơi này càng lâu, tuổi thọ sẽ càng rút ngắn đi hay không. Đại địch ô thứ kiệt nằm trên giường, trên người đắp hờ một cái chăn bện bằng lông bò yếu màu đen, tuổi tác có vẻ còn lớn hơn cả quốc vương, gương mặt không có chút thịt nào, nếu không phải trên đó vẽ đầy những ký hiệu màu đen, thoạt nhìn còn tưởng ông là một cái xác khô quắt queo. Ông vẫy tay với Trác Mộc Cường ba gọi, lại gần đây, để ta nhìn cho rõ. Không hiểu vì sao, nhìn thấy bàn tay xương sầu, cùng gương mặt vẽ đầy những tâu tầm khó hiểu, đôi mắt hõm sâu phát ra những tia mờ mờ trong bóng tối của đại địch ô thứ kiệt, Trác Mộc Cường ba bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Đó không phải là cảm giác khi nguy cơ ập đến, mà giống như cảm giác lúc đối diện với cha gã gã bước đến bên dưới cột ánh sáng, rồi không thể nào lại gần thêm được nữa. Trác Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi, tại sao nhìn vị đại địch ô dung mạo trông có vẻ thật tà ác này, gã lại có cảm giác căng thẳng và bức bách như đang đối mặt với cha mình như thế. Đại địch ô thứ kiệt nheo mắt nhìn gã một hồi rất lâu, rồi gật đầu nói, tên là Cường Ba, phải không? Ừm, um, đây là đại thanh liên cổ, thời trẻ ta có dùng qua một lần, đối với đứa trẻ ấy, thật quá tàn khốc. Tuy hắn đã phạm phải tội lỗi đáng chết, nhưng dùng đại thanh liên cổ thực sự vẫn quá trác mộc cường ba khẽ hỏi vậy địch ô đại nhân có thể giải trừ được không gã thầm nhủ có lẽ vì lý do này mà mình thấy căng thẳng cũng nên đại địch ô thứ kiệt gật đầu ừm dùng tầm diên có thể giải được nhưng mà quách nhật niệm thanh vừa nghe đã hơi cuống lên thứ kiệt đại nhân chúng ta chỉ còn một bình tầm diên cuối cùng thôi cả đại vương cũng không nỡ đại địch ô thứ kiệt xua xua tay ngoảnh mặt về phía trác mộc cường ba nói người cũng nghe thấy rồi đó, đứa nhỏ đáng thương. Nếu sáu bảy chục năm trước người đến đây, muốn giải đại thanh liên cổ vốn chẳng phải chuyện gì khó khăn. Có điều, giờ đây tầm diên dùng để giải độc chỉ còn lại một lần sử dụng duy nhất. Đối với đại vương của chúng ta, đó là thứ vô cùng chân quý, nếu cho cậu, đại vương sẽ không thể dùng nó để kéo dài tuổi thọ nữa, cậu có hiểu ý của ta không? Cường ba Chắc Mộc cường ba vừa thoạt nghe đã lập tức hiểu, thứ gọi là tầm diên kia, xem ra không chỉ dùng để giải trừ đại thanh liên cổ mà còn là một thứ thuốc đại bổ có công dụng như linh đơn diệu dược gì đó. chẳng có vị quốc vương nào lại không muốn được trường thọ cả, gã muốn dùng thứ đó để giải độc, thực chẳng khác nào đang tranh giành tuổi thọ với tước mẫu vương. nhưng sáu bảy chục năm trước lại chẳng phải chuyện khó khăn gì, vậy nghĩa là sao? trác mộc cường ba thầm thấy tức cười, sáu bảy chục năm trước, lúc ấy tôi vẫn còn chưa biết mình ở đâu nữa kia. gã bèn hỏi ý của địch ô đại nhân là bảo tôi từ bỏ ư. Đại địch ô thứ kiệt lắc đầu nói, không phải, ý của ta là, nếu các ngươi có thể khiến công chúa mà đại vương coi như châu báu nhìn thấy ánh sáng trở lại, đại vương hẳn sẽ rất vui lòng dùng thứ có thể kéo dài tuổi thọ cho mình để giải độc cho ngươi. Nhưng chúng tôi đều chưa gặp công chúa, tôi không dám chắc có thể giúp công chúa hồi phục được hay không nữa. Chắc Mộc Cường Ba cảm thấy đề nghị này hết sức đột ngột, gã cũng không ngờ vị địch ô đại nhân này lại đưa ra phương thức trao đổi như thế chỉ cần các người tận tâm tận lực, đại vương ta sẽ tự biết phán đoán. Đại địch ô thứ kiệt hơi nghiền đầu về phía trước, đến một góc khuất chỉ có trác mộc cường ba trông thấy, bỗng lộ ra ánh mắt hết sức cổ quái. Quách nhật niệm thanh đứng sau lưng chắc mộc cường ba cũng âm thầm lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Bạn đang đọc truyện được tại Một tương truyền độ mẫu Bồ Tát có 21 hóa thân, chiếc kim mã và nhân nãi công tái mã là tên của hai trong 21 hóa thân đó. Chát lỗ nói, ông nói đến đại địch ô khước ca ba nhiệt ư. Ông ta là một người vô cùng thần bí, lều của ông ta luôn luôn ở sát bên cạnh lều của đại vương. Phần chóp lều trang trí bằng đuôi bò đen, vô số đầu người khô đét dựng phía bên trên, làm thành nóc lều, dùng ruột người vẫn còn đẫm máu làm dây thừng buộc lều, dùng xương người chết cắm xuống đất thay cho cọc gỗ. Khiến người ta thoạt nhìn, đã thấy lạnh hết cả người. Audio điện tử võ tấn bền Từ trong phòng đi ra, trác mộc cường ba hỏi quách nhật niệm thanh sáu bảy chục năm trước từng xảy ra chuyện gì vậy quách nhật niệm thanh ngượng cười đáp sáu bảy chục năm trước e hem, nghe nói vào thời kỳ đó cả hai vương quốc đều trở nên lớn mạnh lớn mạnh đến mức không biết trời cao đất dày là gì nữa vọng tưởng phản kháng lại người thượng qua ba xuất binh đánh lên tầng bình đài thứ ba kết quả khiến toàn quân bị tiêu diệt lại còn kéo theo cả sự báo thù của người qua ba nữa mười mấy bộ lạc và thôn làng bị tiêu diệt toàn bộ trong đó có ba thôn làng là nơi duy nhất biết nuôi dưỡng tầm diên của cả vương quốc, sau khi họ bị tiêu diệt, tầm diên càng ngày càng ít hơn, đến giờ, thì gần như là tuyệt chủng rồi. Trác Mộc Cường ba lập tức liên hệ với sự kiện phản kháng mà Trác lỗ kể lúc ở trong nhà lao, xem ra là cùng một việc. Gã lại hỏi, tầm diên là gì vậy? Quách nhật niệm thanh nghĩ ngợi dây lát, đoạn trả lời, một loại sâu, gọi là nhộng thì đúng hơn, thực ra ta cũng chưa từng thấy thứ đó sử dụng như thế nào cả. Bước ra khỏi thông đạo, Quách Nhật Niệm Thanh lại dẫn đường mẫn và lữ cánh nam đi vào trong. Trác Mộc Cường ba nhắc nhở, tuyệt đối không được chạm vào vách tường, tốt nhất là đừng nhìn, đặc biệt là mẫn mẫn. Sau đó gã liền đi theo một tên hộ vệ tới một gian đại sảnh khác. Pháp Sư Á La và những người khác đều đợi ở đó, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, chỉ không thấy đội trưởng Hồ Dương đâu. Đội trưởng Hồ Dương đâu rồi? Trác Mộc Cường ba hỏi. Nhạc Dương lập tức đáp, ừm, um, được đưa đi chữa trị rồi. Lúc ở trong nhà giam, vết thương ở chân đội trưởng Hồ Dương có vẻ như bị nhiễm trùng. Lần bị giam giữ này, vết thương của Lữ cánh nam đã khỏi, nhưng đội trưởng Hồ Dương lại trở bệnh nặng hơn. Địch ô an cắt mẫu lên tiếng, cứ yên tâm, loại vết thương này chúng tôi xử lý rất tốt. Thì ra đúng như lữ cánh nam suy đoán, hôm đó sau khi thoát khỏi giỏ treo, Pháp Sư Á la chạy một vòng quanh thành thước mẫu, thoát khỏi bọn lính truy đuổi rồi trở lại thôn công Nhật Lạp, đồng thời mời địch ô an cắt mẫu đến làm chứng cho bọn chắc một cường ba, thêm nữa cũng có mấy dân làng đến tước mẫu, chuyện đường mẫn và lữ cánh nam trị được cho người chúng cổ độc liền lan truyền khắp thành. Lần này, tước mẫu vương vội vàng sai quách nhật niệm thanh đến nhà lao mời các vị khách tôn quý gia, tự nhiên cũng là hy vọng họ có thể trị được loại cổ độc mà con gái mình chúng phải. Trác Mộc Cường Ba cũng kể lại cuộc gặp gỡ với đại địch ô thứ kiệt, Trương Lập trầm ngâm, nói vậy là, nếu chúng ta không chữa được bệnh cho công chúa, Cường Ba thiếu gia chẳng phải là. Địch ô an cát mẫu cũng nói, nếu là tầm diên thì đúng là phiền phức lắm nghe nói chúng đã tuyệt tích từ lâu lắm rồi không ngờ trong vương cung vẫn còn lưu giữ trương lập tò mò nói tầm diên rốt cuộc là cái gì vậy địch ô đại nhân nhạc dương chợt thốt lên đúng rồi tôi nhớ pháp sư tháp tây từng nói muốn giải trừ cổ độc trên người cường ba thiếu gia cần đến một loại sinh vật khác đã tuyệt tích lâu rồi lẽ nào chính là thứ tầm diên này pháp sư á la lắc đầu nói không biết tôi cũng chưa từng thấy nếu có Pháp Sư Tháp Tây ở đây thì tốt quá, hình như ông ấy từng tình cờ nhìn thấy hình vẽ của loại sinh vật ấy trong thư tịch cổ. Địch ô Cát Mẫu nói, truyền thuyết kể rằng, tầm diên là do linh hồn của những đứa trẻ chết hiểu hóa thành, vì vẫn chưa báo đáp được công lao nuôi nấng của người mẹ, nên chúng không nỡ ra đi, mà chọn lựa 60 năm ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ để đổi lấy một ngày sáng bừng lên, dùng tiếng ca bày tỏ lòng cảm ơn. Dù là ấu trùng hay đã trưởng thành, thân thể tầm diên đều tuyền một màu trắng trong suốt, tựa như ngọc thạch vậy, tối đến sẽ phát ra ánh sáng màu trắng sữa, là một loại côn trùng rất đẹp. a à, tinh linh tuyết, trương lập khe khẽ kêu lên một tiếng, bỗng nhớ lại đêm trước lúc chia tay. Lần này mã cắt phải chăm sóc những bệnh nhân chúng phải cổ độc, không đến được đây, trương lập càng lúc càng thấy nhớ cô hơn. Địch ô ăn cát mẫu gật đầu nói, ừm, um, đúng thế, vì thân thể chúng trắng như tuyết, nên cũng có người nói đó là những tinh linh do bông tuyết hóa thành thuở trước có rất nhiều truyền thuyết về tầm diên, nhưng đa phần đều là những câu chuyện bi thương. Tôi cũng chỉ nghe nói, đó là một loại côn trùng nhỏ rất kỳ lạ, tương truyền, trứng của chúng trôn dưới đất 20 năm sau mới nở, ấu trùng cũng ẩn mình dưới lòng đất 20 năm mới kết thành nhộng, nhộng lại mất thêm 20 năm nữa mới biến thể lần thứ hai, sau đó chui lên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, chúng chỉ sống được duy nhất một ngày, trong ngày hôm đó, chúng sẽ bay lượn, hát ca, giao phối, đẻ trứng, rồi chết đi, Nghe những người già kể lại, khúc hợp sướng của tằm diên là thứ âm nhạc mỹ diệu nhất trên thế gian này, tiếng ca của chúng làm trong sạch linh hồn con người, xua tan mệt mỏi, mang đến niềm vui. Chúng thường xuất hiện vào những lúc mùa màng bội thu, ở phía đông thôn làng của chúng tôi, các vị chắc đã đi qua một cái hồ nhỏ, thuở trước đó là nơi chúng thích tụ tập quần cư. Thời đó, sau một năm cấy cày vất vả, thu hoạch mùa màng xong xuôi, mọi người thường tụ tập ở nơi có nhiều tằm diên nhất, pha một bình trà nóng, ngồi dưới gốc ngô đồng đón cơn gió mát lặng yên lắng nghe khúc hoan ca cuối cùng của chúng. Bọn chúng thường vừa hát ca, vừa bay lượn quần nhau trên không trung, giao phối xong, con được sẽ chết ngay, tiếng ca tức thì im bặt, khi dư âm vẫn còn vang vẳng trong không gian, thân thể chúng là tả rơi xuống tựa những đóa hoa tuyết bay răng răng. Còn con cái sẽ thực hiện nốt sứ mệnh cuối cùng, bay đến nơi chúng đã rời khỏi mặt đất, đẻ trứng vào cái hang nhỏ mà chính chúng đã bỏ ra. Cũng ngày này 60 năm sau, sinh mệnh sẽ được luân hồi một lần nữa. Khi ấy, mọi người lại mang theo niềm vui của một vụ mùa bội thu, tắm mình trong những đóa hoa tuyết cuối thu, ai về nhà nấy. Nếu năm đó tầm riêng nhiều, năm sau nhất định cũng sẽ được mùa. Lại có truyền thuyết kể rằng, người nào được nghe tầm riêng hát, cả đời đều sẽ được hạnh phúc. Địch ô an cát mẫu thở dài, tiếc rằng, giờ đây lũ trẻ gần như không còn thấy tầm riêng nữa rồi. Nhạc Dương nói, nghe vậy thì hình như tầm riêng là sinh vật hoang dã, sao lại tuyệt chủng được. Địch an cát mẫu ngần ngừ nói, việc này, Nói ra thì thật hổ thẹn, không biết từ bao giờ, có một vị đại địch ô đã phát hiện ra, ấu trùng của tầm diên có thể trừ độc, sau khi ăn vào thân thể sẽ thêm khang kiện, đầu óc sáng suốt. Hơn nữa mùi vị của chúng rất thanh mát, ngọt mà không ngấy, vì vậy chúng liền trở thành món ăn ưa thích nhất của đại vương và các quý tộc, thậm chí còn thay cả thịt trâu bò trở thành món chính trên bàn ăn. Trải qua nhiều đời cố gắng, cuối cùng người ta đã phát hiện ra phương pháp thu hoạch được lượng lớn ấu trùng tầm diên, biết cách tìm kiếm những cái hang nơi tầm diên đẻ trứng nên tầm diên hoang dã dần dần biến mất. Có điều, cũng may là có mấy bộ tộc đã phát triển được một phương pháp nuôi dưỡng tầm diên nhân tạo, từ việc chọn đất, đào lỗ, cấy nhộng, nuôi nhộng, đã hình thành nên một quy mô tương đối lớn, chỉ có điều vẫn không thể nào rút ngắn được thời gian sinh sản của chúng. Có điều, khoảng 6-70 năm về trước, đã xảy ra một sự kiện khủng khiếp. Trác Mộc Cường ba cười khổ, tôi biết rồi, khoảng 6-70 năm trước, hai vương quốc lớn hợp nhau chống lại người thượng qua ba, kết quả là toàn quân bị tiêu diệt, lại còn khiến người qua ba ngày đêm hôm ấy suốt binh tiêu diệt mấy bộ tộc có nhiều người tham gia nhất. Hơn nữa mấy bộ tộc đó vừa khéo lại chính là những người duy nhất biết nuôi dưỡng tầm diên, vì vậy, phương pháp nuôi tầm diên nhân tạo cũng thất truyền rồi, có phải vậy không? Địch ô đại nhân, địch ô an các mẫu giải thích, theo tôi được biết, sự thực đúng là như thế. Trước đây, các vị đại vương và quý tộc ăn tầm diên có thể sống đến hơn 90 tuổi, dù là người sắp chết, ăn được một bát cháo tầm diên cũng có thể sống thêm răm ba ngày nữa. Từ khi những bí mật đó bị phát hiện, tất cả đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Đến giờ, cũng không thể nói là tầm diên đã tuyệt chủng, ở những nơi hoang vu, thỉnh thoảng cũng vẫn nghe thấy tiếng kêu cô lẻ của chúng, chỉ có điều, không còn cảnh cả bầy tầm diên lớn hợp sướng nữa, mà chỉ có những con được một mình hát vang, không sao gọi được lũ tầm diên cái đến giao phối đẻ trứng, đành từ từ chết đi. 60 năm ẩn mình trong bóng tối, chỉ để đổi lấy một ngày được hoan ca dưới ánh mặt trời. Một quyền lợi nhỏ nhoi như vậy mà cũng bị tước đoạt mất hay sao? Nhạc Dương chợt cảm thấy, những người Sanrila này thật đáng ghét, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào mình chưa từng làm những chuyện tương tự? Có tư cách gì mà bình phẩm người khác đâu chứ? Ồ, mọi người sao vậy? Lúc này, Lư Cánh Nam và Đường Mẫn vừa trở lại, thấy mọi người trong phòng đều chìm trong im lặng, gương mặt dầu dĩ, còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra nữa. Không có gì, Trác Mộc Cường ba bước về phía Đường Mẫn địch ô đại nhân vừa kể một câu chuyện thương tâm thôi đường mẫn ngước mắt nhìn trác mộc cường ba nói lát nữa kể cho em nghe với lữ cánh nam nói chúng tôi chỉ đến xem mọi người ở đâu thôi giờ còn phải đi gặp công chúa đã trác mộc cường ba nói thương thế của đại địch ô thứ kiệt thế nào lữ cánh nam nói có một chỗ bị đạn bắn xuyên qua còn mấy chỗ khác đều chỉ xuất sát tự họ đã xử lý rất tốt rồi tôi thấy chỉ vài ngày nữa là thứ kiệt đại nhân có thể xuống giường đi lại bình thường Ừm, chuyện kia, việc của anh ấy, Thứ Kiệt đại nhân cũng nói với chúng tôi, chúng tôi biết phải làm sao rồi. Trác Mộc Cường ba muốn nói vài câu cảm kích hoặc bày tỏ sự thân thiện, nhưng nhìn Lữ Cánh Nam, lại không sao thoát nổi thành lời, chỉ đành ngượng ngập nửa như cười nửa như không, cuối cùng, lại ngoảnh đầu lại nói với Đường Mẫn, em không sợ chứ? Đường Mẫn lắc đầu nói, đâu có đâu, tuy Thứ Kiệt đại nhân tướng mạo hơi hung ác một chút, nhưng thực ra tâm địa lại rất thiện lương. Nếu ông ấy có thể dùng tầm riêng được, có lẽ đã trị liệu cổ độc cho anh luôn rồi. Lúc này Quách Nhật Niệm Thanh đã xuất hiện ngoài cửa, nói với Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, hai vị, xin mời theo ta. Đường Mẫn lại ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói, yên tâm đi, bọn em sẽ có cách mà. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười. Vốn là, thân thể ngọc ngà của công chúa không thể tùy tiện cho người ngoài kiểm tra, nhưng Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam là hai vị lục độ mẫu, đương nhiên không thể xét theo lẽ thường. Tầm cung của công chúa được chiếu sáng bằng 6-7 cột ánh sáng đường kính khoảng 1 mét, rất sáng sủa. Công chúa A cắt lập mẫu quỳ trên tấm thảm da dê, an tường, đoan trang, toát lên một vẻ trầm ổn không hợp với tuổi tác của cô cho lắm. Ta có thể tin các người không? Đây là câu đầu tiên công chúa thốt ra. Sau khi biết những người này đến thăm bệnh cho mình, công chúa hết sức hợp tác, cả một số hành vi tương đối kích thích cô cũng cố gắng chịu đựng. Có thể nhận thấy, niềm khát khao với ánh sáng của vị công chúa này đã vượt lên tất cả công chúa hết sức gầy gò, sắc mặt trắng bệnh bệnh tật. Những chỗ như môi, đầu ngón tay đều không còn sắc máu, xem tình hình nếu không trị liệu, sợ rằng không chỉ còn là vấn đề mất đi thị lực, thân thể cô thực sự là quá gầy gò. Theo lời kể của Quách Nhật Niệm Thanh, nguyên do chính là bởi người tên Chát Lô kia. Ba năm trước, y là một tên văn thư ghi chép trong đoàn sứ giả của Vương quốc Yaka đến Hòa Đàm. Vốn tưởng rằng y chỉ sinh lòng ngưỡng mộ si mê với công chúa sau lần tình cờ gặp gỡ, lại nghĩ đến việc hai nước đang tiến hành hòa đàm, nên đã không bắt Y vì tội lén lút đến vườn hoa của công chúa lớn tiếng đọc thơ tình, mà chỉ cảnh cáo đuổi đi. Không ngờ, tên Giang Dũng chát lỗ đó lại tiếp cận công chúa với mục đích xấu xa, không lâu sau đó, thân thể công chúa bắt đầu biến đổi, sau khi kiểm tra, đại địch ô thứ kiệt đã đoán định, đó là do hắc cổ gây ra. Quả nhiên, thị lực của công chúa bắt đầu giảm sút, đến giờ thì đã gần như hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Chát lỗ chỉ là một tên văn thư quen, theo lý thì y không thể dùng cổ độc được, quách nhật niệm thanh suy đoán, là đại địch ô của vương quốc Gia Ca, khước ba ca nhiệt đã thi triển cổ độc lên người chát lỗ, khiến y trở thành kẻ mang mầm độc, khi chát lỗ tiếp cận với công chúa, cổ độc liền chạy sang, khiến công chúa trúng độc. Nhưng sau đó, khước ca ba nhiệt nói gì cũng không chịu thừa nhận chuyện này liên can đến mình, lại còn lớn tiếng tuyên bố mình chưa bao giờ tiếp xúc với hắc cổ, cũng không biết cách giải trừ. Giang dũng chát lỗ cũng một mực nói mình hoàn toàn không hề hay biết quan hệ hai nước suýt chút nữa đã lại rơi vào thế căng thẳng, quách nhật niệm thanh phải tốn rất nhiều công sức mới duy trì được cuộc diện ngày hôm nay. Chát lỗ bị giam giữ vô thời hạn trong nhà ngục của vương quốc Lang Bô, đại địch ô của hai nước cùng hợp lực nghĩ cách vãn hồi thị lực cho công chúa, nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm được cách nào phù hợp. Ở chỗ đại địch ô thứ kiệt, Lư Cánh Nam và Đường Mẫn đã tìm hiểu sơ bộ về sự biến hóa của bệnh tình của công chúa, song vẫn còn một số chi tiết cần công chúa kiểm chứng lại, công chúa đều nhất nhất trả lời đầy đủ. Lúc mới bắt đầu, công chúa từng có triệu chứng da rẻ toàn thân ngứa ngáy khó chịu, điểm này hết sức quan trọng, vì đường mẫn và lữ cánh nam đều biết rằng, đây là phản ứng điển hình của cơ chế phòng vệ trong cơ thể người khi có sinh vật dị thể xâm nhập, y học gọi là phản ứng dị ứng. Sau đó, công chúa bắt đầu gầy rộng đi, chứng tỏ chất dinh dưỡng trong cơ thể cô đã bị ký sinh vật hấp thu mất, nên thiếu dinh dưỡng để duy trì cơ thể. Khoảng một năm trước, công chúa phát hiện ra dưới da mình có mấy chỗ gồ lên, ấn vào thấy đau, lại có thể di chuyển, sau đó lại nhận thấy, dưới da khắp chỗ nào cũng có những khối u lớn thì bằng hạt lạc, nhỏ thì bằng hạt gạo, lại còn sở thấy một vài vật dài dài như sợi dây. Nghe ả à nữ tỳ nói, từ đó, nước tiểu của công chúa cũng bắt đầu có màu trắng như nước gạo. Sau khi lần lượt kiểm chứng các dấu hiệu bệnh trạng, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã xác nhận, công chúa mắc phải một loại bệnh do ký sinh trùng gây ra. Trứng của ký sinh trùng sau khi xâm nhập vào cơ thể thông qua các loài vật truyền nhiễm như ruồi nhặng, sẽ khiến da rẻ ngứa ngáy, chóc lở, sau đó chúng sẽ sinh sôi nảy nở bên trong cơ thể, hấp thu chất dinh dưỡng, rồi xác ký sinh trùng chết vẫn ở lại trong cơ thể, tạo thành hạch. Ngoài ra, một số ký sinh trùng xâm nhập được vào mạch bạch huyết, gây mương ngủ và làm tắc nghẽn mạch bạch huyết, tạo ra những vật hình dạng như sợi dây dưới biểu bì và nước tiểu màu trắng sữa. Sau khi đưa ra kết luận này, hai cô đều thầm thở phào, vì xét cho cùng, đối với y học hiện đại, bệnh do ký sinh trùng gây ra cũng là loại tương đối dễ trị. Nếu công chúa bị biến đổi gen gì đó thì họ đúng là chỉ còn nước bó tay. Ngoài ra, công chúa còn bị viêm giác mạc rất nặng, nếu không kịp thời trị liệu, giác mạc bị thủng thì muốn khôi phục được thị lực e rằng sẽ khó lại càng thêm khó. Song họ vẫn cần kiểm tra thêm để làm rõ nguyên nhân ký sinh trùng khiến công chúa bị mù, trước tiên cần phải xác định được chủng loại ký sinh trùng. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam phân tích, nếu là ký sinh trùng loại lớn thì đã bị phát hiện từ trước rồi, nhưng loại kỳ sinh trùng này lại rất nhỏ. Nếu là ấu trùng Micromeria hay Skeptosica đã tương đối khó khăn, còn có khả năng là ấu trùng Spaganum xâm nhập đại não, vậy thì càng khó xử lý hơn. Tuy đường mẫn và lữ cánh nam không phải chuyên gia y tế, nhưng may là họ còn có chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân. Sau khi nhập các triệu chứng thu thập được vào hệ thống, đặt lệnh tìm kiếm những chứng bệnh đã được biết đến, cuối cùng hệ thống đưa ra hơn 10 loại bệnh khác nhau. Khi thấy một chứng bệnh trên màn hình, hai người gần như cùng lúc thốt lên, bệnh mù sông. Một họ vội vàng quay lại đối chiếu với bệnh tình của công chúa, cuối cùng xác nhận công chúa mắc phải bệnh mù sông hoặc một loại bệnh ký sinh trùng rất gần với bệnh này. Đây là một loại bệnh dịch được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi, đồng thời từng hoành hành ở châu Lục này, khiến cho mỗi năm có khoảng gần 300.000 người châu Phi mất đi ánh sáng. Tư liệu cho thấy, bệnh mù sông, hay còn gọi là bệnh Onchocerciasis, phổ biến ở các khu vực nhiệt đới, thường gặp nhất là ở châu Phi và Nam Mỹ, do loài nhặng đen hoặc mũi vằn truyền nhiễm. Nhạng đen này thường sinh đẻ ở những dòng sông nhỏ nước chảy xiết, vì vậy mới gọi là bệnh mù sông. Ấu trùng của loài trùng xoắn ca tồn tại trong da người, đi vào cơ thể nhạng đen khi chúng hút máu, đồng thời phát dục trở thành ấu trùng gây bệnh trong đó, rồi lại truyền cho những vật chủ khác khi lũ nhạng đen hút máu. Ấu trùng trưởng thành trong một năm, đồng thời hình thành nên các hạch dưới da, đường kính từ vài mm đến 1 cm. Ký sinh trùng bên trong hạch có thể dài đến 1 mét, cuộn xoắn lại thành hình cầu con cái có thể sống trong những hạch sâu bên dưới ra khoảng 15 năm. Con được di chuyển giữa các hạch, đồng thời định kỳ thụ tinh cho các con cái. Mỗi ngày chúng có thể sinh sản vài triệu ấu trùng, nhưng ấu trùng này chủ yếu dịch chuyển bên dưới biểu bì và xâm phạm đến mắt. Điều khiến họ lo lắng là, trước mắt vẫn chưa có thứ thuốc đặc hiệu nào có thể đối phó với loại ký sinh trùng này. Phương pháp duy nhất đạt được hiệu quả chính là tiến hành phẫu thuật loại bỏ các hạch dưới da, đồng thời phối hợp với các loại thuốc khác. Đường mẫn nắm cánh tay gầy như que củi của công chúa, lần giờ lên phía trên, thấy toàn là các khối u và những tuyến bạch huyết bị tắc nghẽn, vừa nghĩ đến chuyện mỗi khối hạch ấy có khả năng là một con ký sinh trùng dài cả mét, cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Lữ cánh nam cũng nắm cánh tay còn lại của công chúa, cất tiếng hỏi, tính sao? Đường mẫn ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, lắc đầu nói, phẫu thuật ngoại khoa, tôi không làm được đâu. Tại sao? Chị biết rồi mà, tôi chỉ có thể làm trợ thủ, chưa bao giờ cầm dao mổ, hơn nữa, những dụng cụ phẫu thuật đó của chúng ta cũng không hoàn toàn thích hợp sử dụng trong trường hợp này, dù có thể loại bỏ được những khối hạch dưới da, nhưng còn ở sâu hơn thì sao, bên trong các khớp xương và trong nội tạng nữa, chúng ta không thể làm được đâu. Nói vậy thì, chúng ta chỉ có thể tạm thời khống chế bệnh viêm giác mạc thôi. Có điều, mẫn mẫn này, cô nói xem tại sao công chúa mắc bệnh mù sông mà những người xung quanh cô ấy lại không bị truyền nhiễm nhỉ. Tôi nghĩ là do không có vật truyền nhiễm, loài nhẵng đen đó không thích hợp sống trong môi trường ở nơi này, chắc là có người cố ý lợi dụng. Tức là, chúng ta có thể cho rằng đây là một hành vi được mưu tính từ trước. Công chúa lạp mẫu nghe hai người họ thay đổi cách nói chuyện, bèn mỉm cười nói, hai vị, vẫn không được phải không? Không sao đâu, lạp mẫu từ lâu đã chấp nhận sự thực này, có lẽ, tại vì phụ vương ăn quá nhiều tầm riêng, nên trời cao mới trừng phạt người thế này. Không, lạp mẫu, không phải vậy đâu, chúng tôi cần kiểm tra lại một chút nữa. Đường Mẫn vội trả lời. "Thật không, tôi có thể tin cậy các vị được không?" "Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam vừa tiếp tục kiểm tra cơ thể cho Lạp Mẫu, vừa nói chuyện với cô để phân tán sự chú ý. Trong lúc trò chuyện, họ nhận thấy vị công chúa này ở trong thâm cung đã lâu, gần như hoàn toàn không hề hay biết những chuyện xảy ra ngoài cung, càng không cần phải nói đến những chuyện ở thế giới bên ngoài cô chỉ biết một vài truyền thuyết và chuyện kể xa xưa chắc cũng là nghe từ các cung nữ trong lúc nhàn rỗi khi công chúa nghe nói lữ cánh nam và đường mẫn ở nhà lao ra liền lập tức hỏi thăm về chát lỗ đường mẫn và lữ cánh nam lấy làm kỳ quái người tên chát lỗ đó chẳng phải chính là nguyên hung khiến công chúa mất đi ánh sáng hay sao công chúa lạp mẫu lắc đầu nói không chát lỗ vô tội tôi tin anh ta không làm thế mà chỉ muốn tặng cho tôi những vần thơ đẹp thôi sở dĩ tôi bị thế này nhất định là do phụ vương ăn quá nhiều tầm riêng, tôi chỉ là kẻ gánh chịu lời nguyền thay cho người mà thôi. Hàng lông mi dài của cô cụp xuống, rồi cô khẽ cất tiếng thở dài, chắc hẳn chát lỗ đã chịu nhiều khổ sở rồi. Đường mẫn không nén được thầm nhủ, cô bé đáng thương, vì không nhẫn tâm tổn thương bất cứ ai, mà một mực tin rằng mình bị nguyền rủa ư. Có lẽ làm vậy cũng khiến cô ấy thấy dễ chịu hơn phần nào chăng? Họ nhanh chóng bắt chuyện được với công chúa. Công chúa lạp mẫu hỏi thăm về chát lỗ, rồi cứ nhắc đi nhắc lại những lời kiểu như phụ vương tuổi tác đã cao, mà mình thì mắt có bệnh nên không thể chăm sóc cho người, thực sự rất áy náy. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thay nhau nhẹ nhàng khuyên nhủ, để cô yên tâm, tâm lý cũng thoải mái phần nào. Nhưng kết quả kiểm tra lại khiến họ vô cùng bất an, vì kết quả siêu âm màu 3D đúng như Đường Mẫn dự đoán, công chúa không chỉ có hạch dưới da, mà trong các cơ quan nội tạng cũng có. Tệ hại nhất là, trong xương sọ của cô cũng có một chỗ kết hạch, đè lên dây thần kinh thị lực đó mới chính là nguyên nhân thực sự khiến thị lực của công chúa sút giảm. Kết quả này khiến họ nhất thời cũng chưa nghĩ ra được cách nào khả thi. Nếu chỉ có hạch ở dưới da, họ còn có thể mạo hiểm thử một phen, nhưng phẫu thuật mở hộp sọ đâu phải chuyện người chưa từng cầm đến giao phẫu thuật có thể dễ dàng thử nghiệm. Có điều, công chúa lạp mẫu lại tỏ ra rất lạc quan thoải mái, nói chuyện với lữ cánh nam và đường mẫn một hồi, ngược lại còn an ủi họ, không sao đâu, tôi đã ung yếu thế này từ lâu rồi, hai người tận tâm thăm bệnh cho tôi như thế tôi cảm kích còn chẳng kịp nữa là thực ra trước khi mọi người đến đây phụ vương đã báo cho tôi một tin tốt lành rồi vương quốc Ca đã thay một vị đại địch ô mới vị tân nhiệm đại địch ô đó nghe nói còn lợi hại hơn khước ca ba nhiệt trước đây cả chục lần sứ giả cũng phái đi rồi hai chị đã nói bệnh này có thể trị được vậy thì tôi nghĩ nhất định là sẽ chữa được thôi đại địch ô mới lữ cánh nam hỏi chuyện xảy ra lúc nào vậy Công chúa lập mẫu đáp, phụ vương cũng mới biết tin này mấy ngày trước thôi, thấy bảo rằng vị đại địch ô mới đó từ tầng bình đài thứ ba xuống đây khoảng hơn một tháng trước. Mọi người đều đang suy đoán, biết đâu ông ta và người thượng qua ba lại có quan hệ gì cũng nên. Nói tới đây, cô khẽ gật gật đầu, vì vậy, mọi người không cần lo lắng cho bệnh tình của tôi đâu, còn việc của cường ba thiếu ra, tôi sẽ giúp các vị thỉnh cầu phụ vương. Phụ vương không phải là người ngoan cố, tôi nghĩ, chắc người cũng không gạt bỏ lời thỉnh cầu của con gái mình đâu. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam lặng lặng nhìn nhau, với tình hình trước mắt, e rằng cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Công chúa Lạp Mẫu lại nói, đợi khi nào mắt tôi khỏi hẳn, nhất định phải xem mặt vị cường ba thiếu ra đó mới được. Chắc hẳn người đó cao lớn anh Tuấn lắm, nên hai chị mới quan tâm lo lắng đến thế, phải không? Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều không hẹn mà cùng ngoảnh đi né tránh ánh mắt của đối phương. Họ kiểm tra cho công chúa hơn một tiếng đồng hồ rồi mới rời khỏi tầm cung của cô vừa thấy đường mẫn và lữ cánh nam ủ rũ bước ra quách nhật niệm thanh lập tức nở một nụ cười nhiệt tình niềm nở ân cần hỏi han sao rồi có cách gì không đường mẫn lấy làm áy náy trả lời chúng tôi biết công chúa mắc phải bệnh gì cũng biết cách trị liệu thế nào nhưng lại không thể chữa trị được nghe đường mẫn trả lời như thế gương mặt quách nhật niệm thanh liền lộ vẻ vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi vừa mừng lại vừa lo thần tình vô cùng phức tạp vậy vậy nghĩa là sao các vị biết công chúa mắc bệnh gì cũng biết cách trị liệu, nhưng lại không thể chữa trị được. Đường Mẫn phải rất cố gắng mới giải thích cho Quách Nhật Niệm Thanh hiểu được, họ không có công cụ và kỹ thuật để chữa trị cho công chúa, mà chỉ có đáp án trên lý thuyết. Quách Nhật Niệm Thanh trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, rồi nói với hai người, ta biết các vị cần gì rồi, xin mời đi theo ta. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ngờ vực đi theo Quách Nhật Niệm Thanh, đến một gian phòng đá khác. Y lấy ra một cái túi da bò được buộc hết sức cẩn thận, bên trong đựng đầy các loại công cụ kỳ hình quái trạng. Những thứ ấy, đa phần đều được làm bằng bạc hoặc hợp kim đồng, nhiều món có lưỡi dao rất sắc bén, lại có món cong cong như móc câu, hoặc hình dạng như gọng kìm, kéo, cờ lê, cưa, lưỡi dìu Đây là gì vậy? Nhìn những công cụ kỳ dị mà vô cùng sắc bén hình chữ công 2, hình chữ T, hình chữ thổ 3, đường mẫn và lưỡi cánh nam đều bối rối. Ấn tượng đầu tiên của họ khi tiếp xúc với những thứ này là phỏng đoán đây có lẽ là các thứ hình cụ khiến người ta đau đớn, dùng trong lúc tra khảo, thẩm vấn. Công cụ, thứ mà các vị cần, chính là những công cụ có thể cắt da, thịt, xương. Quách Nhật Niệm Thanh lại giải thích một hồi, đường mẫn và lữ cánh nam mới dần dần hiểu ra. Quách Nhật Niệm Thanh hy vọng họ có thể dùng những thứ hình dạng kỳ quái trông tựa như hình cụ tra tấn này để phẫu thuật cho công chúa lạp mẫu. Không, 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 không thể được, thứ này làm sao có thể dùng để phẫu thuật. Không được, không được, đường mẫn vội vàng xua tay dối rít, lại mất công giải thích thêm một lượt nữa cuối cùng quách nhật niệm thanh cũng hiểu ra đường mẫn và lữ cánh nam thậm chí còn chưa từng thấy những công cụ phẫu thuật ấy bao giờ nói gì đến việc sử dụng chúng y thở dài nói thật không ngờ các vị cũng giống như thứ kiệt đại nhân lẽ nào đây là ý trời đường mẫn nghe vậy bèn hỏi ý ông là sao quách nhật niệm thanh bèn giải thích thì ra sau khi kiểm tra thân thể cho công chúa đại địch ô thứ kiệt cũng nói cần phải loại trừ những khối hạch ấy nhưng lại không biết làm thế nào những công cụ này là do sư phụ của sư phụ của sư phụ của thứ kiệt đại nhân truyền lại cách dùng đã thất truyền từ lâu lắm rồi cuối cùng đại địch ô thứ kiệt chỉ đành kê cho công chúa một vài thứ thuốc bảo rằng có thể làm chậm sự suy yếu của thị lực nhưng không thể chứa tận gốc được lẽ nào thật sự không còn cách gì sao vẻ mặt của quách nhật niệm thanh khiến người ta không thể nhận ra y đang mừng rỡ hay yêu tư hoặc có lẽ là cả hai cũng nên lữ cánh nam nói trong các loại thuốc chúng tôi mang theo giờ chỉ có thuốc chữa viêm rác mạc và thuốc trừ ký sinh trùng tác dụng trên diện rộng, loại thứ nhất không thể giải quyết tận gốc vấn đề, loại thứ hai lại chẳng hiệu quả gì với bệnh tình của công chúa cả. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Quách Nhật Niệm Thanh thở dài một tiếng, ừm, vậy được rồi, ta sẽ thông báo mọi việc lại với đại vương, có thể làm bệnh tình công chúa thuyên giảm phần nào cũng là tốt lắm rồi. Giờ chỉ còn biết chờ xem đoàn sứ giả đi Yaka kia có mang về tin tốt lành gì không, biết đâu đại vương cao hứng lên, lại đồng ý trị liệu cho Trác Mộc Cường ba thì sao? Đường Mẫn nói, phải rồi, quách nhật niệm thanh đại nhân, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện đoàn sứ giả, nếu đã phái người đến Ca mời đại địch ô của họ đến, vậy tại sao còn nhất định muốn chúng tôi thăm bệnh cho công chúa làm gì nữa? Quách nhật niệm thanh đáp, dù chỉ có một tia hy vọng, đại vương của chúng ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Sau khi biết được tin vương quốc Ca có đại địch ô mới, ngay đêm hôm đó đoàn sứ giả đã xuất phát lên đường rồi, từ đây có thể thấy đại vương lo lắng cho bệnh tình công chúa đến nhường nào. Quách Nhật Niệm Thanh dẫn hai người đến vương cung, đường mẫn và lữ cánh nam lại giải thích về bệnh tình của công chúa với tước mẫu vương, nhìn bộ dạng lo lắng như có lửa đốt trong lòng của vị quốc vương già, đường mẫn không khỏi bồi hồi thương cảm. Cuối cùng, cô nói, thuốc của chúng tôi cũng có ích cho bệnh viêm giác mạc mãn tính của công chúa, chỉ cần nhỏ thuốc đúng giờ như chúng tôi đã căn dặn, nói không chừng, bệnh mắt của công chúa nay mai sẽ thuyên giảm phần nào. Tước mẫu vương nãy giờ vẫn trao mày nhăn mặt, nghe thấy lời này của cô, hai mắt liền sáng rỡ, vui mừng nói, hay lắm, nếu các vị thực sự khiến bệnh tình của con gái ta khởi sắc, bản vương cũng sẽ dốc hết sức cứu trị cho người dẫn đầu trác mộc cường ba của các vị, quyết chẳng nuốt lời. Đường mẫn và lữ cánh nam cũng hết sức hân hoan, cả hai đều không sao cầm lòng được, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cuối cùng, cũng thấy được một tia hy vọng rồi, lúc hai người vẫn còn đang hoan hỉ, Tước mẫu vương và quách nhật niệm thanh dường như đã trao đổi gì đó, sắc mặt vị quốc vương hơi biến đổi, tiếp đó liền cất tiếng hỏi, ừm. Um, bản vương có thể tin các vị được không? Đường mẫn nói, đại vương yên tâm, ngày mai ngài có thể tự mình đi hỏi xem công chúa thấy thế nào. Tước mẫu vương gật đầu nói, ừm, um, vậy các vị có thể lui được rồi. Quách nhật niệm thanh tướng quân, người ở lại đây. Trên đường, lư cánh nam hỏi đường mẫn, có cảm thấy công chúa lạp mẫu và tước mẫu vương có gì đó không ổn không? hả, có gì đâu. Tôi cảm thấy, A à, Cát Lạp mẫu dường như muốn ám thị cho chúng ta điều gì đó. Cô ấy nhiều lần nhắc đến việc cha mình tuổi tác đã cao, lại hỏi đi hỏi lại xem chúng ta có đáng tin cậy không, cảm giác như thể có lời gì đó vẫn chưa nói ra vậy. Chị đang nghi quá rồi, giáo quan, đối với công chúa, chúng ta chỉ là người ngoài mà thôi, cô ấy quanh năm ở trốn thâm cung, tự nhiên là phải thận trọng hơn rồi. Vừa nãy, tước mẫu vương cũng nói những lời y như vậy, Lẽ nào ông ta cũng có chuyện không dám nói với chúng ta hay sao? Có lẽ là tôi hơi lo lắng quá thật. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam trở về phòng nghỉ, đội trưởng Hồ Dương cũng đã quay về đây, vết thương ở chân đã được xử lý ổn thỏa và băng bó lại. Sau khi kiểm tra, Đường Mẫn phát hiện, trình độ y học của những người tước mẫu này không hề thấp hơn họ. Bệnh mù sông, thật sự khó chữa vậy sao? Nghe Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn tả bệnh tình của công chúa Lập Mẫu, Nhạc Dương ngửa đầu ra sau, dựa vào tường. Đường Mẫn nói, cần phải làm phẫu thuật, khối hạch đè lên dây thần kinh thị giác vẫn còn ở trong giai đoạn phát triển, một khi dây thần kinh bị đứt hẳn, thì sẽ không bao giờ hồi phục được thị lực nữa. Đáng tiếc là nơi này hoàn toàn không đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Muốn tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, thì phải bệnh viện cao cấp đầu ngành mới triển khai được. Pháp Sư Á La lại hỏi, có tin gì mới về đoàn sứ giả và vị đại địch ô mới của Vương quốc Yaka không? Lữ cánh nam lắc đầu nói, có vẻ như bọn họ mới được tin vài hôm trước cũng không có nhiều thông tin lắm xem ra thái độ của tước mẫu vương rốt cuộc thế nào phải đợi đến ngày mai mới có kết quả rồi tại sao trương lập thắc mắc đường mẫn giải thích chúng tôi đã kê cho công chúa thuốc chuyên trị viêm giác mạc cấp và mãn tính hiệu quả trong thời gian ngắn rất rõ rệt chỉ cần công chúa nhỏ thuốc đúng giờ ngày mai sẽ thấy hiệu quả ngay sáng sớm hôm sau tước mẫu vương cho mời họ đến dùng bữa sáng khiến ai nấy đều mừng ra mặt. Điều này chứng tỏ thuốc nhỏ mắt đã có hiệu quả, thái độ của Tước Mẫu Vương đang từng bước chuyển biến, cổ độc trong người Trác Mộc Cường Ba đã có hy vọng giải trừ. Trong phòng ăn, Tước Mẫu Vương ngồi chính giữa, cứ nheo mắt cười nhìn bọn họ. Công chúa được cung nữ đỡ vào ngồi bên cạnh, trên bàn bày đủ các loại thức ăn hết sức phong phú. Đối với đám người đang thường xuyên phải ăn thực phẩm nén qua ngày như họ, đây đích thực là bữa sáng thịnh soạn nhất trong cả quãng thời gian dài gần đây. Mời dùng, xin đừng khách khí. Đây chỉ là một chút để bày tỏ lòng cảm kích của ta với các vị." Tước Mẫu Vương mỉm cười, "Sáng sớm hôm nay, con gái ta nói, mắt nó cảm thấy rất dễ chịu, tựa hồ đã lờ mờ thấy được các thứ. Linh dược của các vị quả nhiên rất hiệu quả, bản vương thực sự vô cùng cảm kích." Trong bữa ăn, Tước Mẫu Vương lại không tiếc lời tán dương bọn họ, "Nào là pháp sư Á là đạo hành cao thâm, đội trưởng Hồ Dương nhìn xa trông rộng, Nhạc Dương, Trương Lập Anh tuấn phi phàm, Trác Mộc Cường ba, ba tang trưởng thành mà hấp dẫn." đường mẫn và lữ cánh nam thì càng không cần phải nhắc những lời giảng như tiên nữ hạ phàm thiên tiên dáng thế cứ tuôn ra ảo ạt nhưng chỉ tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tầm diên mà thôi thấy bữa tiệc sắp tàn đường mẫn cuối cùng cũng không nén được cất tiếng hỏi à đại vương tôn kính xin hỏi ngài ngài có thể giúp cường ba cổ độc trong mình anh ấy à cổ các vị khách tôn quý cũng nghe nói đến chiến cổ của chúng ta sao đó là một thứ vũ khí lợi hại trên chiến trường đấy, Đại vương tôn kính, cô ấy không nói đến chiến cổ, mà là cổ độc trên người Trác Mộc Cường Ba, đội trưởng của chúng tôi, Thư Kiệt Đại Nhân nói cần phải dùng đến tầm diên mà chỉ quý quốc mới sở hữu để trị liệu. Ngài đã nhận lời chúng tôi, chỉ cần chúng tôi giúp chữa cho mắt công chúa, ngài sẽ giúp chúng tôi trị bệnh cho cường ba thiếu gia. Bệnh tình của công chúa, chúng tôi đã tận hết sức lực rồi. Còn về bệnh của cường ba thiếu gia, không biết đại vương chuẩn bị giúp chúng tôi thế nào? Chúng tôi cần một câu trả lời của ngài. Thấy vị tước mẫu vương này thực sự quá đáng ghét, Lữ Cánh Nam cũng không muốn giả bộ khách khí với lão nữa, nói thẳng ra luôn. Phụ vương, cả công chúa lạp mẫu cũng thoáng lộ sắc giận, ngước mặt về phía tước mẫu vương. À, à, chuyện này, chật chật, các vị thấy cái tai này của ta tệ chưa, già rồi mà, già rồi. Tước mẫu vương cười gượng gạo nói, chuyện là thế này, các vị khách tôn quý, xin các vị nghe ta nói đã. Đúng lúc này, một tên lính chạy vào thông báo có quách nhật niệm thanh xin gặp. Tước mẫu vương giận dữ quát, y không biết ta đang dùng cơm với các vị khách tôn quý hả? Lúc này thì có chuyện gì chứ? Tên lính vội nhỏ giọng đáp, việc liên quan đến đoàn sứ giả. Ồ, tước mẫu vương đứng lên nói, cho y vào đây. Quách nhật niệm thanh giảo chân bước nhanh vào, ghé miệng sát tai tước mẫu vương thì thầm mấy câu gì đó, đoạn liếc mắt sang phía bọn Trác mộc cường ba. Tước mẫu vương hơi nhíu mày, cũng lên lén nhìn về phía Trác mộc cường ba, ánh mắt lộ vẻ bất an, làm cả bọn đều không khỏi ngấm ngầm hoang mang lẽ nào đã xảy ra biến cố gì, nhưng, đoàn sứ giả kia thì liên quan gì đến họ đâu chứ? Quả nhiên, tước mẫu vương nghe quách nhật niệm thanh thầm thì một hồi, liền bất an đan hai tay vào nhau, nhăn nhó nói, các vị khách tôn quý, ta, ta thực không biết nên nói thế nào nữa. Đoàn sứ giả ta phái đi Iaka vừa mới trở về, họ mang theo một tin tức. Ừm, um, đại địch ô mới của họ đã đồng ý trị bệnh cho con gái ta, nhưng mà, điều kiện của ông ta, chính là... Tầm Diên, hả, cái gì? Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng lúc nhảy dựng lên. Lẽ nào các người muốn trở mặt, thế này là thế nào? Cả hai đồng thời tức giận chất vấn. Quách Nhật Niệm Thanh vội dùng giọng điệu độc đáo chỉ riêng mình y mới có khuyên can, "Các vị khách tôn quý, xin bớt giận, bớt giận. Tin tức này chúng ta cũng vừa mới nhận được thôi mà." Tước Mẫu Vương xòe hai tay ra, làm bộ bất lực nói, "Các vị khách tôn quý, đây cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ, các vị thấy đó, việc này Công chúa lập mẫu biết sự việc có liên quan đến mình, cũng chỉ biết im lặng, tước mẫu vương liền sai cung nữ đưa cô trở về. Đội trưởng Hồ Dương thầm nhủ, lại có chuyện trùng hợp vậy sao? Lẽ nào đây chỉ là một vở kịch được sắp sẵn từ trước? Không giống lắm. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chúng tôi không đến, chẳng ai cần đến cái thứ tầm riêng gì đó cả, chúng tôi vừa xuất hiện, ai ai cũng muốn tranh muốn cướp là sao? Nhạc Dương không nhịn nổi, nói trắng ra, nói ra xong anh mới thấy pháp sư á la đang trừng mắt lên nhìn mình quả nhiên sắc mặt tước mẫu vương và quách nhật niệm thanh đều không được dễ coi cho lắm một lúc sau quách nhật niệm thanh mới phản ứng giọng nói nam không ra nam nữ chẳng ra nữ ấy du dương cất lên ôi chao ôi các vị khách tôn quý các vị hiểu lầm rồi sự thực là tầm diên có thể chỉ được bách bệnh kéo dài tuổi thọ người ở hai vương quốc chúng ta ai mà chẳng biết cũng có ai không muốn sở hữu nó đâu chứ chỉ là đám người Yaka ấy không có cơ hội mà thôi. Vị đại địch Ô mới kia hiển nhiên cũng biết đó là đồ tốt, cũng biết đại vương của chúng ta cực kỳ yêu thương công chúa, vì vậy đòi hỏi chúng ta thứ ấy cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Nhưng, chúng tôi đến trước mà. Nhưng các vị cũng không thể khiến công chúa hoàn toàn bình phục mà. Ông, các người, hai bên bắt đầu rơi cục diện bế tắc. Đường Mẫn khẽ nắm lấy tay Trác Mộc Cường Ba, lo lắng đến độ sắp rơi nước mắt. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười an ủi cô số phận thích trêu cợt con người, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện này là được rồi. Ba tang lẳng lặng hỏi, giết sạch bọn chúng, cướp đồ về. Trác Mộc Cường ba vội lắc đầu. Vị đại địch ô của Yaka kia có dám đảm bảo sẽ chữa được mắt cho công chúa không? Chắc là không chứ, thậm chí ông ta còn chưa gặp mặt công chúa bao giờ cơ mà. Đội trưởng Hồ Dương gãi đúng vào chỗ ngứa, chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề. Phải đó, nếu ông ta chỉ muốn gạt lấy tầm riêng của các vị thì sao? Nhạc Dương vội vàng hùa theo. Tước mẫu vương xoa xoa lên những nếp nhăn trên trán việc này cũng chẳng còn cách nào khác. Vì đứa con gái này, ta đành phải thử thôi, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta chẳng tiếc bất cứ bảo vật nào cả. Những lời này nghe như chém đinh chặt sắt, tựa hồ vị tước mẫu vương lúc nãy vẫn còn lắp ba lắp bắp khi nhắc đến tầm Diên đã hoàn toàn biến thành một con người khác rồi vậy. Quách nhật niệm thanh đứng bên cũng nói, vì vị đại địch ô đó bị thương nặng ở chân, không thể đi lại được, nên chúng ta phải đưa công chúa tới đó trước, sau đó cùng họ thành lập minh ước thần thánh, trước khi đại địch ô của họ chữa khỏi bệnh cho công chúa, thì không thể nào có được tầm riêng. Trương Lập Hừ khẽ một tiếng, thầm nhủ, minh ước thần thánh cái quái gì chứ, nếu Yaka e có đủ thực lực quân sự, minh ước gì cũng chẳng có tác dụng. Nếu người Yaka e mang công chúa ra uy hiếp các người, ông có dám không lấy tầm riêng ra đổi người hay không? Lúc này, Pháp Sư Á la chợt lên tiếng hỏi, vị đại địch ô mới của vương quốc Yaka e đó tên là gì? Quách Nhật Niệm Thanh lắc đầu nói, ừm, um, chuyện này thì không rõ lắm, người Yaka đều gọi ông ta là qua ba đại địch ô, vì nghe nói ông ta từ tầng bình đài thứ ba xuống đây. Pháp Sư Á La lại hỏi tiếp, các vị có biết tân nhiệm đại địch ô đến Yaka vào khoảng thời gian nào không? Tương đối chính xác một chút. Quách Nhật Niệm Thanh trao mày nói, chúng ta cũng chỉ nghe nói, vị qua ba đại địch ô ấy đến vương trướng của Yaka khoảng một tháng trước, hiện giờ họ đang đóng trại ở Nhật Mã Ca Tùng. Trước đấy, hình như là ở Á Nhật, dân du mục đã phát hiện ra ông ta khi đó vị đại địch ô ấy bị thương rất nặng ông ta tự xưng là người từ tầng bình đài thứ ba xuống pháp sư á la trầm ngâm tựa hồ đang suy nghĩ gì đó tước mẫu vương tỏ vẻ quan tâm cất tiếng giải thích không phải ta không muốn dùng tầm diên để cứu tính mạng trác mộc cường ba chỉ là thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy bản vương ai ông ta thở hắt ra một tiếng não nề con mắt duy nhất của quách nhật niệm thanh đảo quanh một vòng chợt cất giọng chua loét nói tầm diên chỉ có một chút vậy thôi muốn chia ra chắc chắn là không đủ dùng trừ phi trừ phi thế nào trừ phi các vị tử đi gặp qua ba đại địch ô thương lượng thử coi ông ta có chịu nhường hay không quách nhật niệm thanh cố gắng giấu nụ cười đang thấp thoáng ẩn hiện trên khóe môi thật là dám chó chúng tôi làm sao đi thương lượng với đại địch ô của vương quốc yaka được đội trưởng hồ dương tức tối quát lên lúc này pháp sư á la đã đứng lên khom mình nói đại vương tôn quý, nếu như, chúng tôi có thể mời và thuyết phục vị tân nhiệm đại địch ô kia từ Yaka tới đây, không hiểu ngài có đồng ý dùng tầm riêng trị bệnh cho người đứng đầu của chúng tôi không? Hả, tước mẫu vương kinh ngạc bước lại gần Pháp Sư, tựa hồ không dám tin Pháp Sư Á La lại dám chấp nhận đề nghị của quách nhật nhiệm thanh. Ông ta kích đột lắp bắp, ngài, ngài, nói là, có thể mời qua ba đại địch ô tới đây, mời tới đây ư. Tước mẫu vương đương nhiên cũng không yên tâm để con gái mình đi Yaka, sau chiến tranh, quan hệ hai nước vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nếu có thể mời vị đại địch ô kia tới đây, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Những người khác cũng đều kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt nhìn pháp sư Á La, rất hiển nhiên, đó chỉ là một câu nói châm biếm bọn họ của Quách Nhật Niệm Thanh, lẽ nào pháp sư Á La lại coi là thật. Nụ cười âm hiểm trên gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh cũng đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngờ vực khó hiểu. "Đúng vậy, chúng tôi sẵn sàng thử một phen." Pháp sư Á La bình tĩnh nói chỉ không biết đại vương có vui lòng thành lập minh ước thần thánh hay không. Pháp, Pháp Sư, Pháp Sư Á La. Tước mẫu vương cũng ngây người ra, không dám tin vào tai mình nữa. Ông ta nhìn Pháp Sư Á La một hồi thật lâu mới hạ quyết tâm, nghiến răng nói, được, nếu các vị thực sự có thể mời đại địch ô của Yaka tới đây thăm bệnh cho công chúa của bản vương, mà vì qua ba đại địch ô đó lại không đòi tầm diên làm thù lao, vậy thì số tầm riêng đó đương nhiên sẽ được dùng để trị bệnh cho Trác mộc cường ba bản vương sẵn lòng lập minh ước thần thánh với các vị. Nói đoạn, ông ta vươn một cánh tay ra, Pháp Sư Á La cũng đưa tay ra. Đúng lúc đó, Quách Nhật Niệm Thanh chợt cất giọng the thé rít lên, gượm đã. Y bước tới đứng giữa tước mẫu vương và Pháp Sư Á La, thì thầm vài câu bên tai tước mẫu vương. Sắc mặt vị quốc vương già nua biến đổi mấy lượt, chốc chốc lại gật gù ra vẻ hiểu ý, sau đó liền ngẩng đầu lên hỏi Pháp Sư Á La, các vị là người ngoài đến đây, sao ta có thể tin các vị sẽ tuân thủ minh ước thần thánh chứ? Nếu vị đại địch ô của Yaka kia có cách nào khác trị bệnh cho Trác Mộc Cường ba thì sao? Nếu các vị không mời được qua ba đại địch ô, ngược lại còn đắc tội với ông ấy, khiến ông ấy không đồng ý thăm bệnh cho con gái ta nữa thì sao? Ừm, những yếu tố chưa xác định quá nhiều, Bản Vương không thể dễ dàng tin các vị như vậy được. Gặp phải biến cố quá bất ngờ, pháp sư Á là không ngờ cũng hơi mất kiểm soát, ít nhất là trong mắt ông cũng thoáng lộ ra sát khí xưa nay chưa từng có bao giờ quách nhật niệm thanh đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt mà chẳng hiểu vì sao nhưng chỉ trong thoáng chốc pháp sư á là đã khắc chế được bản thân chỉ chậm rãi hỏi vậy thì chúng ta phải làm sao mới khiến ngài tin tưởng đây tước mẫu vương không trả lời mà chỉ liếc sang phía quách nhật niệm thanh quách nhật niệm thanh lại lấy tay che miệng thì thầm vào tai vị quốc vương kia một hồi cuối cùng tước mẫu vương gật đầu nói ừm um, chúng ta có thể thành lập minh ước thần thánh nhưng các vị không thể đi hết mà phải để lại con tin, đồng thời đưa qua ba đại địch ô về đây trong thời gian hạn định. Bằng không, con tin của các vị sẽ trở thành cống phẩm tạ tội bất kính với trời, các vị thấy sao? Điều kiện như vậy hình như quá hà khắc thì phải, nếu thời gian hạn định của các vị ngắn quá thì sao? Nếu đại địch ô thực sự có lý do không thể rời khỏi Yaka thì sao? Như vậy cũng coi là chúng tôi đã làm trái minh ước ư. Lữ cánh nam không chút khoan nhượng chỉ trích. Vấn đề này, tước mẫu vương nghĩ ngợi dây lát, đoạn nói các vị cứ yên tâm thời gian bản vương đưa ra nhất định sẽ hợp tình hợp lý nếu qua ba đại địch ô thực sự không thể rời khỏi yaka ừm nếu thực sự không thể như vậy đi chỉ cần các vị trở về trong thời gian hạn định đồng thời mang theo tín vật hoặc nhân chứng chứng tỏ qua ba đại địch ô không thể tới đây thì cũng coi như không làm trái minh ước vậy được không thấy tước mẫu vương đã chịu nhượng bộ lư cánh nam nghĩ ngợi dây lát rồi quay sang nhìn pháp sư á la Nhạc Dương và Trương Lập cũng tranh nhau hỏi Pháp Sư, Pháp Sư à, vậy có được không thế? Có phải hơi mạo hiểm quá không? Chúng ta thậm chí còn chẳng biết cái nhật mã, ca tùng kia ở chỗ nào cơ mà. Phải đấy phải đấy, hơn nữa điều kiện của con rùa già này rõ ràng là rất bất lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta không thể trở về đúng hạn, lão sẽ khai đao với con tin đấy. Tôi không đồng ý. Pháp Sư Á là nghe tiếng mà giật mình, ngạc nhiên nhìn chắc một cường ba, chỉ nghe gã kiên quyết nói, Tôi không thể để bất cứ ai ở lại đây làm con tin. Sống chết có số, tôi không muốn ngượng ép. Thử hỏi, tôi làm sao có thể dùng tính mạng của bất cứ ai trong nhóm để mạo hiểm được chứ? Pháp sư Á La điềm đạm nói, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, ngoài ra không còn cách nào khác nữa. Nếu tôi nói, tôi chắc chắn đến 90% là chúng ta làm được, thì cậu cũng không muốn đánh cược một phen sao? Nhạc Dương ngạc nhiên thốt, "Hả? 90%? Pháp sư Á La, ông Đường Mẫn chợt bảo Trác Mộc Cường Ba, anh Cường Ba, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi, đã đến lúc này, sao anh có thể bỏ cuộc chứ? Nếu như, nếu như anh thực sự, vậy em biết phải làm sao đây? Em biết phải làm sao đây? Cô thuốc thiết khóc nức lên, Trác Mộc Cường Ba vuốt ve mái tóc Đường Mẫn, chợt thấy tim mình nhói đau. Pháp Sư Á La nói, làm gì có người nào không trân trọng tính mạng của mình chứ? Có tính mạng nào không phải của phụ mẫu, của trời đất ban cho đâu? Quyết định như vậy phải chăng là hơi quá lỗ mãng, đừng để vẻ bề ngoài của sự vật lường gạt, cũng đừng đưa ra phán đoán vì xung động nhất thời, đối với một tập thể, ý kiến của mọi người mới là quan trọng nhất. Trương Lập nói, phải đấy, Cường Ba thiếu gia, chúng ta vất vả đi xa như vậy, một trong những mục đích chẳng phải chính là trị bệnh cho anh sao? Nếu là tôi, tôi cũng sẽ đánh cược một phen. Nhạc Dương gật đầu tán thành, nếu pháp sư đã chắc đến 90%, tôi cũng đồng ý. Lữ cánh nam nói, chúng ta nên thử xem sao. Mẫn mẫn ngước cặp mắt đấm lệ lên nhìn Trác Mộc Cường ba. Ba Tăng cũng nói, nếu không phải vì anh, tôi cũng chẳng cần đến nơi này làm gì. Lòng Trác Mộc Cường ba ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhìn những người đồng đội bên cạnh mình, lại nhớ đến những người đã bị chôn vùi trong bóng đêm vô tận, gã cho thấy mình thật tội lỗi. Có thể nói, tất cả bọn họ đều chết vì bản thân gã. Những lời hứa trước lúc lên đường ấy, không ngờ gã lại chẳng thể nào thực hiện. Lúc này, đội trưởng Hồ Dương chợt cất tiếng, nói với Trác Mộc Cường Ba, "Mọi người đi đi, tôi ở lại đây." Trác Mộc Cường Ba giật nảy mình, thất thanh thốt lên, "Đội trưởng Hồ Dương." Đội trưởng Hồ Dương bật cười nói, "Không cần phải khoa trương thế đâu, cứ làm như sinh ly tử biệt không bằng, chẳng qua chỉ là tách ra vài ba ngày thôi. Chân tôi bị thương, vừa khéo cần mấy ngày nghỉ ngơi cho lại sức, tranh thủ lười một chút, ha ha." Trác Mộc Cường Ba lặng im đứng trước mặt đội trưởng Hồ Dương. Không biết nên nói gì cho phải. Hồ Dương vỗ nhẹ lên vai gã, mỉm cười nói, "Đừng quên, cậu đã hứa là sẽ dẫn mọi người đến nơi đó và còn đưa tất cả an toàn trở về nữa. Nếu cậu ngã xuống thì làm sao hoàn thành được lời hứa ấy chứ?" Giáo sư Phương Tân chỉ có một học sinh tốt như cậu, chẳng may cậu có mệnh hệ gì ở đây, lúc trở về ông ấy lại chẳng tìm tôi liều mạng ấy chứ. "Nhưng anh, yên tâm đi, cậu quên à, mạng tôi lớn lắm, tôi là Hồ Dương cơ mà." Ha 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 trác mộc cường ba đảo ánh mắt nhìn lại một lượt gương mặt của mọi người cảnh tượng ấy như đưa gã trở lại lúc đang nằm trong phòng bệnh từng nét mặt cố chấp mà vẫn tươi cười thân thuộc đến độ khiến trái tim gã phải run lên mỗi câu nói của mọi người lúc ấy đến giờ gã vẫn còn nhớ rõ như in cường ba thiếu ra anh từng nói chưa bao giờ anh bỏ cuộc cả trong thời khắc nguy hiểm nhất anh đã không bỏ tôi đồng thời khiến tôi tin tưởng rằng anh sẽ không bỏ rơi bất cứ một người nào vì vậy Xin anh, đừng bỏ rơi chính mình nhé. Cường Ba thiếu gia, anh lúc nào cũng giúp chúng tôi mang gánh nặng. Nhưng đừng quên chúng ta là một nhóm, khó khăn lớn đến mấy, nếu anh không gánh nổi, chúng ta sẽ cùng gánh vác. Hai mắt gã mở đi, giữa hình bóng bạn bè, một hình ảnh rõ nét hiện lên. Một đôi mắt to tròn biết nói, gương mặt thanh tú không chút tỳ vết, nụ cười dịu dàng, giọng nói sao mà thành khẩn, "Anh ơi, đừng bỏ cuộc nhé." "Được, anh hứa, anh sẽ không bỏ cuộc." Tốt quá, cường ba thiếu ra đồng ý rồi. Nhạc dương reo lên, làm chắc một cường ba giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Chắc một cường ba nghi hoặc lẩm bẩm, tôi, tôi đã nói gì vậy? Nhạc dương nói, cường ba thiếu ra, anh vừa hứa với chúng tôi, bảo là sẽ không bỏ cuộc, lẽ nào anh không ý thức được? Chắc một cường ba nhìn mẫn mẫn, gương mặt dạng dỡ vẫn còn lăn dài những giọt nước mắt ấy tựa đóa hoa lê sau cơn mưa. Gã thầm nói với một người con gái khác trong lòng, cảm ơn em, em gái pháp sư á là kết luận vậy thì cứ quyết định thế đi nói đoạn ông quay sang bảo tước mẫu vương chúng tôi đồng ý điều kiện của ngài hãy lập minh ước đi tước mẫu vương liếc nhìn quách nhật niệm thanh một cái rồi do dự chia tay ra pháp sư á là nắm lấy cổ tay trác mộc cường ba để gã đập tay lập lời thề với tước mẫu vương sau khi thề hẹn quách nhật niệm thanh đứng bên cạnh mới cất giọng âm hiểm hỏi các vị để lại ai làm con tin vậy đội trưởng hồ dương ưỡn ngực bước ra nói tôi sẽ ở lại làm con tin của các người. Quách nhật niệm thanh khẽ trao mày, lại thấp giọng xì xà xì xồ một chập bên tai tước mẫu vương. Vị quốc vương già gật gật đầu, sau đó nói, vậy không được, một người không được. Cái gì, các người đừng có được voi đòi tiên đấy nhé. Tước mẫu vương chìa hai ngón tay ra, nói, ít nhất phải để lại hai người làm con tin. Con mắt độc nhất của quách nhật niệm thanh nhìn chằm chằm vào đường mẫn không chấp. Mẫn mẫn thầm giật thoát mình, lập tức hiểu ra, bọn họ cần một người có vị trí quan trọng trong lòng Trác Mộc Cường Ba, một người khiến Trác Mộc Cường Ba nhất định phải quay lại. Với sự tinh minh của Quách Nhật Niệm Thanh, những người khác đều chưa đủ sức nặng, rõ ràng là y muốn cô ở lại. Lúc Nhạc Dương và Trương Lập còn đang cãi vã ẩm ý, đường Mẫn lấy hết can đảm ra nói, em cũng ở lại. Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường Ba chộp lấy hai vai cô lay mạnh. em nói gì vậy? Đường Mẫn nghẹn miệng cười điềm đạm, em cũng ở lại. Bàn tay cô khẽ lướt qua mái tóc Trác Mộc Cường Ba, dịu dàng nói, vết thương ở chân đội trưởng Hồ Dương vẫn chưa khỏi hẳn, anh ấy cần người chăm sóc, và lại tiếng tạng cổ của anh ấy cũng không được tốt cho lắm. Hơn nữa, nếu em ở lại, anh sẽ có thể quay trở về sớm hơn, có phải không? Trác Mộc Cường bao ngoảnh đầu lại nhìn, vừa khéo trông thấy nụ cười lạnh lẽo nở trên môi quách nhật niệm thanh. Gã liền hiểu ra ngay tức thì, giữ mẫn mẫn lại để kiềm chế mình, đó mới là ý đồ thực sự của tên quách nhật niệm thanh kia. Y hiểu rất rõ quan hệ giữa bọn họ, vì vậy, có đổi lại người nào khác, chắc chắn y cũng không chấp nhận. Hơn thế, Mẫn Mẫn nói không sai, nếu cô ở lại chăm sóc đội trưởng Hồ Dương, tốc độ của họ sẽ tăng lên đáng kể. Tuy rằng, Mẫn Mẫn chưa lần nào rớt khỏi đội ngũ, nhưng dù sao thì thể lực của cô cũng là người kém nhất trong cả nhóm. Chỉ là chắc một cường ba không thể ngờ, lần này Mẫn Mẫn lại chủ động đưa ra đề nghị đó. Trước đây, chuyện như vậy tuyệt đối không thể có xem ra, mẫn mẫn đã không còn là cô bé con mới xa gã ba bốn ngày đã buồn đến mức khóc sưng cả mắt lên nữa rồi. Giờ đây, cô đã trưởng thành, trở thành một người đàn bà hiểu được thế nào là tình yêu thực sự. Chuyện tiên hiệp, gã ngắm nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt to, sáng long lanh ấy, tựa hồ như nghe thấy tiếng em gái đang cổ vũ mình, anh trai, anh phải cố lên nhé. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thâm tình giạt rào vô hạn. Trương Lập nhìn xoáy vào mặt tước mẫu vương, lạnh lùng hỏi như vậy đã hài lòng chưa tước mẫu vương ngoẹo đầu nhìn quách nhật niệm thanh tên lùn chọc đầu ấy không ngờ lại tiếp tục áp miệng vào tai tước mẫu vương sầm xà sầm xì một hồi lâu tước mẫu vương vừa nghe vừa gật đầu liên lịa như con gà say rượu ba tang nắm chặt bàn tay phát ra những tiếng răng rắc nếu có vũ khí bên mình e rằng anh ta đã nổ súng từ lâu rồi quách nhật niệm thanh nói xong lại lùi sang một bên như thể chuyện này chẳng hề liên can gì đến y vậy Tước mẫu vương hắng giọng một cái, rồi nói, còn một việc nữa, vì đoàn sứ giả của chúng ta đã đàm phán với qua ba đại địch ô rồi, nếu giờ lại đi nữa, thì sẽ phải cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Ngoài ra, nếu chỉ phái một tên tùy tùng chỉ đường cho các vị, thì lại tỏ ra không được tôn trọng vương quốc Yaka cho lắm. Vì vậy, lần này, người của chúng ta sẽ không đi theo các vị. Ông nói cái gì, chúng tôi thậm chí còn chẳng biết đường, làm sao mà đi được chứ? Nhạc Dương vừa nghe, đã cao giọng làm ầm lên. Tước mẫu vương hờ hững nói, bản vương chỉ nói người tước mẫu chúng ta không theo các vị đi, chứ đâu có nói không chỉ đường. Sẽ có một người thông thuộc hoàn cảnh và địa hình ở Yaka chỉ dẫn cho các vị đến cầu kiến qua ba đại địch ô, y chính là Giang Dũng chát lỗ từng ở chung nhà lao với các vị. Y đã bị nhốt ở đó ba năm rồi, giữ lại cũng chẳng ích gì, bản vương sẽ đặc xá, cho y trở về cố thổ. Vì vậy, sự kiện lần này sẽ là việc cá nhân giữa các vị với qua ba đại địch ô, không hề liên quan đến quan hệ của hai vương quốc Yaka và Langbu, các vị có hiểu không?" Nhạc Dương cười gần nói, "Thì ra là vậy, tiện quá nhỉ." Pháp sư Á La gật đầu với Trác Mộc Cường Ba, có thể chấp nhận. Tước Mẫu Vương lại quay qua nhìn Quách Nhật Niệm Thanh, chỉ thấy y khẽ gật đầu. "Bấy giờ, Tước Mẫu Vương mới nói bằng giọng của kẻ chiến thắng, "Tốt rồi, vậy cứ theo thỏa thuận đó mà làm." Đoàn sứ giả của bản vương phái đi từ lúc xuất phát đến khi trở về, trước sau tốn mất 3 ngày thời gian, vì các vị còn phải đi thuyết phục qua ba đại địch ô, bản vương cho thêm một ngày nữa, vậy chắc cũng đủ dùng rồi. Còn về con tin, hai vị đây là được rồi, con gái bản vương, còn phải nhờ cô nương chăm sóc nhiều nữa. Trở về phòng nghỉ, Nhạc Dương và Trương Lập vẫn hết sức bất bình. Nhạc Dương tức tối nói, chuyện đang tốt đẹp, bị hắn nói cho mấy câu liền thành ra như vậy, tức chết đi được. Cả cái lão tước mẫu vương kia nữa, trở mặt như trở bàn tay vậy, mà còn chẳng có chủ ý, làm đại vương cái nỗi gì chứ. Địch ô an cát mẫu đành lên tiếng giảng hòa, được rồi, được rồi, quách nhật niệm thanh đại nhân là thần bảo vệ của vương quốc lang bô chúng tôi, không thể chỉ vì ông ấy dùng kế bắt các vị, giam giữ mấy ngày mà các vị đã coi ông ta là một tên tiểu nhân gian trá bị ổi được. Không, đội trưởng Hồ Dương nói, tên quách nhật niệm thanh không hề đơn giản. Tuy nhìn bề ngoài mỗi lần vạch mưu tính kế của y đều vì lợi ích của tước mẫu vương, nhưng tôi luôn cảm thấy y có tâm địa khác ít nhất là y khiến tôi có cảm giác, mọi điều y làm đều là cố ý nhằm vào chúng ta cả. Nhưng chẳng có lý do gì cả, chúng ta đã chứng minh mình không phải đồng bọn của những kẻ đã khiến đại địch ô thứ kiệt bị thương rồi, hơn nữa cũng không có thủ cũ hận mới gì với tên quách nhật niệm thanh, y cũng không thể nào vừa nhìn thấy chúng ta đã ghét mặt rồi đúng không? Lẽ nào, vì lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã cười nhạo thể hình của y, nên y ôm hận trong lòng. Không thể nào chứ, hôm đó chúng ta cũng có cố ý giễu cợt gì y đâu. Vừa nhắc đến vấn đề và những gì khó hiểu, Nhạc Dương liền bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Địch ô an cát mẫu cười nói, quách nhật niệm thanh đại nhân không như các vị tưởng tượng đâu. Ông ấy giỏi dùng mưu lược, bách chiến bách thắng, có thể đạt được hiệp nghị với vương quốc Gia mang lại hòa bình ngày hôm nay, công lao của ông ấy là lớn nhất. Khí độ và lòng giả của quách nhật niệm thanh đại nhân không thể nào lại hẹp hòi như vậy được. Trương Lập không phục nói, vậy tại sao y cứ nhầm vào chúng ta vậy? lại còn suốt ngày gây chuyện rắc rối cho chúng ta nữa cũng không thể nói là nhằm vào các vị địch ô an cát mẫu nói đúng như đội trưởng hồ dương vừa mới nói mọi điều quách nhật niệm thanh đại nhân làm đều là vì lợi ích của tước mẫu ông ấy mới biết các vị được vài ba ngày chưa hiểu gì về nhau nhưng vũ khí của các vị lại khiến ông ấy không thể không cảnh giác nếu như các vị muốn giúp đỡ yaka vậy chẳng phải sẽ trở thành uy hiếp cực lớn cho vương quốc lang Bù chúng tôi hay sao lữ cánh nam Pháp Sư Á La và Nhạc Dương cùng lúc hiểu ra, cả mấy người họ đều không nghĩ đến mặt này, tuy họ chỉ có các loại vũ khí thông thường, nhưng đúng như Ba Tăng nói, chỉ cần đủ đạn dược, giết sạch người ở đây cũng không phải là chuyện bất khả thi. Chẳng qua họ chưa hề nghĩ đến việc này mà thôi, nhưng cứ hễ nghĩ đến tướng mạo và giọng điệu của Quách Nhật Niệm Thanh là lại càng thấy y đáng ghét. Lữ Cánh Nam nói, không thể xem thường gã Quách Nhật Niệm Thanh này được, y là người rất am hiểu tâm lý học. Khi chúng ta đàm phán với tước mẫu vương, y vẫn luôn quan sát nét mặt và động tác của từng người một trong chúng ta. Kỳ thực, y rất giống một người bán hàng rong bên vỉa hè, nếu chúng ta càng tỏ ra cần món hàng đó, giá y đặt ra sẽ càng cao. Qua lại với hạng người này cần phải vô cùng cẩn thận, sẽ rất khó lòng mà chiếm được lợi ích từ y, nhưng lại rất dễ rơi vào bẫy. Thậm chí, y còn có thể dựa vào vẻ mặt và động tác của chúng ta, để phân tích ra tính cách, thói quen và nhược điểm của từng người nữa đó. Nhạc dương ngần ngừ, nói vậy là, tôi và Trương Lập càng lớn tiếng, ngược lại càng lộ ra nhược điểm rồi. Lữ cánh nam chỉ hờ hững mỉm cười, nhạc dương lấy làm hổ thẹn liếc mắt sang nhìn Trương Lập. Ba tang cất giọng khan khan nói, dù hắn có nhiều trò đến mấy, chỉ cần một viên đạn là cũng giải quyết xong xuôi. Pháp sư Á La chậm rãi nói, thực ra, từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn luôn coi thường vị quách nhật niệm thanh đại nhân này, vì vậy nên mới mấy lần bị y cho rơi vào thế yếu mà chẳng biết kêu ai. Mỗi lần xuất kích, y đều có thể đánh đúng vào chỗ yếu nhất của chúng ta, làm cho chúng ta không thể không phòng bị, đồng thời cũng có cảm giác không sao chống đỡ nổi. Nếu chúng ta có thể đứng ở lập trường của quách nhật niệm thanh suy tính vấn đề sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không thành ra cục diện như ngày hôm nay rồi. Quách nhật niệm thanh, quách nhật niệm thanh, bản thân đó đã là một cái tên đáng sợ rồi, chỉ tiếc là chúng ta chỉ được nếm mùi âm mưu thủ đoạn của y, chứ chưa được thấy kiến thức và phong thái đại tướng của con người ấy. Nhạc Dương chợt hỏi, à, phải rồi, Pháp sư, minh ước thần thánh là như thế nào vậy? Chỉ vỗ tay một cái vậy là xong rồi à? Pháp sư Á La lắc đầu đáp, đó chỉ là nghi lễ khởi đầu, giống như nghi thức đính hôn vậy, ngày mai mới chính thức kết minh ước, lập đàn làm lễ, dâng tế phẩm, bẩm báo với trời cao lời thề mà hai bên đã ước định. Một khi đã bẩm báo với chư thần trên trời thì cũng như người ngày nay đã ký hợp đồng rồi vậy, kẻ nào vi phạm, sau khi chết linh hồn sẽ bị đày xuống địa ngục, mãi mãi chịu dày vò khổ sở. A à, vậy thì cái minh ước này chẳng phải rất hàm hồ hay sao? Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi. Pháp Sư Á La cười, điềm đạm nói, đây là cách làm thời cổ. Có thể nói, đối với những người tôn thờ thần thánh, minh ước này còn hữu hiệu hơn sự ước thúc của pháp luật nhiều. Ngày hôm sau, họ được đám vệ binh dẫn đến đàn tế của thành tước mẫu. Trác Mộc Cường ba thoáng ngẩn người trong giây lát, đàn tế này thực sự quá giống với một đàn tế trong ký ức của gã. Vô số tảng đá lớn được sắp xếp thành những hình tròn đồng tâm, chính giữa đàn tế là đài cao ba tầng hình tròn giống như thiên đàn ở Bắc Kinh, chỉ là bệ đá ở chính giữa đàn tế được thay bằng một trụ đá cao ngất. Giờ đây, xung quanh trụ đá đã bày kín các cống phẩm dùng để tế lễ, đại địch ô thứ kiệt cũng chống gậy bận rộn sắp xếp mọi việc trên đàn tế. Tước mẫu vương đã đợi sẵn bên trên, những người khác thì đứng trong vòng tròn đồng tâm phía dưới. Quách Nhật Niệm Thanh cũng dẫn theo một nhóm người sắp xếp công việc dưới đàn tế, bận tới bận lui, thấy bọn Trác Mộc Cường Ba đi tới, y liền dặn dò thủ hạ mấy câu, rồi bước lại đón tiếp. Quách Nhật Niệm thanh ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói, các vị đã quyết định chưa? Nếu giờ muốn hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh nhìn thẳng vào Quách Nhật Niệm Thanh, cho thấy thấp thoáng bóng dáng của Đa Cát. Là đối thủ, Quách Nhật Niệm Thanh là loại mà gã ghét nhất, là bạn bè, Đa Cát Điệt bất lại là dạng người mà gã thích quen biết nhất. Cùng là con người, mà sự khác biệt lại lớn đến vậy sao? Giờ lành đã đến, Pháp Sư Á la dặn dò vài câu, rồi để Trác Mộc Cường ba tự mình ký kết minh ước thần thánh. Sau đó, Đại Địch Âu Thứ Kiệt tiến hành một loạt những nghi thức phức tạp, mời đến đủ các vị thần linh trên trời. Trước hòa tượng của chư thần, Trác Mộc Cường ba và Tước Mẫu Vương cùng lớn tiếng đọc lên ước định, uống một bát rượu lớn, đập vỡ bát kết minh, lấy đại đao cắt ra một mảng thịt lớn. Những người bên ngoài tế đàn bắt đầu nhảy múa hát ca, coi như minh ước đã được thành lập. Hôm sau, khi bầu trời thánh vực bắt đầu ánh lên những tia sáng màu sắc rực rỡ bọn Trác Mộc Cường ba đứng trên giỏ treo. Đội trưởng Hồ Dương, Mẫn Mẫn và địch ô an cát mẫu đều đứng phía bên ngoài, quách nhật niệm thanh dẫn theo một đám quân lính canh chừng bọn họ. Những lời cần nói đều đã nói hết từ tối hôm trước, hôm nay, Mẫn Mẫn chỉ kiên cường mỉm cười. Kỳ thực, trên gương mặt mỗi người đều gượng nở ra nụ cười khích lệ. Họ đã cùng trải qua biết bao hiểm nguy sinh tử, giờ đây trong đội lại có hai người phải tạm thời chia tay, ở lại một nơi xa lạ, ngày ngày không biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước. Vì vậy, họ đều thầm chúc phúc cho nhau, hai mắt nhìn thẳng, ánh mắt giao nhau, lộ ra những cảm xúc phức tạp. Sau đó, dòng dọc từ từ quay, giỏ treo bắt đầu hạ xuống. Ánh mắt hai nhóm người trước sau vẫn xoắn chặt lấy nhau. Sau khi giỏ treo hạ xuống được hơn chục mét, Nhạc Dương đột nhiên phát hiện trong mắt quách nhật niệm thanh thoáng lộ sát khí nặng nề. Không thể lầm được, đó là chắc chắn là sát khí. Nhạc Dương biết, trên thế gian này có thể có tình yêu vô duyên vô cớ, nhưng rất khó có nỗi hận vô cớ vô duyên, hơn nữa, còn là nỗi thù hận khắc cốt ghi xương kia nữa. Anh thầm nhủ, rốt cuộc là chuyện gì vậy, ánh mắt đó là như thế nào? Trước khi đến tước mẫu, chúng ta chưa hề gặp mặt tên quách nhật niệm thanh đó, mà quách nhật niệm thanh cũng không thể nào là đồng bọn của mức kinh được, y có lý do gì để thù hận chúng ta đâu. Cho tới khi bóng bọn chắc một cường ba khuất hẳn khỏi tầm nhìn, quách nhật niệm thanh mới gọi một tên thủ hạ đến dặn dò vài câu. Tên thủ hạ nhận lệnh chạy đi, mấy chục phút sau, một con chim câu bay vút lên trời cao, hướng về phía thác nước. Quách Nhật Niệm thanh phái một đội hộ vệ đi theo hộ tống bọn Trác Mộc Cường Ba, người đứng đầu tên là Nha Châu, chính là một trong các dũng sĩ đã nghênh tiếp bọn họ hôm trước. Trên đường, Nha Châu nói với bọn Trác Mộc Cường Ba, không thể trực tiếp băng qua biển sinh mệnh từ chỗ rìa vách đá được, như vậy sẽ bị những xoáy nước khổng lồ nhấn chìm hết thuyền bè, nếu đi gần mép bình đài quá, lại có nguy cơ bị sóng đánh văng xuống tầng bên dưới. Vì vậy, họ phải mất một ngày đi vòng qua hồ nước lớn đó, đến một nơi tên là Thác Nhật, ở đó chỉ cần nửa ngày là sang được bờ bên kia. Theo như Nha Châu miêu tả, biển sinh mệnh hình dáng như cái hồ lô, còn Thác Nhật chính là chỗ thắt nút của cái hồ lô đó, nếu Yaka và Lang Bu muốn động binh với nhau, nhất thiết phải vượt biển ở nơi này. Vì vậy Lang Bu dồn trọng binh về chấn thủ ở Thác Nhật, còn Yaka cũng dựng thành Nhật Mã Ca Tùng ở phía bờ bên kia. Giang Dũng chát lỗ cuối cùng cũng được rời khỏi gian nhà lao tối tăm đã giam cầm anh ta suốt 3 năm trời, nhưng trên gương mặt hoàn toàn không có vẻ gì là mừng vui. Nhạc Dương thấy anh ta như đang nặng chiếu một bầu tâm sự, bèn hỏi nguyên nhân, có điều chát lỗ chỉ ấp a ấp úng không trả lời. Thấy đối phương có điều khó nói, Nhạc Dương bèn chuyển sang chuyện khác, hỏi chức vụ của chát lỗ ở Yaka là gì, bấy giờ chát lỗ mới đắc ý trả lời, phải biết là, những văn sư quốc sự như chúng ta, nhất định phải có tài văn, không chỉ viết chữ đẹp, mà còn cần phải biết sáng tác những vần thơ đẹp đẽ. Dù là tướng mạo hình thể, cũng phải trải qua lựa chọn nghiêm khắc. Chát lỗ còn chưa nói dứt, đã nghe Nha Châu ngắt lời, thôi đi, mấy tên được gọi là văn thư các ngươi, ở Yaka làm quái gì có địa vị. Dân tộc trên lưng ngựa các ngươi chỉ nói chuyện đao ai nhanh hơn, thuật cưới ngựa của ai giỏi hơn, những người đàn ông uống rượu mạnh, có võ công cao cường mới là dũng sĩ được người người tôn trọng hạng người chỉ biết trốn trong trướng viết sơn ca như ngươi, căn bản chẳng có cô nương nào chịu gả cho. Nếu chẳng có chuyện đi xứ sang vương quốc lang bô chúng ta, thì đám người tay chân yếu ớt như các người vốn chẳng có lý do gì để mà tồn tại cả. Nghe những lời cay nhiệt tức tối của Nha Châu, rõ ràng là y cực kỳ căm ghét kẻ đã làm hại công chúa của mình. Chát lỗ bị Nha Châu mỉa mai cho một chập, không nói được nên lời, chỉ cúi gằm mặt xuống lúng búng gì mà mình là văn thư được vương thân đề bạt, là người xuất sắc nhất so với những kẻ đồng trang lứa, nhưng âm lượng quá nhỏ, rõ ràng là chẳng có lý lẽ gì vạc lại được đối phương. Trác Mộc Cường ba bèn an ủi, chớ nên đau lòng, những vần thơ đẹp đẽ của anh sẽ được người đời ghi nhớ và lưu truyền, đó lẽ nào lại chẳng phải một sự việc rất vĩ đại hay sao? Nhạc Dương nghe mà không khỏi giật mình, nhà Châu nói không sai, Yaka là vương quốc theo chế độ tù trưởng, do vô số bộ lạc du mục hợp lại mà thành, vậy thì hẳn là rất giống với đế chế Mông Cổ mà bọn họ đã quá quen thuộc. Bọn họ chỉ sùng bái những dũng sĩ có thể chinh chiến trên lưng ngựa, hạ người như chát lỗ chỉ là loại tiểu tốt bị người ta coi khinh. Nếu đại vương của Yaka thực sự coi trọng anh ta, thì cũng đã chẳng để mặc anh ta bị nhốt trong nhà lao ở Lang Bu suốt mấy năm trời như thế. Vậy thì, cần phải cân nhắc lại việc chát lỗ khiến công chúa lạp mẫu bị mù rồi. Một con tốt có thể tùy ý bỏ rơi hoặc tiêu diệt như anh ta, liệu có thể đảm nhận trọng trách lớn đến thế không? Vậy thì toàn bộ sự việc liên quan đến công chúa này, sợ rằng không đơn giản như họ vẫn hằng tưởng tượng. Tại sao lại làm cho công chúa bị mù, kẻ nào mới là người được lợi nhiều nhất, những dòng suy nghĩ chuyển động nhanh chóng trong đầu nhạc dương, chỉ là có một số vấn đề không tiện nói ra trước mặt Nha Châu, anh ngầm ghi nhớ lại, định khi nào tới thác nhật, lên thuyền xong mới hỏi chát lỗ. Phần giáp danh với biển sinh mệnh là một vùng đầm lầy, bùn đất và nước biển giao hội với nhau ở đây. Khác hẳn với khu rừng đá trơ trọi kia, nơi này là cả một vùng trời khác, đất đai màu mỡ làm cây cối ở nơi này hết sức to lớn rậm rạp, sức sống hừng hực đó như thể muốn bật tung khỏi vùng đất bùn, bay vút lên trời cao. Để thích ứng với kết cấu đất yếu, rễ cây ở đây đều rất to khỏe, có khi rễ vươn ra từ thân cây, lại có lúc rễ rủ từ trên cành xuống, hệ thống rễ cây phát triển chẳng chịt đó như vòi bạch tuộc bám chặt lấy đất bùn, làm cho thân cây to lớn có thể tiếp tục sinh trưởng. Những cây đước, cây vẹt ở đây cao chừng 50 mét, tán lá sum xuê xòe rộng trên diện tích cả trăm mét vuông, dễ cây lại càng chia thành trăm ngàn nhánh nhỏ, một cây mà trông đã như rừng, cảnh tượng thiên nhiên hết sức tráng lệ. Trong đầm lầy không có đủ dưỡng khí, vì vậy vô số dễ cây nước đã đâm xuống đầm lầy lại ló đầu lên như những đọt măng tre, tựa hồ một thân cây mới đang vươn lên, có dễ cây còn cao gần bằng nửa thân cây, mở ra vô số lỗ hô hấp, tham lam hút oxy trong không khí. Đi vòng quanh biển sinh mệnh hơn nửa ngày, cảnh đẹp trước mắt không ngừng biến đổi, bờ biển sinh mệnh không có bãi cát, mà toàn là nham thạch rắn nhưng nham thạch ở đây khác với những nơi khác phóng mắt nhìn ra xa bề mặt cả vùng đều được nước rửa sạch mài phẳng lì cứ cách vài mét lại có một rãnh vừa sâu vừa hẹp vươn thẳng ra xa tít tắp ngang cũng có dọc cũng có bề mặt phẳng lì tựa như bị búa trời chém xuống tạo thành những đường vạch đều đặn ngang dọc cắt nhau người đi ở giữa như đang bước trên một bàn cờ khổng lồ của trời đất trong bàn cờ ấy vô số tảng nham thạch nhô lên cao ngất sừng sướng bên bờ biển càng giống những quân cờ hình dáng khác nhau kỳ quái vô cùng có tảng trông như cây nấm, có tảng lại như con nai, như đầu người, như cây cối, như con chim. Mỗi tảng đá đều là một quân cờ, mỗi quân cờ lại khác nhau, toàn bộ được đúc tạc bởi bàn tay thần kỳ của tự nhiên, hoàn toàn không có chút dấu vết mài rũa của con người. Giữa những trụ đá cũng có những hố nhỏ, trong hố có nước đọc, thậm chí còn thấy cả cá bơi. Nha Châu nói, những cái hố này trông không lớn lắm, nhưng thực ra sâu vô cùng, nhiều hố còn thông thẳng đến biển sinh mệnh, những lúc chiều dâng, chúng sẽ phun trào lên như suối nước nóng. Xem ra, hồ nước khổng lồ được người ở đây gọi là biển sinh mệnh này, có lẽ là kết quả của dòng thác không ngừng chảy ngàn vạn năm và núi đá đỏ. Nước, và gió, đã tạo nên một kỳ quan của thiên nhiên. Thác Nhật đã mỗi lúc một gần hơn, nhạc dương không nén nổi tò mò nữa, liền hỏi Pháp Sư Á La, Pháp Sư, tại sao ông có vẻ chắc chắn vậy? Pháp Sư Á La mỉm cười nói, phải biết rằng, mời cũng có cách dùng văn và dùng võ. Ba tang lấy khẩu súng lục ra mân mê khe khẽ, thầm nhủ, quả nhiên đúng như mình nghĩ. Nhạc dương liếc sang phía nha châu, thầm biết Pháp Sư Á là nói vậy là để cho y nghe. Trác Mộc Cường ba hỏi, thác nhật còn xa không? Nha châu đáp, không xa, ở ngay trước mặt thôi, tảng đá lớn kia chính là cột mốc đánh dấu của thác nhật. Vừa đi được mấy bước, liền nghe trong rừng cây đước cạnh đó vẳng ra tiếng gào thét giận người, Trác Mộc Cường ba vội hỏi, chuyện gì vậy? Nha chấp đáp, Nhất định là có người giẫm phải bẫy rồi, cảm bẫy chung quanh thác Nhật đều được thiết kế dựa trên hình vẽ của người thượng qua ba để lại. Chúng ta lại đó xem sao." Nhạc Dương thầm nhủ, kẻ giẫm phải bẫy chắc chắn là người không quen thuộc địa hình nơi này, vậy nhất định là bọn người kia rồi. Trương Lập cũng thầm nghĩ, cơ quan cảm bẫy của người qua ba để lại cũng đáng đi xem lắm. Chạy được vài chục bước, lại nghe thấy một tiếng gầm khủng khiếp, giống như của một con mãnh thú đang chờ chết, âm thanh truyền khắp cả rừng nước làm thú chạy chim bay tứ tán. Nhà châu đưa tay ra, nói, dừng lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, nhạc dương vội hỏi, sao thế? Nhà châu rút ở sau lưng ra một cuộn da dê, nói, chúng ta đã tiến vào trận địa cơ quan rồi, chạy nhanh quá sẽ dẫm phải cạm bẫy đó. Trương Lập đứng sau lưng Nha Châu liếc mắt nhìn tấm bản đồ bố trí cạm bẫy, chỉ thấy hai bên con đường ngoằn ngoèo quanh co toàn các chấm đỏ, cả tấm bản đồ nhìn chi chít như một bãi mìn khổng lồ. Trương Lập kinh hãi nói, cái gì vậy? Nhiều cảm bẫy thế cơ à? Nha Châu chỉ vào những bộ rễ cây vươn lên khỏi đầm lầy, nói, đây không phải là cây non, mà là rễ của cây lớn, chúng đâm xuống đầm lầy, rồi lại trồng ngược lên, cành cây và thân rễ cực kỳ dẻo dai đàn hồi. Người thượng qua ba dậy chúng tôi kéo những cành cây đước đó xuống hầm, dây buộc và đinh cố định đều ở bên dưới mặt bùn, trải qua một khoảng thời gian, dây thừng và đinh gỗ đều mục nát đi, nhưng cành cây không hề bị ảnh hưởng, vẫn sinh trưởng rất tốt bên dưới đầm lầy. Giờ đây, những dây thừng và đinh gỗ mủn ra đó đều trở nên cực kỳ không ổn định, chỉ hơi bất cẩn dẫm phải, sẽ thành ra thế này. Nói đoạn, Nha châu cúi người chọc tay xuống bùn, bẻ một đoạn dễ cây, rồi tùy tiện ném vào một chỗ cách đấy chừng 10 mét. Dễ cây đước cắm vào bùn lầy, ủm ủm lên hai cái bong bóng, chìm xuống. Cả bọn Trác một cường ba đều nín thở chăm chú, đợi chừng 30 giây mà không có phản ứng gì, Trương Lập và Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn Nha Châu dò hỏi. Chỉ thấy Nha Châu giơ bàn tay phải lên, nói, đợi thêm chút nữa. Gần một phút sau, mới nghe thấy tiếng soạt, trong đầm lầy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thoạt đầu giống như có rắn ngoằn ngoèo bò bên dưới là nước, cái đó mặt bùn cuồn cuộn lên, như thể vô số con cá đang quấy lột, tiếp đó là tiếng cành cây đứt gãy rắc rắc, từng bộ rễ cây đứt bỗng đột nhiên rời khỏi đầm bùn, bắn vọt lên trời như những thanh kiếm sắc. Cây cối như biến thành tinh, từng cành từng cành cây quấy động như lũ rắn, nước bùn tóe lên như mưa rào bọn trác mộc cường ba đều thầm kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nhìn những cành cây bay rào rào như châu châu ấy liệu bản thân dám chắc mấy phần rằng mình né tránh được đợi cho trận địa cảm bẫy hoàn toàn dừng lại bọn trác mộc cường ba mới kinh hãi nhận ra khoảng rừng nước phía trước mặt đã xảy ra những biến đổi khó tin hình dạng tuyến đường hầu như đã thay đổi bùn nước vẫn đang rơi xuống lõm bóm nhắc nhở họ về sự đáng sợ của nơi này nhà châu cất tấm bản đồ đi nói được rồi giờ con đường này đã tạm thời an toàn chúng ta đi thôi. Trong rừng cây lạnh lẽo u ám ấy, họ nhìn thấy Đạt Kiệt nằm thoi thóp thở. Hắn đang dựa lưng vào một cây đước lớn, toàn thân ướt đẫm bùn lỏng nhão nhuệt, hai tay yếu ớt duỗi dọc theo bên đùi, lỗ hồng to tướng trên vai trái đã ngừng chảy máu, xương trắng và cơ bắp cuốn chặt vào nhau, máu và bùn hòa trộn lẫn lộn. Những người nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều không ai dám tin rằng con người đó vẫn còn sống. Cơ thịt dưới mắt Nhạc Dương giật giật liên hồi, tuy người đó đầu tóc rối rượi, bùn đất che kín mặt mũi, nhưng ánh mắt hung hãn dưới mớ tóc lập tức khiến anh nhớ đến một người. Còn ánh mắt Đạt Kiệt cũng dừng lại trên gương mặt nhạc dương dây lát, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ khinh miệt. Là Đạt Kiệt, người đầu tiên kêu lên lại là Trương Lập, không phải nhạc dương không nhận ra, mà chỉ là nhất thời không dám tin mình lại có thể gặp lại hắn ở nơi này, không ngờ hắn lại bị thương nặng thế, đúng là trời cao có mắt. Trần Văn Kiệt, hai mắt nhạc dương đỏ lượng lên, lạnh lùng gằn giọng. a à, nhạc dương hả? Trần Văn Kiệt cúi đầu, cười lạnh. Chuyện của Nhạc Dương và Trần Văn Kiệt, cả bọn Trác Mộc Cường ba đều đã biết sơ sơ, nên không ai lên tiếng, lặng lẽ chờ Nhạc Dương tự mình giải quyết. Mày không thể ngờ sẽ có kết cục này phải không? Nhạc Dương bước lên phía trước. Vậy sao? Trần Văn Kiệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầu tóc y rũ rượi, mặt mũi đầy máu và bùn, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt lóe ánh hung quang dữ tợn, chẳng hề có vẻ gì là hối hận, mà chỉ thấy đầy ngông cuồng, hưng phấn. Giọng y cất lên đầy dẫn dụ, giết tao đi. Nhạc Dương vốn đã dương súng lên, thấy bộ dạng đó của Trần Văn Kiệt, bỗng ngẩn người ra, lắc lắc đầu, hạ súng xuống, nói, không. Trần Văn Kiệt khó nhọc giơ tay lên, ngón tay tạo thành hình khẩu súng, chỉ vào đầu mình, nói, bắn vào đây này, đạn xuyên vào trong, giống như bắn vỡ toang quả dưa hấu, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu gì cũng có, ha. Ha ha, bắn đi, bắn đi, thằng nhát cái, khổ, khổ, may, Mày chỉ biết lén lút tố cáo người ta thôi sao? Hừ, tao quên mất mày là tên nội gián xuất sắc nhất, bây giờ mày cũng là nội gián phải không?" Trần Văn Kiệt vừa nói, vừa quan sát phản ứng của những người đứng sau lưng Nhạc Dương, tuy tất cả đều im lặng, nhưng hắn nhìn ra được, câu nói ấy đã có tác dụng. Nhạc Dương bình tĩnh, quay người lại, tựa hồ mới buông bỏ được gánh nặng trong lòng, thở hắt ra một tiếng nói, "Chúng ta đi thôi." Trương Lập Bối rối hỏi, "Cậu không trả thù à?" Nhạc Dương nói Tôi nghĩ, cô chú tôi cũng chẳng mong đợi tôi nổ súng vào một kẻ đã hoàn toàn chẳng còn sức phản kháng. Dù hắn tội ác ngập đầu đi chăng nữa, họ thường nói với tôi, đừng làm những chuyện phạm pháp, đừng đi con đường không thể quay đầu. Làm chuyện bất nghĩa sẽ bị quả báo, thôi thì để hắn tự sinh tự diệt ở đây đi. Đôi mắt cuồng loạn của Trần Văn Kiệt cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, hắn giận dữ quát chửi, thằng nhát gan, đồ hèn, giết tao đi. Không hiểu lấy sức lực đâu ra, hắn đột nhiên nhảy trồm lên khỏi đám đất bùn, bổ nhào về phía nhạc dương tạch 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 nhạc dương đang quay đầu trở lại nhưng những người khác đều cực kỳ cảnh giác chỉ sợ anh xảy ra chuyện đạn từ họng súng của ba tang trương lập lữ cánh nam trước sau lần lượt bắn trúng trần văn kiệt trần văn kiệt gục xuống bùn đất khó nhọc ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt vẫn cực kỳ hung hãn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như thể muốn lao vào cắn xé nhạc dương hắn lẩm bẩm gì đó nhưng giọng mỗi lúc một yếu hơn cẩn thận ba tang chờ cảm nhận được mùi nguy hiểm tất cả chúng mày, chết chung với tao đi. Trần Văn Kiệt bật cười điên loạn một tiếng cuối cùng, rồi tắt thở. Nhưng ba tang lại phát hiện, cảm giác nguy hiểm kia vẫn chưa biến mất, ngược lại còn trở nên nặng nề hơn, tại sao vậy chứ? Đột nhiên, anh ta phát hiện trên áo chống đạn của Trần Văn Kiệt, bùn đất hình như bọc quanh một vật hình tròn gồ lên, trông giống một đồng xu. Nằm xuống, cơn lốc đen, cùng với tiếng hét, ba tang bổ lên phía trước ôm lấy nhạc dương, rồi húc ngã trương lập, lăn một vòng dưới đất lữ cánh nam và trác mộc cường ba cũng kịp thời phản ứng, còn pháp sư á La thì đã lộn nhào một vòng, kéo nha châu và chát lỗ nằm xuống. nhưng mấy tên hộ vệ khác thì vẫn đứng ngây ngây ra đó. ầm ừ, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nha châu cứ ngỡ rằng tầng bình đài thứ hai đã sụp đổ đến nơi. lúc y ngẩng đầu lên, chỉ thấy rừng nước vốn lạnh lẽo ẩm thấp giờ bỗng ngập tràn những luồng nhiệt nóng rát. khoảng rừng có mấy cây lớn phía trước giờ đã trống huyết trống hoác, chỉ còn lại những gốc cây cụt lùn, đám hộ vệ đứng gần nhất đều cháy đen kịt. Những người khác thì bị hất văng ra xa, đang vất vả bỏ dậy. Đang xa vẳng lại tiếng cành cây vù vù vù, tựa như những cạm bẫy khác cũng bị ảnh hưởng của vụ nổ làm cho phát động rồi. Nhạc Dương lật người bỏ dậy, Trần Văn Kiệt đã biến mất khỏi thế gian. Những dấu vết màu máu lốm đốm trên người anh có lẽ là do hắn để lại. Trần Văn Kiệt đã trở thành một đống thịt vụn, giống như hắn đã từng xẻ tung thi thể của những người khác. Nếu tao hóa thành cho, mày tuyệt đối không thể nhận ra được tiếng cười điên cuồng đáng sợ của trần văn kiệt phảng phất như vẫn còn văng vẳng bên tai những xác chết đen kịt xung quanh những mảnh thịt bắn tung tóe khiến nhạc dương như quay ngược thời gian trở lại quá khứ từng cảnh tượng lại tái hiện trước mắt nhạc dương không sao kiềm chế nổi ôm ngực há miệng huệ ra một bãi lớn trương lập bước đến an ủi được rồi qua hết rồi cơn ác mộng ấy sau này sẽ không xuất hiện nữa nhạc dương thương tâm ngẩng đầu lên anh có thấy không anh có thấy không trong mắt hắn trong mắt hắn không hề có vẻ hối hận, hắn không hề nghĩ mình đã sai trái. tại sao lại như thế? tại sao lại như thế? trương lập tắc tị không nói được gì, lữ cánh nam đứng cạnh đó cất tiếng. sự thực là trên đời này có những kẻ sau khi phạm sai lầm lần đầu tiên, giới hạn về đạo đức và luân lý của họ sẽ hoàn toàn sụp đổ, họ không còn quan niệm đúng sai thị phi gì nữa, mọi thứ nhân tính, lương tri thảy đều bị vứt bỏ đi hết, hành vi sẽ không tuân theo lý lẽ thông thường, thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn. Bọn họ thù hận những người bình thường, đồng thời cũng không thể nào sống trong xã hội của người bình thường nữa. Có điều, cuộc sống những tên tội phạm hung ác cùng cực này thực ra chẳng khác nào lũ chuột qua đường, cuối cùng không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Nha Châu và những hộ vệ khác đang dìu đỡ lẫn nhau, y nghiêng tai nghe ngóng tiếng động từ đằng xa vọng đến, rồi nói với bọn Trác Mộc Cường Ba, vụ nổ vừa nãy đã làm trận địa cơ quan trở nên cực kỳ bất ổn, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, đến được thác Nhật thì mới an toàn. Đi thôi. Theo chúng tôi, Chat Lỗ Bì vẫn nói vậy. Vậy còn những người khác thì sao? Anh ta chỉ vào những hộ vệ đã chết và bị thương nặng không thể cử động. Những người khác, rừng cây này chính là nơi an nghỉ của họ. Nha Châu lạnh lùng trả lời. Chỉ thấy thi thể người chết và cả những người đang sống nhưng không còn khả năng hành động từ từ chìm xuống, đầm lầy tựa như một sinh vật nhu động khổng lồ, chậm chậm nuốt chửng lấy tất cả. Khi bọn họ đến thác Nhật, trời đã ngả về hoàng hôn, giải mây nhiều màu kia lại càng rực rỡ. Bạn đang đọc truyện được tại Thác Nhật là một cứ điểm quan trọng bên bờ biển sinh mệnh, đứng sừng sướng trên một bãi trống mênh mông. Bãi đá này cao hơn mặt nước chừng 20 mét, phía dưới có vô số đá ngầm, sóng biển cuồn cuộn dâng cao, những tháp canh vươn lên như những gã khổng lồ thời thượng cổ, nai nịt khôi giáp chỉnh tề đứng nhìn mặt biển xa xa. Nơi này phòng bị hết sức thâm nghiêm, các võ sĩ mặc giáp chia thành các nhóm nhỏ đi lại tuần tra. Nhà Châu nói với Trác Mộc Cường Ba, những kẻ đã đả thương đại địch ô của bọn họ từng chạy đến đây cướp một con thuyền đi sang Yaka, vì vậy giờ càng phải tăng cường giới bị hơn. Nhà Châu giới thiệu bọn Trác Mộc Cường Ba với người phụ trách phòng thủ ở Thác Nhật, rồi bảo gã, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đêm nay sẽ dẫn người trở về. Các vị ở đây nghỉ ngơi một đêm, bọn họ chuẩn bị thuyền, chát lỗ sẽ dẫn đường. Nếu sáng sớm mai lên thuyền, tới trưa là có thể đến Nhật Mã Ca Tùng. Trác Mộc Cường Ba nghe xong, liền nói mấy lời khách sáo tỏ ý cảm ơn. Audio điện tử võ tấn bền. Ngày hôm sau, trời trong gió nhẹ, bọn chắc mộc cường ba lên một con thuyền gỗ không hề có khắc ký hiệu gì, do hai con thuyền của lang bu dẫn đường, rời cảng đá ngầm của thác nhật, bắt đầu tiến về vương quốc yaka. Con đường thủy ra khỏi thác nhật là một giải dung nham, qua thời gian 5 tháng đã bị trời đất cắt thành một khe nước rộng rãi thoáng đạt, dưới đáy nhô lên vô số măng đá nhọn hoắt, ẩn hiện dưới nước chỉ hơi bất cần một chút thuyền sẽ mắc cạn hoặc bị thủng đánh ngay có hai con thuyền đi trước dẫn đường con thuyền nhỏ bọn trác mộc cường ba ngồi đương nhiên là bình an vô sự chỉ là càng tiến lên phía trước rãnh nước càng sâu vách đá hai bên càng cao cảnh trí rất giống với vách đá sừng sững chắn hai bên bờ ở trường giang tam hiệp vách đá màu vàng đỏ dần dần cao lên con đường thủy lộ vốn rộng mấy chục mét dần thu hẹp lại lộ ra một đường chân trời núi non trùng điệp nguy nga khí thế ngất ngưởng không khỏi khiến người ta sinh lòng e sợ, tựa như vách đá hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể khép chặt lại, chôn vùi con thuyền nhỏ của họ. Đi tiếp về phía trước, phong cảnh lại biến đổi, thủy đạo dần rộng ra, hai bên vách đá xuất hiện vô số khán thờ lớn nhỏ khác nhau có các pho tượng Phật giáo, bản giáo tạo hình kỳ dị, sừng sững hai bên bờ, thoạt nhìn như thể đang hơi cúi đầu quan sát ba con thuyền nhỏ đi qua bên dưới. Những pho tượng ấy đều cao to dị thường, vững chãi kiên cố như vách đá núi lửa nơi đây. Chẳng rõ đã đứng ở đó được mấy nghìn năm, rất nhiều pho tượng cả Pháp Sư Á là cũng không rõ nguồn gốc thế nào. Càng đi về phía trước, vách đá càng cao, những bức tượng điêu khắc trên đó cũng càng lớn hơn. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai pho tượng cao lớn nhất, một đứng, một ngồi, đo bằng mắt ít nhất cũng phải trên 50 mét. Tượng đứng có ba mắt hai cánh tay, chân đạp ra, tướng mạo phẫn nộ, trên mũ có chài xương, đầu lâu sâu lại làm chuỗi đeo cổ, tay trái cầm một cái bát hình xương sọ đặt trước ngực, tay phải gập lại cầm kiếm chỉ lên trời cao, chân dẫm lên một người đàn ông nằm nghiêng, xung quanh có tầm chục pho tượng nhỏ với các tư thế khác nhau, ngồi có, quỳ có, ngồi nghiêng có, ngồi kiết giả có, pho tượng ngồi xếp bằng có 3 mắt 8 mặt, 18 cánh tay, búi tóc buộc một nắm đầu người, mũ có chùm hoa, cổ đeo chuỗi đầu lâu. Hai tay phía trước dâng bát hình xương sọ người, 16 cánh tay còn lại cầm các loại pháp khí khác nhau, bên cạnh cũng có 78 pho tượng nhỏ cao chừng 10 mét, pho thì đứng hai chân, pho thì đứng một chân, pho thì nhảy múa, càng đến gần, trông hai pho tượng càng cao lớn, không giận mà tự toát lên vẻ uy phong, khí thế như nuốt cả núi non trời biển, lại như tỏa trấn giang sơn, chế ngự vạn vật. Thuyền đi qua dưới chân tượng đá, thật đúng như hạt cát giữa sa mạc, làm ai nấy đều không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Vừa đi qua hai pho tượng khổng lồ này, phía trước chợt mở ra minh mang, trời biển núi liền thành một, thì ra đã ra khỏi khu vực vách đá, xung quanh chỉ còn lại biển rộng trời cao. Thuyền của Lang Bu đưa họ ra khỏi bãi đá ngầm liền quay đầu trở lại. Thấy thuyền của Lang Bu đi xa rồi, Nhạc Dương mới nôn nóng hỏi, Pháp Sư, họ đều đi cả rồi, giờ đã có thể nói, rốt cuộc là chúng ta phải làm gì bây giờ? Pháp Sư Á La đưa mắt nhìn chát lỗ, rồi mỉm cười nói, thực ra, tôi cũng chỉ đánh liều một phen thôi, không chắc chắn như mọi người vẫn tưởng tượng đâu. Hả, Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng chắc một cường ba lại rất bình tĩnh, dường như đã đoán trước được điều này. Pháp sư Á La mặc cho nhạc dương kinh ngạc, lại quay sang hỏi chát lỗ, chát lỗ, đại địch ô trước đây của Yaka là người như thế nào? Chát lỗ nói, ông nói đến đại địch ô khước ca ba nhiệt ư. Ông ta, là một người vô cùng thần bí, lều của ông ta luôn luôn ở sát bên cạnh lều của đại vương. Phần chóp lều trang trí bằng đuôi bò đen, vô số đầu người khô đét dựng phía bên trên, làm thành nóc lều, dùng ruột người vẫn còn đẫm máu làm dây thừng buộc lều, dùng xương người chết cắm xuống đất thay cho cọc gỗ, khiến người ta thoạt nhìn, đã thấy lạnh hết cả sống lưng. Pháp sư Á La hơi nhíu mày, nhạc dương vội thấp giọng hỏi, Pháp sư nghe ra được điều gì à? Pháp sư Á La gật đầu đáp, lều của một chú thuật sư điển hình. Chát lỗ lại tiếp tục nói, đại địch ô có những thanh đao bạc sáng loáng, trong chớp mắt có thể biến bỏ dê thành xương trắng. Pháp sư Á La lại thấp giọng nói, thuật giải phẫu. Chát lỗ nói, ông ta có thể gọi gió hô mưa, cũng có thể khiến nước hồ khô cạt, núi cao chấn động. Pháp Sư Á La thấp giọng thì thào, thiên khí chú sư. Khi phẫn nộ, ông ta có thể gọi thần điều trên trời xuống, giúp ông ta giáng phục kẻ địch, cũng có thể sai khiến lũ ngựa hoang chỉ đường, chở ông ta tiến về phía trước. Thao thú sư, ông ta còn biết biến hình, có người từng thấy đại địch ô biến thành bò hoặc ngựa, có lúc còn thấy ông ta hóa thành một đạo cầu vồng, trong chớp mắt đã từ phương Bắc xa xôi bay đến trướng của đại vương. Ảo thuật sư, ông ấy có thể hiểu tiếng của chim chóc và các loài sâu bọ, có thể sai bọn chuột ban đêm đến doanh trại địch nghe ngóng tình hình. Chát Lỗ cứ nói một câu, pháp sư Á là ở bên cạnh lại lẩm bẩm thốt lên một danh từ. Đến khi Chát Lỗ nói xong, hai hàng lông mày của pháp sư Á là đã nhíu chặt lại. Cuối cùng, Chát Lỗ mới đắc ý hỏi, đại địch ô của chúng ta có lợi hại không? Pháp sư Á là trầm tư suy nghĩ, dường như không hề nghe thấy câu hỏi của anh ta. Nhạc Dương cũng thắc mắc, pháp sư, vừa nãy ông lẩm bẩm gì thế ạ? À? Pháp sư Á La nói, đó là một số chức nghiệp cổ xưa, cổ xưa đến mức ngày nay người ta đã quên mất sự tồn tại của họ, mỗi chức nghiệp đều đại diện cho những bản lĩnh khác nhau của vị đại địch ô đó. Nhạc Dương vội hỏi, vậy, vậy vị đại địch ô tên khước ba gì gì đó hẳn là lợi hại lắm. Pháp sư Á La gật đầu, cực kỳ lợi hại. Vậy pháp sư có thể thắng ông ta được không? Pháp sư Á La lắc đầu. Nhạc Dương không khỏi giận cả người. Nếu vị đại địch ô tên khước ba ca nhiệt kia đã lợi hại như thế, vậy thì làm sao họ đối phó nổi với người đã đánh bại ông ta để giành vị trí đại địch ô? Xem ra, pháp sư Á là có dùng văn hay dùng võ cũng đều khó có kết quả. Phải dùng mưu kế sao? Phải dùng mưu kế gì đây? Pháp sư nói là đánh liều một phen, rốt cuộc là ông ấy muốn liều cái gì? Từ đoạn thắt eo hồ lô, vượt qua biển sinh mệnh cuồn cuộn minh mông, chỉ thấy bờ biển đầy những tảng quái thạch lởm chởm, vách đá cao trăm thước cũng là một nơi cực kỳ hiểm yếu, nhưng không thấy có binh lính canh phòng gì cả. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên hỏi, phía trên kia là Nhật Mã Ca Tùng rồi đúng không? Sao không có binh sĩ phòng thủ gì vậy? Trác Lỗ lắc đầu đáp, không, lên bờ rồi phải đi thêm một đoạn đường nữa mới đến được Nhật Mã Ca Tùng, cũng không xa lắm. Tại sao lại không cần binh sĩ phòng thủ à? Ha ha, không phải Trác Lỗ ta tự khoa trương đâu, nhưng xưa nay chỉ có Yaka chúng ta đánh sang Lang Bu chứ chẳng bao giờ có chuyện quân Lang Bu vượt biển sang đánh Yaka ca. Binh sĩ Yaka chúng ta là dũng mãnh nhất đó. Nhạc Dương gật đầu nói, phải rồi, Yaka là vương quốc theo chế độ liên minh các bộ tộc du mục, không có cứ điểm cố định. Quân Lang Bu vượt biển sang đây, một là không tìm được mục tiêu tấn công, hai là rất dễ bị rơi vào một cuộc chiến tranh du kích trên thảo nguyên, sẽ rất bị động. Lữ cánh Nam bổ sung thêm, không sai, hơn nữa, Lang Bu đủ ăn đủ mặc, đời sống sung túc còn dân du mục trên thảo nguyên lại bị các nhân tố tự nhiên ức chế nhiều hơn, vì vậy, sự phân chia thành hai phe phòng ngự và tấn công càng thêm rõ rệt. Sau khi lên bờ, phóng mắt nhìn qua, cũng chỉ thấy một vùng rừng rậm cây cối chen trúc, không đi xuyên qua khoảng rừng này thì khó mà nhìn được ra phía xa. Trương Lập nói, cũng chẳng khác gì ở Langbu mà. Chát lỗ lắc đầu, cứ đi rồi ngươi sẽ phát hiện, khác biệt rất lớn đấy. Lữ Cánh Nam hỏi chắc một cường ba, anh có để ý bờ biển ở hai bên không? trác mộc cường ba gật đầu ừm bờ biển ở yaka cao hơn bên phía thác nhật kia một chút lữ cánh nam lại nhìn sang chỗ ba tang ba tang hơi miến cưỡng nói mặt phẳng là bất biến vậy có nghĩa là địa thế bên bờ biển phía yaka này cao hơn thác nhật có khả năng là địa hình tầng bình đài thứ hai này cao dần từ tây sang đông càng đến gần khu vực cao hơn mực nước biển phương thức sinh trưởng và chủng loại thực vật sẽ càng thay đổi nhạc dương nói ô chẳng trách vậy tức là đi tới tận cùng phía đông tức là đến chỗ cao nhất của tầng bình đài thứ hai, cũng là nơi gần tầng thứ ba nhất, có thể leo lên từ chỗ đó. Lữ cánh nam nghe các học viên bàn luận, hài lòng gật đầu. Năm phút sau, nhạc dương lại hỏi, chát lỗ, rốt cuộc là còn bao xa nữa? Không phải anh vừa nói đi một lúc là tới rồi sao? Chát lỗ đáp, ở ngay phía trước kia kìa, có thấy chỗ gồ lên hình tròn trên vách đá kia không? Sau khi lên bờ đi về phía nó chừng một nghìn bước là đến Nhật Mã Ca Tùng rồi. Nhạc Dương ngẩng đầu lên quan sát, trên vách đá có một vết bớt đỏ lớn hình thành tự nhiên. Nhưng nếu đến một nghìn bước là tới nơi, vậy thì họ phải đến rất gần rồi mới đúng. Anh lại thắc mắc, nhưng phía trước có cái gì đâu? Anh có nhớ nhầm không đấy? Chát Lỗ lắc đầu, không thể nào. Tuy rằng ba năm nay ta chưa trở về, nhưng chuyện này làm sao mà nhầm được chứ? Trương Lập nói, hay là bộ lạc của các anh đã chọn nơi khác hạ trại rồi? Chát Lỗ cương quyết nói, làm sao có chuyện đó được? Nhật mã ca tùng ở bên dưới tiêu ký màu đỏ, Nhìn năm nay vẫn không thay đổi. Đến rồi, chính là chỗ này. Chát lỗ dẫn mọi người đi xuyên qua rừng cây rậm rạp, phía trước liền xuất hiện một vùng đất trống, rộng bằng mấy chục cái sân bóng đá. Bốn phía đều là rừng cây, nhưng ở đây lại có một bãi cỏ minh mông, một con sông nhỏ chảy từ trong rừng qua, cuối cùng đổ về phía biển sinh mệnh. Chỉ có điều, trước mắt họ chỉ là một vùng đất trống mà thôi, không có một căn lều căn chướng nào. Đứng trên bãi cỏ xanh ngút mắt ấy, Nhạc Dương xòe hai tay ra, hít thở mấy hơi, rồi quay lại hỏi, thế này là thế nào? Người đâu cả rồi? Chát lỗ cuống lên đáp, ta, ta không biết, sao lại thế được, sao lại không có người chứ? Pháp Sư Á La đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, nói, họ đi rồi. Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm, liền quan sát lại khoảng đất trống ấy một lượt nữa, nơi này có rất nhiều phân bò dê, còn cả vết bánh xe được che đậy sơ sài. Gã lục lại những tri thức mình đã học được, Đoạn lấy một cây gậy gỗ lật cục phân bò lên, nói, phân bò vẫn còn khá mềm, chắc họ chưa đi được bao lâu, có lẽ là chỉ mới hôm qua thôi. Nghe Trác Mộc Cường ba nhắc nhở, bọn Nhạc Dương cũng lần lượt có phát hiện. Trương Lập nói, vết xe được che đậy rất sơ sài vội vã, vết tích để lại rất rối loạn, hơi có cảm giác như cố ý làm mê hoặc truy binh, nhưng cuối cùng vẫn đi về phía tây. Nhạc Dương cũng nói, dựa trên sự phân bố các cọc gỗ và cho tàn, nơi này từng có khoảng 300 lều kích cỡ có thể chứa khoảng 10 người, chắc là đội hộ vệ của đại vương, tầm 3.000 người, chủ yếu là kỵ binh, số lượng bò dê không nhiều, ngoài ra còn có mấy chục lều cỡ lớn, hẳn là lều của vua rồi, tổng số đại khái khoảng 5.000 người, không có dấu vết của người già và trẻ con. Chát lỗ nói, không, không phải, lều trướng của chúng ta lớn lắm, đúng tiêu chuẩn thì là một lều 20 đến 30 người. Lữ cánh nam nói, vậy thì đội hộ vệ có khoảng 5 đến 7.000 người. Chát lỗ gật gật đầu, Đúng thế, đội hộ vệ của Đại Vương thông thường có khoảng 7.000 người, cộng với phi tử và nữ bộc, tổng cộng là một vạn người. Ba Tam nói, người đông như vậy, chắc chắn không thể đi nhanh được, chúng ta có thể bắt kịp họ. Chát Lỗ nói, nhưng họ có xe bò, chúng ta chỉ có hai chân thôi. Chác Mộc Cường Ba kéo vai Chát Lỗ lại nói, anh cứ chỉ đường đi, chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp họ. Trong rừng, có mấy căn lều bằng vải bạt pha ni lông nhuộm màu ngụy trang dựng trên một khoảng đất trống radar tìm kiếm lặng lẽ chuyển động, thiết bị báo động dùng những điểm sáng đỏ đánh dấu vị trí bãi mìn, thiết bị giám sát sự sống liên tục đo hàm lượng khí co hai trong phạm vi 500 mét vuông xung quanh, chốc chốc lại có thuốc sát trùng tự động phun, phát ra những âm thanh sẹt sẹt. Không thể tin được nơi này lại là rừng rậm nguyên sinh, thoạt nhìn qua, còn tưởng đã đến chỗ một doanh trại quân đội được ngụy trang hoàn hảo. Sự thực là, trong doanh trại này, chỉ có một người, y vừa là sĩ quan chỉ huy, lại đồng thời cũng là binh sĩ y nằm trên tán cây, ôm trong lòng khẩu súng ưa thích nhất, cẩn thận lau từng ly từng tí. Đã có một thời, y chỉ là một tên thợ săn tầm thường, cùng với anh trai gia nhập vào đảng săn trộm ấy. Trong đám săn trộm đó, hai anh em nhà y chỉ là chân sai vặt, chỉ gì làm nấy, vừa không hung tàn, cũng không có bản lĩnh gì đặc biệt. Bọn y vốn dự tính, làm cái nghề ấy giam ba năm, kiếm chút vốn liếng rồi về quê mua ả đàn bà làm vợ, vài con trâu làm ruộng, chẳng ngờ số phận khó lường, anh trai y lại bị một gã tên Trác Mộc Cường Ba giết chết. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, cặp mắt y lại ánh lên ngọn lửa hận thù rừng rực. Giờ đây, sau khi được Mức Kinh dày công huấn luyện bồi dưỡng, y đã không còn là kẻ kém cỏi lỗ mãng ngày xưa nữa rồi. Y hoàn toàn tự tin có thể hạ gục Trác Mộc Cường Ba với khẩu súng này. Không sai, y chính là Ngưu Nhị Hoa, tên ăn trộm từng đụng độ với bọn Trác Mộc Cường Ba ở khả khả Tây Lý, về sau được Mức Kinh đưa đến doanh trại huấn luyện bộ đội đặc chủng Hải Lục Không Quân rèn rũa lần này y cũng gia nhập vào đội tiên phong nhảy dù, chỉ là, vừa lên đỉnh núi đã gặp phải cuồng phong, bảy người cùng bị gió thổi hất văng đi với y đều đã chết cả rồi. Tám chiếc hòm sắt lớn gắn liền nhau đặt bên dưới gốc cây, như nhị hoa đến nơi này, không có lý do gì khác, mà chính là vì tám cái hòm ấy. Lúc nhảy dù y đã phát hiện, có tám cái hòm bị gió thổi bay về phía bắc, dựa theo chỉ dẫn trên thiết bị định vị, y đã tìm được hòm sắt, dựng một doanh trại ở gần đó, doanh trại của một mình y. Phải rồi, còn một người nữa, người đã điều trị cổ độc cho y, hiện vẫn đang giúp y tiếp tục trị liệu thương thế. Bạn đang đọc truyện được tải. Cách, như nhị hoa đột nhiên lộn người móc ngược vào cành cây, hai tay cầm chắc khẩu súng bắn tỉa M110, ngắm về phía có tiếng động trong rừng, đừng, đừng nổ súng, là ta đây. Khước ca ba nhiệt khoác áo ra bò màu đen từ trong bụi cây um tùm bước ra. Hai chân như nhị hoa thả lỏng, nhảy trên cây xuống, hỏi, sao rồi? Khước ca ba nhiệt đáp, lều của đại vương đã rời khỏi nhật mã ca tùng giờ có lẽ đang trên đường đi ra quỳnh người có chắc chắn đối phó được hắn không đấy như nhị hoa lắc lắc khẩu súng trong tay nói đừng coi thường thứ này của ta á à, như nhị hoa đang nói bỗng đùi non hơi giật giật y bèn bảo khước ba ca nhiệt kỹ thuật của ngươi không bằng lão già ở lang bô kia lâu như vậy rồi mà vẫn chưa khỏi khước ba đáp ta bị thiếu mấy thứ thảo dược bằng không vết thương của ngươi đã khỏi lâu rồi thì ra như nhị oa chính là tên người giáp mế bị thương được đại địch ô của tước mẫu cứu về lúc nhảy dù xuống y bị gió lớn cuốn bay đến gần tước mẫu bị thương rất nặng rồi được đại địch ô thứ kiệt cứu mạng sau đó lại bắn bị thương thứ kiệt cướp một con thuyền ở thác nhật chạy đến nha ca trong rừng rậm ở nha ca y tình cờ gặp được khước ba ca nhiệt vừa bị qua ba đại địch ô đánh bại buộc phải rời khỏi vương trướng khước ba vẫn một mực luẩn quẩn ở vùng xung quanh chờ cơ hội báo thù khi Nhiêu Nhị Hoa biểu diễn uy lực của vũ khí hiện đại cho y xem, y liền cho rằng đây là cơ hội tốt để phục thù, bèn chủ động trị liệu thương thế cho Nhiêu Nhị Hoa, hy vọng Nhiêu Nhị Hoa giúp mình trả thù. Nhiêu Nhị Hoa vốn cho rằng y chỉ là một gã thổ dân, không hề ý thức được người ở bên cạnh mình nguy hiểm đến mức nào, liền hàm hồ nhận lời ngay, y cũng không biết nói tiếng tạng cổ, nhưng khước ba lại có trí nhớ kinh người, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể dùng tiếng hán hiện đại biểu đạt ý đồ của mình hai người đã ở trong khu rừng này chờ đợi một thời gian, nhưng vị qua ba đại địch ô kia hiếm khi xuất hiện, rất khó tìm cơ hội ra tay. Bọn họ vẫn đợi mãi ở gần Nhật Mã Ca Tùng, giờ đây vương chứng bắt đầu di chuyển, khước ba cho rằng cơ hội đã đến, nên mới đến bản bạc cùng như nhị oa Hai người nằm phục trên một tảng nham thạch khuất sâu trong rừng, từ trên cao nhìn xuống, như nhị oa hỏi, bọn họ nhất định sẽ đi qua đây chứ? Khước ba đáp, ừm, um, chắc là không thể sai được, muốn đến Gia Quỳnh, nhất định phải đi qua chỗ này. Đến lúc ấy ta sẽ chặn đường của vương chướng, bọn hộ vệ ấy đều là thủ hạ của ta ngày trước, bọn chúng chắc sẽ không làm gì ta đâu. Sau đó ta sẽ khiêu chiến lão già kia, dụ cho lão xuất hiện, khi đó ngươi chỉ cần ngắm đúng đầu lão ta mà nổ súng là được rồi. Như nhị hoa nói, phải rồi, ta nhớ ngươi từng nói, phải đợi thêm một hai tháng nữa mới chuyển đi cơ mà. Sao lại đi sớm hơn vậy? Khước ba đáp, thân tín của ta cho biết, là bởi phía Lang Bu có một đám người giáp mễ muốn đến tìm lão già kia, hình như muốn mời lão đến Lang Bu làm gì đó. Theo thỏa thuận của hai bên, không thể cho đám người ấy gặp mặt lão già kia, vì vậy mới chuyển đi sớm hơn dự kiến. Ngưu Nhị Hoa nói, người giáp mế, ý ngươi là? Khước Ba nói, ừm, nghe nói, trang bị vũ khí thì cũng giống như ngươi, nhưng bọn họ nói không phải cùng một bọn với ngươi. Hả, Ngưu Nhị Hoa hai mắt sáng lóe, vội hỏi, bọn chúng có bao nhiêu người? có biết chúng tên là gì không? Khước Ba đáp, hình như có sáu người, kẻ dẫn đầu tên là Trác Mộc Cường Ba. Này, ngươi đi đâu đấy? Chỗ này mới là con đường đoàn người của Đại Vương nhất định sẽ đi qua cơ mà. Lời y còn chưa dứt, đã thấy Nhiêu Nhị Hoa sách súng chạy về phía Nhật Mã Ca Tùng. Yên tâm, ta sẽ giúp người đối phó với lão giả ấy, nhưng trước tiên phải đi giết kẻ thù của ta trước đã. Nhiêu Nhị Hoa từ đằng xa nói với lại. Pháp Sư Á La nói, bởi những mật tu giả giống như pháp sư tháp tây thể năng cũng tương đương với phật tính tu vi càng cao lại càng nhân từ hòa ái nếu gặp phải lũ hổ báo hay chim ưng đói khát họ thà cắt thịt mình cho chúng ăn chứ cũng không chịu ra tay đại khai sát giới thực ra trong mắt những bậc đại sư ấy những người như tôi chẳng có được chút phật tính nào vì vậy chúng tôi được huấn luyện như những võ tăng còn bọn họ thực ra là đang tìm con đường trở về như nhị hoa chạy như điên trong rừng trong lòng thầm hét vang thật không ngờ cơ hội cuối cùng đã tới rồi. Anh à, em có thể báo thù cho anh được rồi. Trác Mộc Cường ba, lần này mày phải chết. Từ nhỏ đến lớn, dù đánh nhau hay đi ăn trộm ăn cắp, lúc nào y cũng có anh trai ở bên, lang bạt kỳ hồ khắp trốn đó đây. Anh trai là chỗ dựa dẫm nửa đời của y, hai anh em luôn cùng quẩn quanh qua lại trên lằn danh sinh tử. Bởi thế, gã Trác Mộc Cường ba đã sát hại anh trai y, nhất định phải chết. Còn chuyện anh em nhà y làm toàn việc phạm pháp, giết vô số người, như nhị oa hoàn toàn không để tâm đến logic của y hết sức đơn giản bọn y làm như vậy chỉ là để sinh tồn chỉ cần vì sinh tồn dù có làm những chuyện gì thì cũng đều hợp lý cả kẻ nào chặn đường y đều phải chết kẻ nào kéo chân bọn y cũng đều phải chết nhưng anh trai y thì không thể chết chỉ có anh trai y là không thể chết trác mộc cường ba trác mộc cường ba oa đừng có nhanh vậy chứ đừng có nhanh vậy chứ chát lỗ ôm chặt lấy một bên chân của trác mộc cường ba lớn tiếng kêu toáng lên đối với người chưa từng tiếp xúc với dây móc cảm giác đu người lao đi vun vút như thế tuyệt đối không chỉ là kích động mà phải nói là khủng khiếp mới đúng bọn trác mộc cường ba lợi dụng hoàn cảnh trong rừng lật cổ tay vung dây móc ra rồi tung mình đu lên như diễn viên đu bay trong đoàn siếc đu từ cái đu này sang cái đu khác giờ đây họ đã quá quen thuộc với tính năng của loại thiết bị bắn dây móc này chỉ khổ thân chát lỗ vừa nhìn thấy phía trước sắp đập vào một thân cây to tướng liền sợ đến hết hồn không dám mở mắt ra, nói gì đến chỉ đường chỉ lối cho ai. Vậy mà trong lúc đu bay với tốc độ cao như thế, Nhạc Dương vẫn có thể nhận rõ được hướng xe chạy. Nhạc Dương nhẹ nhàng hạ xuống đất, nói với những người phía sau, đến đây thì vết xe chia làm hai, chúng ta đi lối nào đây? Bọn Trác Mộc Cường ba cũng lần lượt hạ xuống, gã nói với Nhạc Dương, kiểm tra xem con đường nào có dấu vết của xe lớn và đa số kỵ binh đi qua. Kế đó, gã lại quay sang hỏi Trác Lỗ, hai con đường này thông tới đâu? chát lỗ vẫn sợ đến nỗi chẳng dám thở mạnh, đang đần thối cả mặt ra. Nhạc Dương cẩn thận kiểm tra lại một lượt, đoạn nói, lều của quốc phương đi phía trái. Đó, đó là đường đi ra quỳnh, cuối cùng chát lỗ cũng định thần lại được. Trác Mộc Cường ba hỏi, đại địch ô và quốc phương của các người có bao giờ tách nhau ra không? Không đâu, sự an toàn của đại vương ít nhất có một nửa là do đại địch ô phụ trách, tất cả đám binh lính hộ vệ cộng lại cũng không thể bằng một đại địch ô. Chát lỗ khẳng định, nhưng nếu bọn họ cố ý không ngồi trên xe lớn chở trứng của quốc vương mà chuyển sang ngồi xe nhỏ. Nhưng, hư mà thực, thực mà hư, cũng có khả năng họ không đổi xe. Trương Lập nói. Ba ta nghe vậy liền bực tức gắt lên, nói vậy cũng nói làm gì. Nhạc Dương nói, vấn đề không phải ở đó, quan trọng là tại sao bọn họ lại đột nhiên rời khỏi nhật mã ca tùng gấp gáp thế. Lẽ nào có liên quan đến chúng ta, nếu là như vậy, thì e rằng đây là trò của quách nhật niệm thanh. Lại quay lại với vấn đề cũ, tại sao y lại căm ghét chúng ta đến vậy? Rốt cuộc chúng ta đã làm gì chạm đến lợi ích của y đâu chứ? Lữ Cánh Nam nói với Trác Mộc Cường Ba, giờ không có thời gian nghĩ ngợi chuyện này đâu, rốt cuộc là đi hướng nào? Anh có quyết định được không? Chúng ta không thể chia nhau ra đuổi theo được đâu. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn sang phía pháp sư Á La, pháp sư Á La gật đầu nói, "Ừm, um, chúng ta chỉ đến mời đại địch ô của Yaka, nếu xung đột với quân đội của họ thì không ổn chút nào." còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cứ gặp được đại địch ô trước chắc là sẽ rõ ngọn ngành thôi. Trác Mộc Cường ba nói: đối với các dân tộc du mục, mỗi bộ lạc đều có phạm vi thế lực và tuyến đường di chuyển riêng của mình, những bộ lạc khác không được xâm phạm và can thiệp. Người đứng đầu liên minh có thể đặt ra và thay đổi tuyến đường cũng như thời gian di chuyển. Nhưng nếu ông ta muốn thay đổi, liệu có cần phái một nhóm nhỏ đi thông báo cho các bộ lạc khác không? Trát lỗ gật đầu liên lịa, à, phải rồi đại vương sẽ phái đoàn sứ tiết đi thông báo cho các bộ lạc khác việc thay đổi thời gian và tuyến đường di chuyển như thế nào. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn vết xe để lại, thấy rất ngay ngắn chỉnh tề, vết chân ngựa thẳng tăm tắp, rồi khẳng định, đến Gia Quỳnh. Đi thôi, chát lỗ. Chát lỗ thoáng biến sắc, gần như là khẩn cầu, lần này đừng nhanh thế nữa, có được không vậy? Như nhị hoa lao đi vun vút trong rừng, y thấy máu nóng bắt đầu sôi trào lên sùng sục. Anh trai à, lần này nhất định, nhất định nhất định em sẽ giết chết Trác Mộc Cường ba. Đột nhiên, y bóng dừng lại, một cơn gió mang thông tin từ đằng xa tới, thiết bị thu âm gắn bên tai khiến thính lực của y tăng lên gấp cả trăm lần, cộng với những bài huấn luyện đặc biệt, giờ đây y thậm chí có thể phân biệt được âm thanh của lũ chuột trong vòng hai cây số vuông. Thông tin cơn gió ấy mang đến cho y là có vật thể đang di chuyển với tốc độ cao trong rừng, còn nhanh hơn cả y nữa, từ tiếng cành cây và tiếng ma sát có thể nhận thấy, đường đồ thị biểu diễn âm thanh nhô lên thuộc xuống theo hình sin, đó không phải tiếng chạy trên mặt đất, có thứ gì đó đang nhảy nhót hay là đang đu bay, là lũ sóc bay. không, những vật thể này khá lớn, nhưng không phải tinh tinh. xung quanh đây không có tinh tinh. em m thanh càng lúc càng lớn, mà không chỉ có một, có bốn, năm, sáu, bảy, tám, không, bảy, sáu, sáu. bọn chúng tổng cộng có sáu người. giọng khước ba văng vẳng bên tai y, như nhị qua lập tức chọn lấy một chỗ ẩn náu tốt, ngụy trang đầy đủ, mắt dí vào ống ngắm điện tử bọn trác mộc cường ba đang dùng dây móc đu trong rừng, không hề phát giác ra nguy hiểm đang ở cận kề. Bóng trác mộc cường ba đã xuất hiện trong dấu chữ thập của ống ngắm điện tử, như nhị hoa thậm chí có thể thấy rõ từng sợi dâu trên gương mặt gã. Y liếm liếm môi, nòng súng dịch chuyển theo hướng di động của trác mộc cường ba. Anh ơi, đợi em, sẽ xong ngay thôi. Em nên cho hắn toi đời ngay bây giờ, hay khiến hắn phải chịu đủ sự dày vò đau khổ đây. Ngón tay y bóp mạnh, băng, một viên đạn lao vút đi một trận gió lớn phía trước ập tới trác mộc cường ba đang nheo nheo mắt tìm kiếm những cành cây để ném dây móc vào đột nhiên một tia lửa lóe lên lướt qua ngay trước mặt gã tựa như một ánh sao băng trên bầu trời đêm sao lại vậy được ảo giác chăng nhưng liền ngay sau đó thân cây bên cạnh đã tóe ra mấy mảnh mặt gỗ bắn vào mặt gã trác mộc cường ba ngoảnh đầu lại thấy thân cây dường như bị một mũi dao nhỏ khoét ra mất một mẩu gã lập tức hiểu được chuyện gì vừa xảy ra đồng thời Ba Tang cũng cảm thấy lạnh buốt, tựa như có người dùng một con dao bằng băng nhẹ nhẹ dạch vào ngực mình, anh ta lấy làm lạ, bỗng nghe chắc một cường ba lớn tiếng kêu lên cảnh báo, có kẻ bắn lén. Sáu người cùng lúc thu dây, nhanh chóng hạ xuống đất, nấp vào mấy bụi cây thấp tè. Chát lỗ kinh hoàng, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có điều, nhìn nét mặt họ, anh ta cũng biết được sự tình hết sức nghiêm trọng. Cơn gió đáng chết, như nhị hoa nghiến răng, trở lực của gió đã làm chậm tốc độ đu người của Trác Mộc Cường Ba, khiến đạn lướt qua trước mặt đối phương. Y hướng họng súng xuống, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nhạc Dương nhìn chỗ tuét ra trên thân cây nói, đạn bắn trách theo hướng gió từ phía tây đến, hắn ở phía trái chúng ta. Đạn kiểu này chắc là súng bắn tỉa, cách chúng ta ít nhất cũng khoảng 500 mét. Trương Lập lấy ống nhòm điện tử ra, tìm kiếm dây lát rồi lắc đầu nói, không thấy mục tiêu. Lúc này trên người Nhiêu Nhị Hoa cắm đầy cành cây và dây leo, trên mặt cũng bồi bùn đất, dính lá cây, chỉ có đôi mắt và hỏng súng đen ngòm lộ ra ngoài, đừng nói là cách nhau mấy trăm bước, cho dù có đi qua phía trước y, chỉ cần y nằm im bất động, thì cũng khó mà phát hiện được. Trương Lập điều chỉnh lại ống nhòm, hơi nhích người về phía chát lỗ. Chát lỗ vẫn chưa định thần lại, vừa chạm vào đã ngã bổ ra, cả người đè lên một gốc cây. Nằm xuống, lưỡi cánh nam bỗng dưng nhảy trồm tới đè chát lỗ xuống đất, một tia lửa đã lặng lẽ xuyên qua chỗ chát lỗ vừa mới đứng, để lại một loạt lỗ thủng trên lá cây chuyện chuyện gì vậy chuyện gì xảy ra thế chát lỗ nhìn lỗ thủng tròn trên lá cây bối rối nói ba tang lạnh lùng nói không được cửa quậy chết đấy chát lỗ nghe mà hồn siêu phách lạc nhạc dương nói bắn rất chuẩn chỉ hơi nhúc nhích một chút là hắn đã phát hiện ra kỳ lạ thật trong đám hồ lang ấy xuất hiện một tên như vậy từ bao giờ nhỉ anh vừa nói vừa cúi xuống nhặt một cục đá lên rồi tiện tay ném mạnh viên đá đập vào một thân cây gần đó chỉ nghe tạch một tiếng, đạn đã bắn tung viên đá vừa rơi xuống đất xa xa. Trương Lập nói, không chuẩn đến vậy chứ. Nhạc Dương nói, may mắn thôi, nhưng nhất định hắn dùng ống ngắm bội số nhỏ, bằng không thì không thể giám sát được động tĩnh trong phạm vi rộng như vậy được. Phải rồi, chúng ta có radar mà, thử xem vị trí của hắn ở đâu. Trương Lập lắc đầu, nói, radar chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động thôi. Nhạc Dương lại nói, chỉ cần hắn nổ súng là sẽ có vật thể di động liền. Trương Lập hiểu ra, tức thì mở ba lô lấy bộ radar cỡ nhỏ. Như nhị hoa nhìn không chớp mắt, cả hơi thở như cũng ngưng lại luôn. Tâm trạng y lúc này đang hưng phấn cực độ, đó là cảm giác phấn chấn của thợ săn khi nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy, tuy rằng vẫn chưa có động tính gì, cũng không nghe được tiếng động, nhưng y đã khóa chặt phạm vi hoạt động của đối phương rồi, chỉ cần có gió thổi cỏ lay một chút thôi, y sẽ không hề do dự nã ngay một phát đạn. Hai phát súng vừa rồi đều không thấy máu té lên, hư, đang thăm dò vị trí của tao hư. Tao đã ngụy trang đến độ gần như hoàn hảo rồi, muốn tìm tao à, đừng có mơ. Hư, lại có động tính, đó là cái gì vậy? Hư, thì ra là trang bị của chúng ta. Xem ra chúng đã nhặt được một vài món đồ mất kinh cho chúng ta rồi, chẳng trách. Như nhị hoa lại nổ súng. Tạch, trương lập đớ người ra, radar còn chưa dơ lên quá đỉnh đầu đã bị phát súng của đối phương bắn cho vỡ nát, kiểu này là kiểu gì vậy chứ? Lữ cánh nam nói, bắn từng phát một từ cùng vị trí, kẻ địch chỉ có một tên, mọi người đợi ở đây, chớ vọng động. Pháp sư, Pháp sư Á La gật đầu, cùng lữ cánh nam chia hai hướng trái phải len lén lùi về phía sau. Hừm, sao không có động tính gì vậy? Như nhị qua chăm chăm nhìn vào ống ngắm, bắt đầu thấy ngờ vực, nhưng rồi y lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn im lìm bất động. Y hiểu rất rõ, giữa tay súng bắn tỉa và người bị ngắm bắn, vốn là một cuộc đọ sức về ý chí và khả năng nhẫn nại, kẻ nào trầm tính hơn, kẻ đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Chỗ này ẩm thấp lạnh lẽo, lại có bọn côn trùng ghê tởm, để tao xem chúng mày nhẫn nại được bao lâu. Như nhị hoa thầm nghĩ, đột nhiên, trong thiết bị thu âm vang lên những âm thanh sột soạt rất khẽ, dường như có thứ gì đang tiến lại gần chỗ này. Vòng ra phía sau tập kích hử, biết là chúng mày sẽ dở trò này mà, tao chuẩn bị sẵn quà mừng rồi đây. Tay trái như nhị hoa cầm một thiết bị dẫn nổ, ở đầu dây phía bên kia là một trái lựu đạn, chỉ cần y ấn nhẹ, thằng người giả ngụy trang kia sẽ cho những tên đánh lén một niềm vui bất ngờ. Từ phía sau bên trái vòng qua, trên cây à, không. Vẫn còn âm thanh, động tác nhẹ quá, gần như không nghe thấy được, ở phía sau bên phải, hừm, muốn bao vây tao hả. Chúng dừng lại rồi, tốt quá, chúng đã phát hiện ra lễ vật của ta rồi. Bàn tay như nhị hoa bóp nhẹ vào thiết bị dẫn nổ, chỉ chờ nghe tiếng kẻ địch rời khỏi tán cây kia. Lữ cánh nam và pháp sư Á là đang nấp trên ngọn cây, đích thực đã nhìn thấy một chỗ gồ lên được che đậy bằng cành lá, nếu không quan sát kỹ e rằng khó mà nhận ra, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng rất dễ cho rằng đó là một đống lá rụng được quét phun vào. Nhưng kẻ địch rõ ràng đã bỏ qua mất một vấn đề, nơi này đâu phải công viên, cũng chẳng có ai đi quét lá rụng cả, vậy thì rõ ràng là có người cố ý vun lá rụng lại một chỗ. Vị trí này đích thực cũng là một chỗ rất tốt để mai phục bọn trác mộc cường ba. Lữ cánh nam ra hiệu bằng tay với Pháp Sư Á La, dùng cành cây và đá làm phân tán sự chú ý của tên bắn lén đó trước sau đó nhanh chóng nhảy xuống chế phục đối phương pháp sư á la gật đầu nhưng trong lòng vẫn thấy hơi nghi hoặc vị trí này liệu có hơi lộ liếu quá không lẽ nào tên này không sợ có người ở phía sau nhằm vào hắn hay sao nhưng lữ cánh nam đã ném một cành cây ra phía trước tên bắn tỉa chừng hơn chục mét khi cành cây sắp chạm đất hai người liền cùng lúc rời khỏi tán cây như nhị hoa nắm bắt được sự thay đổi này một cách chuẩn xác Chào mừng đến với địa ngục." Y ấn nhẹ vào cái nút trên thiết bị dẫn nổ. Cành cây vừa chạm đất, đống lá cây vẫn im lìm bất động. "Không ổn." Pháp sư Á La chợt giật thoát mình, trong thời khắc đối đầu căng thẳng thế này, con người tuyệt đối không thể nào bình tĩnh như vậy được. Pháp sư đột nhiên ngoắc cổ tay một cái, bắn dây móc ngược ra phía sau, đu người vút đi. Pháp sư sao lại? Phản ứng của Lữ Cánh Nam cũng cực kỳ mẫn tiệp, vừa thấy pháp sư Á La như vậy, cũng chuẩn bị bắn dây móc ra. Nhưng lúc ấy, phía trước bỗng bùng lên một luồng sáng trắng, liền ngay sau đó, là tiếng nổ đinh tai vang óc. Trước khi tiếng nổ vang lên, như Nhị Hoa đã chuyển thiết bị gắn trên tai sang chế độ cách âm, sau khi ánh sáng lóe lên, y lại nhanh chóng bật chế độ thu âm khuếch âm, bật dậy tìm kiếm kẻ vòng ra sau đánh lén. Làm sao thế được, không có người, không có âm thanh, cả tiếng thở cũng không. Lẽ nào ta nghe lầm, như Nhị Hoa hồ nghi tìm kiếm chỗ quả lựu đạn sáng vừa nổ, chuyển mắt kính sang chế độ dò tìm sự sống bằng tia hồng ngoại, không có. Xung quanh đó không hề có chấm đỏ nào báo hiệu sự tồn tại của vật thể sống. Em mờ thanh vừa nãy, tuyệt đối không thể nào là ảo giác được, hay là có con vật nhỏ nào đấy. Bị nổ bay mất tiêu rồi, con mẹ nó, mất thời gian của ta, như nhị hoa lại xoay người trở lại điểm phục kích. Sau khi nghiêu nhị hoa quay người bỏ đi, Pháp Sư Á La mới đưa lữ cánh nam ló đầu lên khỏi đầm nước băng lạnh. Khi ánh chấp của lựu đạn lóe lên, Pháp sư Á La đã biết là có chuyện gì xảy ra rồi. Ông xoay lưng về phía ánh sáng, ngửa mặt hú dài một tiếng. Tiếng rít phát ra từ phế phủ đủ để kháng cự lại âm thanh của quả lựu đạn loa ấy. Tiếng hú vừa dứt, hiệu lực của lựu đạn loa cũng không còn nữa. Pháp sư Á La ngay lập tức tìm thấy lữ cánh Nam, dẫn cô đến đầm nước gần đó. Lúc này, Như Nhị Hoa vẫn đang ở trong trạng thái cách âm. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, Pháp sư Á La đã dùng chỉ pháp đặc hữu của mật giáo ra lệnh cho lữ cánh Nam nín thở, trầm xuống lữ cánh nam tuy không nghe thấy cũng không nhìn thấy nhưng xúc giác của cơ thể vẫn còn y nguyên hai chân cô đã cảm nhận được cái lạnh ngập đến đầu gối biết mình đang ở trong nước hoặc đầm lầy bèn hít sâu một hơi cùng chìm xuống với pháp sư á la nấu mình tránh khỏi sự tìm kiếm của như nhị Hoa. ở phía bên kia uy lực của quả lựu đạn lóa cũng làm kinh động bọn trác mộc cường ba nhạc dương nói là lựu đạn lóa giáo quan bị phát hiện rồi à nhạc dương nói đoạn liền định lao ra nhưng ba tàng đã vươn tay kéo lại bình tĩnh nói, xông ra cũng vô dụng thôi. Nhạc Dương ngẩn người ra nhìn Ba Tang, anh hiểu, ý của Ba Tang là, cả giáo quan và Pháp Sư Á là còn không đối phó được với tên ấy, mình đi cũng chỉ là tự lao đầu vào chỗ chết, nhưng bảo anh tiếp tục đợi ở đây thì trong lòng càng thấy bứt rứt khó chịu. Trương Lập cũng lên tiếng, giáo quan nói, kẻ địch chỉ có một tên, nếu hắn đang cùng lúc đối phó cô ấy và Pháp Sư, vậy thì chúng ta có thể di động, ít nhất cũng rời khỏi phạm vi giám sát của hắn được, cường ba thiếu ra, anh thấy đợi đã, Trác Mộc Cường Ba cũng biết, cần phải lập tức đưa ra phán đoán. Nếu kẻ địch vẫn đang dám thị bọn họ, vậy thì đây là cơ hội tốt nhất để hành động. Trong đầu gã thầm tính toán, tốc độ lan truyền của âm thanh là 340 m chê, sau khi sử dụng lựu đạn lóa, thông thường người ném ra phải chờ 2-3 giây mới lao vào vòng chiến. Từ đó, chắc một cường ba phán đoán thời gian âm thanh vang được tới đây và thời gian kẻ địch cùng Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam chiến đấu. Hành động, năm người họ lập tức di chuyển theo một hướng khác, nhưng chát lỗ đã chân tay mềm nhún, vừa chạy mà lảo đảo như muốn ngã đến nơi. Nghiêu nhị hoa đã trở lại vị trí phục kích, lập tức trông thấy phía trước có di động, liền không chút do dự nâng súng lên, nã ngay một phát vào người hành động chậm chạp nhất kia. Á, à, chát lỗ đau đớn giống lên, viên đạn đã ghim vào vai trái anh ta, song hình như chưa xuyên qua. Trương lập kêu lớn, chát lỗ trúng đạn rồi, năm người vội vàng nằm phục xuống. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy dâng lên một tia sợ hãi đối với kẻ địch này. Cùng lúc đối phó với Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La, lẽ nào nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi ư? Vậy thì đối phương thực sự quá đáng sợ, hay chúng không chỉ có một tên thôi? Pháp Sư Á La không dám bỏ Lữ Cánh Nam lại, vì cô đang tạm thời mất cả thị lực lẫn tính lực, nếu gặp phải kẻ địch cầm súng thì đúng là hoàn toàn chẳng còn chút năng lực phòng ngự nào cả. Ông phải đợi Lữ Cánh Nam đỡ được phần nào, sau đó mới có thể chế phục tên kia nhưng thời gian không đợi người vừa đỡ lữ cánh nam vào chỗ ẩn nấp liền nghe thấy tiếng súng vang lên pháp sư á la thầm nhủ bọn cường ba thiếu ra hành động sớm quá không ổn cần phải bảo vệ an toàn cho cậu ấy ông ra lệnh cho lữ cánh nam ẩn nấp tại chỗ tự bảo vệ mình kế đó nhanh chóng lao vút ra ngoài như nhị hoa chỉ bắn có một phát tất cả kẻ địch đều đã nằm phục xuống trên khóe miệng y khẽ lộ ra một nụ cười có độ khó thì mới kích thích chứ. Y dựa vào trí nhớ lần tìm vị trí của mấy người vừa nãy, lúc này trong thiết bị gắn bên tai chợt vang lên tiếng động báo hiệu phía sau lưng y có vật thể đang di động. Hừm, lần này lại là gì nữa đây? Lợn rừng à? Pháp sư Á La đã hoàn toàn xác định được vị trí ẩn náu của Ngưu Nhị Hoa, khi ông sắp tiếp cận được y, Ngưu Nhị Hoa bỗng ngoảnh đầu lại, Pháp sư liền ném ra một cành cây. Ông biết khả năng xả kích của đối phương rất chuẩn xác nên hy vọng bằng cách này có thể phân tán được sự chú ý của kẻ địch. Tạch, một phát đạn của Ngưu Nhị Hoa đã bắn vỡ tét khúc cây, nhưng Pháp Sư Á La đã lao tới trước mặt y rồi. Ngưu Nhị Hoa dương họng súng ra ngoài, chỉ thấy thân thể Pháp Sư Á La nghiêng đi một cái. Tách, một viên đạn bay vào khoảng không, còn chân Pháp Sư Á La đã vút tới ngay phía trước. Y vội dơ ngang súng lên chặn cú đá đó lại, Pháp Sư Á La liền mượn thế hất văng luôn khẩu súng đi. Ngưu Nhị Hoa vội lộn ngửa về phía sau, đồng thời rút ở hông ra một con dao ngăm bén nhọn, lúc chạm chân xuống đất đã từ trái sang phải, vung ra một đòn. Pháp sư Á La tức thời rụt chân về. Nghiêu nhị ốt tay cầm dao găm, đâm nhầu hai ba phát, lưỡi dao phát ra tiếng rít gió vù vù. Y thầm nhủ, đây là kỹ thuật dùng dao găm cận chiến của đội mũ nổi đỏ, mặc xác mày là ai, dùng để thử uy lực của nó một phen cũng tốt. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân y lại đột nhiên hất lên, một mảng đất bùn bắn tung về phía Pháp sư Á La. Pháp sư vội đưa cánh tay lên ngăn lại, thân người nghiêng đi, cho thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên giữa khe hở của đám bùn đất, biết rằng đó là lưỡi dao găm đâm tới, liền chống một tay xuống đất, cả người xoay một vòng, hai chân như thần long xuất hải, liên tiếp tung lên mấy cước. Như nhị hoa thấy thế công của mình bị khóa chặt, thân hình liền hơi ngả ra sau, con dao găm ném vút ra như phi đao, đồng thời vuốt tay bên hông một cái, lại cầm một khẩu súng lục M500. Pháp sư Á là biết rõ uy lực của loại vũ khí này, tức thời vươn tay bắt lấy con dao găm, lật cổ tay ném ngược trở về. Như nhị hoa thậm chí còn chưa kịp nổ súng, đã bị mũi dao đâm trúng cổ tay. Lúc này cả hai người đều đang trong trạng thái ngửa ra sau, Như nhị hoa cười gần một tiếng, chân đạp mạnh làm bắn lên một mảng bùn đất lớn nữa, tay trái vớt lấy khẩu M500, xoay người bỏ chạy, xong vẫn không quên ngoảnh lại nổ một phát súng, hoàn toàn không cần ngắm nghĩa gì cả. Pháp sư Á la thấy hướng y chạy không phải nơi lữ cánh nam đang ẩn nấp, cũng không truy kích, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khẩu M110 kia cũng đã chìm xuống đầm lầy, không thấy bóng dáng đâu nữa, bèn thở dài một tiếng, trở lại chỗ lữ cánh nam. Khi lữ cánh nam và Pháp Sư Á la quay lại chỗ bọn chắc mộc cường ba, Pháp Sư trầm giọng nói, hắn chạy mất rồi, không còn súng bắn tỉa, chắc tạm thời cũng không dám lại gần chúng ta quá đâu. Ba Tam hỏi, ai vậy? Pháp Sư Á la lắc đầu, toàn thân ngụy trang, không nhìn ra được. Nhưng lúc hắn bỏ chạy, dường như có một chân không được linh hoạt cho lắm, chắc là đã bị thương từ trước khi chúng ta đến đây. Khả năng rất lớn chính là kẻ chạy trốn khỏi tước mẫu. thật đáng tiếc, không cướp được vũ khí của hắn. nhạc dương và trương lập thấy lữ cánh nam được pháp sư á la diều trở về, vội cuống quýt hỏi han. giáo quan không sao chứ? giáo quan, không vấn đề gì chứ. lữ cánh nam lắc đầu, không sao, hơi sơ ý thôi. thị lực và thính lực của cô cũng đang dần dần hồi phục. trác mộc cường ba nói không có chuyện gì thì tốt. Chát lỗ bị thương rồi. Chỉ thấy chát lỗ đang nằm bên cạnh kêu gào khóc lóc, ta tiêu đời rồi, ta sắp chết rồi. Cánh tay anh ta đã được băng bó lại, thực ra vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là máu cứ chảy mãi không ngừng mà thôi. Pháp sư Á La bước lại nói, phấn chấn lên, cậu không việc gì đâu. Ông bóp nhẹ vài cái quanh vết thương của chát lỗ, máu liền ngừng chảy tức thì. Sau đó, Pháp sư lại nghĩ ngợi dây lát, rồi bẻ một cành cây, đâm vào vài chỗ trên người chát lỗ. Tiếng khóc của anh ta cũng nhỏ dần, nhưng chỉ chốc lát sau, chát lỗ đã lại kêu lên, tay ta không còn cảm giác gì nữa, phải chăng tay ta đứt rồi. Pháp sư Á La vỗ vỗ lên cánh tay anh ta mỉm cười nói, không có vấn đề gì đâu, nếu kịp thời tìm được qua ba đại địch ô, cậu sẽ lành lặn như chưa bao giờ bị thương vậy. Chúng ta đi thôi, không biết quanh đây có còn tên địch nào khác nữa không, và lại, tên kia cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhạc Dương gật đầu nói, phải đấy, may mà hắn không biết chúng ta không có vũ khí. Trác Mộc Cường Ba nói, chát lỗ, còn đi được chứ? Chát lỗ gật đầu, đi được, nghe nói qua ba đại địch ô có thể trị khỏi vết thương của mình, anh ta cũng không còn sợ hãi quá thể như trước nữa. Bảy người tiếp tục tiến về hướng Gia Quỳnh, chỉ có điều, vì không thể đưa chát lỗ đu bay bằng dây móc, nên tốc độ giảm đi rất nhiều. Như nhị hoa phẫn hận vô cùng, vừa chạy vừa thầm nghĩ, kẻ toàn thân đầy bùn đất đó rốt cuộc là ai? những kỹ thuật mình học được trong quá trình huấn luyện đặc biệt dường như đều không có tác dụng gì với hắn. Lẽ nào thằng cha Merkin đó đã chơi mình? Không, là tên kia quá mạnh. Chắc một cường ba, lần này mày may mắn, nhưng tao không bỏ cuộc như vậy đâu, hãy đợi đấy. Như nhị hoa trở lại khoảng rừng mà y chú ẩn mấy hôm nay. Khước ba đã đợi sẵn ở đó, thấy y trở về liền vội vàng chạy lại nói, chứng của đại vương đã đi qua chỗ khe núi rồi. Hả, sao ngươi lại bị thương vậy? Nghiêu nhị hoa cười gần đáp, vết thương vớ vẩn thôi. Không sao, phải rồi, người có biết bọn trác mộc cường ba đó đến đây làm gì không? Khước ba băng bó vết thương cho Nghiêu nhị hoa, đoạn nói, chúng đến tìm lão già kia. Tìm lão già ấy, tại sao? Chuyện này thì ta không biết, có điều ta nghĩ, rất có thể liên quan đến công chúa tước mẫu. Ha ha, tính ra thì ả à, công chúa ấy giờ chắc là mù hẳn rồi. Khước ba bật cười âm hiểm. Nghiêu nhị hoa cũng cười lạnh lẽo, hừ, kế hoạch này của các ngươi cũng ác độc thật đấy. Khước ba đột nhiên phẫn nộ nói, nếu không phải lão già đó đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của chúng ta vốn hoàn toàn không có kẽ hở nào. Như nhị hoa rút cánh tay đã được băng bó về, lại lấy ra một khẩu súng bắn tỉa loại AW338, nói, ta chẳng hứng thú gì với âm mưu của các người cả, có điều tên chắc một cường ba muốn gặp lão giả ấy, thì ta nhất quyết không cho hắn được như ý. Đi thôi, đến trướng của đại vương các ngươi đi y liếc nhìn bãi mìn đánh dấu bằng vô số chấm đỏ trên bản đồ lòng thầm suy tính nếu như có thể dụ bọn chúng đến chỗ này cường ba thiếu ra vết xe càng lúc càng rõ hơn chúng ta càng lúc càng đến gần họ rồi nhạc dương quan sát xong liền báo cáo với trác mộc cường ba trác mộc cường ba gật đầu nói tốt lắm chát lỗ còn cố được không chát lỗ đã đầm đìa mồ hôi nãy giờ vẫn được trác mộc cường ba đỡ đi anh ta nghiến răng nói được trương lập hỏi còn bao xa nữa thì đến gia quỳnh chát lỗ đáp không xa nữa đâu gia quỳnh không phải thành trấn mà chỉ là một điểm đóng quân mà giữa hai điểm đóng quân không bao giờ vượt quá một ngày đường cả cứ đi như vậy thêm một hồi nữa bước chân nhạc dương dần dần chậm lại những người khác cũng thả bước chậm theo duy chỉ có chát lỗ là hoàn toàn không cảm thấy gì dưới đất có dấu chân ngựa được bọc kín bốn vó quay ngược trở lại sâu trong rừng thấp thoáng có tiếng ngựa thở rất nhẹ xung quanh an tĩnh đến độ bất bình thường nhạc dương lặng lẽ nói có mai phục biết rồi trác mộc cường ba nói một cái lá cây xanh mơn mởn rơi từ trên cao xuống gã ra lệch, ẩn nấp sáu người liền như năm mũi tên tỏa ra các hướng khác nhau mỗi người nấp bên dưới một thân cây lớn ngẩng đầu nhìn lên bọn họ đều hiểu rõ kẻ địch đang nấp trên cây khả năng ẩn mình của những tên này không xuất sắc gì cho lắm chát lỗ được trác mộc cường ba kéo lôi đi mang đến bên dưới một gốc cây anh ta hỏi gì thế Trác Mộc Cường ba thì thào, đừng lên tiếng. Kẻ địch trên cây bị lá cây che khuất tầm nhìn, không thể trông thấy bọn Trác Mộc Cường ba bên dưới, còn mấy người nhóm Trác Mộc Cường ba lại có thể nhìn xuyên qua kẽ lá trông thấy một vài cánh tay và cẳng chân lộ ra. Họ trao đổi ý kiến từ xa trong dây lát, đám người này đại khái có chừng 20 tên, đều ăn mặc theo kiểu người bản địa, cũng có nghĩa là tỷ lệ xuất hiện vũ khí hiện đại rất thấp, bọn họ có thể chỉ phải đối mặt với cung tên và phi tiêu. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đám người trên cây đã hết kiên nhẫn có cảm giác không biết những kẻ bị bao vây kia ở đâu còn mình ngược lại đã bị lộ những kẻ bên dưới mau ra đây các ngươi đã bị bao vây rồi đối phương dùng tiếng tạng cổ mấy người bọn trác mộc cường ba nhìn nhau cười cười bọn họ đương nhiên không thể cứ thế bước ra được nhưng chát lỗ đã kêu toáng lên ba chát đội trưởng có phải không tôi nghe thấy tiếng của ngài rồi tôi đây mà chát lỗ đây văn thư chát lỗ đây các người đừng bắn tên người trên cây trả lời, chát lỗ, ngươi là giang dũng chát lỗ, không phải ngươi đang bị nhốt ở tước mẫu à? Chát lỗ nói, đúng thế, nhưng tôi được thả trở về rồi. Ba chát đội trưởng, đúng là ông rồi, đại vương ở đâu thế? Tôi muốn gặp đại vương, nói đoạn, liền định nhổm dậy ra phía ngoài. Chát mộc cường ba khẽ kéo một cái, chát lỗ liền không còn chút sức lực nào, chỉ còn biết ngoảnh đầu lại giận dữ với gã. Chát mộc cường ba nói, đợi đã, gã có cảm giác rất rõ rệt sự việc không đơn giản như vậy, câu hỏi của tên ba chát đội trưởng đó đầy vẻ nghi hoặc. Quả nhiên, một người khác trên cây đã lên tiếng, đừng nghe hắn, Giang Dũng chát lỗ đã chết trong nhà lao ở Lang Bu rồi, chuyện này thuộc hạ của ta đã báo cáo từ lâu rồi. Đám người này muốn ám sát đại vương của chúng ta, giết hết bọn chúng đi. Sắc mặt chát lỗ tái mét, lớn tiếng quát lên, ngươi. Ngươi là ai, ngươi nói bậy. Người kia nói, nếu ngươi là chát lỗ, phải có dám đứng ra chỗ trống cho bọn ta nhìn rõ không? Trát lỗ nói, có gì mà không dám? Ta chính là Giang Dũng Trát lỗ. Nếu các ngươi là hộ vệ của Đại Vương, thì chắc chắn sẽ nhận ra ta. Đồ ngốc, cạm bẫy đấy! Trác Mộc Cường ba nhắc nhở. Trát lỗ mặc kệ lời cảnh cáo của Trác Mộc Cường ba, vận sức xé rách vạt áo, lao ra khỏi chỗ Trác Mộc Cường ba và anh ta đang nấp, đứng giữa khoảng trống kêu lên, tôi chính là. Lời còn chưa dứt, một mũi tên đã lạnh lùng vù một tiếng bắn tới. Chát lỗ ngây người ra nhìn mũi tên, không kịp có bất kỳ phản ứng gì, may mà chắc một cường ba theo sắt phía sau, đột nhiên trồm lên như hổ vồ mồi, ấn cả người chát lỗ xuống đất, nên mới thoát nạn. Hai người lăn tròn mấy vòng nấp vào bên dưới một gốc cây khác, lần này thì chát lỗ không dám nhau ra nữa, chỉ run run giọng hỏi, tại sao? Họ không tin ta à? Chỉ nghe giọng ba chát đội trưởng vang lên, hắn chính là chát lỗ. Lý ca, tại sao ngươi bắn tên? Lý ca nói, Ta nhận được tin Chat Lỗ đã chết từ lâu rồi, sao hắn lại xuất hiện ở đây được chứ? Nhất định là đã cấu kết với bọn người Lang Bu, mưu đồ ám hại Đại vương của chúng ta." Ba Chat nói, "Vậy thì cũng phải hỏi cho rõ rồi mới tính chứ. Tất cả vệ binh của ta nghe đây, không ai được bắn tên." Lý Ca gần giọng quát, "Ba Chat, ngươi chớ quên rằng ta mới là chỉ huy hành động lần này. Tuy đám vệ binh đó đều là người của ngươi, nhưng ngươi dám làm trái lệnh của Đại vương ư?" Ba chát lầu bầu một tiếng, khốn kiếp, rồi không nói năng gì nữa. Chỉ nghe người tên Lý Ca kia hạ lệch, xuống dưới, giết sạch hết bọn chúng cho ta, không được để tên nào sống mất. Vừa nãy các ngươi cũng thấy động tác của chúng rồi đó, bọn sát thủ này lợi hại vô cùng, tuyệt đối không được mềm lòng. Bằng không, người bị giết chính là các ngươi đấy. Nhạc Dương ở phía xa dùng tay ra hiệu hỏi xem phải làm sao. Trác Mộc Cường ba cũng lấy làm khó xử, nếu ra tay ở đây, tức là đã kết thù kết oán với người Yaka rồi. Vậy liệu còn có thể mời được đại địch ô của họ nữa hay không? Nếu không ra tay, lẽ nào ngồi một chỗ chờ chết? Đúng là một cục diện tiến thoái lưỡng nan. Gã đưa mắt nhìn sang phía Pháp Sư Á La, hỏi xem có cách gì chế phục được đám vệ binh này không? Pháp Sư Á La nhẹ nhẹ lắc đầu, số lượng quá đông, mà bọn họ cũng đã nếm qua sự lợi hại của đám dũng sĩ này rồi. Không giết chết họ, họ nhất định sẽ cứ bám lãng nhãng không buông. Các chiến sĩ cầm vũ khí lần lượt từ tàng cây treo xuống càng lúc càng đến gần chỗ bọn trác mộc cường ba ẩn nấp ra tay cũng không ổn không ra tay cũng không xong cây cung trong tay nhạc dương kéo ra rồi lại đưa về chỗ nắm tay đã bị mồ hôi anh thấm đẫm tình thế cực kỳ nguy cấp chuyện tiên hiệp đúng lúc ấy trong rừng chợt vọng ra một tiếng gầm vang như sấm động dừng tay nghe thấy tiếng quát đó đám binh sĩ yaka liền lần lượt buông vũ khí xuống mấy người bọn trác mộc cường ba đều lấy làm nghi hoặc chỉ thấy trong rừng có một cỗ xe ngựa lọc cọc chạy ra Bốn con chiến mã trắng như tuyết đều được mặc giáp, to lớn giống hệt nhau, mỗi con đều toát lên khí chất bất phàm. Tất cả binh sĩ đều hướng về phía cỗ xe quỷ bái, người đánh xe lạnh lùng quét ánh mắt nhìn bọn họ, xem ra thân phận và chức vị của y cũng cao hơn đám hộ vệ của đại vương này rất nhiều. Chát Lỗ lại xông ra ngoài, nước mắt đầm đìa chảy xuống, "Đại vương, đại vương, thần là Chát Lỗ, là giang dũng Chát Lỗ đây, cuối, cuối cùng cũng gặp được đại vương rồi." Ba chát, một người cao lớn chắc nịch gương mặt hơi rỗ, tay cầm một cây rìu bước tới, quỳ xuống bên cạnh chát lỗ, đồng thời nói với anh ta, không phải đại vương, mà là địch ô đại nhân tân nhiệm của Yaka chúng ta. Ba chát bái kiến địch ô đại nhân. Địch ô đại nhân trong xe nói, lý ca đâu? Ba chát lắp bắp nói, vừa, vừa nãy khi đại nhân tới, hắn liền chạy mất rồi. Thuộc hạ vô năng, không giữ hắn lại được. Địch ô đại nhân cơ hồ khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên là vậy. Đột nhiên ngữ khi biến đổi, trầm giọng nói, người bạn ở trong rừng, người theo dấu ta cũng khá lâu rồi nhỉ. Nếu không phải đến tìm ta, thì mau mau đi đi. Chỉ thấy màn xe dường như hơi nhúc nhích, tựa hồ có thứ gì đó bay vút ra. Vừa trông thấy tấm màn hơi hé lên, Pháp Sư Á la liền thầm thở vào một hơi. Phía đằng xa, như nhị hoa Á lên một tiếng, cánh tay bị thương của y lại bị thứ gì đó đâm trúng. Lần này, y thậm chí còn không nhìn rõ đó là thứ gì, thì đã bị đâm xuyên qua rồi. Vết thương cực nhỏ, nhưng cảm giác đau đớn thì lại mạnh hơn bị dao găm đâm phải gấp 10 lần. Như nhị hoa ngoảnh đầu lại tìm kiếm, chỉ thấy thứ đó xuyên qua bàn tay của y rồi cắm ngập vào thân cây, chỉ để lại một đoạn đuôi nhỏ xíu. Y liền cẩn thận rút ra xem, không ngờ đó chỉ là một cây kim bạc, giống loại vẫn thường sử dụng trong trung y, mảnh như sợi tóc. Y biến sắc, vội nhặt khẩu AW338 dưới đất lên chạy đi, đồng thời hỏi Khước Ba, lão giả ấy rốt cuộc lai lịch thế nào. Khước Ba đanh mặt nói, không biết, ta chỉ biết lão ta lợi hại đến mức không giống con người nữa. Thật đáng tiếc, quân cờ cuối cùng của ta để lại cũng bị lộ rồi. Như nhị hoa nói, nghĩ cách gọi hắn đến đây, nói không chừng vẫn còn có ích cho chúng ta. Ừm, bọn chúng đến đây vì ả à đàn bà mù kia chứ gì, chắc không lâu sau sẽ phải trở lại tước mẫu. Chúng ta có thể sắp đặt một chút chướng ngại trên đường về của chúng, đi theo ta. Nói đoạn, hai người liền chạy vụt đi. Trong rừng, bọn trác mộc cường ba đều đã đứng cả ra. Tuy bọn họ không quen biết vị địch ô đại nhân này, nhưng có vẻ ông ta cũng không ác ý gì với họ. Chát lỗ không quên mục đích chuyến đi lần này, vội nói, địch ô đại nhân, mấy người lang bu, à không, là mấy người giáp mế này, họ có chuyện muốn xin gặp, cầu xin ngài. Địch ô đại nhân ngắt lời nói, ta biết rồi, giang dũng chát lỗ phải không, ba năm trước người bị oan uổng rồi, giờ người có thể trở về, đại vương mà gặp hẳn sẽ vui lắm. Người và ba chát trở về chướng của đại vương trước đi ba chat kinh ngạc lắp bắp địch ô đại nhân vậy ngài địch ô đại nhân lại nói ta nói chuyện với mấy người giáp mễ này một lát các ngươi không cần bảo vệ ta tôn ma ở lại những người khác đều trở về đi ba chat ngươi trở về bẩm báo với đại vương cứ nói là suy đoán của chúng ta đã được chứng thực rồi còn chuyện lý ca thì không cần nhắc đến làm gì ba chat và đám thuộc hạ nhận lệnh liền đưa chát lỗ về chỗ trứng của quốc vương Yaka, chỉ để lại một người tên là tôn ma cũng chính là người đánh xe kia đợi bọn người ba chát đi xa hẳn pháp sư á la mới lên tiếng cuối cùng cũng tìm được ngài rồi bọn trác mộc cường ba đều đần mặt ra chỉ nghe vị qua ba đại địch ô phía sau tấm màn phủ kia không ngờ cũng đáp lại bằng tiếng chung cuối cùng tôi cũng đợi được mọi người rồi giọng nói đó nghe thật quen thuộc đến khi vị qua ba đại địch ô ấy vén tấm màn xe lên cả bọn lại càng kinh ngạc thốt lên pháp sư tháp tây vị địch ô đại nhân đang ngồi xếp bằng trong xe ấy tuy đã khoác lên mình tấm áo đen tuyển của vu sư đầu đội khăn tai và mũi đều đeo vòng nhưng đó không phải pháp sư tháp tây thì còn là ai vào đây được nữa chẳng trách giọng nói tiếng trung vừa nãy nghe sao lại quen tai thế rốt cuộc là thế nào đây pháp sư tháp tây không phải ngài đã sao ngài lại trở thành đại địch ô của yaka thế cả bọn nhao nhao hỏi pháp sư tháp tây khẽ mỉm cười ôn tồn nói tôi bị thương rất nặng không thể đi lại được nữa rồi chỉ còn biết ở đây đợi mọi người thôi tôi biết Mọi người nhất định sẽ tìm được đến đây mà. Lên xe ngồi trước đã. Trong xe rất rộng rãi, ngồi 7-8 người mà cũng không hề có cảm giác chật trội. Thấy cả bọn đều đã ổn định trên xe, Pháp Sư Tháp Tây mới nói, tôi hỏi trước nhé, chuyện mọi người đến đây tìm tôi là thế nào vậy? trác Mộc Cường Ba trả lời, là thế này, chúng tôi ở tước mẫu. Gã lần lượt kể sơ qua chuyện bị bắt giam ở tước mẫu, sau đó bị ép đến Nha Ca mời Đại Địch Ô đến xem bệnh mắt cho công chúa đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn bị giữ lại làm con tin. Cho Pháp Sư Tháp Tây nghe, những điểm nào chưa được rõ ràng lắm, mấy người Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương, Trương Lập. Lại bổ sung thêm, Pháp Sư Tháp Tây nhíu mày nói, chỉ có 4 ngày thời gian, giờ đã qua hai ngày rồi, cũng tức là, nếu hai ngày nữa không kịp trở về. Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ bị giết chết. Trác Mộc Cường ba gật đầu, đúng vậy. Pháp Sư Tháp Tây lập tức nói, Tôn Ma, đi Nhật Mã Ca Tùng. Tôn ma ở bên ngoài nói vọng vào, địch ô đại nhân, giờ hơi muộn rồi, trên đường trời sẽ tối mất. Pháp sư tháp Tây nói, trời tối thì đốt đuốc lên, chúng ta muốn đến bờ biển sinh mệnh trước khi trời sáng. Đi thôi. Tôn ma vâng một tiếng, rồi giật dây cương, bốn con ngựa liền tung vó, lao vụt đi trong rừng già. Không biết vì tâm trạng căng thẳng, hay vì có quá nhiều nghi vấn trong lòng, ngược lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, ba phút đầu tiên từ khi xe chuyển bánh, trong khoang xe hết sức yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe cán lên đất bùn phát ra những âm thanh lẹt bẹt. Pháp sư Á La nói, chắc 90% có phải chính là chuyện này không ạ? Cuối cùng, Nhạc Dương vẫn không nhịn được, cất tiếng hỏi. Pháp sư Á La còn chưa kịp cất tiếng, pháp sư Tháp Tây đã đáp lời thay, chuyện này, thật hết sức xin lỗi mọi người, trước đó chúng tôi không kịp thương lượng gì, đã tự tiện đưa ra quyết định. Lúc ấy, chúng tôi nghĩ thế này, vì lúc xuất phát có nhiều người, lại phải chăm lo cho nhau chúng tôi sợ đối thủ đến bạc ba la thần miếu trước, vì vậy tôi quyết định một mình đi trước. Nếu chỉ một mình tôi, thì tốc độ ít nhất cũng nhanh hơn tất cả chúng ta rất nhiều. Ngài, sao có thể làm được vậy? Lúc đó chúng ta đang lênh đênh trên biển ngầm mà. Trương Lập không ghìm được vội hỏi ngay. Xét cho cùng thì lúc đó họ vẫn còn đang ở giữa một vùng biển tối tăm xòe bàn tay ra trước mặt cũng chẳng thấy năm ngón tay, xung quanh lại còn vô số loài quái vật ăn thịt rình mò trầu trực. Pháp Sư Tháp Tây mỉm cười nói, cũng nhờ vào bộ trang bị nổi được mà cậu thiết kế ra đấy." Trương Lập Sực hiểu ra, pháp sư muốn nói đến quả bóng bơm khí đó à. Anh đã nhớ ra, quả bóng bơm bằng khí nén đó không chỉ có thể làm giảm đà rơi từ trên cao xuống, mà trên mặt nước cũng là một cái phao rất tốt, khi người di chuyển bên trong quả bóng nhỏ, đồng thời cũng khiến quả bóng lớn bên ngoài di chuyển với tốc độ nhanh trên mặt nước. Anh lại hỏi thêm, "Nhưng mà, ngài rời thuyền như thế nào vậy? Chúng tôi đều không chú ý thấy." Pháp Sư Tháp Tây tiếp tục nói, lúc đó, mọi người đã đói đến mắt hoa đầu váng rồi, ý chí còn đang dẫy ruộng trên làn danh giữa tỉnh táo và hôn mê, trong bóng tối mù mịt ấy, tôi lặng lặng rời đi, mọi người tự nhiên không thể phát giác ra được. Tôi và Pháp Sư Á là đều đã tu luyện thiên nhật hành, mấy tháng không ăn gì cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng mọi người thì không thể. Nhạc Dương nói, Pháp Sư Á là cũng thật là, lúc ấy phải nói với chúng tôi một tiếng chứ, còn gạt mọi người bảo là Pháp Sư Tháp Tây đã đi rồi, chúng ta còn tưởng ngài chật, cường ba thiếu ra còn rất thương tâm nữa đó. Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng ngữ khí đầy sự bất mãn và chất vấn, tựa như đang trách móc Pháp Sư Á là vẫn không tin tưởng bọn họ vậy. Pháp Sư Tháp Tây lắc đầu nói, không thể trách Pháp Sư Á là được, ông ấy chỉ là một hạ vị cách quả, không có lệnh của tôi, tự nhiên không thể nói với mọi người được. Hơn nữa, đoàn thám hiểm của cường ba thiếu ra tổ chức có đủ mọi hạng người từ khắp nơi, chúng tôi cũng không dám đảm bảo người nào cũng đáng tin cậy cả, có phải không? nhạc dương lập tức nhớ đến triệu trang sinh bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại cổ họng trong xe lại rơi vào một khoảng lặng ngắn trương lập thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo bèn cất tiếng nhưng mà cũng may cuối cùng chúng ta cũng gặp lại được pháp sư tháp tây rồi càng không thể ngờ pháp sư lại trở thành đại địch ô của vương quốc yaka nữa nhưng mà chúng tôi nghe nói đại địch ô của yaka từ tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn một tháng trước cơ mà chuyện này là như thế nào vậy ạ à? pháp sư tháp tây mỉm cười đáp Nói chuyện mọi người đến Tước Mẫu như thế nào trước, được không? Trương Lập thoáng ngây người, sau đó liền kể vắn tắt lại chuyện bọn họ cập bờ, lên tầng bình đài thứ nhất, rồi dựa vào bản đồ tìm được thôn làng của người qua ba và lên được tầng thứ hai từ chỗ đó, sau đó lại đi về phía tây, cuối cùng đến được Tước Mẫu. Pháp sư Tháp Tây gật đầu, nói: "Ừm, um, mọi người quả nhiên dựa vào bản đồ trong hương Ba La mật quang bảo giám." Trương Lập lấy làm ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao ạ?" À? Pháp Sư không đi theo lối đó sao? Pháp Sư Tháp Tây lắc đầu, ừm, khi chúng ta nghiên cứu bản đồ trong hương ba la mật quang bảo giám, vì thư liệu trong tay cho thấy, trong quãng gần trăm cây số bị sương mù phong tỏa trên dãy Himalaya này, có hai mạch núi tỏa rộng xuống phía dưới thành hình chóp, mỗi tầng bình đài áng trừng rộng mấy trăm cây số, trong đó lại không biết có bao nhiêu sinh vật quái dị, như vậy đi lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nên tôi không đi theo tuyến đường đã vạch trên bản đồ, mà từ tầng thấp nhất trèo thẳng lên. Dì à, lần này không chỉ có Trương Lập, ngoài Pháp Sư Á la ra, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, cả lữ cánh nam cũng bất giác ngồi thẳng người lên. Phải biết rằng, trong tay họ có các công cụ chuyên dụng để leo núi, lại còn leo lên từ nơi tầng bình đài thứ nhất và thứ hai gần nhau nhất, vậy mà cũng khó khăn lắm mới lên được đến nơi. Pháp Sư Tháp Tây chẳng những không có công cụ gì, chỉ dùng đôi tay trần, hơn nữa còn leo qua hơn 2.000 mét vách đá hình vòng cong vào bên trong, sức người sao có thể làm được điều đó cơ chứ. Trác Mộc Cường ba kinh sợ đưa mắt nhìn Pháp Sư Á La, xem ra những mật tu giả này không đơn giản chỉ là mấy tháng không ăn không uống, bọn họ cơ hồ đang không ngừng khiêu chiến cực hạn trong cực hạn chịu đựng của cơ thể con người. Nhạc Dương rốt cuộc cũng đã hiểu ra, Pháp Sư Tháp Tây trực tiếp leo lên tầng bình đài thứ hai, rồi lại từ đó leo thẳng lên tầng bình đài thứ ba, thời gian cũng chỉ mất khoảng 3 đến 5 ngày, còn bọn họ đi trong rừng thì mất những hai tháng trời, chẳng trách Pháp Sư lại có thể ở tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn một tháng trước nhưng mà tại sao ông ấy lại không đến thẳng bạc ba la thần miếu luôn nhỉ pháp sư tháp tây nói nghe khó tin lắm phải không kha kha nhưng mọi người thử nghĩ xem năm xưa người qua ba đến đây chẳng phải cũng chỉ dựa vào đôi bàn tay trần để leo lên các tầng phía trên thôi sao chẳng những vậy họ còn vận chuyển theo cả những tượng phật vàng và các báu vật nhà phật nặng đến cả vạn tấn nữa được rồi để tôi kể tiếp nhé khi đó tôi đến tầng bình đài thứ hai là một thảo nguyên ở phía bắc nơi này chỗ đó rất gần nơi ngắn nhất giữa tầng thứ hai và thứ ba. hơn nữa tôi cũng phát hiện, thì ra nơi này quả có người sinh sống. bọn họ đã sinh sôi trên vùng đất này hơn một nghìn năm nay rồi. chỉ là bọn họ dường như không có nhiều thay đổi, vẫn giữ lại các tập tục của nghìn năm về trước, hoàn toàn không hề hay biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những biến đổi nhưng trời lệch đất. nơi tôi đến lúc đó, gọi là côn ba thác, một vùng đất của vương quốc yaka này. bọn trác mộc cường ba gật gật đầu họ đã từng nghe địch ô cát mẫu nói về nơi này, tóm lại là một nơi rất gần với tầng bình đài thứ ba. Pháp sư Tháp Tây lại tiếp tục kể, những người dân du mục trên thảo nguyên này cũng vẫn hiếu khách như nghìn năm trước vậy, tôi ở lại nhà một mục dân tên là Thất Châu hai ngày. Lúc đó tôi cũng nôn nóng quá, không để tâm mấy đến những điều Thất Châu nói về người thượng qua ba. Tôi nghĩ, biết đâu mình lại có cơ hội giao lưu với người thượng qua ba, dù có chuyện không hay, muốn rút lui mà không tổn hại gì chắc là cũng làm được. Nói tới đây, Pháp Sư Tháp Tây không khỏi ủ rũ mặt mày. Nhạc Dương nói, Pháp Sư Tháp Tây, ngài vừa nói mình bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa. Chính là do những người thượng qua ba đó gây ra ư. Cả bọn đều không khỏi lạnh người. Nếu cả Pháp Sư Tháp Tây mà cũng không thoát được đám người thượng qua ba ấy, vậy thì bọn họ làm sao vượt qua được khu vực người thượng qua ba kiểm soát đây? Pháp Sư Tháp Tây không trả lời, chậm chậm lật tấm chăn da dê phủ lên đùi mình ra. Á! À, Bọn Trác Mộc Cường ba đồng thanh thốt lên một tiếng kinh hãi, chỉ thấy hai chân Pháp Sư từ đầu gối trở xuống đã bị cắt đứt, giờ chỉ còn lại hai bắp đùi. Chuyện này là như thế nào vậy? Người thượng qua ba cũng thật quá tàn nhẫn rồi. Trương Lập kích động đứng hẳn dậy. Pháp Sư tháp Tây ra hiệu cho anh ngồi xuống, sắc mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nói ra thật xấu hổ, tôi thậm chí còn chưa thấy bóng người thượng qua ba nào thì đã bị trọng thương rồi. Trương Lập ngạc nhiên thốt, sao? Sao lại vậy được? Có phải bị chúng cảm bẫy không? Pháp sư tháp Tây lắc đầu cười khổ, cũng không phải cảm bấy, thứ này, chắc là mọi người biết đấy. Nói đoạn, ông liếc nhìn sang phía ba tang đầy ẩn ý. Trong mắt ba tang lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi hệt như của Pháp sư tháp Tây, những người khác.